ba trăm mười chín hắn là ma thánh tao thủ đi ta lão tôn có lẽ không nghĩ tới muốn đi tôn ngộ không nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nguyên bản hắn cũng không tính ra tay giúp đỡ đoạn đường này bên trên đoàn mục bạch một mực đối với hắn châm chọc khiêu khích cũng không thấy hoàng trinh ba người giúp hắn nói cái gì cho phải lời nói chỉ là tại đến vạn thú sơn mạch sau đó tôn ngộ không lại không nhẫn mại cùng đoàn mục bạch tranh phong đối lập sau đó hoàng trinh mới vì đội ngũ không nội chiến ngăn cản đoàn một bạch hai lần theo tôn ngộ không cũng không phải là vì tốt cho hắn thuần túy là không muốn để cho đội ngũ bị tổn thất mà thôi có thể Hoàng Trinh vừa rồi hướng về hạt hổ nhào tới thời điểm để cho hắn trước trốn, muốn dùng tính mạng mình cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, điểm này để cho Tôn Ngộ không trong bụng có một chút xúc động, nữ nhân này cũng không phải là giống nàng nhìn bề ngoài lạnh như vậy băng băng a, à. vẫn còn có chút nhân tình vị, cũng được, liền xem ở điểm này xuất thủ giúp bọn hắn một chút đi. Bạch, hạt hổ hướng về Hoàng Trinh từng bước một chậm rãi tới gần, bỗng nhiên cái đuôi khế động, bộ cạp đồng dạng đuôi chân hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Hoàng Trinh cái chán chỗ phi đâm tới, một khi bị đâm trúng, Hoàng Trinh thân thể sẽ tại mấy hơi thở thời gian liền bị hút khô, chỉ còn lại một bộ khô cạn tối ra. Cuối cùng, kết thúc sao? hoàng trinh ánh mắt lộ ra một cố vẻ tuyệt vọng bế lên rồi hai mắt chờ lấy đuôi châm xuyên phá cái chán một khắc này lại chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm trong tưởng tượng nhói nhói cũng không xuất hiện không khỏi kinh ngạc mở mắt sau một khắc hai mắt đột nhiên trợn tròn miệng nhỏ đại trường một mặt chấn kinh chi sắc ngay tại trước mặt nàng một bước chỗ tôn nộ không thân thể đưa nàng bảo hộ ở sau lưng tay phải dựng lên hai ngón tay vững vàng kẹp lấy ma thú hạt hổ cái kia nhìn qua không thể phá vỡ đôi bọ cạp đôi châm đôi châm bên trên hiện ra lục quang tính ăn mòn kịch độc dĩ nhiên là đối tôn nộ không ngón tay không có tạo thành tổn thương chút nào nghĩ tại ta lão tôn trước mặt đả thương người ngươi còn chưa đủ tư cách Tôn nộ không nở nụ cười lạnh sau một khắc kẹp lấy ma thú hạt hổ đuôi châm ngón tay đột nhiên dùng sức trực tiếp đem hạt hổ đuôi châm kẹp chặt vỡ vụn ra cái này cũng chưa hết một cỗ lực lượng theo vỡ vụn phương hướng hướng về đuôi gốc dễ riêng mà đi thật dài cái đuôi không ngừng vỡ vụn lại có hướng thân thể bên trên lan tràn mà đi dấu hiệu sợ đến hạt hổ kêu đau đớn một tiếng giống thạch sùng đồng dạng đánh gây chính mình cái đuôi, bay vượt qua hướng về phía trước lao ra ngoài hơn mấy trượng lúc này mới xoay đầu lại một mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ nhìn về phía tôn nộ không cùng bạo trạng thái phía dưới ma thú phần lớn là không cảm giác được đau đớn cùng sợ hãi nhưng cũng có ngoại lệ giống hạt hổ như vậy ngay ngắn cái đuôi tất cả đều đứt gãy đây chính là không nhẹ thương thế dù sao hạt hổ không phải thạch sùng loại này tráng sĩ si chặt tay tự vệ phương thức đối thân thể mà nói thế nhưng là tổn thương không nhỏ tôn ngộ không ngươi hoàng trinh giống như là lần thứ nhất nhận biết tôn ngộ không nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động đây chính là cuồng bạo trạng thái dưới hạt hổ a đôi bọ cạp công kích càng là hạt hổ hai đại tuyệt chiêu một trong lại bị tôn ngộ không hai ngón tay liền ngăn cản xuống dưới không chỉ có như thế tôn ngộ không chỉ là hơi hơi dùng sức liền đem đuôi bọ cạp cho bất gãy loại kia vỡ vụ lan tràn tình cảnh để cho hoàng trinh cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt phải là mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể để cho cùng bạo trạng thái phía dưới ma linh cấp hạt hổ cái đuôi đức thành từng khúc ca ta lão tôn đã sớm nói cái này nhiều lắm là xem như một tuần kịch mà thôi tôn ngộ không khỏe miệng hơi hơi nhếch lên ma linh cấp bậc ma thú sao quá yếu một cái yếu từ ngữ ra miệng một cốc ngập trời khí thế đột nhiên từ trên thân tôn ngộ không bay lên nhưng lại vị hướng về nơi xa chuyển đi chỉ là đem toàn bộ hạp cốc cho bao phủ tại trong đó là phá thiên lĩnh vực lực lượng tôn ngộ không trực tiếp vận dụng phá thiên lĩnh vực cái này vạn thú sơn mạch bên trong ma thú rất nhiều toàn lực đem khi tức phóng xuất mà nói có lẽ sẽ dẫn tới cao giai ma thú chú ý đối tìm kiếm ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người hạ lạc bất lợi sử dụng phá thiên lĩnh vực vừa vặn có thể đem lực lượng ba động hạn chế tại lĩnh vực bên trong sẽ không truyền đi trừ cái đó ra tôn Ngộ không còn có một cái khác mục đích đó chính là đem sắp sông ra hạp cốc đoan một bạch cùng nhau bao phủ ở bên trong ra hỏa này một đường bên trên cũng không có ít đối với hắn châm trọc khiêu khích hiện tại thấy tình thế không đối muốn truyền đi nơi đó có dễ dàng như vậy sự tỉnh hắn còn có sổ sách muốn cùng tính toán đâu đây đây là cái gì lực lượng thật mạnh phá thiên lĩnh vực vừa mở ra hoàng trinh mấy người tất cả đều cảm nhận được cái kia cố vô pháp kháng cự ngập trời áp lực tôn nộ không cũng không dùng lĩnh vực lực lượng tới áp chế bọn hắn nhưng đã để bọn hắn cơ hồ vô pháp đúc đích đáng sợ như vậy lực lượng bọn hắn đừng nói thấy qua ngay cả nghe đều chưa từng có nghe nói qua đến cùng là dạng gì cấp độ cường giả mới có dạng này lực lượng cái này tôn nộ không 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 là tôn tiền bối ẩn tàng cũng không tránh khỏi quá sâu sao bình ngay tại hướng về hạp cốc bên ngoài bay nhanh đoan một bạch chỉ cảm thấy một cố lực lượng ba động đột nhiên đem hắn bao phủ tiếp theo kinh khủng áp lực trực tiếp ép tại trên người hắn đem hắn theo giữa không trùng trực tiếp ép tới tầng tầng ngã xuống tại mặt đất bên trên toàn thân xương cốt kéo kẹt văng lên ngay cả ngẩng đầu đều cực kỳ khó khăn sao làm sao có thể đây đây là lĩnh vực lực lượng đoan mục bạch nhìn về phía nơi xa tôn ngộ không cái tia tựa như ma thần đồng dạng thân ảnh kinh hãi không dám tin thần sắc tại trong mắt lóe lên làm sao có thể tên kia làm sao có thể mạnh như vậy người khác có lẽ không biết hắn đoan mục bạch thân làm đoan mục thế gia công tử kiến thức cũng không phải bình thường người có thể so sánh đây rõ ràng là chỉ có ma đế trở lên cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng a à cái này tôn ngộ không là ma thánh, đoan mục thế gia thân làm ma giới một trong tam đại thế gia truyền thừa đã có mấy trăm vạn năm, mặc dù chưa hề xuất hiện qua ma thánh cấp bậc cường giả, nhưng lại có tương quan ghi chép trong truyền thuyết, chỉ có ma thánh cường giả hoặc là cực kỳ thiên tài nửa bước ma thánh cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực lực lượng vừa ra tất cả thân ở trong đó địch nhân tất cả cũng không có mảy may năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. đoan mục bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới tôn ngộ không dĩ nhiên là nắm giữ lĩnh vực lực lượng, hắn là ma thánh cao thủ sao? không có khả năng, ma giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ma thánh cảnh giới cường giả bằng không mà nói thiên đạo khẳng định sẽ có phản ứng đoan mục thế ra những cái kia lão tổ không có khả năng chú ý không đến cái kia tôn ngộ không chính là nửa bước ma thánh cảnh giới cường giả chơi ạ à. chính mình đoạn đường này bên trên dĩ nhiên là đối một nửa bước ma thánh cảnh giới cường giả một mực châm chọc khiêu khích còn ba phen mới bờ ân ở muốn hướng đối phương xuất thủ nghĩ đến đây đoan mục bạch cả người trên mặt trong nháy mắt không có nửa điểm huyết sắc phía sau lưng bên trên mồ hôi lạnh trực tiếp cầm quần áo cho thấm ướt. hắn có thể sống đến bây giờ đơn giản chính là kỳ tích à. lấy tôn ngộ không nửa bước ma thánh thực lực dĩ nhiên là không có một tay lấy hắn cho bóc chết Khó trách, khó trách Tôn Ngộ không trên đường đi luôn là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, khó trách vừa rồi đứng ở một bên một chút liên thủ ý tứ đều không có, cái này bất quá ma linh cấp bậc ma thú, làm sao có thể để ở trong mắt Tôn Ngộ không, cái kia hoàn toàn chính là động động ngón tay liền có thể dễ đi, bao quát hắn đoan một bạch ở bên trong. Hống! Phá Thiên lĩnh vực vừa ra, Hạt hổ cũng bị trực tiếp ép tới nằm trên đất, hoàn toàn không thể động đậy, trên thân hồng quang trong nháy mắt liền bị ép xuống, màu da khôi phục bình thường, đúng là trực tiếp bị Phá Thiên lĩnh vực trực tiếp theo cường bạo trạng thái đẻ đến khôi phục được trạng thái bình thường, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hạc Hổ Linh trí tại ma thú bên trong đã không tính thấp, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng xu lợi tránh hại bản năng cùng e ngại cường giả tư duy còn là có. Hiện tại ngoại trừ đối tôn Ngộ không vô hạn sợ hãi bên ngoài, liền chỉ còn lại có tràn đầy hối hận, hối hận tại sao phải nhảy ra công kích tôn Ngộ không bọn người, cái này hối hận chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Bạch. Tôn Ngộ không đưa tay khẽ hấp, hạc hổ thân thể không có chút nào nửa điểm sức chống cự trôi nổi lên, bị hút tới phụ cận, tầng tầng ngã xuống tại hoàng trinh trước mặt. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không phải muốn lấy ma hay sao? Còn không tranh thủ thời gian đậu thủ tôn nộ không nhìn còn tại xứng sở hoàng trinh liếc mắt hơi nhịu như mày hắn cũng sẽ không ma tộc loại kia thu lấy ma hạch phát ấn chỉ có thể từ hoàng trinh đến đậu thủ a a a ta lấy ma hạch lấy ma hạch hoàng trinh lúc này mới theo chấn kinh cùng ngốc trệ bên trong hồi phục thần trí nuốt một ngụm nước bọt móc ra đoạn nhận tại hạt hổ phần bụng mở một cái miệng máu đánh vào phát ấn sau một lát tại hạt hổ tuyệt vọng ánh mắt bên trong một cái to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng đất ma hạch theo miệng máu bên trong bay ra bị hoàng trinh ôm đồm trong tay hạt hổ ánh mắt cũng bắt đầu tan ra lên phát ra một tiếng cuối cùng tiếng rên dị phía sau nghiêng một cái treo rồi muốn lấy được ma hạch nhất định phải tại ma thú còn tại sống suốt thời điểm độc thủ nhưng ma hạch một khi lấy ra ma thú sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường chờ đợi bọn chúng chỉ có đường chết ma giới người tiến nhập ma thú đại lục săn bắt ma hạch trên thực tế chính là tại săn giết ma thú đồng dạng ma thú cũng muốn ngăn cản loại này săn giết trái lại săn giết ma tộc ở trong đó chính là trần trụi loã mạnh được yêu thua không có cái gì ai đúng ai sai tôn nộ không sở dĩ xuất thủ chủ yếu là bởi vì hoàng trinh cuối cùng biểu hiện hắn sông hướng hạt hổ dùng sinh mệnh mình thành tôn nộ không đổi lấy đào tẩu cơ hội cử động để cho tôn ngộ không nhận lấy chấn động nữ tử này là thật coi hắn là trở thành đồng bạn đối đãi bằng hưu cùng đồng bạn tôn nộ không xưa nay sẽ không keo kiệt càng sẽ không thấy chết không cứu cho nên hắn xuất thủ thu thập một cái ma linh cấp bậc ma thú đối tôn nộ không mà nói đơn giản chính là một bữa ăn sáng căn bản cũng không phí cái gì sức lực hắn xử xuất lĩnh vực lực lượng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì ngăn cản cái kia đoan mục bạch đào tẩu đoan mục thế gia công tử rất đáng gồm sao muốn cứ như vậy rời đi nghĩ hay thật bạch tôn nộ không tâm niệm vừa động lĩnh vực lực lượng trực tiếp bao vây lấy đoan mục bạch đem từ đằng xa hạp cốc biên giới cho lăng không kéo lại nặng nề mà ngã xuống tại trước mặt mặt đất bên trên trực tiếp ngã cái mặt chạm đất ngã gục hai viên răng cửa trực tiếp sụp đổ đi ra miệng đầy mặt mũi tràn đầy máu tươi bạch tôn nộ không đem phá thiên lĩnh vực thu vào duy trì phá thiên lĩnh vực lại tiêu hao không ít hỗn độn nguyên lực chấn nhiếp tác dụng đã làm ra kế tiếp không cần đến lĩnh vực lực lượng dù sao đoan mục bạch ngay tại trước mặt ở dê lẽ lại còn có thể dưới mí mắt hắn đào tàu sao chương ba trăm hai mươi đông hoàng trung hạ lạc. ma thánh tiền bối tha mạng tha mạng a là ta có mắt không trỏng là ta đang chết tiền bối ngài liền xem ở ta đoan mục thế ra trên mặt mũi tha ta đầu cầu bệnh này đi phá thiên lĩnh vực thu vào tôn nộ không ánh mắt lạnh lùng quét về tê liệt ngã xuống trên mặt đất đoan một bạch đoan một bạch bị tôn nộ không băng hàn ánh mắt như thế quét qua hồn đều nhanh dọa không có không lo được rơi miệng đầy mặt mũi tràn đầy máu tươi há mồm phun ra hai viên mang huyết nhà răng hướng về tôn nộ không phanh 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 đập lên khấu đầu hoảng sợ cầu xin tha thứ tha ngươi ta lão tôn tại sao phải tha ngươi tôn nộ không cười bất quá nụ cười này tại hiện tại đoan một bạch trong mắt lại tựa như ác ma nụ cười đồng dạng đáng sợ đoan một bạch ánh mắt quét một bên đã đều chết hết hạt hổ thi thể lên mắt kịch liệt run run một chút sau một khắc hắn có thể hay không tựa như cái này hạt hổ biến thành một bộ băng lãnh thi thể tiền bối ta biết sai rồi đều là ta mắt cho coi thường người khác mạng phạm tiền bối tiền bối ngươi đại nhân có đại lượng liền đem ta làm cái cái dám đem thả đi vừa nghĩ đến đây đoan mục bạch trong lòng sợ hãi càng thêm mãnh liệt dập đầu đập đến bình bình văng lên miệng bên trong mơ hồ không rõ xin tha nói tiền bối ta là đoan mục thế gia nhị công tử ta có thể xuất tiền ta có thể ra rất nhiều rất nhiều tiền đến chuộc mạng tiền bối ngài giết ta chỉ là ô với tay liền tha ta đầu này tiện mệnh đi ồ xuất tiền tôn nộ không chân mày cao lại ngươi nói là ma tinh sao ngươi cảm thấy ta lão tôn lại thiếu ma tinh cần phải ngươi đến cho ta lão tôn không 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 ta không phải ý tứ này đoan mục bạch cuốn quýt lắc đầu đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng gấp giọng nói ta có bảo vật ta có một kiện khó được bảo vật là chúng ta đoan mục ra chấn tộc chi bảo ta nguyện ý dùng để chuộc mạng còn xin tiền bối tha cho ta lần này chấn tộc chi bảo là dạng gì bảo vật làm sao lại trên tay ngươi ngươi không phải đoan mục thế gia nhị công tử sao tại ngươi bên trên hẳn là còn có đoan mục thế gia đại công tử gia chủ cái gì đi nhược quả thật sự là chấn tộc chi bảo lại rơi trên tay ngươi tôn nộ không trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc chợt hư lạnh một tiếng còn là nói, ngươi cảm thấy ta lão tôn là loại kia không có nào ngu xuẩn, lại tùy tiện liền tin tưởng ngươi vì mạng sống thuận miệng loạn bệnh lấy cớ. Một cỗ băng lãnh sát ý theo Tôn Ngộ không là trên thân bay lên, Tôn Ngộ không đã đem khí thế thu vào, khôi phục ma soái tu vi khí thức, nhưng Đoan Mục Bạch hiện tại nơi nào còn dám đem hắn xem là phổ thông ma soái, cảm nhận được Tôn Ngộ không trên thân sát ý, Đoan Mục Bạch đều nhanh dọn ngất. Không phải thuận miệng loạn bệnh. Tiên bối, ta nói đều là thật, đều là thật a. Ta. ta thật có chấn tộc chi bảo, là tam giới thời đại thượng cổ yêu tộc đại thánh Đông Hoàng Thái nhất phòng ngự chí bảo Đông Hoàng Trung, là mẫu thân của ta cho ta. Đông Hoàng Trung tôn nộ không trong mắt đột nhiên lóe lên một vệ kinh người sa mang khẽ vươn tay đem đoan mục bạch từ dưới đất hút tới ở trong tay bắt lại cổ áo hai mắt nhắm lại chăm chú tập trung vào đoan mục bạch ánh mắt trầm giọng quát hỏi ngươi xác định không có nói đùa là Đông hoàng trung xác thực xác định tuyệt đối không sai đoan mục bạch trắng xám nghiêm mặt sắc điên cuồng gật đầu yêu tộc đại thánh đông hoàng thái nhất đông hoàng trung dĩ nhiên là lưu lạc đến ma giới khó trách vu yêu đại chiến sau đó trong tam giới liền rốt cuộc không có đông hoàng trung tung tích nguyên lai là rơi xuống ma tộc trong tay được đưa tới ma giới tôn nộ không trong bụng giật mình thượng cổ hồng hoang thời điểm yêu tộc thiên đình hai đại thánh giả thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất uy danh hiền hách thiên đế đế tuấn nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận, trấn nhất hoàng vũ mà đông hoàng thái nhất thì là cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo đông hoàng trung phòng ngự thiên hạ vô song danh sưng một trong nơi tay bất tử bất diệt nhưng vụ yêu đại chiến sau đó chu thiên tinh đấu đại chiến trận nhãn hà đồ lạc thư bị yêu sư côn bằng mang đi ẩn cư bắc câu lô châu đông hoàng trung cũng không hạ lạc hậu nhân còn tưởng rằng đông hoàng trung theo đông hoàng thái nhất cùng một chỗ trôn cất tại hồng hoang một góc nào đó không nghĩ tới lại là bị ma tộc chiếm được còn dẫn tới ma giới khó trách trong tam giới lại không nửa điểm tin tức tốt ta xem ở đông hoàng trung trên mặt mũi ta lão tôn liền tạm thời trước thang ngươi nhưng ngươi nếu như là dám lừa gạt ta lão tôn ta lão tôn có là thủ đoạn để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này tôn ngộ không hướng về đoan mục bạch nết nết miệng lộ ra một vệt nhe răng cười sợ đến đoan mục bạch lại là run một cái cú quýt cam đoan tuyệt đối không dám lừa gạt tôn ngộ không chờ trở, trở lại đoan mục thế gia nhất định đem đông hoàng trung hai tay dâng lên vân vân tiền bối cái này ma hạch cho ngài đa tạ tiền bối ân cứu mạng hoàng trinh trước tiên ngôn ngữ bên trên có đắc tội chỗ còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ xin tiền bối thứ tội Hoàng Trinh đem theo hạt hổ thể nội lấy được ma hoạch hướng về tôn ngộ không đưa lên. Sai Bằng Vũ cùng hầu kiệt hai người cũng chống đỡ thương thế đi tới, hướng về tôn ngộ không hành lễ nói xin lỗi. Ma linh cấp bậc ma hoạch sao? Tôn ngộ không tiếp nhận ma hoạch nhìn lướt qua, thật là so cái kia ma xoái cấp ma hoạch gần chứa năng lượng phải hơn rất nhiều. Bất quá đối với hắn mà nói không có gì đại dụng, tiện tay đem hướng về Hoàng Trinh ném đi trở về. Ta lão tôn không cần thứ này, chính ngươi giữ đi. Ta lão tôn danh hảo tề thiên đại thánh, các ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng tiền bối kêu. Nghe khó chịu, xưng ta thành đại thánh là được. Đa tạ đại thánh. Hoàng Trinh vui mừng trong bụng hướng về tôn ngộ không ôm quyền cảm ơn sai bằng vũ cùng hầu kiệt hai người cũng là nói cảm ơn liên tục đây chính là ma linh cấp bậc ma hạch đối tôn ngộ không mà nói mặc dù không có chỗ ích lợi gì nhưng đối bọn hắn mà nói có thể quá chân quý có cái này mai ma hạch bọn hắn lần này vạn thú sơn mạch chi hành liền đã chuyến đi này không tệ những linh đan này cho các ngươi khôi phục một chút thương thế tiếp tục đi vào trong tôn ngộ không lật bàn tay một cái một bình chữa thương đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay nắp bình bay lên ba hạt tiên đan từ trong đó bay ra rơi vào hoàng trinh sai bằng vũ cùng hầu kiệt trong tay về phần đoan một bạch tôn ngộ không lưu hắn một mạng đã là xem ở đông hoàng trung mặt mũi lên rồi làm sao có thể còn ở trên người hắn lãng phí đang dược húng chi thân làm đoan một thế gia nhị công tử ngay cả đông hoàng trung thứ trí bảo này đều có thể đạt được chỉ là dược phẩm chữa thương căn bản là không cần đến tôn ngộ không cho hắn chính hắn tùy thân nên mang theo còn muốn tiếp tục đi vào trong hoàng trinh ba người xứng sở chợt phản ứng lại tôn ngộ không tới này vạn thú sơn mạch khẳng định có cái khác mục đích bằng không không đáng vẫn giấu kín thực lực cùng bọn hắn cùng một chỗ dạng này cũng tốt có tôn ngộ không dạng này một vị cường giả đồng hành bọn hắn lần này vạn thú sơn mạch thu hoạch nhất định sẽ so mong muốn cao hơn lên rất nhiều đem tôn ngộ không cho đan dược nuốt vào trong bụng, lập tức hóa thành một cô ôn nhuận dòng nước cấm chạy thay đổi toàn thân, hoàng trinh ba người chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch đứt gây chỗ tại cố này dòng nước cấm xung kích phía dưới cấp tốc khôi phục, rất nhanh liền tựa như tân sinh, thậm chí so với trước đó đến còn phải cứng cỏi rất nhiều, ba người không khỏi lại hỉ, toàn lực vận công luyện hóa dược lực, đem tiên đan dược hiệu tận khả năng hấp thụ nhiều luyện hóa, chỉ cảm thấy tu vi đều tựa hồ có một chút tinh tiến, đa tạ đại thánh, sau một lát hoàng trinh ba người đứng lên, hướng về tôn ngộ không hành lễ nói tạ. tôn ngộ không khoát tay áo, tốt, loại này nghi thức xã giao về sau cũng không cần, đoan một bạch đi thôi, ngươi phía trước mở đường. chính như tôn nộ không suy nghĩ như vậy, đoan mục bạch trên thân mang theo chữa thương đang ăn dược, hắn mặc dù rơi mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng đều là những ngoại thương, thương thế cũng không nặng, uống thuốc khôi phục một chút, dọn dẹp một chút khuôn mặt liền khôi phục, chỉ là quảng rơi cái kia mấy quả răng cũng sẽ không nhanh như vậy liền mọc ra, há miệng ra nhìn qua rất có vài phần buồn cười. Ta mở đường. thế nào, người đối ta lão tôn an bài có ý kiến không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến. đoan mục bạch vội vàng đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắp một dạng, hắn hiện tại chính là cái thất gỗ lên thì cá, nào dám có ý kiến đến gì trêu đến tôn ngộ không không cao hứng trực tiếp phất phất tay đem hắn tiêu diện cái này hoàng sơn giã linh ai sẽ biết rõ lại nói lấy tôn ngộ không nửa bước ma thánh thực lực tu vi coi như đoan mục ra biết rõ hắn là chết tại tôn ngộ không trong tay chỉ sợ cũng không dám nói thêm cái gì về phần nói đông hoàng trung cũng không phải là rời hắn đoan mục bạch tôn ngộ không liền không có cách nào tìm tới đông hoàng trung đoan mục thế gia biết rõ đông hoàng trung hạ lạc trừ hắn ra còn có mẹ hắn đâu thu thập một chút đoan mục bạch tiếp tục đi tại đội ngũ phía trước nhất do đường hoàng trinh sai bằng vũ cùng hầu kiệt ba người ở giữa tôn ngộ không còn là đi tại cuối cùng một mặt nhàn nhã lạnh nhạt thần sắc nhưng bây giờ lại không có người nào dám đối với hắn hiện lộ mảy may bất mãn nói đùa có nửa bước ma thánh tu vi tại cái này vạn thú sơn mạch bên trong chỉ cần không gặp được ma thú bên trong hoàng giả dạ, đi đâu không được đại tỷ đại ngươi có phải hay không coi trọng đại thánh rồi từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi đối đại thánh không tầm thường khắp nơi bảo vệ cho hắn ngươi sẽ không phải đã sớm biết hắn rất lợi hại sao một đường bên trên hoàng trinh thỉnh thoảng liếc trộm tôn nộ không liếc mắt sau đó lại nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi lại sợ bị phát hiện những này tất cả đều rơi vào hầu kiệt trong mắt hầu kiệt ánh mắt chuyển động hướng về hoàng trinh lặng lẽ truyền âm hỏi trong lời nói rất có mấy phần chế nhạo chi ý nói hiệu nói vượn cái gì hoàng trinh vẫn nộ trừng hầu kiệt liếc mắt sau đó vội vàng nhìn lén tôn nộ không một chút gặp cũng không có phản ứng đặc biệt lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nhìn xem hầu kiệt truyền âm trách mắng lời này nếu như bị đại thánh biết rõ chọc giận đại thánh ngươi liền không sợ đại thánh động động tay nắm chết ngươi à. sẽ không đại thánh không phải như thế người bằng không thì cũng sẽ không cho chúng ta đan dược chữa thương hầu kiệt cũng lặng lẽ xem xét tôn nộ không liếc mắt sau đó cười đùa truyền âm trả lời đại tỷ đại thật chúng ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, ngươi luôn luôn đối người sắc mặt không chút thay đổi. Dọc theo con đường này lại ba phen mới bờ lờ giúp đại thánh nói chuyện, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra đại thánh chỗ bất phẩm rồi? Chỗ bất phàm sao? Hoàng Trinh nhớ lại một chút, vấn đề này nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính là trực giác cảm thấy tôn ngộ không có việc giấu diếm. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng tôn ngộ không là giống nàng năm đó như thế cùng đường mạt lộ muốn vào rong binh đoàn kiếm miếng cơm ăn, lên lòng chắc ẩn, không nghĩ tới người lại là thâm tàng bất lộ đại lão. Nàng điểm này đồng tình cảm giác hiện tại xem ra hoàn toàn chính là chuyện tiểu lông. Chương ba thành thành thật thật ở phía trước mở đường tiếp tục theo trong hạp cốc ghé qua mà qua, không còn đụng phải một đầu ma thú, có lẽ là bị Tôn Ngộ không trước đó phóng thích lĩnh vực lực lượng dọa sợ đi, có bên trong hạp cốc ma thú tại phá thiên lĩnh vực triệt hồi sau đó tất cả đều xa xa đào tẩu, một cái cũng không dám lưu lại. Xuyên qua hạp cốc, Tôn Ngộ không một đoàn người đi tới hoàng trình trong miệng vạn thú sơn mạch bên ngoài cùng bên trong giao giới khu vực, nơi này là một mảnh lòng trào sông khu vực, có một đầu thật dài sông lớn theo giao giới khu vực chảy xiết mà xuống, vạn thú sơn mạch ma thú sớm tối đều sẽ tới cái này sông lớn phụ cận uống nước, đương nhiên, bình thường chỉ là bên trong chung giai ma thú, có rất ít nhìn thấy cao giai ma thú. Đại Thánh hiện tại là buổi chiều, đến trạng vạn tối thời điểm sẽ có đại lượng ma thú tới này bờ sông uống nước, không biết đại thánh muốn đi săn cái dạng gì ma thú. đứng tại bờ sông, hoàng trinh hướng về tôn nộ không dò hỏi, ta lão tôn không phải đến săn giết ma thú. tôn nộ không lắc đầu, không săn giết ma thú. cái kia đại thánh ngài tới này vạn thú sơn mạch là, ta lão tôn là đến tìm người. tôn nộ không nói, nạo thiên ma đế mục trần hiên, như ma vương cùng lục nhĩ mỹ hầu, ba người bọn họ mười năm trước thông qua lượng giới thông đạo theo tam giới đi tới ma giới nhưng lại một mực không có tại ma giới đại lục bên trên hiện thân ta lão tôn hoài nghi là lượng giới thông đạo ra miệng mở tại cái này vạn thú sơn mạch bên trong bọn hắn nói không chừng là bị vây ở nơi này tôn ngộ không cũng không có dấu diếm dù sao chỉ cần ngạo thiên ma đế mục trần hiên còn sống hắn trở lại ma giới tin tức sớm muộn lại truyền ra chi lấy cùng sắc vi dòng binh đoàn cùng đường tôn ngộ không chính là muốn mượn bọn hắn đối vạn thú sơn mạch quen thuộc tiện lợi đến tìm kiếm ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người hạ lạc ngạo thiên ma đế hắn không phải đã chết sao đoan mục bạch nghe xong ánh mắt trận thật lớn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc năm đó tiên ma sau đại chiến kế đô ma đế xuất lĩnh ma tộc đại quân lui về ma giới đối ngoại tuyên bố ngạo thiên ma đế vẫn lạc tin tức chuyện này toàn bộ ma giới không ai không biết không người không hay hiện tại tôn ngộ không dĩ nhiên là nói ngạo thiên ma đế còn sống mà lại mười năm trước liền trở lại ma giới cái này sao có thể tôn ngộ không xem xét đoan một bạch liếc mắt không có trả lời hắn tra hỏi mà là tiếp tục nói ta lão tôn nghe nói cái này vạn thú sơn mạch bên trong có thực lực tại ma đế bên trên siêu giai ma thú tương đương ma thánh thực lực có lẽ mục lao ca bọn hắn chính là bị cái kia siêu giai ma thú cho khống trụ ta lão tôn muốn tìm tới bọn hắn hạ lạc cứu bọn họ ra ngoài các ngươi có thể giúp đỡ sao cái này hoàng trinh mấy người hai mặt nhìn nhau đại thánh thực lực chúng ta thấp sợ là không thể giúp ngài gấp cái gì sao ta lão tôn chỉ cần các ngươi dẫn đường tìm tới mục lão ca bọn hắn về phần thế nào cứu bọn họ đi ra cũng không cần các ngươi quan tâm ta cũng không nghĩ tới các ngươi có thể giúp một tay tôn nộ không khoát tay áo hoàng trinh mấy người bất quá ma xoái cảnh giới đối mặt ma thánh cấp độ ma thú đơn giản chính là sâu kiến so với cự lòng một hơi liền có thể cho thổi chết hắn chỉ bất quá muốn cho mấy người dẫn đường để càng nhanh tìm kiếm được ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người hạ lạc cái khác cũng không có trông cậy vào cái gì đại thánh nhưng có phân phó chúng ta nhất định toàn lực ứng phó tại không chối tử tôn nộ không lại nói có chút ngay thẳng cũng có chút đả kích lòng tự trọng nhưng là sự thật điểm này hoàng trinh trong lòng ba người cũng rõ ràng bọn hắn ngay cả ma linh cấp ma thú hạt hổ đều không đối phó được chớ nói chi là càng mạnh ma thú chỉ là mang cái đường mà thôi sẽ không có quá lớn nguy hiểm lại nói cho dù có nguy hiểm bọn hắn cũng không có lý do chối tử dù sao bọn hắn cái mạng này là tôn Ngộ không cứu cùng lắm thì coi như trả lại tôn nộ không đại thánh ta ta cũng phải đi sao ta đối cái này vạn thú sơn mạch cũng không quen thuộc ta Đoan Mục Bạch nghe xong muốn đi vào Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu, rất có thể còn muốn cùng ma thánh cấp bậc ma xuất thủ, lập tức sắc mặt liền sợ đến trắng bệch, chớ nhìn hắn ngày bình thường một mặt vênh vang đắc ý chi sắc, khắp nơi hiển lộ lấy Đoan Mục thế gia nhị công tử cảm giác ưu việt, nhưng tại ma thánh cấp bậc siêu giai ma thú trước mặt, hắn tính là cái gì chứ a? À? Cái kia siêu giai ma thú cũng sẽ không bởi vì hắn là Đoan Mục thế gia nhị công tử liền đối với hắn thủ hạ lưu tình, nên hạ miệng thời điểm có thể lại không chút nào mập mờ, mờ. Người đương nhiên phải đi. Tôn Lộ không trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc, ta lão Tôn nói qua, chờ ra Vạn Thú Sơn mạch lại đi Đoan Mục thế gia nắm đông hoàng trùng, trước đó, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, thanh thanh thật thật ở phía trước mở đường, đoan mục bạch một mặt tuyệt vọng vẻ vẻ bài, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, không phải liền là nói chỉ có thể đi theo tôn ngộ không bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập vạn thú sơn mạch chỗ sâu đi mạo hiểm sao? Không, đây không phải là mạo hiểm, theo đoan mục bạch vậy đơn giản chính là chịu chết, một cái ma thú hạt hổ hắn liền không đối phó được, đây vẫn chỉ là ma linh cấp ma thú, lại hướng lên ma tôn cấp, ma đế cấp, thậm chí ma thánh cấp bậc ma thú hắn thì càng không phải vóc, nhất là ma thánh cấp siêu giai ma thú, một đầu ngón tay là có thể đem hắn giết chết không biết bao nhiêu khắc cả, tôn ngộ không muốn đi tìm dạng này ma thú muốn người cái này cùng chịu chết có cái gì phân biệt đến lúc đó tình huống không đúng tôn nộ không có thể xoay người chạy bọn hắn chẳng phải trở thành người hy sinh rồi chơi ạ à, ngẫm lại liền cảm thấy tuyệt vọng thế nhưng là không có cách người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nếu là hắn không dám đi cái kia ngay lập tức sẽ bị tôn ngộ không tiêu diệt không cần nghĩ chúng ta tại cái này bờ sông dừng lại đến tối bắt một cái cao dai ma thú hỏi một chút nhìn xem cái này vạn thú sơn mạch mười năm trước có hay không lợi hại ra hỏa tiến nhập có lẽ liền có thể thăm dò được mục lão ca bọn hắn hạ lạc hoàng trinh bọn người đối vạn thú sơn mạch hiểu do cũng vẹn vẹn giới hạn trong vạn thú sơn mạch bên ngoài khu vực về phần bên trong đến cùng là dạng gì tình huống bọn hắn cũng chỉ là tin đồn cũng không có tự mình đi vào từng điều tra không giúp được bao nhiêu bận điệu hỏi thăm một phen sau đó tôn ngộ không ánh mắt chuyển động thản như nói bắt một cái cao dai ma thú đoan một bạch bốn người tất cả đều im lặng cao dai ma thú đây chính là ma tôn ma đế cấp cường hành ma thú tại tôn ngộ không trong miệng lại là như vậy tùy ý nói bắt liền bắt chỉ là vì tìm hiểu tin tức hỏi thăm đường cường giả chân chính tư duy quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải tôn ngộ không đã quyết định hoàng trinh mấy người cũng không có ý kiến đến gì dù sao đến lúc đó cũng không cần đến bọn hắn xuất thủ bọn hắn coi như là đi theo được thêm kiến thức tốt thời gian đang ngồi vận công bên trong trôi qua rất nhanh chạm vạng tối tiến đến nguyên bản yên lặng bờ sông dần dần trở nên ồn ào lên đủ loại ma thú theo trong núi rừng đi ra đi vào bờ sông uống nước trên một điểm này những này ma thú cùng tam giới dã thú cũng không hề khác gì nhau kỳ thật nói đến tuyệt đại bộ phận ma thú chỉ là bởi vì nhận ma linh chi khi ảnh hưởng học xong tu luyện lấy thu hoạch càng thêm cường đại lực lượng trên bản chất cùng dã thú cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều ma vân thú theo dạ ma sư kinh lôi ma long ta cái mẹ nó nhiều như vậy ma tôn cấp trở lên cao dai ma thú cái này nếu là đều bạo động kia là đáng sợ đến bực nào một cô lực lượng vạn thú sơn mạch bên trong ma thú thật sự là lại nhiều lại đáng sợ hầu kiệt nhìn xem một đầu lại một đầu cao dai ma thú theo vạn thú sơn mạch chỗ sâu đi ra đi vào bờ sông uống nước không khỏi rung động mở to hai mắt miệng bên trong hung hăng chật chật tàn thắn nói những ngày ngày bình thường tại các dòng binh xem ra hung tàn vô cùng ma thú giờ phút này lại là từng cái bình an vô sự tại bờ sông riêng phần mình uống nước nghỉ ngơi hình tượng cực kỳ hài hòa những cái này ma thú đều là ở tại vạn thú sơn mạch chỗ sâu sao cái nào một đầu ma thú có khả năng nhất biết rõ dãy núi chỗ sâu tin tức tôn nộ không ánh mắt tại bên bờ sông một đám ma thú trên thân nhìn lướt qua hướng về hoàng trinh mấy người hỏi cái này cao giai ma thú hẳn là đều biết một chút đi về phần nói cái nào một đầu ma thú có khả năng nhất biết rõ cái này chúng ta cũng không rõ ràng à hoàng trinh mấy người hai mặt nhìn nhau bọn hắn sắc vi dong binh đoàn cường thịnh nhất thời điểm cũng liền đi vào quá cái này bên ngoài cùng bên trong chỗ giao giới sông lớn khu vực lúc ấy hoàng trinh cùng xài bằng vũ đều chỉ là trong đội ngũ tiểu tùy tùng hầu kiệt còn không có gia nhập sắc vi dong binh đoàn đâu lại hướng bên trong xâm nhập bọn hắn liền thật không rõ ràng cái kia xem ra chỉ có thể tùy tiện bắt một cái, liền bắt tu vi cao nhất cái kia đi. Tôn Ngộ không trong mắt lóe lên một đạo kim mang, có bên bờ sông ma thú tu vi tất cả đều bị hắn thấy rõ rõ ràng sợ. Tối cao chính là một đầu ma tôn cấp ma thú, là một đầu kinh lôi ma long. Nói là ma long, trên thực tế theo Tôn Ngộ không chính là một đầu mọc ra cánh đại thần lằn, chẳng qua là có một ít long tộc huyết mạch mà thôi. Huyết mạch chi lực so với tam giới tứ hải long tộc đến còn phải mỏng manh, nhưng nhận ma giới ma linh chi khí ảnh hưởng, cái này kinh lôi ma long lại tu luyện đến ma tôn cấp, cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới mà lại khí tức là có ở đây mà tôn cấp bậc ma thú bên trong mạnh nhất, dựa theo hoàng trình thuyết pháp, tu vi càng mạnh ma thú thường Thường ở tại vạn thú sơn mạch càng chỗ sâu, cũng liền càng có khả năng biết rõ ngạo thiên ma đế mục Trần Hiên ba người hạ lạc. Bạch, trên thân kim quang lóe lên, Tôn nộ Không thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc Dĩ Nhiên xuất hiện ở kinh lôi ma long trước người, một cái hướng về kinh lôi ma long sừng rồng bên trên trục tới. Gào, kinh lôi ma long kinh hãi, ngửa mặt lên trời, gầm thét lên, thân hình khổng lồ Dĩ Nhiên là dị thường linh hoạt về sau co rụt lại nhanh chóng rút lui, tránh đi Tôn nộ Không một chào này. Dĩ Nhiên là né tránh rồi tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vệ vẽ kinh ngạc cái này vạn thú sơn mạch ma thu thật đúng là có chút bản lãnh hắn vừa rồi bất thình lình một chảo đại la kim tiên hẳn là căn bản là trốn không thoát mới đúng lại bị kinh lôi ma long cho né tránh lốt buốt, kinh lôi ma long tránh thoát tôn ngộ không một chảo này sau đó ánh mắt một mực tập trung vào tôn ngộ không toàn thân trên giới bắt đầu toát ra từng chuỗi lôi quang điện mang chung quanh ma thú cũng đều đã bị kinh động từng cái nhanh chóng lui ra chung quanh ngàn trượng bên trong thanh không ra mạng lớn từng cái ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện tôn nộ không gào một tiếng cao vút long ngâm vang lên kinh lôi ma long hướng về tôn nộ không phát động công kích Tôn Ngộ Không giờ phút này hiện lộ ra còn là ma soái cấp tu vi, đang kinh ngạc lôi ma long xem ra bất quá một cái nho nhỏ ma soái dám hướng hắn xuất thủ, đơn giản chính là không biết sống chết. Nó vì chính mình vừa rồi lùi bước biểu hiện cảm giác được mãnh liệt sỉ nhục cùng phẫn nộ, muốn đem tôn ngộ không trực tiếp cho giật thành cho bụi. Chương ba trăm hai mươi hai, đây chính là ma lôi sao. Mùi vị không tệ. ầm ầm. Kinh lôi ma long trên thân lôi quang điện mang ngưng tụ trở thành một đoàn cực lớn lôi vân, bỗng nhiên một cái phích lịch từ trong đó bắn ra bổ về phía tôn ngộ không. Chút tài mọn tôn Ngộ không nết miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh động đều không n ních mặc cho cái này phích lịch đánh vào trên người hắn một tiếng ầm ầm nổ vang thân hình lại là liền mảy may lắc lư đều không có kinh lôi ma long phích lịch đờ ập đờ nện trên người tôn Ngộ không đơn giản tựa như là đang cho hắn gãi ngứa ngứa, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào một cách vô hiệu kinh lôi ma long trên mặt hiện lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc tiếp theo sắc mặt giận dữ ở trên mặt hiện lên lôi vân bạo bắt đầu chuyển động sau một khắc càng nhiều lôi điện phích lịch hướng về tôn nộ không toàn thân hung hăng bổ đi lên đem cả người đều cho bao phủ tại lôi quang bên trong đại thánh thế nào đều không tránh a à đây chính là kinh lôi ma long ma lôi cho dù là nửa bước ma thánh cũng gánh không được dạng này vành ta. quá khinh thường hoàng trinh nhìn xem bị lôi quang bao phủ tôn ngộ không trên mặt nổi lên vẻ lo lắng kinh lôi ma long ma lôi tính ăn mòn cực mạnh chính là nửa bước ma thánh cấp bậc cường giả tuyệt thế cũng không dám không có chút nào phòng bị đón đỡ ma lôi công kích tôn ngộ không dĩ nhiên là không tránh không né cứ như vậy thủ lấy hắn cũng quá coi thường kinh lôi ma long đại tỷ đại ngươi đừng đi qua ngươi đi qua cũng không giúp được mắt thấy hoàng trinh liền muốn thả người ngự phong bay qua sai bằng vũ cùng hầu kiệt vội vàng giữ nàng lại liền nàng chút tu vi ấy thực lực bị kinh lôi ma long ma lôi trà sát đến một chút liền muốn bỏ đi nửa cái mạng căn bản cũng không khả năng cứu được tôn ngộ không đại tỷ đại yên tâm đi đại thánh cũng dám làm như thế liền khẳng định có năm chắc chúng ta phải tin tưởng hắn sai băng vũ lôi kéo hoàng trinh cánh tay khuyết nhủ năm chắc vậy nhưng chưa hẳn đoan mục bạch hư lạnh một tiếng hắn thật đúng là hy vọng tôn ngộ không bị cái này kinh lôi ma long ma lôi cho trực tiếp đánh chết hoặc là chém thành trọng thương cái kia chung quanh nhiều như vậy ma thú tuyệt đối sẽ không bông tha một cái bị trọng thương nửa bước ma thánh cực giả dạ, đến lúc đó một phen huyết chiến tôn ngộ không không chết cũng phải tàn thế hắn liền có thể thừa cơ chạy trốn không cần trả lại ra đông hoàng trung đại giới đoan một bạch ngươi đây là ý gì ngươi cực kỳ hy vọng đại thánh xảy ra chuyện sao hoàng trinh mặt lạnh lấy vừa quay đầu tập trung vào đoan một bạch trong mắt có vẻ tức giận đoan một bạch há to miệng muốn phản bác lại ngạnh xinh xinh nuốt trở về trong bụng âm thầm quyết tâm lũ đàn bà thối tha chờ lấy nhìn chờ cái kia tôn ngộ không chết tại trong tay ma thú đến lúc đó không người cho ngươi chỗ dựa ngươi xem bản thiếu thế nào thu thập ngươi ma lôi oanh kích cũng không phải vô cùng vô tận nửa nén hương về sau kinh lôi ma long trước mặt lôi vân hao hết đối tôn ngộ không oanh kích ngừng lại chờ lấy xem tôn ngộ không bị đánh đến không thành hình người bộ dáng theo lôi quang dần dần tiêu tán kinh lôi ma long sắc mặt dần dần thay đổi thấy rõ ràng lôi quang bên trong hiện lộ ra thân ảnh sau đó kinh lôi ma long ánh mắt trận thật lớn đầy mắt vẻ không dám tin lôi quang tiêu tán sau hiện lộ ra tôn ngộ không toàn thân cao thấp dĩ nhiên là không có chút nào tổn thương liền góc áo đều không có làm bị thương một chút càng đáng sợ là những cái tiêu tiêu tán ma lôi cũng không phải là biến thành ma linh chi khí tàn ra tất cả đều là bị tôn ngộ không thân thể trực tiếp cho hấp thu ba mẹ nó đại thánh quá ngư bước đây chính là kinh lôi ma long ma lôi a à, lại bị hắn trực tiếp cho hấp thu hầu kiệt miệng đều nhanh không khép lại được đầy mắt vẻ tàn thán sai bằng vũ cùng hoàng trinh biểu hiện cũng đại khái tương đương chưa từng nghe nói qua có người có thể dựa vào nhục thân liền ngăn cản được ma tôn cấp kinh lôi ma long ma lôi có thể tôn ngộ không chẳng những chặn lại còn trực tiếp đem ma lôi cho hấp thu biến thái quá biến thái đoan mục bạch ánh mắt cũng là chừng to lớn hắn còn tưởng rằng tôn ngộ không lần này không chết cũng muốn trọng thương đào thoát thăng thiên cơ sẽ đến đâu không nghĩ tới người căn bản liền thí sự mà không có gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao a à? thế nào như thế biến thái nửa bước ma thánh cũng không có khoa trương như vậy chứ. đây chính là ma lôi sao. Mùi vị không tệ, còn nữa không, ta lão tôn còn không có hấp đủ. tôn ngộ không liếm môi một cái, có chút vẫn chưa thỏa mãn cười xấu xa lên, sợ đến kinh lôi ma long một tiếng quay thiếu, quay đầu vũ cánh thịt liền muốn đào tẩu. muốn đi, ta lão tôn nói qua để ngươi đi rồi sao? tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, bắt lại kinh lôi ma long cái đuôi, mặc cho kinh lôi ma long rẽ rủa như thế nào, chính là không có cách nào tránh thoát tôn ngộ không thủ trưởng bay đi. miệng bên trong hoảng sợ giống to không ngừng, mù kêu to cái gì đâu? thật sự cho rằng ngươi lại vài tiếng long ngâm ngươi chính là long rồi? bất quá một cái đại thần lần mà thôi cho ta lão tôn im lặng tôn nộ không hơi không kiên nhẫn quát lạnh lên cầm kinh lôi ma long cái đuôi tay phải vừa dùng lực trực tiếp đem kinh lôi ma long cho kéo lại một cái ném qua vai hướng về mặt đất bên trên hung hăng đập đi lên Và anh mặt đất chấn động kịch liệt lên bụi bằng ngập trời mà lên kinh lôi ma long thân hình khổng lồ trực tiếp đem mặt đất cho ném ra một cái hố to ba tôn nộ không thân hình theo sát lấy rơi vào mặt đất bên trên lại là bắt lại kinh lôi ma long cái đuôi đem theo trong hố lớn túm đi ra xoay tròn trái một chút phải hất lên đống cắt đồng dạng hung hăng lắc tại trên mặt đất nghệ đến kinh lôi ma long gào lên đau đớn liên miên thấy hoàng trinh bọn người trợn mắt hốc mồm một câu đều cũng không nói ra được cái này cái này mẹ nó còn là ma sao đoan một bạch cái cầm đều nhanh muốn rơi đất lên rồi ánh mắt chừng đến căng tròn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thô bạo như vậy chẳng cảnh ma tôn cấp kinh lôi ma long tại tôn ngộ không trong tay tựa như là cái phá bao tải bị không ngừng vùng qua vung lại nghệ đến bụi đất đầy trời tung bay trên mặt đất đều bị nghệ ra từng cái liên tục hố to hoàn toàn chính là tại hành hạ người mới a à. kinh lôi ma long trên thân lân giáp đều không chịu nổi một chút xíu bị nện đến băng liệt ra lân giáp mảnh vỡ khắp nơi bay loạn ân hồng long huyết theo thể nội chạy ra đem toàn thân khắp nơi đều cho nhiễm đến huyết hồng bộ dáng thê thảm tới cực điểm vê anh một lần cuối cùng tầng tầng vung nện sau đó tôn nộ không rốt cục cũng ngừng lại nhẹ nhàng vớt vớt bả vai nói những người kia vẫn rất trọng làm cho ta lão tôn đều có chút tay chua hoàng trinh mấy người tất cả đều im lặng liền một mạch đem kinh lôi ma long đập nhiều như vậy dưới vẫn chỉ là có chút tay chua phần này thực lực thật sự là mạnh đến mức biến thai a à. nha cái này xem náo nhiệt còn không y ta à, thế nào các ngươi cũng muốn cùng ta lão tôn so tay một chút tôn nộ không hướng về tứ phía nhìn nhìn thứ lạnh nguyên bản ở một bên quan chiến ma thú sợ đến nhau nhau hoảng sợ gầm rú lên quay người chạy tứ phía mà đi tốt hiện tại có thể cùng ngươi hào hào nói chuyện rồi tay phải vừa dùng lực tôn nộ không sẽ bị hắn nện ở trong hố sâu kinh lôi ma long lần nữa túm đi ra đem ném xuống đất dạo chơi đi tới to lớn sọ nào trước mặt ta lão tôn có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi ngươi nếu là thành thật trả lời lời nói nói không chừng ta lão tôn còn có thể thả ngươi một con đường sống ngươi nếu là dám nói nửa câu lời nói dối bị ta lão tôn biết rõ vậy cũng đừng trách ngầm ta lão tôn hạ thủ vô tình có thể nghe hiểu sao có thể có thể nghe hiểu một người nam tử thanh âm vang lên là kinh lôi ma long thanh âm ma thú cùng ma tộc khác biệt cũng cùng yêu thú không giống nhau lắm sẽ không hóa thành nhân hình cũng sẽ không miệng nói tiếng người nhưng đến kinh lôi ma long dạng này tu vi cảnh giới dùng thân niệm phát ra tiếng vẫn là có thể đối mặt tôn ngộ không mạnh như vậy đến để nó không có chút nào nửa điểm năng lực chống cự định nhân muốn giữ được tính mạng chính xác nhất phương pháp chính là ngoan ngoan nghe lời bằng không mà nói tôn ngộ không một cái không cao hứng trực tiếp tiêu diệt hắn cái kia cũng không khỏi quá hoan luồng rất tốt tôn ngộ không nhẹ gật đầu do hỏi có nghe hay không đến qua ngạo thiên ma đế Mục Trần Hiên, Như Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tin tức. Ngạo Thiên Ma Đế, Như Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu. Kinh Lôi Ma Long trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn là ai? Đại Thánh, nó có lẽ gặp qua Ngạo Thiên Ma Đế đại nhân bọn hắn, nhưng lại không nhất định biết rõ bọn hắn danh tự, ngươi hẳn là thay cái hỏi pháp. Hoàng Trinh bốn người lúc này cũng theo bờ sông một bên khác ngự phong bay tới, rơi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh, Hoàng Trinh hướng về Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Cũng thế, họ như vậy tựa hồ thật có chút không quá thỏa đáng. Tôn Ngộ Không đồng ý nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, tốt à, ta, ta lão Tôn thay cái vấn đề mười năm trước đó cái này vạn thú sơn mạch bên trong có hay không xuất hiện qua lợi hại gì ma tộc lợi hại ma tộc mười năm trước đó giống như không có a để cho ta suy nghĩ thật kỹ ngẫm lại kinh lôi ma long vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đang muốn nói không biết gặp tôn nộ không sắc mặt bất thiện vội vàng đổi giọng vắt hết vóc nhớ lại đối một đầu trừ ăn ra chính là ngủ nếu không phải là thu thập đủ loại lập lòe tỏa sáng pháp bảo long tộc mà nói phải hồi tưởng lên mười năm chuyện khi trước thật sự là một kiện mười phần đau đầu sự tình nhưng cực kỳ hiển nhiên nếu là kinh lôi ma long nghĩ không ra cái gì hữu dụng tin tức lời nói vậy hắn mạng nhỏ cũng liền chơi xong mà Ta nhớ ra rồi, thật là xuất hiện qua mấy cái rất lợi hại ra hỏa. Suy nghĩ khoảng chừng nửa nén hương thời gian, ngay tại tôn ngộ không bắt đầu càng ngày càng không kiên nhẫn thời điểm. Kinh lôi ma long cuối cùng nghĩ tới, hơn 10 năm trước vạn thú sơn mạch bên trong thật là xuất hiện qua một trận rất lớn náo động, liền phát sinh ở vạn thú sơn mạch nhất chỗ sâu, ba cái kẻ ngoại lai chống rông xuất hiện, đã quay rầy vạn thú sơn mạch bên trong người mạnh nhất trời ma long đại nhân ngủ say, tại vạn thú sơn mạch bên trong đánh lớn một trận. Về sau nghe nói bà, cái kia kẻ ngoại lai không phải trời ma long đại nhân đối thủ, trốn vào vạn thú sơn mạch cấm địa bên trong trời ma long đại nhân cũng không có cách nào tiến vào bên trong liền dứt khoát đem cấm địa ra miệng cho phong ấn cái này nhoáng một cái đều mười mấy năm qua đi tôn nộ không nếu là không nhắc nhở kinh lôi ma long đều nghĩ không ra chuyện như vậy lấy hắn thực lực tu vi còn không có tư cách tiến vào vạn thú sơn mạch nhất chỗ sâu đây đều là theo vạn thú sơn mạch nhất chỗ sâu chuyển tới cũng không biết đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả dạ. ta lão tôn liền biết mục lao ca bọn hắn quả nhiên là gặp được phiền phức bị nhốt rồi tôn nộ không thở phào một cái mặc dù vẫn luôn cảm thấy lấy nạo thiên ma đế mục trần hiên ba người thực lực tu vi cũng không về phần như vậy mà đơn giản liền vẫn lạc tại vạn thú sơn mạch bên trong, nhưng không có nghe được tin tức xác thật trước đó, Tôn Ngộ Không trong lòng trùng quy vẫn là có chút không chắc, hiện tại tốt, cuối cùng có thể yên lòng, chỉ cần bọn hắn còn sống liền tốt. Chương 323, bọn hắn an toàn, người mới có thể an toàn. Than là lớn, người biết đi tới cái kia cấm địa đường sao? Tôn Ngộ Không trên thân sát ý thu vào, nhìn về phía Kinh Lôi Ma Long hỏi. Biết rõ, biết rõ. Vị đại nhân này ngài là muốn cho ta dẫn đường sao? Kinh Lôi Ma Long cũng là không đốc, nghe xong Tôn Ngộ Không ý tứ liền hiểu, Tôn Ngộ Không tám thành là muốn cho hắn dẫn đường ngươi cái tên này ngược lại là thật thông minh không sai ta lão tôn phải cần ngươi mang ta lão tôn tiến nhập cái này vạn thú sơn mạch chỗ sâu đi cái kia cấm địa nơi sở tại chỉ cần ngươi thành thành thật thật mang ta lão tôn đi chỗ đó ta lão tôn liền thả ngươi bằng không mà nói đại nhân yên tâm ta nhất định cho đại nhân hảo hảo dẫn đường tuyệt đối sẽ không dở trò gian không đợi tôn ngộ không nói xong kinh lôi ma long lập tức ngầm hiểu vội vàng đung đưa đầu to liên miên bảo đảm nói dạng này tốt nhất tôn ngộ không hài lòng nhẹ gật đầu quay người nhìn về phía hoàng trinh mấy người hơi nhũ cao mày nói mấy người các ngươi cũng không cần đi theo ta lão tôn tiến vào cái này vạn thú sơn mạch chỗ sâu lợi hại ma thu không phải số ít các ngươi ở chỗ này lưu lại xuống dưới rất không an toàn còn làm mau chóng rời đi vì rượu thế nhưng là đại thánh ta hoàng trinh hà to miệng muốn nói chính mình nguyện ý theo sau hỗ trợ có thể nàng cũng rõ ràng nàng căn bản là không giúp được tôn ngộ không cái gì ngược lại sẽ còn kéo tôn ngộ không chân sau phía sau mà nói thế nào cũng nói không ra ngoài đại tỷ đại đại thánh nói là chúng ta chút tu vi ấy căn bản là không thể giúp đại thánh bận điệu đi theo đại thánh chỉ làm cho đại thánh thêm phiền chúng ta liền đi bên ngoài tiếp tục săn bắt ma hoạch chờ lấy đại thánh ra đi sai băng vũ tâm tư nhất là tình tế tì mi đương nhiên nhìn ra hoàng trinh là đang lo lắng tôn ngộ không vội vàng mở miệng khuyên nhủ hầu kiệt cũng ở một bên hát đệm hoàng trinh đành phải thở dài đáp ứng xuống vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem tôn ngộ không ôn nu nói đại thánh ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a à, ta chúng ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi trở về ha ha trên đời này còn không có ai có thể đem ta láo tôn lưu lại yên tâm đi tôn ngộ không cũng không có phát giác được hoàng trinh dị dạng nghe vậy cười ha ha lên đưa ánh mắt về phía đoàn mục bạch đại thánh ta sẽ cùng theo hoàng cô nương bảo vệ bọn hắn an toàn chờ đại thánh ngươi bình an trở về đoan mục bạch bị tôn ngộ không ánh mắt nhìn đến một cái giật mình. Vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, sợ Tôn Ngộ không muốn hắn cùng theo tiến nhập vạn thú sơn mạch nhất chỗ sâu đi, vậy nhưng thật là muốn chết. Đương nhiên, ta lão Tôn tin tưởng ngươi khẳng định lại đem hết toàn lực bảo vệ bọn hắn an toàn, bởi vì bọn hắn an toàn, ngươi mới có thể an toàn. Tôn Ngộ không khỏe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. A? À, cái gì? Đoan một Bạch sững sở, có chút không rõ Tôn Ngộ không ý tứ, đã thấy Tôn Ngộ không ngón tay búng một cái, một vệ kim quang bắn về phía thân thể của hắn, hắn chỉ cảm thấy trong bụng hơi hơi đau xót kim quang đã chạm vào trong cơ thể hắn, đồng thời cũng có ba đạo kim quang sau đó theo Tôn Ngộ không ngón tay bên trên bắn ra chui vào hoàng trinh ba người thể nội đại thánh đây là vật gì đoan mục bạch kinh hãi hắn cảm giác được một cố năng lượng quái dị tiến nhập hắn trong đan điển, mặc dù đối với hắn thân thể cũng không có tạo thành cái gì tổn hại nhưng hắn thể nội ma nguyên lực lại đối này quái dị năng lượng không có chút nào tác dụng muốn vận công đem loại trừ ra ngoài kết quả ma nguyên lực khẽ rửa gần năng lượng quái dị vậy mà liền trực tiếp bị hấp thu biến thành năng lượng quái dị một bộ phận mà năng lượng quái dị lớn nhỏ rõ ràng biến lớn một chút ta nếu là ngươi liền sẽ không đi chống cự tôn nộ không trên mặt còn là mang theo một vệ cười nhạt đây là ta lão tôn ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế chỉ cần hoàng trinh ba người bọn họ an toàn ngươi liền an toàn nếu là bọn họ trong ba người có bất kỳ một người xảy ra ngoài ý muốn cấm chế liền sẽ cảm ứng được phát huy tác dụng thân ngươi thân thể liền trực tiếp nổ tung lên không còn sót lại một chút cạn đúng nhắc nhở ngươi một chút cấm chế này là ta lão tôn thiết hạ chỉ có ta lão tôn có thể giải trừ ngươi nếu là ý đồ đi loại trừ sẽ chỉ làm cấm chế hấp thu đầy đủ lực lượng sớm phát động đến lúc đó không có tính mệnh đừng trách ta lão tôn a à đoan một bạch trực tiếp trận tròn mắt tôn nộ không vậy mà tại trong cơ thể hắn xếp đặt như thế âm độc cấm chế đây chính là trần chuỗi loa uy hiếp a hoàng trinh sai băng vũ hầu kiệt trong ba người bất cứ người nào bỏ mình trong cơ thể hắn cấm chế đều sẽ bộc phát hắn đều phải cho cùng vậy hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ ba người an toàn tôn nộ không đây là muốn đem hắn buộc tại ba người bên người làm hộ vệ a À, còn có một chút đừng rời bỏ vạn thú sân mạch cấm chế này không thể cùng ta láo tôn cách xa nhau qua xa bằng không cũng sẽ phát tác tôn nộ không giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng đi hai bước sau đó lại ngừng lại bay người hướng về đoan mục bạch lần nữa bổ sung một câu về sau nhảy lên rồi kinh lôi ma long lưng kinh lôi ma long bay nhảy lên cánh thịt cùng phong phun trào nâng thân thể khổng lồ bay lên hướng về vạn thú sơn mạch chỗ sâu bay đi ba mẹ nó đây không phải muốn giết ta đây đoan mục bạch một tiếng bi hiệu té quỵ trên đất đều nhanh muốn khóc lên trong lòng là tràn đầy hối hận trong nhà đợi đến hảo hảo làm hắn đoan mục thế gia nhị thiếu gia làm gì đồ chơi muốn chạy ra đến du lịch chạy đến du lịch còn chưa tính tại sao lại muốn tới ma thú đại lục đến ma thú đại lục còn chưa tính tại sao phải ngấp nghẽ hoàng trinh sắc đẹp gia nhập cái này cái gì sắc vi binh đoàn gia nhập cũng liền gia nhập, tại sao phải như vậy đuôi mù đi trêu chọc tôn nộ không tên sát tinh này? Lần này tốt, chết để bị người cho bắt được bảy tức, muốn đi cũng không dám đi. Còn phải cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ tốt hoàng trinh ba người an toàn, bằng không lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trời ạ, à, hắn đoan một bạch mệnh làm sao lại khổ như vậy a? À? Uy, đoan một bạch, ngươi một hồi lại đi cảm thán đi. Chúng ta nên rời đi, bằng không những cái này mà thú tùy tiện đi ra một cái, chúng ta đều phải mất mạng. Hầu Kiệt thanh âm đem đoan một bạch từ vô tờ nb vẫn cùng hối hận bên trong tỉnh lại tới. Đoan một bạch theo hầu Kiệt chỗ giá trị phương hướng nhìn thoáng qua lập tức chính là một cái giật mình nơi xa những cái này bên trong cao dai ma thú giờ phút này không có gì động tĩnh cái kia hoàn toàn là khiếp sợ tôn ngộ không kinh khủng như thế chờ bọn chúng tỉnh táo lại còn không đem bọn hắn mấy người kia xem như điểm tâm cho hưởng dụng a à. rời đi nhất định phải lập tức rời đi bá nhảy dựng lên đoan mục bạch thúc dục hoàng trinh ba người ngự phong mà lên bay qua sông lớn hướng về lúc đến hạp cốc bay lượn mà đi liền thực lực bọn hắn vẫn là đi bên ngoài khu vực tương đối an toàn đoan mục ban thưởng cũng không muốn thật cho hoàng trinh ba người cho cùng hắn còn phải đợi lấy tôn ngộ không trở về cho hắn giải trừ cấm chế đâu tề thiên đại thánh ngươi có thể nhất định phải còn sống trở về a à, ta vẫn chờ ngươi cho ta giải trừ cấm chế đâu chưa bao giờ bất luận cái gì một khắc đoan mục bạch giống như bây giờ hy vọng tôn ngộ không có thể bình an trở về hoàng trinh ba người chết hắn đến cho cùng tôn ngộ không nếu như là tại vạn thú sơn mạch chỗ sâu xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà nói ai có thể cho hắn giải trừ phong ấn vậy hắn không giống phải bồi mai tán sao ta nói đại thánh gia ra ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a à, bản thiếu gia còn không có sống đủ đâu sắc trời dần dần đến lại ngay tại không trung phi hành kinh lôi ma long đống nhiên hạ xuống rơi vào một chỗ đất trống bên trên tôn ngộ không không khỏi có chút kỳ quái dùng chân đá đá kinh lôi ma long phía sau lưng thần là lớn ngươi thế nào không bay đại nhân không thể lại bay phía trước chính là chúng ta vạn thú sơn mạch khu vực trung tâm trời ma long đại nhân có nghiêm lệnh cấm chế bất luận cái gì ma thu ở hạch tâm khu vực đặng không phi hành người vi phạm giết không tha kinh lôi ma long một mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng nhìn về phía khu vực trung tâm trong ánh mắt có phát ra từ linh hồn vẻ sợ hãi xem ra ma thú bên trong đẳng cấp áp chế so tam giới cùng ma tộc càng thêm xâm nghiêm có lẽ còn không chỉ là đẳng cấp áp chế cái kia siêu giai ma thú thiên ma long mang theo một cái long từ ngữ cũng hẳn là Long tộc một thành viên, mà lại hẳn là trong Long tộc đỉnh tiêm huyết mạch, bằng không không có khả năng tu luyện tới ma thánh cảnh giới. cùng là Long tộc, kinh lôi ma long tại trước mặt tuyệt đối sẽ nhận huyết mạch cất chế, chỉ sợ ngay cả phản kháng suy nghĩ cũng không dám có. Vậy ngươi ý là chúng ta muốn từ nơi này đi đường tiến vào? Tôn Nộ không nhìn một chút phía trước dày đặc rừng cây, nhìn nhìn lại kinh lôi ma long, nhũ nhũ mày, ngươi cái này hình thể như thế lớn, theo trong rừng cây đi được làm ra bao lớn động tinh đến, không phải là tại nói cho cái kia thiên ma long chúng ta tiến vào sao? Còn là nói, đây vốn chính là ngươi dự định. Nói xong nói xong tôn nộ không ánh mắt trở nên băng hàn. không không không, kinh lôi ma long liền vội vàng lắc đầu, đại nhân, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy quá, tuyệt đối không có. thân hình thoát một cái, kinh lôi ma long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, rất nhanh liền cùng một thất tuấn mã đồng dạng lớn nhỏ, cánh thịt cũng thu vào, đại nhân, chúng ta như thế đi vào, sẽ không kinh động đến trời ma long đại nhân. trời ma long đại nhân lúc ngủ đợi bình thường đều ngủ được cực kỳ chết, không có gì động tĩnh lớn quấy nhiều không đến hắn. ha ha, không nhìn ra ngươi cái tên này còn có biến hóa năng lực tôn Ngộ không có chút kinh ngạc nhìn kinh lôi ma long lên mắt bất quá ngẫm lại cũng thế nói thế nào cái này kinh lôi ma long cũng là ma tôn cấp bậc tương đương lớn la kim cảnh giới biết chút biến lớn thu nhỏ bản sự cũng không có gì có thể hiếm lạ là chính mình đem ma thú nghĩ đến quá ngu một chút được dẫn đường đi tôn nộ không theo ngồi xếp bằng trên người kinh lôi ma long đội thành cưỡi tại trên lưng tại đầu bên cạnh nhẹ nhàng vô vô nói kinh lôi ma long cảm giác được tôn Ngộ không trên thân sát ý thu vào thật to nhẹ nhàng thở ra thân hình thoát một cái chui vào trong rừng rậm hướng về vạn thú sơn mạch khu vực trung tâm chỗ sâu vào tới vạn thú sơn mạch chỗ sâu một cái cực lớn miệng núi lửa phía trên thỉnh thoảng có từng cơn lực lượng nguyên tố hiện lên hiện lộ ra một cái hình tròn phong ấn đem toàn bộ miệng núi lửa cho một mực phong bế nơi này chính là vạn thú sơn mạch cấm địa kiểu u ma động vào miệng Kiểu u ma động kỳ thật chính là cái miệng núi lửa cái này toàn bộ vạn thú sơn mạch tọa lạc tại một tòa cực lớn núi lửa bên trên chẳng qua là ngọn núi lửa không hoạt động đã mấy trăm vạn năm không có phun trào qua cái này cửu u ma động bên trong cũng không phải là địa mạch dung nham mà là một loại màu xanh đậm hòa diễm cửu u ma hỏa loại này cửu u ma hỏa tính chất cùng tam giới u minh quỷ hỏa có chút cùng loại thuộc về lãnh diễm một loại phát ra cũng không phải là hừng hực liệt diễm mà là có thể đem người trực tiếp đông lạnh thành bột mịn băng hàn lãnh diễm chương ba trăm hai mươi bốn cùng xúc sinh kia liều mạng cùng u minh quỷ hòa so sánh cựu u ma hỏa uy lực còn muốn càng hơn một bậc liền ngay cả thiên ma long dạng này mà thánh cấp siêu giai ma thú cũng không dám trực tiếp đục vào chỉ có thể ở cựu u ma động bên cạnh xây tổ thường cách một đoạn thời gian liền đi hấp thu một lần cựu u ma động bên trong tràn ra cựu u ma hỏa năng lượng bất quá loại tình huống này tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người xuất hiện sau đó liền hoàn toàn thay đổi hơn mười năm trước ngay tại thiên ma long sào huyện bên cạnh nhiên xuất hiện một cái cực lớn thời không thông đạo ngạo thiên ma đế mục trần hiên ngưu ma vương cùng lục nhĩ mi hầu ba người theo thời không thông đạo bên trong chui ra thời không thông đạo xuất hiện đưa tới bốn phía không gian cực lớn chấn động đem ngay tại ngủ say thiên ma long cho đánh thức thân là ma thánh cấp siêu giai ma thú thiên ma long tính tình cũng không phải bình thường hỏng lập tức liền bạo phát xông ra xào huyệt trực tiếp hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người phát động công kích vừa tới ma giới liền gặp được công kích ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người cũng có chút choáng tiếp theo là mãnh liệt phẫn nộ lục nhĩ mi hầu tính tình nhất là nóng nảy trực tiếp rút ra kình thiên thiết côn hướng về thiên ma long chính là một cái tuyệt chiêu kinh thiên tam thập lục côn thiên ma long mặc dù là ma thánh cấp siêu giai ma thú nhưng bỗng nhiên ăn vào lục nhĩ mi hầu cái này nhất tuyệt chiêu oanh kích cũng là rất là đau lòng đúng là thụ một chút vết thương nhẹ đau xót phía dưới triệt để bạo phát ra ma thánh cấp thực lực triệt để nghiền ép lục nhĩ mi hầu một cái đuôi liền đem lục nhĩ mi hầu tròn đệm vào dưới mặt đất đánh ra một cái động lớn nạo thiên ma đế mục trần hiên cùng ma vương kinh hải vội vàng tiến lên hỗ trợ cũng là liền một mạch bị đánh bay ma thánh cấp siêu giai ma thu thực lực cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản cũng may ba người đều là chiến lược viễn siêu tu vi cường giả siêu giai ma thú mặc dù lực lượng có thể cùng thiên đạo thánh nhân sánh vai nhưng không có thiên đạo thánh nhân loại kia kinh khủng đại đạo năng lực trường khống không có hình thành chính mình lĩnh vực ba người liên thủ phía dưới tạm thời ổn định trận cước lui vào kiểu u ma động bên trong Kiểu u ma động kiểu u ma hỏa ngay cả thiên ma long đều không thể ngăn cản nhưng ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người lại có thể ngăn cản được thiên ma long tại cửu u ma động bên ngoài tứ ngược nửa ngày sau vẫn là không dám xông đi vào nằm trốn ở trong động ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người không có cách chỉ có thể cắn răng một cái trực tiếp thi triển một cái cường đại phong ấn đem cựu u ma động cửa hàng cho phong ấn chỉ cần ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người muốn phá vỡ phong ấn lao ra thiên ma long liền sẽ cảm ứng được theo ngủ say bên trong tỉnh lại đối phó bọn hắn cái này mười mấy năm qua ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người cũng không phải chưa có thử qua phá vỡ kết giới thoát đi nhưng mỗi lần vừa mới xông ra cựu u ma động thiên ma long liền tỉnh rồi chỉ có thể lại lần nữa lui trở về cựu u ma động bên trong cái này một khốn liền bị vây hơn mười năm cựu u ma động bên trong tại miệng núi lửa phía dưới trăm triệu chỗ cựu u ma hỏa hình thành hỏa chỉ bên trên mười trượng khoảng cách có một khối đột xuất nham thạch bình đài ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người liền ngồi xếp bằng tại nham thạch bình đài bên trên tất cả đều đang nhắm mắt trong tu luyện một tiêu cựu u ma hỏa hỏa lực từ phía dưới hỏa chỉ bên trong toát ra bị ba người cho hút vào thể nội luyện hóa thành riêng phần mình lực lượng như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu đều đã đạt đến nửa bước chuẩn thánh cảnh giới mà ngạo thiên ma đế mục trần hiên tu vi thình lình đã là nửa bước thánh nhân so với bây giờ kế đô ma đế đến không kém chút nào Bạch. lục nhĩ mi hầu mở to mắt đứng lên nhìn phía dưới mười trượng khoảng cách chỗ cựu u ma hỏa hòa trì trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt chi sắc không tốt không thể kéo dài nữa ta muốn đi ra ngoài cùng cái kia nghiệt long liều mạng cựu u ma hỏa uy lực kinh người cho dù làng u ma vương cùng lục nhĩ mi hầu đều tu luyện bắt cựu huyền công cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được lúc trước bọn hắn có thể tại cái này cựu u ma động bên trong may mắn còn sống sót may mắn mà có cái này theo vách đá bên trên dọc theo người ra ngoài bình đài cho bọn hắn cung cấp điểm dừng chân bằng không mà nói tại ma thú đại lục nặng như vậy lực vô cùng lớn chỗ đàng vân ngự phong đều không kiên trì được quá lâu một khi lực lượng hao hết rơi xuống vào phía dưới cựu u ma hỏa hỏa chỉ bên trong lời nói lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị đông cứng thành một mịt cho tới nay cái này cựu u ma hỏa hỏa chỉ bên trong cựu u ma hỏa đều đang không ngừng gia tăng cũng không phải là như là mặt ngoài lên xem ra như vậy là một tòa núi lửa chết chỉ bất quá trước đó thường cách một đoạn thời gian thiên ma long liền sẽ hấp thu một lần cựu u ma hỏa hỏa lực khiến cho cựu u ma hỏa hỏa chỉ lên cao tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng cửa hang bị phong ấn sau đó cựu u ma hỏa hỏa chỉ lên cao tốc độ cũng nhanh rất nhiều mặc dù lục nhĩ mi hầu ba người cũng có thể hấp thu hỏa lực tu luyện còn nương tựa theo hấp thu đến hỏa lực đem tu vi đều hướng nâng lên thăng lên một bậc thang nhưng bọn hắn thực lực tu vi còn có thân thể dung nạp năng lực cùng ma thánh cấp thiên ma long còn là không có cách nào so sánh mười năm này toàn bộ cựu u ma hỏa hỏa chỉ tăng lên hơn ba mươi triệu khoảng cách bình đại vị trí chỗ ở đã chỉ có mười triệu nhiều lắm là tiếp qua cái hai ba năm thời gian liền sẽ bao phủ hoàn toàn bình đại trong vòng hai ba năm muốn đem tu vi lại hướng lên sách một cái cấp độ căn bản không có khả năng lục nhĩ mi hầu nhịn không được sớm tối đều muốn cùng cái tia thiên ma long liều một trận sớm liều muộn liều có cái gì khác nhau lục nhĩ đừng xúc động cái kia thiên ma long lực lượng đã đạt đến thiên đạo thánh nhân cấp độ nếu không phải không thông đại đạo không hiểu lĩnh vực chúng ta ngay cả chạy trốn vào nơi này cơ hội đều không có không có vạn toàn chuẩn bị liền giao thủ với hắn căn bản cũng không có phần thắng vạn toàn chuẩn bị cái gì gọi là vạn toàn chuẩn bị lục nhĩ mi hầu lông mày vặn phía dưới cựu u ma hỏa nhiều nhất tiếp qua cái hai ba năm liền sẽ tràn lan lên đến đến lúc đó mới là một chút đường lui đều không có chỉ có thể ra ngoài từ chiến vậy liền cứ gọi vạn toàn chuẩn bị sao như ma vương ha to miệng muốn nói điểm gì nhưng sau cùng lại là chẳng hề nói một câu đi ra Lục Nhĩ Mi hầu nói những này hắn lại làm sao không hiểu, thế nhưng là bọn hắn hiện tại thực lực tu vi cùng cái tia Thiên Ma Long ở giữa trên lệch quá lớn, cho dù là ba người liên thủ cũng không có cái gì phần thắng a. Nếu như là tại cái khác chỗ, đánh không lại còn có thể trốn, nhưng nơi này là vạn thú sân mạch, là cái tia Thiên Ma Long địa bàn, chỉ cần thứ nhất âm thanh trường âm, tất cả ma thú đều sẽ tới vòng vây bọn hắn, căn bản cũng không có cơ hội đào thoát. Nếu như là Ngộ Không huynh đệ tại liên tốt, có hắn hỗ trợ, nói không chừng chúng ta còn có thoát thân cơ hội. Ai? Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên thở dài, trong lòng tràn đầy phiền muộn, khôi phục chuẩn thánh tu vi sau đó hắn vốn là hang hái trở về ma giới đến muốn tìm kế đô ma đế tính sổ sách báo thủ không nghĩ tới không gian thông đạo ra miệng dĩ nhiên là mở tại vạn thú sơn mạch dạng này địa phương quỷ quái không nói còn hết lần này tới lần khác liền mở tại cái kia thiên ma long xào huyệt bên cạnh kết quả bị vây ở chỗ này hơn 10 năm đừng nói tìm kế đô ma đế báo thủ có thể hay không còn sống rời đi đều là không thể biết được chẳng lẽ hắn nạo thiên ma đế mệnh liền thật như vậy thê thảm sao mãi mãi cũng chạy không khỏi bị vây chết vận mệnh đúng vậy a à, nếu là lão đại tại liền tốt như ma vương cũng cảm thán lục nhĩ mi hầu lại là trong bụng càng phát ra tức giận lão đại đi thiên đình làm sao có thể xuất hiện ở đây việc của mình tự mình giải quyết cha nở dê lẽ lại các ngươi muốn một mực ỷ lại lao đại sao hiện tại ra ngoài cùng cái kia thiên ma long liều lên một trận có thể trốn liền trốn trốn không thoát tiếp tục trở về tu luyện dù sao cũng tốt hơn hai ba năm sau không có nơi sống yên ổn chỉ có thể ra ngoài từ chiến tốt ta cái này nạo thiên ma đế mục trần hiên cùng ngưu ma vương liếc nhau một cái lục nhĩ mi hầu lời này cũng có đạo lý bọn hắn bây giờ thực lực tu vi so cho tới bây giờ đã lại lên rồi một bậc thang mặc dù y nguyên đánh không lại cái kia thiên ma long nhưng chưa hẳn không có thoát thân cơ hội tựa như lục nhĩ mi hầu nói đi ra ngoài trước liều lên một trận tìm cơ hội thoát thân nếu như là thực sự vô pháp thoát thân mà nói ít nhất còn có cái đường lui có thể lui trở về nơi này tới tốt ta chúng ta liền đi liều mạng một phen ta cũng không tin đều đã nửa bước thánh nhân chẳng lẽ ta còn ngăn không được xúc sinh kia công kích Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên bị khơi dậy trong lòng ngạo khí, nửa bước thánh nhân thế nhưng là so chuẩn thánh muốn mạnh hơn một màn lớn, bây giờ hắn cũng đã lĩnh ngộ chính mình lĩnh vực lực lượng, lại đối đầu cái kia Thiên Ma Long chưa hẳn liền không có sức liều mạng, cái kia Thiên Ma Long mặc dù là ma thánh tu vi, nhưng chỉ là lực lượng đạt tới ma thánh cấp độ, cũng không có tương ứng đại đạo cảm ngộ, không thể trưởng khống lĩnh vực, so với chân chính ma thánh cường giả yếu nhược hơn nhiều. Mà lại ba người bọn họ bên trong, cũng không chỉ là Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên một người lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, Nữu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tương tự lĩnh ngộ, hai người thần binh vốn là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng ở cái này cựu u ma động vài chục năm bên trong không ngừng hấp thu cựu u ma hỏa tiến hành rèn luyện dĩ nhiên là phát sinh tiền đến dai đạt đến trung phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ thi triển đi ra lĩnh vực lực lượng tuy nói so ngạo thiên ma đế mục trần hiên phải yếu hơn một chút nhưng khác biệt cũng không tính quá lớn ba người liên thủ lời nói nói không chừng thật có thể có sức liều mạng đi ngạo thiên ma đế mục trần hiên đi đầu phóng lên tận trời hướng về miệng núi lửa chỗ bay đi trong tay xuất hiện một cây đại kích hướng về miệng núi lửa chỗ phong ấn hung hăng đập đi lên phá vỡ cho ta nửa bước thánh nhân cấp bậc công kích cùng chuẩn thánh thời điểm quả thực là cách biệt một trời ngạo thiên ma đế mục trần hiên cái này một kích trực tiếp liền đem thiên ma long bày xuống phong ấn đánh, đánh cho vỡ nát trực tiếp liền xông ra ngoài như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu theo sát phía sau gào một tiếng cao vút tiếng long ngâm từ nơi không xa một cái khắc đỉnh núi vách núi bên trên văng lên tiếp theo một đầu cực lớn thanh long theo vách núi bên trên bay lên hướng về miệng núi lửa bay tới đây là một đầu chân chính thanh long thuộc về trong long tộc cao giai huyết thống luận huyết mạch mà nói đoán chừng cũng gần như chỉ ở tam giới thượng cổ hồng hoang tam đại thần long phía dưới nhưng tu vi lại so ứng long ứng thiên cùng ngao thiên đều mạnh hơn đương nhiên cái này cũng cùng ma thú đại lục đặc thù hoàn cảnh có quan hệ nhất là tại cái này vạn thú sơn mạch bên trong ma linh chi khí sung túc còn có cựu u ma hỏa năng lượng có thể luyện hóa đầu này thanh long tu luyện tới ma thánh cấp cũng liền không có gì quá kỳ quái đây chính là vạn thú sơn mạch vương giả thiên ma long bất quá ma thú đại lục bên trên ma thú đều có một cái rất lớn thiếu hụt đó chính là không rõ thiên đạo không tỉnh đại đạo Lục thân cùng lực lượng ngược lại là rất mạnh, Viễn Siêu cùng giai ma tộc, nhưng đến cảnh giới cao sau đó, thực lực ngược lại so ra kém Tam giới cường giả chân chính, tựa như này Thiên Ma Long, nếu như là cùng Tam giới Thiên đạo thánh nhân đối đầu, chỉ sợ không có mấy lần liền sẽ bị đánh nằm xuống. Chương 325, Kịch chiến Thiên Ma Long. Gào. Nhìn thấy Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên ba người theo kiểu U Ma động cửa hang bay ra, Thiên Ma Long trong mắt đột nhiên bốc lên một cỗ băng hàn sắc ý, một tiếng ngựa mặt lên trời trường âm, há mồm phun ra ba đám vòi rồng gió lốc, hướng về Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên ba người đánh tới. Ma Đống lĩnh vực, Đại lực lĩnh vực, Kinh Thiên lĩnh vực. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên ba người không thể chậm trễ, trực tiếp thúc giục riêng phần mình lĩnh vực lực lượng, đột nhiên phóng thích mà ra, ba đám vòi rồng gió lốc tiến nhập mỗi người bọn họ lĩnh vực sau đó, lập tức nhận lấy lĩnh vực lực lượng áp chế, tốc độ cùng lực lượng đều lại giảm, bị ba người riêng phần mình đánh phá. Ma thánh cấp siêu giai ma thú cũng bất quá như thế. Chúng ta trước đó không khỏi đem hắn tưởng tượng được quá lợi hại. Một kích phá vỡ Thiên Ma Long vòi rồng gió lốc công kích, Lục Nhĩ Mi hầu lòng tin phóng đại, huy động Kình Thiên Thiết côn hướng về Thiên Ma Long nào tới. Gào! Thiên Ma Long gầm thét một tiếng, đong đưa thân thể một cái đuôi hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu quạt tới, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình rẽ ngang tránh khỏi. Lần thứ nhất cùng Thiên Ma Long đối đầu thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu đối Thiên Ma Long căn bản cũng không hiểu do. Hơn nữa lúc ấy Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng không đạt tới nửa bước chuẩn thánh. Thần Lỗ thai mặc dù nghe được Thiên Ma Long phương thức công kích, thân thể phản ứng lại theo không kịp, một cái đuôi liền cho qua bay. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, Thiên Ma Long muốn dựa vào lúc lắc cái đuôi liền đuổi rơi hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Kinh Thiên Tam Thập Lục Côn, cực lớn bóng gậy giữa không trung bên trong hiện hiện ra hướng về thiên ma long đánh đi lên thiên ma long hoàn toàn không nghĩ tới lục nhĩ mi hầu lại có thể né tránh hắn lần này công kích bất ngờ không để phòng bị đánh vội vặn bên cạnh mấy chỗ vảy rồng giáp mảnh trực tiếp bị liên tục bóng gậy đánh cho vỡ ra máu tươi vẩy ra gạo thiên ma long bị đau động tác đột nhiên tăng tốc cái đuôi lần nữa hướng về lục nhĩ mi hầu phía sau lưng đánh tới lần này lục nhĩ mi hầu không có cách nào né tránh chỉ có thể đem kình thiên thiết côn hoành giữ tại trước ngực quay người đón đỡ cái này một đuôi. Và anh thiên ma long cái đuôi hung hăng đánh vào lục nhĩ mi hầu trong tay kình thiên thiết côn bên trên lục nhĩ mi hầu chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự đại lực theo kình thiên thiết côn bên trên chuyển đến kình thiên thiết côn bị đánh đến ngược lại đâm vào trên người hắn đem đánh cho kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài như ma hàm thiên thiên ma long đang muốn theo sau tiếp tục công kích như ma vương công kích đến trong tay hôn thiết côn mang theo đáng sợ đại lực hóa thành một đầu bạch như hư ảnh hướng về thiên ma long hung hăng vọt lên tư thế kia có một loại muốn đem trời đều đâm cho lỗ thủng cảm giác thiên ma long không thể không từ bỏ đối lục nhĩ mi hầu truy kích quay người ngăn cản như ma vương lần này tuyệt chiêu cực lớn bạch như hư ảnh cùng thiên ma long đánh vào nhau thiên ma thân bỏ thể đột nhiên du lên bị Nhu ma vương một chiêu này đánh cho có chút tròn váng bất quá bạch Nhu hư ảnh cũng tiêu tán ra Nhu ma vương hôn thiết côn quay tròn đánh lấy xoáy mà bị mẹ bay ra ngoài như ma vương bản thân cũng là trên không trung liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân hình tâm niệm vừa động đem bay ra ngoài hôn thiết côn lại cho thu tay về bên trong ma thần đống nạo thiên ma đế mục trần hiên cũng hướng về thiên ma long phát động công kích trong tay đại kích đông nhiên phóng đại đến to như núi hướng về thiên ma long đầu rồng hung hăng phách chạm xuống dưới mang theo một đạo màu đỏ thâm ma quang vâng thiên ma long mới vừa từ trong mê mội tỉnh táo lại não đại bên trên lại lần nữa chịu ngạo thiên ma đế mục trần hiên tầng tầng một kích thân thể khổng lồ cũng nhịn không được nữa bị đánh đến theo giữa không trung ngã xuống đến mặt đất bên trên nghệ lên đẩy trời bụi đất ngay tại lúc này cơ hội tốt đi mau như ma vương rồng lớn đây đã là ba người bọn họ tuyệt chiêu oanh kích bất ngờ không để phòng đánh thiên ma long một trở tay không kịp tạm thời đem thiên ma long cho đánh cho hồ đồ nhưng như ma vương trong lòng rất rõ ràng dạng này công kích là không làm gì được thiên ma long nhiều lắm là chính là cho tạo thành một chút vết thương nhỏ chờ tỉnh táo lại lời nói phát động công kích tuyệt đối là hủy diệt tính bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi đi trước thì tốt hơn lục nhĩ mi hầu nhấc lên cân đầu vân như ma vương cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng riêng phần mình giá vân cùng một chỗ hướng về nơi xa bỏ chạy rời đi trước cái này vạn thú sơn mạch lại nói bất kể hắn là cái gì phương hướng đều có thể gào tiếng long ngâm tái khởi thiên ma long từ dưới đất một lần nữa bay lên nhìn xem lục nhĩ mi hầu ba người chạy trốn thân ảnh vô cùng phẫn nộ từ lúc trở thành cái này vạn thú sơn mạch vương giả sau đó hắn có lẽ chưa từng ngăn qua loại này thua thiệt sao có thể để cho ba người cứ như vậy tùy tiện chạy theo thiên ma long tiếng long ngâm vạn thú sơn mạch các nơi đều vang lên ma thú tiếng giống đây là một đám ma thú tại trở về ứng thiên ma long mệnh lệnh cả đám đều theo chỗ ẩn thân chui ra khi thế hùng hổ hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người xuống tới có thể ở tại vạn thú sơn mạch khu vực trung tâm chỗ sâu đều là thực lực cường hãn ma thú trong đó một đầu hắc cám nê hoàng một đầu hắc thủy rắn ba đầu cùng một đầu ám hắc ma văn hổ đều là ma đế cấp bậc tu vi theo riêng phần mình trong xào huyệt sông ra sau đó hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người xung tới đem ba người chạy trốn thân ảnh ngăn cản xuống dưới đáng chết cút ngay cho ta ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người nổi giận Diễn phần mình huy động binh khí hướng về ba đầu ma đế cấp ma thú hung hăng đánh tới bọn hắn cũng không thể tại ba tên này thủ hạ trì hoãn quá lâu bằng không mà nói chờ cái kia thiên ma long đuổi theo vậy coi như là thật chạy không được phân thân thần thông lục nhĩ mi hầu sự xuất phân thân thần thông như ma vương thì là giống to một tiếng hiện ra hàm thiên thần như bạch như chân thân Diễn phần mình đối lên rồi hát thủy rắn ba đầu cùng ám hắc ma văn hổ về phần hát cám nghe hoàng vậy liền giao cho ngạo thiên ma đế mục trần hiên đi đối phó không có bất kỳ cái gì lời khách sáo cũng không có nửa điểm trước khi chiến đấu làm nền lục nhĩ mi hầu ba người cùng ba đầu ma đế cấp ma thú hung hăng đánh nhau tất cả đều bạo phát ra riêng phần mình lực lượng mạnh nhất hướng về đối phương tấn công mạnh hát thủy rắn ba đầu cái này ba đầu ma đế cấp ma thú là tuân theo thiên ma long mệnh lệnh muốn đem ba người cho cả lại mà ba người thì là phải nhanh một chút xông phá chặn đường đặc mệnh song phương cơ hồ vừa lên đến liền đã xử xuất tuyệt chiêu cứu hát cám nghe hoàng tu thành không bằng ngạo thiên ma đế mục trần hiên chớ nói chi là ngạo thiên ma đế mục trần hiên còn vận dụng lĩnh vực vừa giao thủ hai chiêu liền bị mục trần hiên một kích đánh trúng cánh trái một tiếng kêu rên hướng về mặt đất bên trên rơi thẳng xuống lục nhĩ mi hầu phân thân cùng bạn tôn đồng thời đánh ra kinh thiên tam thập lục côn đem hát thủy rắn ba đầu trong đó hai cái đầu trực tiếp đánh cho máu thịt bé bét còn lại một cái đầu rắn phát ra một tiếng gào lên đau đớn không còn dám ngăn cản phẫn hận nhìn chằm chằm lục nhĩ mi hầu nhìn xem hắn theo bên cạnh mình vào tới ngưu ma vương ham thiên thần ngưu bạch ngưu chân thân cùng ám hát ma văn hổ hung hăng đánh nhau sừng châu bên trên bạo phát ra một cố cường đại lực lượng trực tiếp đem ám hát ma văn hổ cấp hiên phi ra ngoài Đại lực lĩnh vực ra chỉ phía dưới, Như Ma Vương lại khôi phục hám thiên thần Như Bạch Như Chân Thân, đơn thuần so lực lượng chính là cái kia Thiên Ma Long cũng chưa chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu, ám hắc ma văn hổ ở đâu là đối thủ của hắn, bất quá một chút va chạm liền phân ra được thắng. Bại. Bất quá ba người như thế một trì hoãn, Thiên Ma Long cũng đuổi theo, thần niệm một mực khóa chặt lại ba người, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, cấp tốc lan tràn trở thành hình cầu, đem ba người cho vây ở hỏa cầu khổng lồ bên trong. Không tốt, là Cửu U Ma Hỏa. Súc sinh này lại có thể trưởng không Cửu U Ma Hỏa, lần này phiền thoái. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên trong bụng trầm xuống. Thiên Ma Long nục thân lực lượng vốn là ma thánh cấp bậc, so với bọn hắn muốn cường hãn được nhiều được nhiều, hiện tại lại thêm cái này Cửu U Ma Hỏa, lực sát thương đâu chỉ tăng lên gấp bội, bọn hắn bây giờ bị Cửu U Ma Hỏa cầu vây lại, muốn chạy đều chạy không được. Cùng một chỗ hợp lực, nhất định phải đem hỏa cầu này hàng rào phá vỡ, bằng không tiếp tục như vậy coi như thật chơi xong. Lục Nhĩ Mi hầu lỗ thai giật giật, hắn dùng thần lỗ thai nghe lén Thiên Ma Long tiếng lỏng, ra hỏa này là định dùng Cửu U Ma Hỏa đem bọn hắn vây khốn trực tiếp tiêu chết luyện hóa, không cho bọn hắn lại trốn về Cửu U Ma động cơ hội. Phá Thiên Tam thập lục côn, Ma Hàm Thiên, Ma thần đống ba người cùng nhau đánh ra tuyệt chiêu hướng về cửu u ma hỏa hỏa cầu trong đó một chút đánh đi lên ba đại cao thủ hợp lực phía dưới cuối cùng đem cửu u ma hỏa hỏa cầu anh mở một đạo lỗ hổng theo lỗ hổng cùng một chỗ vận ra các ngươi dám can đảm đả thương bản hoàng quý giá thân thể bản hoàng hôm nay nhất định phải đem các ngươi từng cái tất cả đều nuốt mất tuyệt sẽ không vùng tha các ngươi thiên ma long phẫn nộ thần niệm phát ra tiếng vang lên lục nhĩ mi hầu ba người liếc nhau một cái đều có chút kinh ngạc bọn hắn đây là lần đầu tiên nghe được thiên ma long nói chuyện mặc dù đây chỉ là thần niệm phát ra tiếng nhưng đã đủ để chứng minh này thiên ma long cũng không phải là chỉ là tu vi cao thực lực mạnh trí lực cũng không yếu chỉ là trước đó không có biểu hiện ra ngoài mà thôi là ngươi cái tên này một mực đuổi theo chúng ta không thả chán dê lẽ lại chúng ta muốn đứng đấy bất động để ngươi nuốt ta lục nhĩ mi hầu khinh thường hư lạnh một tiếng trong tay kình thiên thiết côn quét ngang bất nói nhiều lời muốn đánh liền đánh ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không tốt như vậy khẩu vị nuốt đến hạ chúng ta tiểu từ thúi, ngươi thật chọc giận bản hoàng liền theo ngươi cái thứ nhất bắt đầu thiên ma long thân hình thoát một cái thân thể bên trên xuất hiện màu đen ma lôi cùng cơ hầu ngưng tụ thành thực chất phong nhận cùng cựu u ma hỏa dung hợp ở cùng nhau tạo thành một cái bạo động lấy lôi điện ánh lửa cực lớn quang cầu phi tốc xoay tròn lấy hướng về lục nhĩ mi hầu đánh đi lên lục nhĩ mi hầu thì là giống to một tiếng huy động tình thiên thiết côn hướng về quang cầu đánh tới vạn thu sơn mạch trong rừng cây, tốt nộ không đang cưới tại kinh lôi ma long phía sau lưng bên trên hướng về cấm địa cựu u ma động phi tốc đi vào chợt nghe phía trước chuyển đến ù tiếng đánh nhau đồng thời kịch liệt năng lượng ba động nhào tới trước mặt phía trước có chiến đấu kịch liệt, loại lực lượng này ba động cho Tôn Ngộ Không một loại rất quen thuộc cảm giác, là Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên, Như Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi hầu bọn hắn. Bọn hắn tại cùng người giao chiến. "Thiên, Thiên Ma Long đại nhân khí tức." Kinh Lôi Ma Long tứ chi lập tức liền mềm nhũn ra, một đầu mới ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động. "Được rồi, ta lão Tôn hôm nay liền tha cho ngươi một lần, ngươi đi đi, không cần thiết nữa." Chương 326, "Yêu nghiệt ngươi dám, An ta lão Tôn một vậy." Cái này Kinh Lôi Ma Long trên đường đi đều là cẩn trọng, không có nửa điểm lãnh đạo tôn nộ không cũng không muốn nuốt lời liền từ trên thân nhảy xuống tới vô vô hắn thân thể nói ra đại nhân ngươi coi thật thả ta đi kinh lôi ma long đơn giản không thể tin được chính mình lỗ thai thế nào ngươi không muốn đi rồi muốn cùng ta lão tôn đi vào chung tôn nộ không có chút buồn cười hướng về lực lượng ba động chuyển đến phương hướng chỉ chỉ. không 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 đại nhân tu vi cao thầm thực lực cao cường ta liền không đi cho đại nhân làm loạn thêm ta đại nhân tha mạng tri ân đi đi kinh lôi ma long cuốn quít lắc đầu như được đại xá đồng dạng quay người hướng về lúc đến phỉ vọt mà đi trong nháy mắt ngay tại trong rừng rậm mất tung ảnh Tôn Nộ không đằng không mà lên, từ trong rừng rậm bay đến rừng rậm phía trên giữa không trùng, xác định một chút năng lượng ba động chuyển đến phương hướng, đang định lập tức bay qua, chậm nhớ tới cái gì một dạng lại ngừng lại. Long Miêu, đi ra. Tôn Nộ không đem thần niệm thăm dò vào túi cản khôn bên trong, tìm được ở trong đó ngủ say Long Miêu, một tay lấy trực tiếp theo túi càn khôn bên trong bắt lại đi ra. Lão đại, chuyện gì a? Long Miêu còn buồn ngủ bị Tôn Nộ không cho làm tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi, ánh mắt thật là có chút u ám. Chớ ngủ, một hồi khả năng phải cần ngươi hỗ trợ nếu không tình huống đặc thù tôn nộ không cũng sẽ không đem long miêu cho cầm ra đến mấu chốt là một hồi muốn đối mặt là ma thánh tu vi siêu giai ma thú thiên ma long nhất định phải đem cho ngăn cản được tốt nhất có thể thắng không thắng nổi cũng muốn đem ngăn chặn một hồi không thì thế nào đem ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người cấp cứu đi ra nghe tôn nộ không nói đơn giản nói thiên ma long tình huống sau đó long miêu kém chút không có nhảy dựng lên bà mẹ nó lão đại ngươi không phải nói đùa sao thiên đạo thánh nhân cấp bậc ma thú ngươi để cho ta đi cùng hắn giao thủ đây không phải để cho ta đi chịu chết sao không được không được ta không đi ai bảo ngươi cùng cái kia thiên ma long giao thủ tôn nộ không im lặng trận trắng mắt ta lão tôn là để ngươi đi theo ta lúc cần phải đợi sử dụng một chút ngươi cái kia thiên phú thần thông đừng nói cho ta ngươi trước kia đều là đang khoác lác ngươi cái kia mại manh thần thông đối tu vi cao hơn ngươi đối thủ căn bản vô hiệu đương nhiên hữu hiệu rồi long miêu nghe xong tôn nộ không chất vấn hắn thiên phú thần thông lập tức gấp ta thiên phú thần thông chỉ cần đối thủ không có cao hơn ta hai cái cảnh giới trở lên đều hữu hiệu bằng không thế nào có tư cách xưng là lợi hại nhất thiên phú thần thông lợi hại nhất tôn nộ không trong bụng cười thầm long miêu ra hỏa này thật đúng là đủ dày ra mặt cũng dám nói hắn mại manh thần thông là lợi hại nhất được à Ngươi đã mại manh thần thông là lợi hại nhất thiên phú thần thông, đối thiên ma long khẳng định có hiệu, vậy ngươi còn sợ cái gì sức lực? Ta lão tôn lại không cho ngươi đi cùng cái kia thiên ma long đối đầu, chỉ cần ngươi tại thời khắc mấu chốt sử xuất ngươi cái kia mại manh thần thông đến khống chế lại thiên ma long một chút là được. Nguyên lai like là dạng này a? À. Long Miêu thật to thở dài một hơi, lão đại ngươi thế nào không nói sớm đâu, chuyện này đơn giản, bao tại ta thân lên rồi. Âm người loại chuyện này, ta sợ chứng nhất. Hắc hắc. Long Miêu hắc hắc cười xấu xa lên, bản thân hắn lực công kích không tốt, chỉ là kháng đánh, tăng thêm thiên phú thần thông mại manh thần thông đặc tính cho nên am hiểu nhất chính là đánh lén đông người đương nhiên chỉ có một món nợ ân tình của mình hôm dưới long miêu là sẽ không dễ dàng xuất thủ đi đánh lén người khác cái này sơ sót một cái liền biến thành tự chui đầu vào lưới bất quá có tôn nộ không tại cái kia liền khác biệt lão đại đệ ở phía trước hắn cái này làm tiểu đệ ở một bên phất cờ họ gieo phình lên sức lực thêm cố lên thời khắc mấu chốt dùng thiên phú thần thông đến như vậy lập tức cũng đủ rồi đặt vững thắng cục tin tưởng liền tốt chúng ta đi tôn nộ không nết miệng lên một vệ cười xấu xa đột nhiên tôi động cân đầu vân hướng về năng lượng ba động chuyển đến phương hướng bay nhanh mà đi long miêu kém chút không có theo trên thân bị quăng xuống dưới vội vàng nắm thật chặt tôn ngộ không bả vai y giáp rút nhỏ thân thể chui vào giáp ngực bên trong chỉ lộ ra một cái đầu đến hiếu kỳ bốn phía nhìn xem một hồi nhưng là muốn đối mặt ma thánh cấp siêu giai ma thú thiên ma long còn là tại tôn ngộ không như ý thần giáp bên trong thiếp thân trốn tránh càng thêm an toàn Gào a à. cân đầu vân toàn lực phi hành thuật dưới tôn ngộ không rất nhanh liền chạy tới chiến trường xa xa vừa vặn trông thấy nạo thiên ma đế mục trần hiên ba người bị thiên ma long đánh cho kêu rên lấy ném đi ra ngoài chẳng cảnh thiên ma long thân hình khổng lồ tựa như là một tòa cực lớn giống như núi cao toàn thân trên dưới màu xanh đen lân giáp tránh hàn quang ma thánh cấp kinh khủng y thế đẻ xuống mới có cây tất cả đều thấp nằm rừng cây cây, cây tối bẻ gãy không biết bao nhiêu ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người mặc dù đã toàn lực đánh ra nhưng vẫn là không địch lại này thiên ma long lũ sâu kiến hôm nay chính là các ngươi tử kỳ một chùm sáng sóng tại thiên ma long trong miệng phi tốc tụ lại theo thiên ma long cái này âm thanh thần niệm giống to liền muốn hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu ba người đánh ra lấy cái này sóng ánh sáng bên trong chứa lực phá hoại đến xem một khi bị anh chúng cho dù như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu bắt huyền công đã đại thành tu thành kim cương bất hoại thân chỉ sợ cũng phải ngăn cản không nổi thân thể vỡ vụn thành từng mảnh về phần nạo thiên ma đế mục trần hiên a à, luận lục thân cường độ so với như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu đến còn phải kém hơn một chút kết quả là càng không cần phải nói song nạo thiên ma đế mục trần hiên trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng không nghĩ tới ta mục trần hiên cuối cùng lại là chết tại như thế một đầu xúc sinh trong tay thời gian vậy mệnh vậy đang muốn nhắm mắt cho chết lại nghe lục nhĩ mi hầu thanh âm từ một bên vang lên chúng ta không chết được cứu tinh đến, đến rồi cứu tinh nạo thiên ma đế mục trần hiên cùng ngưu ma vương sững sở đã thấy một cây thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thông thiên đại bổng từ đằng xa gấp rỗi mà đến mang theo uy mánh vô song khí thế hướng về thiên ma long đánh đòn cảnh cáo đập xuống một cái bọn hắn vô cùng quen thuộc từng tại trong óc xuất hiện qua vô số lần thanh âm giữa thiên địa vang lên yêu nghiệt người dám an ta láo tôn một gậy vê anh cực lớn gậy sắc hung hăng đập vào thiên ma long đỉnh đầu bên trên thiên ma long nguyên bản đã hội tụ thành công đang muốn phóng thích năng lượng sóng ánh sáng bị cái này đánh đòn cảnh cáo trực tiếp cho đánh tan một tiếng ầm ầm nổ vang thân hình khổng lồ bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đánh đến theo giữa không trung rơi thẳng xuống đập ầm ầm tại phía dưới sông núi bên trên đem một tòa tiểu gò núi trực tiếp cho nệ đến chia năm xẻ bảy xuất hiện một cái cực lớn hình dòng hố sâu lão đại nộ không kinh đệ tại như ma vương ba người kinh hỉ trong ánh mắt một vệ kim quang từ phía trên bên cạnh tiêu xạ mà đến qua trong dây lắt liền xuất hiện ở ba người trước mặt hiện lộ ra tôn ngộ không thân ảnh xem ra ta lão tôn đến còn tính kịp thời các ngươi đều không sao chứ lão đại thật là ngươi ngươi làm sao lại tới chỗ này lục nhĩ mi hầu khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn cũng hỉ Hắn vừa rồi dùng thần thai nghe đến tôn nộ không tới gần động tinh thời điểm còn có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, không nghĩ tới tôn nộ không thật tới, liền tại bọn hắn đứng trước nguy cơ mệnh treo một khắc thời điểm xuất hiện. Ta lão tôn đương nhiên là tới tìm các ngươi. Tôn nộ không lật bàn tay một cái, đấu chiến thắng tiểu xuất hiện ở trong tay, hết thảy ba hồ lô hướng về lục nhĩ mi hầu, lưu ma vương cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên một người ném đi qua một hồ lô. Đây là ta lão tôn chứng cất đấu chiến thắng tiểu, tranh thủ thời gian uống hết khôi phục thể lực, chuẩn bị rút lui. Có lời gì chờ sau khi thoát hiểm lại nói. Ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người thương thế đều không nhẹ, khí tức lưu động xem xét tiêu hao liền không nhỏ muốn theo thiên ma long thủ hạ bỏ chạy loại trạng thái này không thể được đấu chiến thắng cựu Như ma vương ba người hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận hồ lô rượu mở ra nắp bình lập tức ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn lao đại đây là người chứng cất đừng nói nhảm tranh thủ thời gian chữa thương rời đi ta lão tôn đi ngăn chặn cái kia tên to xác tôn nộ không thúc giục một tiếng hai tay nắm ở như ý kim cô đồng bay người hướng về theo mặt đất trong hố sâu bay lên thiên ma long bay đi lên nạo thiên ma đế mục trần hiên ba người cũng không dám lãnh đạo giang chống đỡ lấy bay xa một chút rơi vào một cái ngọn núi bên trên ăn vào đấu chiến thắng tiểu ngồi xếp bằng bắt đầu vận công khôi phục bọn hắn thương thế xa so với nhìn qua còn nghiêm trọng hơn được nhiều nếu như là cưỡng ép phi hành đảo mệnh mà nói chỉ sợ trốn không được xa liền sẽ một đầu cắm xuống đám mê đi còn là tôn nộ không nhãn lực cao liếc mắt liền nhìn ra ba người trạng thái đấu chiến thắng tiểu vừa mới vào trong bụng lập tức hóa thành một dòng nước ấm hướng về toàn thân khuyết tán ra đến. Như Ma Vương ba người chỉ cảm thấy thể nội tổn hại kinh mạch cùng nội tạng xương cốt tại cái này dòng nước cấm phía dưới cấp tốc bắt đầu khôi phục, nguyên bản bị Thiên Ma Long đánh vào thể nội phá hư tính năng lượng cũng tại cái này đấu chiến thắng tiểu dược hiệu phía dưới cấp tốc bị loại trừ ra ngoài thân thể, trong bụng không khỏi rất là kinh hỉ, cái này đấu chiến thắng tự cũng quá thần kỳ, tôn nộ không đến cùng là thế nào đủ thành dạng này tiết hiểu. Ngươi là ai, cũng dám hỏng bản tôn chuyện tốt, chán sống sao? Một bên khác, tôn nộ không đối lên rồi theo mặt đất bên trên bay lên Thiên Ma Long, bị tôn nộ không một gậy từ không trung đánh rớt, Thiên Ma Long cũng không có bị thương gì, nhưng sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Hắn đã bao nhiêu năm không có bị người đánh như vậy qua. Khi nhìn rõ sở tôn ngộ không tu vi chỉ có nửa bước chuẩn thánh, sau đó trong bụng càng là tức giận. Trước đó như ma vương ba người liền để hắn đủ kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên là lại tới cái tôn ngộ không thực lực càng thêm biến thái. Ta lão tôn chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, thiên ma long, ngươi vây lại ta lão tôn các huynh đệ nhiều năm như vậy, hôm nay ta lão tôn phải thật tốt tính với ngươi tính bút chứng này. Hoàn toàn không sợ thiên ma long trên thân ngập trời khí thế, tôn ngộ không trên thân đồng dạng dâng lên một cỗ khí thế mạnh mẽ chống đỡ thiên ma long long uy, trong mắt chiến ý sôi trào gia hỏa này tuy nói chỉ có nhục thân lực lượng đạt đến thiên đạo thánh nhân cấp độ so với như lai phật tổ như thế chân chính thiên đạo thánh nhân đến yếu nhược không ít nhưng đã là tôn ngộ không trước mắt đối kháng chính diện quá mạnh nhất địch nhân rồi một trận chiến này ngẫm lại liền để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào thế thiên đại thánh khẩu khí thật là lớn chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản tôn tính sổ sách thiên ma long giận quá thành cười lên vừa vặn bản tôn ngủ say nhiều năm trong bụng trống trơn liền lấy mấy người các ngươi gia hỏa đến lấp lấp bao tử chương ba trăm hai mươi bảy tôn ngộ không với thiên ma long vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia tôn Ngộ không nét miệng lên một vệ cười xấu xa không đợi thiên ma long xuất thủ trực tiếp huy động như ý kim cô bồng vượt lên trước phát động công kích một cái lắc mình vọt tới thiên ma long hầm dưới trở tay xoay tròn trực tiếp đập vào thiên ma long trên cằm vê anh thiên ma long không nghĩ tới tôn Ngộ không dĩ nhiên là nói đánh là đánh dĩ nhiên là sớm phát động công kích bất ngờ không để phòng chịu lần này bị đánh đến kêu đau một tiếng thân thể chết đi ra hỗn đản sâu kiến ngươi chọc giận bản tôn bản tôn muốn xé ngươi thiên ma long nổi giận huy động long trào hướng về tôn Ngộ không vỗ tới tình phong đập vào mặt tốc độ cực nhanh thật sự là rất khó tưởng tượng thiên ma long khổng lồ như vậy thân thể vậy mà lại có dạng này tấn manh tốc độ muốn né tránh đã tới đã không kịp huyền thiên cử biến bạch vân yên ma thánh cảnh giới thiên ma long tại phương diện lực lượng so tam giới thiên đạo thánh nhân có lẽ còn muốn càng mạnh hơn một chút tôn ngộ không hiện tại lực cũ vừa hết lực mới vị sinh không muốn cùng thiên ma long cứng đối cứng tâm niệm vừa động sử xuất huyền thiên cựu biến bạch vân yên toàn bộ thân hình trở nên như là mây khói thiên ma long long trào trực tiếp theo tôn ngộ không thể nội xuyên qua nhưng lại vị đối tạo thành tổn thương chút nào tôn ngộ không ở bên cạnh ngưng tụ ra thân hình sau đó lại là một gậy xoay tròn tầng tầng đánh vào thiên ma long long chảo bên trên, đánh cho thiên ma long kêu đau một tiếng, đem long chảo cho thu về. nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ chi sắc. Ta cái mẹ nó, ta không nhìn lầm sao? Ngộ Không Minh đệ dĩ nhiên là có thể cùng cái tia thiên ma long liều cái tương xứng. Không, còn giống như ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hắn thực lực tại sao lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên ba người ở phía xa đỉnh núi bên trên một bên vận công chữa thương một bên quan chiến, nhìn thấy tôn ngộ không cùng thiên ma long ở giữa giao thủ tình huống, ánh mắt tất cả đều chừng to lớn ba người bọn họ trước đó liên thủ còn bị thiên ma long đánh cho thảm như vậy tôn ngộ không hiện tại thế nhưng là tại cùng thiên ma long đơn đấu chẳng những không có rơi xuống mảy may hạ phong mà lại giao thủ đến nay đã mấy lần đánh trúng thiên ma long phần này chiến lược so với bọn hắn ấn tượng bên trong lại mạnh hơn một mảng lớn đúng vậy a à, thật là lợi hại ta cùng lão đại ở giữa tranh lệch còn là lớn như vậy lục nhĩ mi hầu trong bụng có chút cảm giác khó chịu hắn đã nhìn ra tôn ngộ không tu vi giống như hắn cũng là nửa bước chuẩn thánh cảnh giới vốn cho là hấp thu cựu u ma hỏa lực lượng đột phá đến nửa bước chuẩn thánh sau đó hắn cùng tôn ngộ không ở giữa tranh lệch đã rút nhỏ không nghĩ tới còn là như thế lớn. Đồng dạng tu luyện là Bát Cửu Huyền Công, vì cái gì Tôn Ngộ không chiến lực cùng cảnh giới hạ lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Lão đại lực lượng đã hoàn toàn dung hội quan thông, Bát Cửu Huyền Công cảnh giới tối cao. Cùng Lục Nhĩ Mi hầu khác biệt, như Ma Vương ngược lại là nhìn ra một chút mánh khóe, hắn cùng Lục Nhĩ Mi hầu tuy nói đều đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến cảnh giới đại thành, nhưng cũng không triệt để đem Huyền Công lực lượng dung hội quan thông, thể nội lưu động y nguyên vẫn là tiên nguyên lực, cùng đồng dạng tiên thần cũng không hề khác gì nhau, nhưng Tôn Ngộ không khác biệt, thể nội lực lượng rõ ràng so với bọn hắn cao hơn mấy cái bậc thang, quanh thân có một loại hòa hợp tự nhiên cảm Rắc, một tia hỗn độn khí tức ẩn ẩn theo trên thân tọa khắp mà ra, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấp bậc còn tại tiên nguyên lực bên trên hỗn độn nguyên lực. Đây chính là nhất định phải đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện to lớn cảnh giới viên mãn mới có thể phát sinh chuyển biến a. Bát Cửu Huyền Công là nhân tộc vô thượng công pháp luyện thể, cho dù là nhân tộc cũng chưa chắc có thể đem tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, chớ nói chi là yêu tộc, trừ phi lão đại là thiên yêu chi thể. Ngoại trừ lý do này, bên ngoài như Ma Vương thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì đừng nguyên nhân có thể làm cho Tôn Ngộ Không đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm hỗn độn nguyên lực khó trách cùng cảnh giới bên trong tôn ngộ không mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy không nói thần thông bí quyết chỉ là nguyên lực trong cơ thể cùng trình độ vận dụng bọn hắn cùng tôn ngộ không cũng không phải là một cái cấp bậc thiết yêu chi thể lục nhĩ mi hầu trong lòng đống nhiên dâng lên một loại thật sâu cảm giác mất mát tu vi hắn có thể thông qua khắc khổ tu luyện gắng sức đuổi theo công pháp bí kỹ hắn cũng có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi hoàn thiện có thể cái này tiên thiên thể chất tranh lệnh muốn thế nào đi để ngủ thiết yêu chi thể đây chính là yêu tộc vô thượng thần thể theo thượng cổ hồng hoang đến bây giờ cũng chỉ có yêu tộc thánh nhân nữ hoa nương nương thượng cổ hồng hoang thiên đình hai vị đại thánh thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất có được dạng này thể chất cũng chỉ có bọn hắn đột phá đến thiên đạo thánh nhân cảnh giới dạng này tiên thiên thể chất chính lệnh hắn lục nhĩ mi hầu muốn thế nào đi đền bù khó trách nộ không lão đệ mạnh như vậy nguyên lai hắn lại là thiên yêu chi thể ta dĩ nhiên là một chút cũng nhìn không ra nạo thiên ma đế mục trần hiên trong bụng tán thưởng ma giới là theo trong tam giới tách rời mà ra hắn đương nhiên biết rõ thiên yêu chi thể đại biểu cho cái gì đây chính là thành tựu đại đạo vô thượng thần thể tôn ngộ không có được dạng này thần thể chỉ cần nửa đường không ngoài ý muốn vất lạc cuối cùng sẽ có một ngày có thể đăng lâm thiên đạo thánh nhân đỉnh cao nhất thậm chí càng lên tầng lầu cũng chưa biết chừng như ma vương ba người cũng không biết là tôn nộ không thiên yêu chi thể đã tiến hóa trở thành tầng thứ cao hơn hỗn độn thần thể cái này nếu để cho bọn hắn biết rõ lời nói chỉ sợ có thể đem bọn hắn cái cầm cho cả kinh đến rơi xuống thiên long phá phá thiên tam thập lục côn trung tâm chiến trường bên trong tôn nộ không cùng thiên ma long ở giữa đã đánh nhau thật tỉnh, diễn phần mình vận dụng tuyệt chiêu thiên ma long thần nghiệm một mực khóa chặt lại tôn nộ không thuộc về ma thánh cấp lực lượng mãnh liệt mà ra đem chọn phiến không gian đều cố định tại chỗ huyền thiên cựu biến bạch vân không cách nào lại thi triển Huyền Thiên Cựu Biến Hà Quang Đãng cũng không đủ chết đi mạnh như vậy công kích, hắn đây là muốn dùng tuyệt đối lực lượng đến nghiền ép Tôn Ngộ Không. Đối mặt Thiên Ma Long tuyệt chiêu công kích, Tôn Ngộ Không không có chút nào e ngại, toàn lực thôi động thể nội hỗn độn nguyên lực, hướng về Như Ý Kim húng Cô Đồng bên trong quán chú mà đi, kim sắc mặt trời kim diễm tại Như Ý Kim húng Cô Đồng bên trên cháy hương hực, hướng về Thiên Ma Long ẩm vàng đánh ra, giống như thực chất bóng gậy từng cây hiện hiện ra, hung hăng đánh phía Thiên Ma Long đánh ra hình rồng năng lượng quan đoàn. Ầm 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 ầm. Tiếng liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, một cái cực lớn mây hình nấm phóng lên tận trời mây hình nấm bốn phía không ngừng hiện lên một đạo lại một đạo vết nước không gian cường hành sóng xung kích hướng về tứ phía khuyết tán ra đến lấy chiến trường làm trung tâm phương viên hơn mười dặm bên trong cây tối tất cả đều bị nổ tận gốc mặt đất giống như là bị cày quá tầng đất lật lên đại địa băng liền sụp đổ mặt đất độ cao trực tiếp giảm xuống vài thước a à, nơi xa đỉnh núi bên trên ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người riêng phần mình chống lên nguyên lực vòng bảo hộ chặn lại đập vào mặt cường hoành sóng xung kích dưới chân đỉnh núi rung động ầm ầm đang trùng kích sóng xung kích phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh ra vốn là đứng tại đỉnh núi bên trên ba người sở tại độ cao càng ngày càng thấp cuối cùng trực tiếp đứng ở một cái hố to bên trong trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi đây mới là ma thánh cấp cường giả chân chính lực lượng sao cái tiêu nghiệt long trước đó căn bản cũng không có cùng chúng ta nghiêm túc đánh lục nhĩ mi hầu cắn răng trầm giọng nói bọn hắn cũng không trong chiến trường tâm địa mang đều có thể cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng dư ba xung kích chiến trường kia chính giữa va chạm song phương, phương phát ra lực lượng oanh kích lại nên cường đại cỡ nào nếu như là thiên ma long ngay từ đầu liền vận dụng dạng này lực lượng tới đối phó bọn hắn lời nói bọn hắn căn bản là kiên trì không đến tôn nộ không chạy đến còn kia tôn nộ không lại có thể ngăn cản được thiên ma long cường hành như vậy lực lượng oanh kích chiến lược mạnh cũng làm cho lục nhĩ mi hầu ba người kinh hãi không thôi dứt bỏ tu vi không nói bây giờ tôn nộ không tựa hồ đã có cùng thiên đạo thánh nhân chống lại thực lực a à. chiến trường chính trung tâm tôn nộ không rên lên một tiếng bước chân ở trong hư không lui về sau hai bước sau tầng tầng đạp mạnh ổn định thân hình một vệt ngai ngái xông lên cổ họng lại bị hắn cho cưỡng ép nuốt xuống thiên đạo thánh nhân cấp bậc lực lượng quả nhiên không phải tốt như vậy ngăn cản mặc dù hắn còn không có đánh ra phá thiên thập bắc côn nhưng cực kỳ hiển nhiên thiên ma long cũng có chỗ giữ lại hắn thực lực bây giờ cuối cùng vẫn là không bằng cái này mà thánh cấp siêu giai ma thu a à. đây là thiên ma long chỉ có thiên đạo thánh nhân cấp bậc lực lượng cũng không có thiên đạo thánh nhân đối thiên đạo lĩnh ngộ không có đại đạo pháp tắc quản chú không có lĩnh vực lực lượng tăng thêm vẹn vẹn chỉ là thánh nhân cấp bậc nhục thân lực lượng mà thôi Như nếu đổi lại là như lai phật tổ hoặc là nguyên thủy thiên tôn như thế thiên đạo thánh nhân xuất thủ lời nói tôn ngộ không đoán chừng mình bây giờ đã bị đánh thành trọng thương ngã xuống đám mây chỗ nào khả năng còn như thế em đẹp bay ở giữa không trung lão đại ngươi không sao chứ thân làm tôn ngộ không khế ước thần thú Long Miêu Độ Tôn Ngộ không tình trạng cơ thể cảm thụ trực tiếp nhất, một kích này tuyệt chiêu va chạm, Tôn Ngộ không đã bị thương, chỉ là bị hắn dựa vào hỗn độn thần thể cho cưỡng ép ép xuống, hỗn độn thần thể chữa trị năng lực đang toàn lực chữa trị thương thế, nhưng đây là nội thương, một chốc chỉ sợ cũng rất khó chữa trị tốt. Còn tốt, không chết được. Tôn Ngộ không nổ một ngụm mang huyết nước bọn, hai mắt kim quang lòng lánh, phá hư tinh mâu toàn lực thôi động nhìn về phía xương mù mặt khác, cùng hắn khác biệt, Thiên Ma Long một bước đều cũng không lui lại, cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, Ma Thánh cấp siêu giai thịt ma thú thân quá biến thái, so với bất tử chi thân đến không hề yếu loại trình độ này lực lượng xung kích hoàn toàn không đả thương được thiên ma long bụi mù bắt đầu tiêu tán mây hình nấm cùng vết nước không gian tiêu tán ra hiện lộ ra tôn ngộ không cùng thiên ma long đối lập trăm trượng mà lập thân ảnh tiểu tử ngươi thật là làm cho bản tôn giật này cả mình a à. bất quá nửa bước ma đế cảnh giới lại có thể cùng bản tôn chống lại đến dạng này tình trạng trên người ngươi lực lượng cũng không phải là ma nguyên lực ngươi không phải ma giới người ngươi đến cùng đến từ chỗ nào vốn cho là thiên ma long sẽ tiếp tục hướng về chính mình phát động công kích tôn Ngộ không đều đã làm xong bất cứ lúc nào để cho long miêu phát động thiên phú mại manh thần thông chuẩn bị không nghĩ tới thiên ma long trên thân khí thế bỗng nhiên lập tức thu vào nhìn về phía tôn Ngộ không trong ánh mắt lại có mấy phần cùng trung trí hướng tri xác ta lão tôn đến từ tam giới thuộc về yêu tộc tôn Ngộ không hít sâu một hơi cất cao giọng nói ta là yêu tộc tề thiên đại thánh tôn Ngộ không lần này là ngoại ý muốn đi vào ma giới tới này vạn thú sơn mạch chỉ là vì cứu ra ba người bằng hữu cũng không phải là đến khiêu khích chương ba trăm hai mươi tám địch nhân địch nhân chính là bằng hữu bằng hữu ngươi nói là ba tên kia thiên ma long dối ra long trào chỉ chỉ nơi xa trong hố lớn ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người không sai tôn nộ không gật gật đầu kia là ngạo thiên ma đế mục trần hiên như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu bọn hắn đều là ta lão tôn huynh đệ theo lượng giới thông đạo đến đây ma giới vốn là vì tìm kế đô ma đế báo thủ không nghĩ tới lượng giới thông đạo ra miệng dĩ nhiên là mở tại cái này vạn thú sơn mạch bên trong cùng thiên ma long ngươi lên xung đột ta lão tôn đi vào ma giới sau đó suy đoán ra tin tức này lúc này mới chạy tới cứu viện cũng không phải là cố ý muốn cùng ngươi là địch tôn nộ không lời như vậy đã coi như là lui một bước dài lấy hắn ca tính từ trước đến nay là thà bị gãy chứ không chịu con, Cho dù là không đấu lại Thiên Ma Long cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải là một người, còn có Ngạo Thiên Ma Đế mục Trần Hiên ba người, lấy này Thiên Ma Long thực lực kinh khủng, tôn ngộ không đoán chừng chính mình thật đúng là không có năm chắc đem Ngạo Thiên Ma Đế mục Trần Hiên ba người an toàn cứu đi, có thể hòa đàm mà nói tự nhiên là tốt nhất. Kế đô Ma Đế, ngươi nói là cái kia nhiều lần xâm phạm ta Ma thú Đại lục hôn đàn sao? Thiên Ma Long trong mắt lóe lên một vệ căm ghét chi sắc, trong giọng nói bỗng nhiên nhiều hơn một cơn lửa giận. Không sai, chính là hắn mục lao ca bị vây ở tam giới nhiều năm như vậy kém chút thân tử đạo tiêu chính là bị cái kia kế đô ma đế làm hại cho nên như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu mới có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về ma giới chính là nghĩ giúp hắn một tay báo thù rửa hận chỉ là không nghĩ tới sẽ bị vây ở cái này vạn thú sơn mạch bên trong hơn mười năm cho đến bây giờ ma giới bên kia cũng còn không biết mục lão ca còn sống trở về tin tức tôn nộ không mà nói để cho thiên ma long trầm tư ánh mắt quay mỏng mỏng chuyển sau nhìn về phía nơi xa ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người lần thứ nhất miệng rồng mở rộng miệng nói tiếng người ngạo thiên ma đế mục trần hiên đúng không các ngươi tới bản tôn có chuyện hỏi các ngươi gọi chúng ta đi qua. Cái kia Nghiệt Long muốn làm gì? Lục Nhĩ Mi hầu ba người hai mặt nhìn nhau, Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên cắn răng, "Là họa thì tránh cũng khỏi, đi qua nhìn một chút cái kia Nghiệt Long đến cùng muốn hỏi cái gì." Ba người thương thế trên người tại đấu chiến thắng tiểu trợ giúp hạ đã tốt hơn phân nửa, đàng Vân Phi hành không phải vấn đề gì, lập tức thân hình đằng không mà lên hướng về Thiên Ma Long cùng Tôn Ngộ Không sợ tại chiến trường bay đi. Tại Tôn Ngộ Không bên cạnh ngừng đám mây, nhìn về phía Thiên Ma Long hỏi, "Thiên Ma Long, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì?" "Không cần như thế phòng bị, bản Tôn nếu là muốn đối phó các ngươi lời nói, các ngươi chính là gặp lại cùng tiến lên cũng không phải bản Tôn đối thủ." Thiên Ma Long ngạo nghe nói, nhìn thấy tôn ngộ không nhét miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, lại bổ sung một câu, hắn cũng không tệ lắm, các ngươi à, hừ hừ. Ý kia rất rõ ràng, trong bốn người có thể có được hắn tán thành cũng chỉ có tôn ngộ không một cái. ngạo Thiên Ma Đế mục trần hiên mấy người hắn đều trứng mắt, ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu trứng mắt, liền muốn không cam lòng phản bác, lại bị tôn ngộ không cả lại, cho Lục Nhĩ Mi hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái để cho hắn tạm thời ẩn nhẫn một chút về sau. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Thiên Ma Long hỏi, tốt, Thiên Ma Long, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, đến cùng muốn hỏi cái gì liền tranh thủ thời gian hỏi đi, hỏi xong chúng ta còn vội vàng rời đi đâu? làm sao ngươi biết bản tôn sẽ thả các ngươi rời đi thiên ma long chân mày cao lại thư nhẹ nói rất đơn giản bởi vì ngươi không lưu được chúng ta tôn nộ không nết miệng lên một vẹn vẹn ngạo nhiên ta lão tôn thật là không có năm chắc mang theo mục lão ca bọn hắn toàn bộ bình yên rời đi nhưng ngươi tuyệt đối không có cách nào đem chúng ta toàn bộ lưu lại ta lão tôn hiện tại chỉ có nửa bước chuẩn thánh cũng chính là nửa bước ma đế tu vi chờ ta đạt tới ma đế thậm chí là ma thánh tu vi sau đó ngươi tuyệt đối không phải ta lão tôn đối thủ ngươi hôm nay nếu không muốn cùng chúng ta kết thủ lời nói ngày khác ta lão tôn khẳng định sẽ tìm đến ngươi báo thủ lấy thiên ma long ngươi trí tuệ là sẽ không muốn kết xuống ta lão tôn dạng này cựu địch không phải sao hừ thiên ma long hừ lạnh một tiếng tôn nộ không nói tới đúng lúc là trong lòng của hắn suy nghĩ để cho hắn cảm giác khá là khó chịu có thể đây cũng là sự thật lấy thân phận của hắn địa vị còn khinh thường tại thành giả biện trầm mặc một hồi sau đó thiên ma vương nhìn về phía ngạo thiên ma đế mục trần hiên nói ngươi chính là ngạo thiên ma đế ngươi cùng cái kia kế đô ma đế có thù sao đương nhiên thù không đội trời chung ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong mắt lóe lên một vẻ khắc sâu vẻ cựu hận ta coi hắn làm huynh đệ hắn lại vì độc trưởng ma giới đại quyền cùng người khác hợp mưu hãm hại ta kém chút làm hại ta thân tử đạo tiêu vĩnh viễn không siêu sinh thù này không báo ta mục trần hiên cũng coi như cái gì ngạo thiên ma đế thiên ma long ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì chỉ là xác định một việc mà thôi thiên ma long nở nụ cười lạnh cái tiêu kế đô ma đế ba phen mấy bờ ân nở muốn cưỡng chiếm ta ma thú đại lục đều bị bản tôn đánh lui bản tôn đối với hắn cũng là căm thù đến tận xương thủy nhưng lại không thể tùy tiện rời đi cái này vạn thú sân mạch không có cách nào đi ma giới đại lục đối phó hắn ngươi đã cùng hắn ở giữa có thủ địch nhân địch nhân chính là bằng hữu bản tôn hôm nay liền không lại làm khó dễ các ngươi các ngươi có thể đi ngươi để chúng ta đi." Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tôn Ngộ không đưa qua một ánh mắt bên trong lập tức minh bạch, Thiên Ma Long đây là tại cho chính hắn tìm lối thoát hạ đâu. Chính như Tôn Ngộ không nói, bốn người bọn họ bên trong chỉ có Tôn Ngộ không có thể đối Thiên Ma Long tạo thành nguy hiếp, tiếp tục đấu nữa mà nói Thiên Ma Long cũng không có nắm chắc có thể đem Tôn Ngộ không lưu lại, một khi để cho Tôn Ngộ không chạy thoát, tương lai tất nhiên sẽ trở về tìm hắn báo thủ, như thế một cái cường đại địch nhân, Thiên Ma Long thật sự là không muốn trêu chọc, vừa vặn Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên lại cùng Kế Đồ Ma Đế ở giữa có huyết hải thăm kỷ, Thiên Ma Long cùng Kế Đô Ma Đế ở giữa cũng có cửu hoán, cái kia mượn Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên tay đi đối phó cái kia kế Đô Ma Đế, vừa vặn có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu, lại cho Tôn Ngộ không bán mặt mũi, nhất cử lương tiện, cớ sao mà không làm đâu. Thiên Ma Long, đa tạ, ngươi nhân tình này ta lão Tôn nhớ kỹ, Ngày khác có cơ hội, ta lão Tôn sẽ trả ngươi nhân tình này. Tôn Ngộ không hướng về Thiên Ma Long ủi ủi nói, đem Như Ý Kim Cô bổng vừa thu lại, hướng về Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay đầu giá vân hướng về Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài phương hướng bay đi, rất nhanh biến mất tại chân trời. Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thật là cái nhân vật kế đô chỉ sợ ngươi thời gian phải không tốt hơn hắc hắc nhìn xem tôn nộ không bốn người biến mất bóng lưng thiên ma long nết miệng lên một vệ vẻ đằng chiêu cười hắc hắc hai tiếng sau đó thân hình bãi xuống hướng về cựu u ma động bay đi ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người đã rời đi cựu u ma động cũng liền không cần thiết lại phong ấn vừa vặn hắn có thể tiếp tục đi hấp thu cái kia cựu u ma động bên trong cựu u ma hỏa lực lượng tranh thủ có thể lại đến tầng lầu lão đại ngươi làm sao lại đến ma giới vạn thu sơn mạch trên không lục nhĩ mi hầu nhìn xem tôn nộ không muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi chuyện này nói đến liền mà nói dài quá sự tình là như thế này dù sao giá vân đi đường cũng không có chuyện gì khác tôn nộ không liền đem đại náo thiên đình phá hủy thiên cơ nghi sự tình nói đơn giản nói bao quát hắn thế nào ngã xuống vô tận bực sâu thông qua không gian thông đạo đi vào ma giới sự tình nói cho lục nhĩ mi hầu ba người ta lão tôn vốn cho là các ngươi hơn mười năm trước liền đến ma giới tìm cái kia kế đô ma đế báo thù khẳng định sẽ ở ma giới viên náo xôn xao nhất lên sóng to gió lớn không nghĩ tới sau khi nghe nóng phía dưới dĩ nhiên là không có các ngươi nửa điểm tin tức thật giống như các ngươi căn bản là không có tại ma giới xuất hiện qua Ta lão tôn lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, lại tinh tế nghe ngóng một phen, sau đó biết được ma giới đại lục cùng ma thú đại lục giáp giới dung hợp tin tức, suy đoán ra các ngươi năm đó lưỡng giới thông đạo hẳn là mở tại vạn thú sơn mạch bên trong, không chừng các ngươi liền bị nhốt trong vạn thú sơn mạch, cho nên cô ý chạy đến tìm các ngươi, nguyên lai like là dạng này. Lục Nhĩ Mi hầu ba người giật mình, tôn nộ không phỏng đoán không sai, bọn hắn thật là tại cửu u ma động bên trong bị vây hơn mười năm, lần này cũng là được căn cả ngã về không lao ra, còn tốt tôn nộ không trùng hợp chạy đến, bằng không hôm nay bọn hắn muốn toàn thân trở ra khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Lão đại vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì phải lập tức trở về tam giới sao như ma vương hỏi ngừng một chút nói tất nhiên thiên đỉnh những cái kia tiên thần đều cho là ngươi chết rồi vậy bọn hắn kế tiếp liền sẽ đối phó hoa quả sơn mà lại một khi phát động tiến công thế công tuyệt đối sẽ so với lần trước phải lớn hơn nhiều ta lão tôn cũng nghĩ như vậy tôn nộ không nhẹ gật đầu cho nên phải nhanh một chút chạy về tam giới chỉ bất quá cho đến bây giờ cũng không biết mới lượng giới thông đạo ở nơi nào ta lão tôn trước đó quan sát qua vạn thú sơn mạch bên trong đã không có lượng giới thông đạo không gian ba động chỉ có thể trở lại ma giới đại lục sau đó lại nghe nóng lượng giới thông đạo tình huống tranh thủ sớm một chút trở về tam giới. Nộ Không huynh đệ, kỳ thật rất không cần phải phiền toái như vậy. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên suy nghĩ một chút nói, lượng giới thông đạo tình huống, hiện tại ma giới rõ ràng nhất hẳn là chỉ có một người, chính là kế đô tên kia. Chúng ta trực tiếp đi tìm tên kia hỏi dò là được rồi, vừa vặn ta muốn cùng hắn tính toán năm đó huyết sổ sách. A, à, nói có đạo lý. Tôn Nộ Không nhẹ gật đầu, muốn nói ma giới cùng tam giới ở giữa lượng giới thông đạo tình huống, khẳng định không ai so kế đô ma đế càng hiểu hơn, lúc trước đem lượng giới thông đạo ra miệng chết đi đến vạn thú sơn mạch chính là hắn động tay chân, bằng không ngạo thiên ma đế mục trần hiên bọn hắn cũng sẽ không ở vạn thú sơn mạch bên trong bị vây mười mấy năm qua cùng khắp nơi đi ngay ngóng, không bằng trực tiếp đi chất vấn cái kia kế đô ma đế thuận tiện cũng có thể giúp ngạo thiên ma đế mục trần hiên báo thủ có thể nói là nhất cử lưỡng tiện cử động ân cứ như vậy quyết định trực tiếp đi tìm cái kia kế đô ma đế tính số sách thuận tiện hỏi ra lượng giới thông đạo hạ là đến tôn nộ không quyết định nói bất quá trước lúc này ta lão tôn còn có chút sự tỉnh đến xử lý rõ ràng lão đại chuyện gì a à, chúng ta có thể giúp một tay lục nhĩ mi hầu hỏi cũng không tính là cái đại sự gì chính là cho cái nào đó ra hỏa giải trừ một chút cấm chế lại cho sắc vi dong binh đoàn cho đưa một món lễ lớn may mắn mà có bọn hắn dẫn đường bằng không ta lão tôn thật đúng là không có nhanh như vậy có thể tìm tới các ngươi chương ba trăm hai mươi chín đoan một bạch tuần phục vạn thú sơn mạch bên ngoài hoàng trinh mấy người hợp lực đem một đầu sắp đạt tới ma linh cấp xích diễm ma thẳng lằn đánh ngã trên mặt đất cùng nhau thở hổn hển ngồi xếp bằng vận công khôi phục lại là một khóa ma hạch cái này vạn thú sơn mạch ma thú sản xuất ma hạch tỷ lệ thật sự là đủ cao chúng ta lần này thu hoạch tràn đầy a sai băng vũ trước hết nhất khôi phục lại rút ra đoạn nhận tại xích diễm ma thần lằn trên thân kéo ra một cái miệng máu, thôi động ma ấn hướng về miệng máu bên trong đánh tới, khoảnh khắc, một khỏa xích hồng sắc ma hạch theo miệng máu bên trong hiện lên đi ra, bị sai bằng vũ ôm đổm trong tay, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ hưng phấn. Các ngươi thế nào đều vẻ mặt cầu xin, đạt được ma hay ai, không đáng cao hứng sao? Sai bằng vũ nhìn về phía đám người, trừ hắn ra tựa hồ không có bất kỳ người nào trên mặt có nụ cười, nhất là Hoàng Trinh, một mặt ưu sầu chi sắc, khôi phục một phen sau đó cũng vẫn xem lấy vạn thú sơn mạch chỗ sâu, không ngừng khái than. Cũng không biết đại thánh hiện tại thế nào rồi, ngươi xem đại đại bộ dạng này, có thể cao hứng sao? hầu kiệt tiến đến xài bằng vũ bên hai hướng về hoàng trinh chép miệng nói trong lời nói đúng là thở dài chi ý đại thánh hắn hẳn là sẽ không có việc gì lấy đại thánh thực lực cho dù là gặp được ma thánh cấp siêu giai ma thú cũng hẳn là có thể bình yên thoát thân đúng không hy vọng đi hầu kiệt cũng không biết làm như thế nào trả lời ma thánh cấp siêu giai ma thú đến cùng có bao nhiêu lợi hại bọn hắn căn bản là không tưởng tượng nổi hoàn toàn không thể nào so sánh chỉ có thể hy vọng tôn ngộ không có thể bình an vô sự à. hy vọng đại thánh có thể bình yên thoát thân ta vẫn chờ hắn cho ta giải trừ cấm chế đâu nếu là hắn xảy ra chuyện gì ta ha không đến chôn cùng rồi Đoan Mục Bạch lầm bầm một câu, so sánh với Hoàng Trinh ba người, hắn càng hy vọng Tôn Ngộ không có thể bình yên vô sự, bằng không mà nói hắn cấm chế này ai đến giúp hắn giải trừ, đây không phải là muốn cả một đời vây ở cái này Vạn Thú Sơn mạch bên trong rồi. Bị vây ở chỗ này thì cũng thôi đi, mấu chốt là Tôn Ngộ không cũng không có nói nếu như là chính mình đã xảy ra chuyện gì cấm chế này sẽ như thế nào, nếu như là cũng sẽ dẫn phát cấm chế, cái kia Đoan Mục Bạch chẳng phải là đồng dạng trở thành chốn cùng. Không được không được. Hắn Đoan Mục Bạch nhưng là muốn kế thừa Đoan Mục thế gia cơ nghiệp nam nhân, sao có thể chết tại cái này chim không đẻ trứng địa phương quỷ quái. Tề Thiên Đại Thánh a, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Ta lão tôn còn tưởng rằng ngươi là luyến tiếp ta sẽ ra chuyện, không nghĩ tới chỉ là vì trên thân cấm chế a. Đông nhiên, một tiếng tiếng cười khe từ không trung chuyển đến, Đoan một Bạch ánh mắt đông nhiên trở to, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, chỉ gặp đám mây bên trên, bốn đạo thân ảnh từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, một người cầm đầu không phải Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không lại là người nào? Đại Thánh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Hoàng Trinh trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, đống nhiên từ dưới đất đứng lên, bước nhanh chạy hướng về phía tôn ngộ không, nhanh tới gần thời điểm nhưng lại thả chậm bước chân, có chút nhăn nhó bất quá trên mặt mừng rỡ lại là lộ rõ trên mặt ta lão tôn không có việc gì không cần phải lo lắng tôn nộ không cười nhạt một tiếng ánh mắt tại hoàng trinh mấy người trên thân quét một lần xem ra các ngươi cũng không có việc gì thu hoạch cũng không nhỏ đây tôn nộ không chỉ thu hoạch tự nhiên là xài bằng vũ trong tay ma hạch còn có mấy cái ma hạch tại hoàng trinh trong túi chữ vật cũng tương tự chạy không khỏi tôn nộ không ánh mắt xem ra sắc vi dòng binh đoàn mấy ngày nay tại cái này vạn thú sơn mạch bên trong đạt được không ít ma hạch thu hoạch tràn đầy a đại thánh ta thế nhưng là một chút cũng không có thư giãn không có để cho hoàng cô nương bọn hắn làm bị thương một cọng tóc gáy Đoan Mục Bạch vội vàng bu lại, liếm láp mặt biểu lên công, "Đại thánh, ngài giao cho ta sự tỉnh ta một chút cũng không ngựa hổ, ta cái này trên thân cấm chế ngài xem có phải hay không có thể. Muốn cho ta lão tôn cho ngươi giải trừ cấm chế đúng không?" Tôn Ngộ không xem xét Đoan Mục Bạch liếc mắt, Đoan Mục Bạch liên tục gật đầu, Tôn Ngộ không khỏe miệng khẽ nói, "Không cần phải gấp, kế tiếp chúng ta liền muốn trở về ma giới đại lục, đến lúc đó đi các ngươi Đoan Mục thế gia, lấy được Đông Hoàng Trung, ta lão tôn tự nhiên sẽ cho ngươi giải trừ cấm chế." Đông Hoàng Trung? Ta không nghe lầm chứ, Đông Hoàng Trung tại Đoan Mục gia? Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên nghe xong Tôn Ngộ không lời nói, ánh mắt lập tức chừng đến căng trọn đông hoàng trung vậy mà tại đoan mục thế gia chuyện này hắn thế nào cho tới bây giờ không nghe nói quá một chút phong thanh thượng cổ hồng hoang thời kỳ vu yêu đại chiến sau đó đông hoàng trung liền không biết hạ lạc ngạo thiên ma đế mục trần hiên nghe nói đông hoàng trung là rơi vào ma tộc trong tay bị ma tộc cho dẫn tới ma giới nhưng về sau liền không có manh mối cũng không biết đến cùng rơi vào ma giới cái gì nhân thủ bên trong hôm nay mới biết được lại là bị đoan mục thế gia cho ẩn nấp rồi nói cho đúng là tại đoan mục bạch tiểu tử này trong tay tôn nộ không hướng về đoan mục bạch chỉ chỉ nói gia hỏa này trước đó đối ta lão tôn gây khó khăn đủ đường nói năng lỗ mãng ta lão tôn vốn là muốn lấy tính mạng hắn bất quá hắn nói nguyện ý dùng trong tay đông hoàng trung đến chuộc mạng cho nên ta lão tôn mới đem hắn lưu đến bây giờ tôn nộ không nói đến lấy tính mệnh của hắn thời điểm đoan một bạch thân thể không khỏi chiến đấu một chút nụ cười trên mặt càng thêm linh ngọt một mặt chân chó tiếp lời nói đại thánh khoan dung độ lượng đoan một bạch ghi nhớ trong lòng đại thánh yên tâm cái kia đông hoàng trung ngay tại ta đoan một thế gia trừ ta ra không người biết được tâm tích của hắn chỉ cần đại thánh buông tha ta ta nhất định đem đông hoàng trung hai tay dâng lên đông hoàng trung hạ lạc ngoại trừ đoan một bạch bên ngoài còn có mẫu thân lưu thủy tư kỳ biết rõ, bởi vì đông hoàng trung vốn là lưu thủy tư kỳ theo lưu thủy thế gia mang đến, vốn là xem như đồ cưới, không nghĩ tới đoan mục bạch phụ thân đoan mục thế gia gia chủ đoan mục ban thưởng quá mức rõ. chạy, thành thân chưa tới nửa năm lại lấy thứ ba phòng, lưu thủy tư kỳ dưới cơn nóng giận liền trực tiếp đem đông hoàng trung cho giấu đi. đoan mục bạch sau trưởng thành lưu thủy tư kỳ liền đem đông hoàng trung sự tình nói cho đoan mục bạch, tính toán đợi hắn đạt tới ma tôn cảnh giới sau đó đem đông hoàng trung giao cho hắn luyện hóa, trợ hắn leo lên đoan mục gia gia chủ vị trí. Đoan Mục Bạch sợ dĩ không có đem tình hình thực tế nói cho Tôn Ngộ Không, chính là sợ Tôn Ngộ Không biết rõ Đông Hoàng Trung Kỳ thật tại mâu thân hắn Lưu Thủy Tư Kỳ trong tay sau đó cảm thấy hắn vô dụng, trở tay đem hắn tiêu diệt, hắn muốn để Tôn Ngộ Không cảm thấy chỉ có lưu hắn lại mới có thể có đến Đông Hoàng Trung, dạng này tính mạng hắn mới có bảo hộ. Ta lão Tôn nói qua, chờ đến Đoan Mục thế gia, ngươi giao ra Đông Hoàng Trung, ta lão Tôn đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Đoan Mục Bạch cái này điểm tâm nghĩ Tôn Ngộ Không thấy rất rõ ràng, trong bụng cười thầm sau khi cũng không ngừng phá, dù sao gia hỏa này bây giờ đã là sợ vỡ mật, không sợ hắn không ngoan ngoãn đem Đông Hoàng Trung giao ra. Đa tại đại thánh, đa tạ đại thánh đoan mục bạch vội vàng hành lễ nói tạ cho dù tốt bảo vật cũng không có tính mạng mình tới trọng yếu húng chi đối đoan mục bạch mà nói đông hoàng trung mặc dù chân quý hắn nhưng cũng chưa chắc có thể thu phục được rồi cho dù tốt bảo bối không có cách nào thu lấy mà nói dự ở bên người cũng không có tác dụng gì cho tôn ngộ không chẳng những có thể giữ được tính mạng nói không chừng còn có thể ôm vào tôn ngộ không lớn chân cớ sao mà không làm đâu đại thánh mấy vị này là đạt được tôn ngộ không khẳng định trả lời chắc chắn sinh mệnh có bảo hộ đoan mục bạch thật to nhẹ nhàng thở ra lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến tôn ngộ không bên cạnh ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người trên thân đây là ngạo thiên ma đế mục trần hiên đây là ngưu ma vương lục nhĩ mi hầu ta lão tôn chuyến này chính là vì bọn hắn mà đến cuối cùng là theo cái kia thiên ma long tay trung tướng bọn hắn cấp cứu đi ra tôn ngộ không thẳng như nói nhưng lại không biết lời này nghe vào đoàn mục bạch mấy người trong thai là bực nào rung động ngạo thiên ma đế mục trần hiên đây chính là ma giới tiếng tăm lửng lây ma đế tiên ma trước khi đại chiến uy danh thậm chí còn tại kế đô ma đế bên trên bất quá kế đô ma đế tuyên bố đã tại tiên ma đại chiến bên trong vẫn lạc tại tiên giới không nghĩ tới lại còn sống được thật tốt, xuất hiện lần nữa tại ma giới bên trong. cứ như vậy xem ra ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng kế đô ma đế ở giữa thù hận khẳng định không nhỏ. lần này ma giới bên trong chỉ sợ lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. đoan mục thế gia đoan mục bạch bái kiến ngạo thiên ma đế đại nhân, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, đoan mục bạch trong bụng có quyết định, hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên quỳ một gối xuống xuống dưới, kế đô ma đế bạo ngược, tùy ý làm vậy, đem ta ma giới mấy lần rơi vào khó xử bên trong, ta đoan mục thế gia đối sợ tác sở vi sớm có bất mãn, chỉ là một mực vô minh chủ có thể hiệu lực, ma đế đại nhân lần này quay về ma giới đối ta ma tộc con dân mà nói tựa như hạn hán đã lâu chi cam lộ ta đoan một bạch nguyện vọng đại biểu đoan một thế gia ở đây hướng ma đế đại nhân tuyên thệ thuần phục đi theo ma đế đại nhân trọng trường ma giới ha ha tiểu tử này ngược lại là đủ quả quyết bây giờ liền bắt đầu cho đứng tôn nộ không chân mày cao lại trong mắt lóe lên một vệ vẻ kinh ngạc nói thật lúc trước hắn cũng không phải là quá để mắt đoan một bạch gia hỏa này ỉ vào hắn đoan một thế gia nhị công tử thân phận cả ngày vênh vang đắc ý hoàn toàn không biết thu liễm không nghĩ tới tại loại thời điểm này chính trị khíu giác ngược lại là láo lỉnh mẫn a à, nhanh như vậy liền phán đoán rõ ràng tình thế không chút do dự nhìn về phía ngạo thiên ma đế mục trần hiên tiểu từ này ngược lại cũng không phải không còn gì khác có thể dùng dùng một lát tôn nộ không cho ngạo thiên ma đế mục trần hiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngạo thiên ma đế mục trần hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu hắn quay về ma giới tuy nói đã hơn mười năm nhưng một mực bị vây ở cái này vạn thú sơn mạnh bên trong ma giới người căn bản cũng không có nghe được mảy may liên quan tới hắn tin tức nếu muốn tìm kế đô ma đế cái kia hôn đản báo thủ ngoại trừ trực tiếp đánh đến tận cửa đi bên ngoài cũng cần đem đã từng bộ hạ cũ thu nạp tuyển nhận mới bộ hạ cái này đoàn một thế gia thân làm ma giới hai đại thế ra một trong ngược lại thật sự là là không sai lựa chọn chỉ là cái này đoan mục bạch có thể đại biểu được rồi đoan mục thế ra sao ma đế đại nhân ta là đoan mục thế gia nhị công tử vị trí gia chủ ta đồng dạng có quyền kế thừa chỉ cần đại nhân ủng hộ ta lên làm đoan mục thế gia gia chủ ta đoan mục thế gia tất duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó sông pha khói lửa không chối tử ha ha tiểu tử này ngược lại là đủ khớp khéo đây là muốn mượn dùng chúng ta lực lượng trước giúp hắn giải quyết vị trí gia chủ có chút ý tứ tôn nộ không cười hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên truyền đông nói mục lão ca ngươi thấy thế nào ngược lại là có thể thực hiện Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên gật đầu truyền âm trả lời, Đoan Mục Thế Gia là ma giới hai đại thế gia một trong, thế lực không yếu, có thể có được bọn hắn ủng hộ lời nói, đối phó kế đô tên tiết thì càng có nắm chắc. Chương 330, trở về ma giới đại lục. Đoan Mục Bạch đúng không? Ngươi tiểu tử này dã tâm không nhỏ a. À? Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên quan sát lần nữa Đoan Mục Bạch vài lần, khóe miệng khẽ nhếch nói, ngươi đây là muốn bái nhập bản tôn môn hạ sao? Đoan Mục Bạch, nguyện vì ma đế đại nhân ra sức châu nữa. Đoan Mục Bạch đưa tay tại mi tâm chỗ vạch một cái, một giọt bản mệnh tinh huyết theo mi tâm bên trong bay ra, ma đế đại nhân Ta nguyện vọng lập xuống huyết hệ, vĩnh viễn thuần phục đại nhân tuyệt không phản bội nếu làm trái lời thế này ma lôi đỉnh chết không có chỗ trôn ầm ầm đoan mục bạch lời này vừa ra đầu đội bầu trời bên trên lập tức lóe lên một tia chớp thanh âm kia là thiên đạo có cảm ứng lời thế đã có hiệu lực cái này ma thú đại lục cùng nguyên ma giới đại lục đã giáp giới dung hợp thiên đạo cũng ngay tại dung hợp bên trong mặc dù đoan mục bạch là tại ma thú đại lục phát hạ huyết hệ ma giới đại lục thiên đạo đồng dạng có cảm ứng từ nay về sau hắn nếu dám phản bội ngạo thiên ma đế mục trần hiên huyết hệ tất nhiên sẽ ứng nghiệm tiểu tử này đủ quyết tuyệt là cái nhân vật tôn nộ không ánh mắt hiếp lại hắn đã đối đoan một bạch triệt để đổi cái nhìn tiểu tử này mặc dù tham hoa tốt sắc ý thế hiếm người nhưng ở nên quả quyết thời điểm nhưng không có mảy may do dự là cái có thể thành đại sự người mục lao ca tiểu tử này có thể nhận lấy người tại ma giới bên trong những cái này bộ hạ cũ hiện tại cũng không biết đều tàn mát đến đâu mà càng không biết còn có mấy người sống sót nhưng tiểu tử này khác biệt chỉ cần trợ hắn leo lên vị trí gia chủ toàn bộ đoan mục thế gia tài nguyên liền đều thuộc về ngươi tất cả đến lúc đó lại tìm kiếm bộ hạ cũ hạ lạc coi như dễ dàng nhiều hơn tôn nộ không hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên lặng lẽ truyền âm nói ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng khẽ gật đầu tôn nộ không nói những này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng bây giờ hắn sơ trở lại ma giới sớm đã là cảnh còn người mất muốn tìm kế đô ma đế báo thủ cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản giết đến tận cửa đi là được không thì mà nói lấy cái kia thiên ma long thực lực tu vi còn không đã sớm giết tới ma giới đại lục đi tìm kế đô ma đế tính sổ tôn nộ không đã cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên nói hiện tại ma giới là kế đô ma đế một người độc đại mà lại tu vi đã đạt đến nửa bước thánh nhân cảnh giới cũng không yếu tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong bóng tối ẩn tàng lực lượng đến cùng có bao nhiêu cũng là không thể biết được tại không có sách lược vẹn toàn trước đó liền tùy tiện giết đến tận cửa đi báo thù ngu xuẩn nhất hành vi sơ sót một cái ngược lại đem chính mình cho ngã vào đi còn là trước xúc tích lực lượng mở rộng thế lực chờ thích hợp thời cơ tái phát khó đến lúc đó một lần đem kế đô ma đế cùng phía sau người thế lực toàn bộ cầm xuống vĩnh viễn trừ hậu hoạn rất tốt đoan một bạch ngươi trung tâm bản tôn cảm nhận được đứng lên đi nạo thiên ma đế mục trần hiên khẽ vươn tay một đạo kình khí vô hình đem đoan một bạch từ dưới đất cho nâng lên nạo thiên ma đế mục trần hiên trầm giọng nói bản tôn lần này quay về ma giới chính là muốn tìm cái kia kế đô tiểu nhân tính số sách, đồng thời đem thuộc về bản tôn đại quyền cho một lần nữa đoạt lại. Bản tôn trước đó những cái kia bộ hạ cũ, hiện tại đã không biết tản mát đến nơi nào, cần phải mượn ngươi đoan mục thế gia lực lượng đi thu nạp. Chủ thượng, chuyện này không khó, thuộc hạ sau khi trở về liền có thể phát động đoan mục thế gia lực lượng đi tìm, chỉ là thuộc hạ hiện tại dù sao không phải gia chủ, chỉ là cái nhị công tử, có thể điều động lực lượng có hạn. Đoan Mục Bạch nói đến đây dừng một chút, một đôi tràn ngập dã tâm ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên, Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên đương nhiên minh bạch Đoan Mục Bạch suy nghĩ trong lòng, rất là hào khí phất phất tay nói yên tâm bản tôn xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà chỉ cần ngươi trung tâm vì bản tôn làm việc bản tôn tự biết trợ giúp ngươi ngồi lên đoan mục thế gia vị trí gia chủ để ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống đoan mục thế gia tài nguyên đa tạ chủ thượng đoan mục bạch đại hỷ lại là một gối hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên quý xuống chủ thượng thuộc hạ lên làm gia chủ sau đó chỉ cần chủ thượng ra lệnh một tiếng ta đoan mục thế gia tùy ý chủ thượng phân công tốt đứng lên đi trước tiên đem đáp ứng nộ không minh đệ đông hoàng trung tìm cho ra gia, giao cho hắn lại nói đây là bản tôn đối ngươi mệnh lệnh thứ nhất Nạo Thiên Ma Đế hướng về Đoan Mục Bạch khoát tay áo phân phó nói, Đoan Mục Bạch trong lòng run lên, vội vàng lên tiếng, ánh mắt hướng về một bên Tôn Ngộ Không nhìn sang, lấy lòng cười cười, túi đầu. Vốn chỉ là Nạo Thiên Ma Đế mục Trần Hiên một người lời nói, Đoan Mục Bạch có lẽ còn muốn suy nghĩ một chút có đáng giá hay không đến tuân phục, nhưng tăng thêm Tôn Ngộ Không lại khác biệt, Tôn Ngộ Không thực lực Đoan Mục Bạch sớm đã được chứng kiến, mà lại khả năng đem Nạo Thiên Ma Đế mục Trần Hiên ba người theo ma thánh cấp siêu giai ma thú thiên ma long trong tay cấp cứu đi ra, thực lực mạnh có thể thấy được luồn đốn, đạt được Nạo Thiên Ma Đế mục Trần Hiên cho phép, cũng liền tương đương đạt được tôn ngộ không cho phép còn sợ đoan mục thế ra vị trí gia chủ không dễ như trở bàn tay sao húng chi còn có như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu hai người nhìn tựa hồ cũng không thể so với ngạo thiên ma đế mục trần hiên trinh lệnh nhiều cường giả như vậy ủng hộ hắn đoan mục bạch nếu là còn ngồi không lên đoan mục thế ra vị trí gia chủ cái kia cũng không khỏi quá vô năng sự tình thương nghị đã định đoan mục bạch bái nhập ngạo thiên ma đế mục trần hiên muốn hạ kế tiếp chính là rời đi ma thú đại lục trở về ma giới đại lục trở về đoan mục thế ra đi tôn ngộ không ánh mắt nhìn về phía một bên hoàng trinh ba người theo vừa rồi bắt đầu ba người bọn họ liền không nói một lời đứng ở một bên có vẻ hơi biên giới hóa kỳ thật tôn ngộ không rất rõ ràng bọn hắn có chuyện nghĩ tự nhủ lại không biết nên nói như thế nào lên hoàng cô nương các ngươi có tính toán gì không tiếp tục lưu lại cái này vạn thú sơn mạch bên trong săn bắt ma hạch còn là cùng chúng ta cùng đi đoan một thế ra chúng ta có thể đi sao hoàng trinh có chút do dự lưu lại săn bắt ma hạch nàng đã không có cái kia tâm tư mà lại đoan một bạch cũng muốn rời đi chỉ bằng nàng cùng xài bằng vũ hầu kiệt ba người lời nói tại cái này ma thú hành hành vạn thú sơn mạch bên trong đường nói là săn bắt ma hạch ngay cả bình an sinh tồn được đều cực kỳ khó khăn Hùng chi bọn hắn lần này nay đã săn bắt đến đủ nhiều ma hạch, cũng là thời điểm nên rời đi. Bình tĩnh mà xem xét, hoàng trinh thật rất muốn cùng lấy tôn ngộ không cùng đi đoan mục thế gia, chỉ là tôn ngộ không đã không phải là trước đó cái kia đi theo dòng binh đoàn kiếm cơm đội viên, tại hoàng trinh trong mắt bọn họ, tôn ngộ không là thực lực mạnh mẽ nhưng cùng ma thánh cường giả tranh phong nửa bước ma thánh cường giả, ngay cả ngạo thiên ma đế mục trần hiên đều đối cung kính có thừa, lấy bọn hắn thân phận địa vị, lại đi theo tôn ngộ không thật phù hợp sao? đương nhiên có thể, tôn ngộ không nhẹ gật đầu, hướng về đoan mục bạch khẽ vươn tay, đánh vào đoan mục bạch thể nội cấm chế theo thể nội bay ra đã rơi vào tôn ngộ không trong tay bị hắn thu vào đoan một bạch ngươi như là đã tuyên thệ thuần phục mục lao ca ta lão tôn tin được ngươi cấm chế này ta lão tôn liền thu hồi lại nhưng ngươi vẫn như cũng phải bảo vệ tốt hoàng cô nương bọn hắn an toàn lần này bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới đoan một thế gia về sau đoan một thế gia muốn trở thành sắc vi rong binh đoàn hậu thuẫn ủng hộ sắc vi rong binh đoàn phát triển minh bạch chưa minh bạch đại thánh yên tâm từ đây sắc vi rong binh đoàn chính là đoan một thế gia ngự dùng rong binh đoàn ta sẽ vì hoàng cô nương bọn hắn cung cấp hết thể có thể cung cấp ủng hộ Đoan Mục Bạch lập tức ngầm hiểu, không chút do dự gật đầu đáp, sắc đẹp cố nhiên trọng yếu, có thể cùng mình tiền đồ so sánh đó chính là bé nhỏ không đáng kể. Tôn Ngộ không cực kỳ hiển nhiên đối Hoàng Trinh nhìn với con mắt khác, muốn che chở bọn hắn, Đoan Mục Bạch đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, chỉ cần có thể lên làm Đoan Mục thế gia gia chủ, nâng đỡ một cái dòng binh đoàn mà thôi, với hắn mà nói đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Đa tại đại thánh. Hoàng Trinh biểu lộ có chút phức tạp, cùng Sài Bằng Vũ, Hầu Kiệt ba người hướng về Tôn Ngộ không quỳ xuống đất nói lời cảm tạ, lại không, có thể quỳ đi xuống, bị Tôn Ngộ không cản lại, Hoàng cô nương, hai vị huynh đệ, các ngươi không cần lớn như thế lễ gặp lại tức là hữu duyên dọc theo con đường này đi tới các người nhân phẩm ta lão tôn đều nhìn ở trong mắt hoàng cô nương trước đó đang lúc nguy nan vẫn không quên thành ta lão tôn sáng tạo chạy trốn cơ hội chỉ bằng điểm này ta lão tôn liền nguyện ý cho các ngươi làm những này tốt chúng ta lên đường đi tôn nộ không nói xong trực tiếp nhắc lên cân độ vân đem hoàng trinh ba người bao khỏa tại trong đó nạo thiên ma đế mục trần hiên thì là mang lên rồi đoàn một bạch một đoàn người đẳng vân hướng về ma giới đại lục phương hướng bay đi ngưu nhị ca ngươi nói gọi là hoàng trinh nữ cùng lão đại ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào ta xem lão đại tựa hồ đối với nàng rất là chiếu cố a à trên đường lục nhĩ mi hầu ánh mắt tại tôn nộ không cùng hoàng trinh trên thân không ngừng qua lại đao quanh lặng lẽ truyền âm cùng như ma vương nghị luận ta cũng không rõ ràng như ma vương lắc đầu bất quá ngoại trừ tử lan tiên tử bên ngoài chưa từng gặp lao đại đối cái nào nữ quan tâm như vậy quá chỉ sợ quan hệ không đơn giản a à, ta cũng là chỗ này cảm thấy ở trong đó khẳng định có chuyện ấn ở bên trong hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu khoe miệng đồng thời khơi gợi lên một vệ ngầm hiểu lẫn nhau cười xấu xa tôn nộ không cũng không biết rõ lục nhĩ mi hầu cùng như ma vương sau lưng hắn bố trí hắn hắn cũng không muốn nhiều như vậy hắn đối hoàng trinh cảm giác cùng đối tử lan tiên tử khác biệt tử lan tiên tử là hắn người yêu là hắn duy nhất động qua tâm nữ tử cái khác nữ tử lại xinh đẹp trong mắt hắn cũng như hồng phấn khô lâu đồng dạng về phần hoàng trinh tôn nộ không là bị trước đó liều mình cứu giúp cảm động đem hoàng trinh cho rằng một cái đáng giá bảo vệ tiểu mội muội liền như là hắn đối tiểu hồ yêu tôn tiểu tình là ca ca đối mội mội bảo vệ cũng không có cái gì ý khác về phần hoàng trinh trong lòng đến cùng là thế nào muốn vậy thì không phải là tôn Ngộ không có thể khống chế một đường bay nhanh Đang vân phi hành cùng ngự phong bay lượn tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi bất quá bỏ ra ngắn ngủi một ngày thời gian đám người liền đi tới ma thú đại lục cùng ma giới đại lục giáp giới giới kiểu chỗ nhiều người như vậy theo ma thú đại lục trở về trông coi giới kiểu ma giới quân coi giữ các hơi kinh ngạc tiến lên đây cản đường kiểm tra tại đoan mục bạch lấy ra đoan mục thế gia lệnh bài quang minh thân phận sau đó mấy cái này ma giới quân coi giữ các lập tức đổi lên rồi một bộ khuôn mặt tươi cười túi đầu không lưng mở ra kết giới lỗ hổng để tôn nộ không một đoàn người thông qua được chỉ là cầm đầu quân coi giữ tiểu đội trưởng ánh mắt trên người tôn ngộ không rất là dừng lại một hồi gia hỏa này chẳng lẽ có cái gì khó lường lai lịch sao thế nào ngay cả đoan mục thế gia nhị công tử đều đối với hắn khách khí như vậy chương ba trăm ba mươi cái này hàn đàm đầm nước ai cũng đừng nghĩ rút đi ma giới quân coi giữ tiểu đội trưởng đối tôn ngộ không có ấn tượng một tháng trước gia hỏa này vừa tới giới tiểu thời điểm còn là cái ngay cả dong binh đều không phải là người nếu không phải sắp vi dong binh đoàn tiếp thu lời nói chỉ sợ hiện tại cũng không có cách nào thông qua giới tiểu đi tới ma thú đại lục cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một tháng làm sao nhìn qua tình huống liền khác nhau rất lớn nữa nha ngay cả đoàn mục thế gia nhị công tử đoàn mục bạch tại trước mặt đều là cung kính có thừa chẳng lẽ là mình trước đó nhìn lầm rồi gia hỏa này có lai lịch lớn tôn nộ không cũng không có để ý ma giới quân coi giữ các thế nào đối đại chính mình thông qua được giới kiều sau đó hắn chào hỏi đám người một tiếng lần nữa đằng không mà lên mang theo hoàng trình ba người lần nữa hướng về đoàn một bạch chỉ phương hướng bay đi ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người cũng đi theo đằng vân mà đi thấy giới kiều bên trên một đám quân coi giữ các trận mắt hốc mồm nhất là quân coi giữ tiểu đội trưởng càng là miệng đều không khép lại được đằng vân mà đi còn là mang theo ba người đằng vân mà đi gia hỏa này là cao thủ thâm tàng bất lộ a à. quân coi giữ tiểu đội trưởng trong mắt tràn đầy vẻ chấn động tại ma giới bên trong muốn đằng vân ít nhất cũng phải có ma linh cấp tu vi phải làm đến giống tôn ngộ không nhẹ nhàng như vậy tự nhiên vậy ít nhất cũng muốn là ma tôn trở lên tu vi vừa nghĩ tới chính mình trước đó dĩ nhiên là đem một cái ma tôn cấp trở lên cường giả cho ngăn lại còn đã từng dùng binh khí chỉ vào đối phương uy hiếp quân coi giữ tiểu đội trưởng phía sau lưng lập tức mồ hôi lạnh ứa ra còn tốt còn tốt lúc ấy tôn ngộ không cũng không có hướng hắn xuất thủ bằng không đầu này mạng nhỏ chỉ sợ sớm đã khó giữ được ba ngày sau khoảng cách đoan mục thế gia tổng bộ đoan dương thành ngoài trăm dặm long nguyên thành bên trong tôn ngộ không mấy người đi tại đường cái bên trên nhìn xem bên cạnh như nước chảy lắm người tôn ngộ không lông mày hơi nhíu lại đoan mục bạch nơi này cũng không phải là người đoan mục thế gia toàn bộ chúng ta tới cái này làm gì chẳng lẽ cái kia đông hoàng trung tại cái này long nguyên thành bên trong không sai đại thánh mẹ ta khu khu ta thật là đem đông hoàng trung cất giữ tại long nguyên thành bên trong ngay tại trong thành long nguyên hàn đàm dưới đáy đoan mục bạch nhẹ gật đầu cung âm thanh hồi đáp cái kia long nguyên hàn đàm đầm nước cực kỳ băng hàn ma linh cấp trở xuống tiến vào bên trong trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành băng côn đụng một cái liền nát là dấu kín bảo vật tốt nhất địa điểm trừ ta ra không ai biết rõ đông hoàng trung giấu ở đáy đầm bên trong đại thánh chi bằng yên tâm vậy là tốt rồi Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, thúc giục nói, vậy liền nhanh điểm tới Long Nguyên Hàn đàm đi, lấy được Đông Hoàng Trung sau đó mau chóng chạy tới Đoan Mục Thế gia, ta lão tôn còn muốn sự tỉnh, không thể một mực đợi tại cái này mà giới bên trong. Tại Tam Giới Thiên Đình những cái kia tiên thần trong mắt, Tôn Ngộ không đã sớm vẫn lạc tại vô tận trong vực sâu, không có Tôn Ngộ không ngăn tại ở giữa, Thiên Đình bước kế tiếp muốn đối phó khẳng định chính là Hoa Quả Sơn, cũng không biết Ngọc Đế biết cái gì thời điểm tiến đánh Hoa Quả Sơn. Tuy nói Tôn Ngộ không lúc trước rời đi Hoa Quả Sơn đi tới Thiên Đình thời điểm đã sớm cùng lãnh hiên bọn người đã thông báo thế nào phát triển hoa quả sơn lấy ứng đối thiên đỉnh tương lai công kích nhưng bây giờ hoa quả sơn tình huống đến cùng thế nào tôn ngộ không hoàn toàn không biết trong bụng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an nhất định phải mau chóng tìm tới trở về tam giới lượng giới thông đạo chạy về hoa quả sơn hỗ trợ mới được một đoàn người hướng về trong thành long nguyên hàn đàm đi đến sắp đi đến thời điểm chẳng nghe một trận tiếng ồn ào từ đằng xa chuyển đến nghe thanh âm chính là tại long nguyên hàn đàm chỗ vang lên đoan một bạch biến sắc thân hình hướng về phía trước vọt ra ngoài đoan một kỳ người đang làm gì chuyển qua hai cái ngoặt đi vào long nguyên hàn đàm trước đó xa xa liền thấy đoan mục bạch đang cùng một đám người rằng co một người cầm đầu người mặc màu lam nhạt hoa phục bộ dáng nhìn qua đoan mục bạch có mấy phần giống nhau đang cùng đoan mục bạch lẫn nhau lạnh lùng nhìn nhau mà bọn thủ hạ ngay tại đem long nguyên trong hàn đàm đầm nước không ngừng rút ra đoan mục bạch chuyện gì xảy ra tôn Ngộ không mấy người đi tới đoan mục bạch bên cạnh tôn Ngộ không lông mày hơi nhữ lại hướng về đoan mục bạch dò hỏi đại thánh hắn gọi đoan mục kỳ là ta cùng cha khác mẹ tam đệ từ trước đến nay ta không hợp nhau nhưng lại cùng ta đại ca đoan mục gió quan hệ rất tốt đoan mục bạch hướng về hoa phục thanh niên người chỉ chỉ hướng tôn nộ không giới thiệu nói Ta lão tôn không phải hỏi hắn là ai, ta là hỏi ngươi cùng hắn ở giữa vì sao lên xung đột. Bẩm đại thánh, tiểu tử này không biết từ chỗ nào nghe nói Hàn Đàm dưới đấy có bảo vật tin tức, muốn đem Hàn Đàm đầm nước rút sạch, đem bảo vật cho lấy ra. Ta chính là bởi vì cái này cùng hắn lên xung đột. Bảo vật? Chán ở dê lẽ lại là Đông Hoàng Trung. Tôn nộ không chân mày cao lại, ánh mắt hơi híp. Tinh tế đánh giá Đoan Mục kỳ vị này, Đoan Mục thế gia tam thiếu ra liếc mắt, gia hỏa này tu vi bất quá mới ma soái cấp bậc, so với Đoan Mục bạch đến kém xa, dĩ nhiên là cũng dám hướng Đoan Mục bạch khiêu khích, vậy vào chỉ sợ sẽ là phía sau người cái kia hai cái ma tôn cảnh giới hộ vệ sao? Đoan Mục Bạch, ngươi không phải nói Đông Hoàng Trung chỉ có một mình ngươi biết rõ ven đường sao? Vậy cái này Đoan Mục Kỳ là thế nào biết rõ có bảo vật tại đáy đầm? Cái này sao? Đại Thánh, ta xác thực không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Hoàng Trung sự tình xác thực chỉ có mẹ ta cùng ta biết được, trừ cái đó ra hẳn là không người biết được mới đúng. Đoan Mục Bạch hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, ta cũng không biết Đoan Mục Kỳ muốn tìm bảo vật là không phải chính là Đông Hoàng Trung, nhưng cái này Đông Hoàng Trung tuyệt đối không thể rơi vào trong tay hắn, bằng không tất nhiên sẽ giao cho ta đại ca Đoan Mục rõ, trợ hắn leo lên vị trí gia chủ. Tôn Ngộ Không minh bạch, Đoan một Bạch cũng không rõ ràng Đoan một Kỳ muốn tìm bảo vật là không phải Đông Hoàng Trung, nhưng hắn lại không thể công khai hỏi dò, cái kia không phải là không đánh đã đá khai à, chỉ có thể đem cho Quát Bảo Ngưng lại trụ, không để cho tiếp tục rút ra Long Nguyên Hàn Đàm đầm nước. Thì ra là thế, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, chỉ cần Đông Hoàng Trung tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài là được rồi, lại nói, cho dù là tiết lộ ra ngoài, chỉ cần Đông Hoàng Trung còn ở lại chỗ này Hàn Đàm dưới đáy, đó chính là hắn Tôn Ngộ Không vật trong bàn tay, ai cũng đừng nghĩ tranh giành, phá hư tinh âu, tâm niệm vừa động. Tôn Ngộ Không đem phá hư thần nhãn thôi động đến giai đoạn thứ ba phá hư tinh mâu trạng thái, hướng về trong hàn đàm nhìn lại, đầm nước trực tiếp bị nhìn xuyên, đáy đầm tình huống rõ ràng ở trong mắt Tôn Ngộ Không hiện ra. Địa phương khác cùng phổ thông hàn đàm đáy đầm cũng không hề khác gì nhau, ngoại trừ chính trung tâm một chỗ kết giới bên ngoài, phá hư tinh mâu phía dưới, Tôn Ngộ Không rõ ràng nhìn thấy kết giới, sau đó ẩn giấu đi một cái độc lập tiểu thế giới, đông hoàng. chung ngay tại tiểu thế giới này chính giữa, nếu là không có phá hư tinh mâu nhìn như vậy thấu không gian năng lực cho dù là thật đem long nguyên hàn đàm đầm nước tất cả đều cho rút khô tịnh cũng rất không có khả năng phát hiện kết giới sở tại chớ nói chi là kết giới sau đó độc lập tiểu thế giới nhưng loại chuyện này tôn ngộ không cũng không dám đánh cược vạn nhất cái này đoan mục kỳ thật sự phát hiện kết giới sở tại đâu vạn nhất kết giới sau đó ẩn tàng tiểu thế giới bị nhìn đi ra làm sao bây giờ cái này đông hoàng trung tin tức một khi tiết lộ ra ngoài cái kia mang đến phiền phức cũng không phải một điểm nửa điểm ít nhất tại đông hoàng trung tới tay trước đó không thể để cho tin tức tiết lộ ra ngoài nhị ca cái này hàn đàm là chúng ta đoan mục thế ra cũng không phải nhị ca ngươi dựa vào cái gì ngươi nói không rút liền không thể rút ta hôm nay còn liền muốn đem vũng nước này cho rút khô sạch xem thật kỹ một chút ở trong đó đến cùng có cái gì dạng bảo bối tốt đáng giá nhị ca ngươi khẩn trương như vậy đối mặt đoan mục bạch chất vấn đoan mục kỳ hừ lạnh một tiếng rất là phết lối tôn ngộ không mấy người đều đem chính mình khí tức thu vào chỉ từ mắt thường lên nhìn qua hoàn toàn nhìn không ra tôn ngộ không mấy người tu vì đến mà đoan mục kỳ lần này mang theo hai cái ma tôn cảnh giới cừng giả dạ, theo đoan mục kỳ đã có thể nghiền ép đoan mục bạch cùng tôn ngộ không đáng người đoan mục kỳ ngươi ngươi dừng tay đoan mục bạch mặt đều khí trợn nhìn đoan mục kỳ tiểu tử này thật sự là quá phết lối nếu không phải kiên kỵ đoan mục kỳ sau lưng hai cái ma tôn cường giả lời nói đoan mục bạch đã sớm xuất thủ giáo hơn hắn đại thánh không thể để cho đoan mục kỳ đem hàn đàm đầm nước cho rút sạch bằng không đông hoàng trung bí mật liền giữ không được ta cũng liền không có cách nào đem đông hoàng trung giao cho đại thánh ngươi đoan mục bạch mẫu thân lưu thủy tư kỳ năm đó là đem đông hoàng trung lặng lẽ mang đến đoan mục thế gia vốn là nghĩ xem như đồ cưới có thể về sau đối với gia chủ đoan mục ban được chết tâm sau đó liên quan tới đông hoàng trung sự tình liền ai cũng không có nói cho một khi bị đoan mục thế gia gia chủ đoan mục ban thưởng biết rõ đông hoàng trung tồn tại lời nói khẳng định lại buộc đoan mục bạch giao ra đến lúc đó đoan mục bạch nếu như là không đáp ứng lời nói vị trí gia chủ chỉ sợ cũng cùng hắn vô duyên yên tâm cái này hàn đàm đầm nước hắn rút không hết tôn nộ không nết miệng lên một vệ cười lạnh hắn phá hư tinh mâu đã thấy rất rõ ràng cái này hàn đàm dưới mặt đất có một chỗ sông ngầm không ngừng có băng hàn nước sông theo sông ngầm bên trong tràn vào trong hàn đàm hàn đàm nước ít hơn bao nhiêu liền sẽ có bao nhiêu sông ngầm nước sông bổ sung vào trong đó trừ phi rút ra hàn đàm đầm nước tốc độ lớn xa hơn sông ngầm nước sông tràn vào tốc độ bằng không căn bản là không có khả năng rút khô hàn đàm đầm nước lấy đoan một kỳ mấy cái kia bơm nước thủ hạ tốc độ chính là đánh lên cả một đời cũng đừng nghĩ đem hàn đàm đầm nước cho dành thời gian trừ phi sông ngầm dưới lòng đất cũng khô cạn đương nhiên tôn nộ không là sẽ không mạo hiểm như vậy lập tức hướng về trong hàn đàm nhẹ nhàng phất phất tay liền nghe một tiếng ầm ầm nổ vang một cỗ vô hình đại lực trực tiếp đem ngay tại rút ra hàn đàm đầm nước mấy cái đoan một kỳ thủ hạ đụng bay ra ngoài trọn vẹn ném đi ra ngoài vài chục trượng mới ngã xuống đất miệng phun máu tươi dĩ nhiên bị trọng thương không nghe thấy ngươi nhị ca lời nói sao cái này hàn đàm đầm nước ai cũng đừng nghĩ rút đi tôn nộ không móc móc lỗ thai tựa hồ chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể với nhỏ giương mắt nhìn về phía đoan mục kỳ nói khẽ giọng nói tuy nhẹ lại tràn đầy một đám không thể kháng cự cùng ngạo chi ý ngươi là người phương nào là ta nhị ca mời khách khanh sao đây là chúng ta đoan mục thế ra sự tình, bản công tử khuyên ngươi còn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng miễn cho bạch bạch mất mạng tôn nộ không chỉ là tùy tiện giật giật tay liền đem bơm nước mấy tên thủ hạ đánh bay đi để cho đoan mục kỳ kinh hãi hắn đều không nhìn ra tôn ngộ không đến cùng là thế nào xuất thủ trong lòng không khỏi đối tôn ngộ không thật là có chút kiếm kỵ có chút ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ ồ ta lão tôn ngược lại là muốn xem thử một chút ngươi vị này đoan một thế gia tam công tử phải làm sao để cho ta lão tôn mất mạng chương ba trăm ba mươi hai quá tuyến người chết tôn ngộ không tiến lên hai bước ngạo nghễ mà đứng khỏe miệng mang theo một vệt cười nhạt trên thân khí tức ý nguyên vẫn là ma soái cấp bậc nhìn không ra có cái gì lợi hại hiếm lại chỗ nhưng trải qua trước đó một màn kia lại không người dám coi thường hắn một cái ma xoáy có thể làm không đến tùy tiện phất tay liền lăng không đánh bay mấy cái cùng giai thậm chí cao hơn một tầng tu vi cao thủ tôn ngộ không khẳng định là che giấu thực lực không biết sống chết đồ vật dương trưởng lão đoàn trưởng lão diệt hắn cho ta đoan một kỳ sầm mặt lại chỉ vào tôn ngộ không kéo lên thân làm đoan một thế gia tam công tử ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen ai thấy hắn không được khách khí hắn thấy tôn ngộ không bất quá là nhị ca mời khách khanh mà thôi có lẽ có chút thủ đoạn đặc thù nhưng tu vi lại thế nào ẩn tàng cũng sẽ không vượt qua ma tôn cấp phía bên mình thế nhưng là có hai cái ma tôn cấp khách khanh đâu liên thủ phía dưới còn sợ giải quyết không được hắn tiểu tử đây chính là chính ngươi muốn chết giám đắc tội tam công tử cái kia liền cam chịu số phận đi ngươi trái ta phải đồng loạt ra tay mau chóng thu thập hán đoan một kỳ sau lương dương trưởng lão cùng đoàn trưởng lão hai cái ma tôn cấp cung phụng cười gần đi ra liếc nhau một cái sau đó đột nhiên một trái một phải hướng về tôn ngộ không bổ nào đi qua một người cầm đao một người cầm kiếm hướng về tôn ngộ không hai bên trái phải bên eo cái cổ đồng thời bổ tới trên giới đánh hội đồng dự định để cho tôn ngộ không không thể nào né tránh ngu xuẩn ra hỏa lần này xem ngươi chết như thế nào Đoan một kỳ trong mắt lóe lên một vệ cười lạnh, hắn thấy tôn ngộ không hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mắt thấy hai cái ma tôn cấp cung phụng công kích liền muốn rơi xuống tôn ngộ không thân lên, lên rồi, đẫu nhiên tôn ngộ không chuyển động, tay trái tay phải đồng thời khé động, tôn ngộ không hai tay mỗi loại hai ngón tay kẹp chặt hai cái cho phụng lưỡi đao cùng mũi kiếm, cả người thân hình không có chút nào lay động, cứ như vậy đem hai người nhìn qua, uy mánh không sóng lớn công kích ngăn cản xuống dưới, làm sao có thể? Hai cái ma tôn cấp cung phụng đều ngây dại, muốn đem binh khí rút ra, tôn ngộ không hai cái ngón tay lại giống như là vòng sắt, mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào, thế nào thôi động ma nguyên lực toàn bộ như là châu đất xuống biển căn bản là không có cách đem đao kiếm có rút nửa tớp các ngươi liền chút bản lãnh này tôn nộ không hơi hơi ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang sau một khắc một cỗ không sóng lớn tự lực theo ngón tay bên trên tuân ra hai cái ma tôn cấp cung phụng như bị xét đánh đồng thời kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài tầng tầng té ngã trên đất nguyên bản cầm trường đao bảo kiếm thủ trưởng hộ khẩu đều bị đánh rách tạc ơi thủ trưởng run dày lay động sắc mặt trắng bệnh quá yếu tôn nộ không lắc đầu ngón tay hơi hơi dùng sức hai thanh binh khí trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh ra thoáng qua ở giữa liền biến thành một chút chút vụ sát một trận gió thổi qua đồng bền nhiều ra thấy hai cái ma tôn cấp cung phụng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi ở trên mặt hiện lên đi ra thật là đáng sợ chỉ là hai ngón tay sẽ phá hủy bọn hắn binh khí cái này tôn ngộ không đến cùng là mạnh bao nhiêu a à? hắn tuyệt đối không phải cái gì ma soái chẳng lẽ là ma đế cường giả dạ? làm sao có thể đoan một kỳ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc khỏe mắt hung hăng co cắp miệng dương thật to hắn nhìn thấy cái gì hai cái ma tôn cấp cung phụng dĩ nhiên là một chiêu liền bại mà lại là thua ở hai ngón tay phía dưới chẳng những người bị đánh bay ngay cả binh khí đều biến thành mạnh vụn Ngươi mới vừa rồi là không phải nói muốn tiêu diệt ta lao tôn hủy hai cái ma tôn cấp cung phụng binh khí sau đó tôn nộ không cất bước hướng về đoàn mục kỳ đi tới bước chân không vội không chậm nhưng mỗi một cái đều giống như tầng tầng dẫm tại đoàn mục kỳ trong lòng bên trên mới vừa đi tới đoan mục kỳ trước mặt đoan mục kỳ sắc mặt đã một mảnh trắng bệnh to như hạt đậu mồ hôi theo cái chán chạy xuống ngươi ngươi chớ làm loạn a ta thế nhưng là a à. đoan mục kỳ lời còn chưa nói hết tôn nộ không đã một cái đè xuống bà vai liền phảng phất bị kiểm sắt cho kẹp lấy đoan mục kỳ chỉ cảm thấy chính mình tại tôn ngộ không dưới bàn tay không có chút nào năng lực chống cự một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến cả người hắn cơ hồ đều muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất hoàn toàn là bị tôn ngộ không cho nhấc trong tay ngươi là đoan mục thế gia tam công tử a à, ta lão tôn đương nhiên biết rõ tôn ngộ không cười nhạo nói bất quá chỉ là một cái đoan mục thế gia tam công tử cũng dám ở ta lão tôn trước mặt sĩ diện tiểu tử ngươi là chán sống rồi sao đây là vừa rồi đoan mục kỳ chào phúng tôn ngộ không lời nói bây giờ bị tôn ngộ không trái lại chào phúng đoan mục kỳ sắc mặt đỏ lên đau giận không chịu nổi ngoại trừ kêu thảm bên ngoài căn bản bất lực phát ra thanh âm khác tới hôn đản bung ra tam công tử hai cái ma tôn cấp cung phụng giận dữ có câu nói là chủ nhục thần tử nhìn xem tôn ngộ không như thế trà đạp đoan một kỳ bọn hắn xem như cung phụng hộ vệ trong bụng đều giận dữ không thôi biết rõ tôn ngộ không thực lực tu vi cao thâm còn là gào thét lớn hướng tôn ngộ không vọt lên binh khí đã vỡ vụn hai người chỉ có thể vung đầu nắm đấm thôi động ma nguyên lực phát động công kích hai đạo ma khí hóa thành hai cái đầu thú hướng về tôn ngộ không cắn xé mà tới hừ tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng một cỗ sóng âm xung ra cùng đầu thú ma khí đụng vào nhau trực tiếp đem ma khí cho Tách ra vẫn thế đi không giảm hung hăng đâm vào hai cái ma tôn cấp cung phụng trên thân Phốc. hai cái ma tôn cấp cung phụng đồng thời há mồn phun ra một ngụm nịch huyết tiêu thảm lần nữa bay ngược ra ngoài đừng để ý tới hắn có bao nhiêu trung tâm nhiều hộ chủ tôn ngộ không cũng sẽ không thủ hạ lưu tình bọn hắn trung tâm cũng không phải đối tôn ngộ không tôn ngộ không không có trực tiếp một chút đánh chết bọn hắn đã là nhân tử cũng chỉ lăng không vạch một cái một đạo thật sâu khe danh xuất hiện ở trước mặt quá tuyến người chết hai cái ma tôn cấp cung phụng dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bỏ dậy một mặt hôi bại chi sắc trong mắt tràn đầy kinh sợ cũng rốt cuộc không dám vượt qua tôn ngộ không chỗ rạch thành khe bọn hắn có thể cảm ứng được tôn ngộ không cũng không phải là đang nói đùa nếu là bọn hắn vi phạm lời nói tôn ngộ không thực sẽ hạ sát thủ nhìn thấy hai cái ma tôn cấp cung phụng theo lời đứng tại khe danh bên ngoài tôn ngộ không nết miệng lên một tia đắc ý cười khẽ loại này lấy lực lượng nghiền ép người khác trưởng không hắn nhân sinh chết bởi trong một ý niệm cảm giác thật sự là quá thích ý khó trách vô số người đối lực lượng đối với thiên địa đại đạo truy cầu như thế chăm chỉ không ngừng tại đạt tới nửa bước chuẩn thánh trước đó tôn ngộ không chiến lược tuy mạnh nhưng còn không có loại này có thể một cái ý niệm trong đầu liền xác định hắn nhân sinh chết cảm giác nhưng từ lúc đạt tới nửa bước chuẩn thánh cảnh giới lĩnh ngộ phá thiên lĩnh vực sau đó theo tu vi không ngừng tinh thâm theo đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ ngày càng thâm hậu loại cảm giác này đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt tựa như như bây giờ ngay cả ma tôn cấp cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới cường giả theo tôn ngộ không đều có thể lật tay mà diện tôn nộ không cuối cùng rõ ràng cảm nhận được thánh nhân phía dưới đều sâu kiến lời này hàm nghĩa thật sự là không có nửa điểm qua trương Hắn hiện tại bất quá nửa bước chuẩn thánh cảnh giới, chỉ là bởi vì có được hỗn độn thần thể cùng nắm giữ lĩnh vực lực lượng nguyên nhân có một luồng thánh uy, liền đã có bực này cảm giác. Nếu thật là đạt tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới lại sẽ là cỡ nào cảm thụ? Đông nhiên lúc này, tôn nộ không có một loại mánh liệt xúc động, hắn nhất định phải mau chóng đạt tới thiên đạo thánh nhân chi cảnh, tuyệt không thể lại để cho bất luận kẻ nào điều khiển bệnh vật hắn. Hô hô! Tôn nộ không đông đoan một kỳ rơi xuống tại mặt đất bên trên, từng ngụm từng ngụm thở dốc, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, hoàn toàn mất hết trước đó loại kia ngang ngược cản dỡ vinh và hung hăng bộ dáng. Còn có ai? Tôn nộ không nhàn nhạt quét một vòng ngoại trừ hai cái ma tôn cấp cung phụng bên ngoài đoan mục kỳ mang theo thủ hạ khác tất cả đều cùng nhau rút lui một bước nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kính sợ đoan mục bạch thấy hai mắt sáng rực lên cái gì là cường giả đây chính là cường giả chân chính nhàn nhạt một câu một ánh mắt liền để bốn phương đều phục lúc nào hắn có thể đạt tới dạng này cảnh giới đây cũng là không hưởng công đời này đoan mục thế gia tam thiếu gia ngươi bây giờ còn dự định muốn tiêu diệt ta lao tôn sao tôn ngộ không đưa ánh mắt về phía sủi lơ trên mặt đất đoan mục kỳ khoe miệng khẽ nết cười tùng tìm hỏi nhìn qua một mặt hiền lành nhưng trong lời nói ẩn chứa lành ý lại làm cho đoan mục kỳ toàn thân lông tơ sẽ xảy ra à nhưng người phanh phanh hướng về tôn ngộ không đập lên cấu đầu đại nhân là ta không có mắt là ta nói lung tung ta đáng chết đại nhân ngươi liền tha ta lần này đi ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau vậy ngươi không tiếp tục rút vũng nước này rồi không muốn trong đó bảo vật tôn nộ không vẫn là cười hết mắt đoan mục kỳ ngẩng đầu lên không lo được đi lau cái chán bên trên đập chảy máu dấu vết đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng không dám không dám ta cũng không dám lại rút nước bảo vật ta cũng không cần đều là đại nhân ngài chỉ cầu đại nhân tha ta lần này bộ dạng này a à, không cảm thấy đáng tiếc sao không đáng tiếc tuyệt không đáng tiếc bảo vật có đức có người tài có được chỉ có lớn nhân tài có cái này phúc phận nhìn xem đoan mục kỳ tấm kia kinh hoàng cùng định nọt giao thoa mặt tôn ngộ không có chút buồn cười lắc đầu trong mắt hàn ý cuối cùng tiêu trừ gia hỏa này giống như đoan mục bạch vô sỉ, nhưng lại so đoan mục bạch thiếu một phần nhạy cảm cùng quả quyết có lẽ con em thế ra đều là bộ này đức hạnh đi tôn nộ không đương nhiên có thể đem đoan mục kỳ xử lý bất quá làm như vậy đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt ngược lại còn ô về tay đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng liền bỏ qua đoan mục kỳ người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta nghìn lần hoàn trả cái này đoan mục kỳ tất nhiên dám ra tay với hắn cái kia muốn giữ được tính mạng làm gì cũng phải đánh đổi một số thứ không phải tốt ta ngươi nhị ca trước đó cũng đắc tội quá ta lao tôn về sau dùng một kiện bảo vật đổi lấy ta lão tôn đối với hắn tha thứ ngươi định dùng cái gì đến để cho ta lão tôn buông tha ngươi tôn nộ không ngồi sổm xuống, xuống nhiều hứng thú dẫn đạo lên đoan mục kỳ đến tuyệt đối đừng nói cái gì dùng ma tinh đến chuộc mạng các loại lời nói ta lão tôn không thiếu tiền ta lão tôn phải cần là một cái đủ rồi đả động ta lão tôn đồ vật có thể là pháp bảo có thể là tin tức, cũng có thể là cái khác bất luận cái gì người cho là rất có giá trị đồ vật. thế nào, ngươi có sao? Đoan Mục Kỳ nguyên bản nghe tôn ngộ không lời nói, đang muốn nói hắn có thể giao tiền chuộc, kết quả lời nói còn không có ra miệng liền bị tôn ngộ không cho chặn lại trở về. chương 333, dùng tin tức chủ mạng. nhìn xem tôn ngộ không cười tủm tỉm ánh mắt, Đoan Mục Kỳ trong lòng cái kia hối hận à, đều là lòng tham gây tai họa. nếu là hắn không có ngấp nghẽ vũng nước này bên trong bảo vật, liền sẽ không chạy tới rút ra đầu nước, không rút ra đầm nước cũng sẽ không cùng tôn ngộ không mấy người đủ tới không đụng với liền sẽ không có hiện tại loại này bất cứ lúc nào khó giữ được cái mạng nhỏ này cục diện tôn nộ không bây giờ nhìn đi lên là cười tùng tịm có thể đoan một kỳ trong lòng rất rõ ràng nếu là hắn không bỏ ra nổi tôn nộ không cảm thấy hứng thú đồ vật lời nói tôn Ngộ không nhất định lập tức trở mặt đến lúc đó hắn đầu này tính mệnh sẽ phải khó giữ được thế nhưng là cái dạng gì đồ vật tôn nộ không mới có thể cảm thấy hứng thú đâu đồng dạng bảo vật hắn có rất nhiều nhưng muốn để tôn nộ không cường giả như vậy có thể thấy vừa mắt bảo vật hắn thật đúng là không có bằng không cũng không cần đến tới này hàn đàm cùng đoan mục bạch tranh giành về phần những vật khác tôn ngộ không cũng chưa chắc liền có thể để mắt ta đoan một kỳ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi tôn ngộ không nhưng dần dần hơi không kiên nhẫn lên nụ cười trên mặt càng ngày càng ít trong mắt hàn ý cũng càng ngày càng nhiều mắt thấy liền muốn bạo phát ta ta biết một tin tức ta dùng tin tức này đến chuột mạng đoan một kỳ bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng cao giọng kêu lớn lên tin tức tôn nộ không chân mày cao lại cái dạng gì tin tức có thể làm cho ta lão tôn buông tha ngươi ta cảnh cáo ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói ngươi chỉ có một cơ hội này nếu là ngươi nói tin tức không thể để cho ta lão tôn hài lòng ta lão tôn có thể tuyệt sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai tin tưởng ít đi ngươi như thế một cái tam công tử đoan mục thế gia cũng không dám tìm ta lão tôn phiền phức đại nhân yên tâm ta tin tức này đại nhân ngài tuyệt đối sẽ có hứng thú đoan mục kỳ bảo đảm nói sau đó hít sâu vài khẩu khí điều chỉnh một chút hô hấp hướng về tôn ngộ không truyền âm nói vài câu tôn ngộ không ngay từ đầu còn có chút không hứng thú lắm bộ dáng nghe rõ ràng đoan mục kỳ truyền âm nội dung bên trong sắc mặt đột nhiên đại biến ánh mắt đột nhiên trợn tròn đưa tay một tay lấy đoan mục kỳ nữ lấy cổ áo từ dưới đất cho nhấc lên ngươi lời ấy thật chứ ta lão tôn cảnh cáo ngươi nếu là ngươi tin tức có sai cho dù là thiên vương lão tử bảo vệ ngươi, ta lão tôn cũng nhất định lấy tính mạng ngươi. Đại nhân, ta lời nói câu câu là thật, tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa. Đoan một kỳ bảo đảm nói, còn kém chỉ trời thể. Tốt. Ta lão tôn liền tin ngươi lần này, nếu là ngươi dám lừa gạt ta lão tôn lời nói, chính là lên trời xuống đất, ta lão tôn cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Tôn nộ không nói xong, hơi vung tay đem Đoan một kỳ cho quăng bay đi ra ngoài, mang lên ngươi người, cuốc ngay lập tức. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức lăn, cuốc ngay. Đoan một kỳ bị quật bay tại trên tường, tầng tầng ném xuống đất, cũng không dám có chút lời. giận, một lộc cộc bò dậy sau đó. Vội vàng chào hỏi thủ hạ một tiếng, đi đầu hướng về Hàn Đàm đỉnh viện bên ngoài bước nhanh bỏ chạy, một đám thủ hạ mặc kệ có bị thương hay không cũng tất cả đều liên tục không ngừng lộn nhào rời đi Hàn Đàm đỉnh viện, không có một cái nào dám dừng lại. Đại thánh, Đoan Mục Kỳ nói với ngài cái gì, ngài cứ như vậy bông tha hắn rồi. Đoan Mục Bạch thật là có chút kỳ quái, nhịn không được hướng Tôn Ngộ Không hỏi, thật là có chút không cam lòng, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lại diệt trừ Đoan Mục Kỳ coi như không dễ dàng, có hắn ủng hộ đại ca Đoan Mục gió lời nói, chính mình muốn leo lên vị trí gia chủ coi như nhiều hơn không ít chướng ngại. Đoan Mục Bạch, hắn cùng ta lão Tôn nói thứ gì? Ta lão tôn có cần phải nói cho ngươi sao? Tôn Nộ không nhìn xem Đoan Mục Bạch, ánh mắt hơi híp, thần sắc có chút không vui, thấy Đoan Mục Bạch trong bụng du lên, vội vàng ôm quyền không người nhận lầm, là ta lắm ổn đại thánh thứ tội. Tốt, Đoan Mục kỳ sự tình ngươi không cần để ý tới, nói một chút Đông Hoàng Trung sự tình đi, ta lão tôn chờ ngươi đem Đông Hoàng Trung cho lấy ra. Tôn Nộ không khoát tay áo, hướng về Hàn đàm bên trong chỉ một cái nói, cái này. Đoan Mục Bạch trên mặt hiện ra một vệ vẻ làm khó, đại thánh, cái kia Đông Hoàng Trung chỉ sợ phải cần ngài tự mình đi lấy mới được, muốn ta lão tôn tự mình đi lấy, có ý tứ gì? Tôn Nộ không nhịu nhữ mày ngươi không phải nói đông hoàng trung là ngươi trốn ở chỗ này sao ngươi tất nhiên có thể giấu chẳng lẽ còn không lấy ra đến còn là nói ngươi là đang lừa dối ta lao tôn đại thánh thứ tội tiểu nhân không dám lừa gạt đại thánh đông hoàng trung thật là tại cái này hàn đàm bên trong cũng thật là ta để vào trong đó chẳng qua là lúc đó là tại mẹ ta trợ giúp phía dưới đem đông hoàng trung để vào cái này hàn đàm bên trong lấy tiểu nhân hiện tại năng lực còn không có biện pháp một mình tiến nhập hàn đàm lấy ra đông hoàng trung đến cho nên cho nên ngươi liền để ta chính lao tôn xuống dưới tìm phải không đoan một bạch xem ra ta lão tôn là không nên đưa ngươi trên thân cấm chế sớm thu hồi a à. bất quá ngươi đừng quên cái kia cấm chế ta lão tôn có thể thu hồi đến tự nhiên cũng có thể một lần nữa cho ngươi thêm trồng lên hơn nữa còn là lợi hại hơn tôn nộ không trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ đoan một bạch tiểu tử này không thành thật ta à, dám cùng hắn ngoạn tâm nhãn đại thánh bất giận bất giận cảm nhận được tôn nộ không trên thân toát ra hàn ý đoan mục bạch sợ đến hai chân mềm lún trực tiếp ghé quỵ trên đất toàn thân run rẩy ta cũng không phải là cố ý lừa gạt đại thánh chỉ bất quá lúc ấy vì giữ được tính mạng không dám đem tình hình thực tế nói đến quá mức kỹ càng nhưng này đông hoàng trung xác thực tại hàn đàm dưới đáy điểm này ta có thể đánh được lấy đại thánh ngài năng lực tiến nhập hàn đàm bên trong thu lấy đông hoàng trung tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình a à. nộ không lao đệ tất nhiên đông hoàng trung tại cái này hàn đàm bên trong vậy không bằng để cho loan một bạch đem hắn nương cũng cho mời đi theo lấy ra đông hoàng trung không được sao nạo thiên ma đế mục trần hiên đề nghị không cần tôn nộ không lắc đầu hắn đã đem phá hư thần nhãn thôi động đến giai đoạn thứ tư phá hư tinh mâu trạng thái đem hàn đàm cho quét hình kiểm tra một phen xác thực tại đấy đầm một cái bí ẩn không gian chỗ phát hiện Đông Hoàng Trung tung tích, cái kia Đông Hoàng Trung là được lưu giữ trong đấy đầm bí mật không gian bên trong, nếu không phá hư tinh mâu trợ rút, liền ngay cả hắn đều không phát hiện được, thần niệm cũng hoàn toàn không có cách nào cảm giác được, lấy đoan một bạch thực lực bây giờ. xác thực không có cách nào tại dạng này bí mật không gian bên trong đem Đông Hoàng Trung cho lấy ra, liền ngay cả Hàn Đảm Hàn khí chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Được rồi, còn là tự mình động thủ thu lấy xong. Mục Lão Ca, các ngươi ở đây chờ một chút, ta lão Tôn đi thu lấy cái kia Đông Hoàng Trung. Tôn nộ không nói xong, thân hình nhảy lên trực tiếp nhảy vào hàn đàm bên trong thân hình bãi xuống hóa thành một đầu hàn đàm cá bơi hướng về phá hư tinh mâu nhìn thấy bí mật không gian sợ tại đáy đầm chỗ bơi đi đại thánh hoàng trinh trong mắt lóe lên một vệ vẻ lo lắng cái này hàn đàm đầm nước như thế băng hàn đại thánh hắn không có sao chứ trước đó tôn ngộ không đối phó đoan một kỳ cùng thủ hạ một màn hoàng trinh mấy người thấy rất rõ ràng một mực tại trong bóng tối lưỡi lưới. hoàng trinh cũng càng xem càng rõ ràng nàng cùng tôn ngộ không lúc này trên lệch thật sự là quá lớn lấy tôn ngộ không dạng này thực lực tu vi làm sao có thể để ý nàng hết thảy bất quá là nàng si tâm vọng tưởng mà thôi thế nhưng là dù vậy Nàng vẫn là không nhịn được quan tâm tôn ngộ không, lo lắng tôn ngộ không an toàn. Đại tỷ đại, yên tâm đi, đại thánh nhân vật bậc nào, cái này khu khu hàn đảm làm sao có thể làm khó được hắn. Chính là a, à, đại tỷ đại, chúng ta ở chỗ này an tâm trở lấy liền tốt, đại thánh thu lấy đông hoàng trung sau đó, tự nhiên là sẽ ra ngoài. Sai băng vũ cùng hầu kia tan ủi, bọn hắn cũng có thể nhìn ra hoàng trinh suy nghĩ trong lòng, chỉ là giống như hoàng trinh, bọn hắn đồng dạng không cảm thấy tôn ngộ không cùng hoàng trinh lúc này sẽ có kết quả cũng không phải tu vi gì thực lực sai biệt, là Tôn Ngộ không xem Hoàng Trinh ánh mắt hoàn toàn là một cái đại ca xem tiểu muội ánh mắt, không có chút nào tình yêu nam nữ xen lẫn trong đó, mà lại cực kỳ hiển nhiên Tôn Ngộ không là sẽ không ở ma giới đợi bao lâu, Hoàng Trinh căn bản cũng không có cơ hội đi để cho nàng cùng Tôn Ngộ không lúc này quan hệ tiến thêm một bước. Biết do không có khả năng có hy vọng, cái kia cần gì phải cưỡng cầu đâu. Sai Băng Vũ cùng Hầu Kiệt liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua nhau, đối Tôn Ngộ không cùng Hoàng Trinh lúc này quan hệ, bọn hắn cái nhìn đều không khác mấy, nhiều lắm là chính là bằng hữu Minh muội, không có khả năng tiến thêm một bước, nhất định phải hào hảo khuyên nhủ Hoàng Trinh hàn đàm bên trong tôn nộ không biến thành cá bơi trực tiếp hướng về phá hư tinh mâu nhìn thấy vị trí bơi đi đi tới gần sau đó nhưng từ lúc trước hắn nhìn thấy vị trí trực tiếp xuyên qua cũng không có tiến vào một cái khác tầng bí mật không gian bên trong cũng không có chút nào đặc thù cảm thụ nếu không có phá hư tinh mâu hiệu quả đặc biệt hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm thân hình thoát một cái tôn nộ không tại bí mật không gian vị trí chỗ ở bên cạnh khôi phục bản thể diện mạo hai mắt bên trong phát ra hai đạo kim quang hướng về bí mật không gian vị trí chiếu xạ đi lên muốn mở ra bí mật này không gian lỗ hổng ngoại trừ đoan mục thế gia huyết mạch chi lực cùng đoan mục bạch mâu thân thủ pháp đặc biệt chỉ sợ cũng chỉ có phá hư tinh mâu có thể cưỡng ép phá vỡ mà không thương tổn trong đó mảy may Vù vù, một cỗ không gian ba động hướng về tứ phía di tản ra phá hư tinh mạc phát ra kim quang chiếu ở hư không bên trong lại không giống tôn ngộ không trước đó như vậy toàn bộ thân hình trực tiếp xuyên qua mà là nổi lên một tầng gợn sóng theo gợn sóng nổi lên nguyên bản không có vật gì bí mật không gian vị trí xuất hiện một nửa trong suốt lỗ hổng lỗ hổng bên trong chính là bí mật không gian nơi sở tại cũng chính là đông hoàng trung cất giữ chỗ thân hình khách động tôn nộ không trực tiếp theo hơi mở lỗ hổng bên trong chui vào hắn muốn triệt để đem đông hoàng trung cho thu lấy toàn bộ bí mật không gian lớn nhỏ là hàn đàm lớn nhỏ một nửa bên trong không có vật gì nhưng tiên linh chi khí lại cực kỳ dồi dào cùng ma giới tỏ khắp lấy ma linh chi khí hoàn toàn khác biệt mấy cái này tiên linh chi khí bắt đầu từ đông hoàng trung bên trong tỏ khắp đi ra cùng tam giới người vô pháp hấp thu ma linh chi khí tới tu luyện ma giới người bình thường cũng vô pháp hấp thu thiên địa linh khí càng thêm vô pháp hấp thu tiên linh chi khí sẽ cùng thân thể đặc tính xung đột lẫn nhau đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối dựa theo đoàn mục bạch thuyết pháp mẫu thân hắn khẳng định có cái gì đặc thù biện pháp để cho hắn có thể hấp thu tiên linh chi khí từ đó đem đông hoàng trung cho thu lấy chỉ bất quá hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ không đạt được để cho đông hoàng trung nhận chủ tiêu chuẩn mà thôi đương nhiên mặc kệ là ma linh chi khí hay là tiên linh chi khí đối tôn ngộ không mà nói đều không có vấn đề gì hắn cũng không phải đoàn mục bạch cái này đông hoàng trung hắn chắc chắn phải có được 334 ba đông hoàng thái nhất đông hoàng trung sở tại bí mật không gian bên trong tỏ khắp lấy cùng ma giới hoàn toàn khác biệt tiên linh chi khí cực kỳ nông đậm nhưng trừ cái đó ra nhìn bằng mắt thường đi lên lại là không có vật gì cũng không có chút nào đông hoàng trung cái bóng đương nhiên đây là nhìn bằng mắt thường đi lên tình huống tôn ngộ không thế nhưng là một mực duy trì phá hư thần nhãn mở ra trạng thái mặc dù không có đem phá hư thần nhãn thôi động đến giai đoạn thứ tư phá hư tinh mâu trạng thái nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đông hoàng trung nhàn nhạt hình dáng đang phiêu phù ở bí mật không gian chính giữa giữa không trung bên trong cách mặt đất chỉ có ba trượng khoảng cách một tia sương mù hỗn độn tại đông hoàng trung bên trên lượn quanh từng sợi tiên linh chi khí không ngừng từ trong đó tuân ra chỉ là một màn này liền đủ thấy đông hoàng trung bất phàm tôn ngộ không không khỏi thấy hai mắt tỏa ánh sáng thân hình khẽ động hướng về đông hoàng trung bay đi tựa hồ là cảm ứng được có người ngoài tới gần đông hoàng trung đột nhiên từ phát sinh phát ra một tiếng trung vang một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm lấy đông hoàng trung làm trung tâm hướng về tứ phía khuyết tán ra đến đánh vào tôn ngộ không trên thân a à. tôn ngộ không rên lên một tiếng cả người như bị xét đánh chỉ cảm thấy nao đại đột nhiên một thoáng kém chút trực tiếp theo giữa không trung bên trong ngã xuống đến trong mắt không khỏi lóe lên một vệ vẻ kinh ngạc đây vẫn chỉ là đông hoàng trung tự phát tiếng trung vậy mà liền khủng bố như thế cái tiêu nhận chủ đông hoàng trung sau toàn lực thôi động tiếng trung công kích lại nên có bao nhiêu đáng sợ thật sự là khó có thể tưởng tượng cái này đông hoàng trung ta lão tôn nhất định phải nắm bắt tới tay tôn nộ không trong mắt lóe lên một vệ nhất định phải được tinh mang tiếp tục hướng về đông hoàng trung bay đi nhưng hỗn độn nguyên lực đã tại thể nội nhanh chóng vận hành tạo thành một vòng dán bên ngoài thân vòng bảo hộ để phòng đông hoàng trung tái phát động âm ba công kích đông mắt thấy khoảng cách Đông Hoàng Trung càng ngày càng gần, Đông Hoàng Trung lần nữa phát ra một tiếng trung vang. Lần này Tôn Nộ không có chuẩn bị, sóng âm đờ ấp đột hiện tại hắn bên ngoài thân vòng bảo hộ bên trên, bị hỗn độn nguyên lực vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới, không tiếp tục đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá cái này dù sao chỉ là Đông Hoàng Trung tự phát tiếng trung, đổi thành Đông Hoàng Thái nhất như thế cường giả tuyệt thế thôi. Động Đông Hoàng Trung lời nói, uy lực tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, phá hư tinh mâu. Tâm niệm vừa động, Tôn Nộ không đem phá hư thần nhãn thôi động đến giai đoạn thứ tư phá hư tinh mâu trạng thái, hướng về Đông Hoàng Trung nhìn lại. Lần này Đông Hoàng Trung lại không chỉ là cái nhàn nhạt hình dáng trở nên rõ ràng trung thân bên trên khắc rõ đại đạo đường vân rõ ràng danh mạch tất cả đều đã rơi vào tôn ngộ không trong mắt bị hắn thấy rất rõ ràng đồng thời trung thân bên trên còn hiện ra một cái chánh chín màu thần quang điểm sáng ngay tại trung thân cao nhất bên trên kia là toàn bộ đông hoàng trung khí linh vị trí cũng là thu lấy đông hoàng trung then chốt nhất định phải đem bản bệnh tinh huyết dung nhập trong đó thu hoạch được khí linh tán thành mới có thể đem cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo bỏ vào trong túi tôn nộ không bay đến đông hoàng trung đỉnh chót đầu hướng xuống chân hướng lên trên toàn bộ đảo lộ tới hai tay kết tấn ngã ngồi xếp bằng một tia kim sắc tinh huyết theo mi tâm chỗ tràn ra hướng về đông hoàng trung bên trên chín màu điểm sáng chỗ thẩm thấu mà đi bản mệnh tinh huyết cùng chín màu điểm sáng vừa mới tiếp xúc đông hoàng trung lập tức phát ra kịch liệt tiếng trung vang ẩm vang nổ vang từng vòng từng vòng sóng âm hướng về tứ phía tầng tầng tuần ra cùng trước đó cái kia hai đạo sóng âm so sánh mạnh không biết bao nhiêu lần tôn ngộ không đứng mũi chịu xảo bị sóng âm toàn bộ bao vây lập tức mắt tối sầm lại ngay sau đó liền phát hiện bốn phía cảnh vật phát sinh biến hóa hắn đặt mình vào tại một vùng vũ trụ tinh hà bên trong phóng nhãn nhìn lại bốn phía một vùng tăm tối hỗn độn chỉ có nhàn nhạt tinh quang từ đằng xa chuyển đến đây là địa phương nào tôn ngộ không có chút choáng vắng hắn không phải ngay tại thu lấy Đông Hoàng Trung sao thế nào đông nhiên chạy đến địa phương quỷ quái này tới đã nhiều năm như vậy cuối cùng có yêu tộc hậu bối có thể tiến nhập cái này Đông Hoàng Trung ký hồn không gian bên trong tốt tốt à. Đông nhiên một tiếng cảm khái thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh tôn ngộ không giật mình quay người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ gặp một người mặc kim bảo đầu đội đế quan tuấn giật nam tử đang đứng tại hai trượng bên ngoài hư không bên trong mặt mỉm cười nhìn xem hắn một cỗ nhàn nhạt uy áp theo trên thân tỏ khắp mà ra cũng không tận lực phát động nhưng lại để cho tôn ngộ không có gan tâm thần cự chiến cảm giác ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất tôn nộ không theo nam tử trên thân cảm giác được một cỗ có chút khí tức quen thuộc là thiên yêu chi thể khí tức bất quá cực kỳ nhạt nếu không chính hắn cũng là theo thiên yêu chi thể tiến hóa mà đến thật đúng là không phát hiện ra được từ thượng cổ hồng hoàng cho tới bây giờ toàn bộ tam giới tổng cộng liền xuất hiện tứ cái thiên yêu chi thể ngoại trừ chính tôn Ngộ không bên ngoài chính là nữ hoa nương nương cùng thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất ba người cái này đông hoàng trung là đông hoàng thái nhất bản mệnh trí bảo trước mắt xuất hiện kim bảo nam tử tất nhiên chính là thượng cổ yêu tộc đại thánh đông hoàng thái nhất không sai chính là ta đông hoàng thái nhất nhẹ gật đầu thừa nhận nói không cần kinh ngạc nơi này là đông hoàng trung khí hồn không gian mà ta chỉ là bản tôn lưu lại một tia thần hồn ấn ký mà thôi tại đây đợi cái này đông hoàng trung đợi tiếp theo chủ nhân đến đã không biết đợi đã bao nhiêu năm đông hoàng thái nhất thần hồn ấn ký đông hoàng thái nhất không phải tại thái cổ hồng hoang trong năm liền đã vẫn là sao không sai bản tôn xác thực sớm đã vẫn lạc đây chỉ là một đạo thần hồn ấn ký lưu tại cái này đông hoàng trung bên trong chính là chờ đợi ta yêu tộc người hữu duyên tựa hồ có thể nhìn thấu tôn ngộ không suy nghĩ trong lòng đông hoàng thái nhất cười nhạt một cái nói dừng một chút về sau trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vẻ vẻ không cam lòng thiên đạo chú định ta yêu tộc tàn lùi nhân tộc quật khởi ta thái nhất hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi cho dù ngàn thế vạn thế ta yêu tộc cũng sẽ không khuất phục cuối cùng hai câu nói đông hoàng thái nhất cơ hồ là hô lên đến cả người trên thân tràn đầy ngập trời khí thế có một loại muốn đem tinh hà đè ép kinh khủng như thế thấy tôn ngộ không hoa mắt thần mê vẹn vẹn một đạo thần hồn ấn ký liền có uy thế cỡ này có thể suy ra năm đó đông hoàng thái nhất lại là cỡ nào phách tuyệt hoàn vũ tiểu gia hỏa để cho bản tôn nhìn xem ngươi thể chất có thể tiến nhập nơi này ngươi thể chất cũng không chênh lệch. đông hoàng thái nhất thủ trưởng bên trong toát ra một cái quang cầu hướng về tôn ngộ không bay tới hóa thành một đạo quang thủ đặt tại tôn ngộ không cái chán bên trên. mộ đông hoàng thái nhất đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía tôn ngộ không. sau một khắc trực tiếp thân hình lóe lên xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt, trực tiếp đưa tay cũng chỉ hướng lấy tôn ngộ không cái chán điểm tới. tôn ngộ không bản năng đưa tay muốn ngăn cản, vừa mới nâng lên một nửa lại dừng lại. đông hoàng thái nhất trên thân không có sắc ý, hắn chỉ sợ là nhìn ra chính mình hỗn độn thần thể thể chất. quả nhiên, đông hoàng thái nhất trong mắt chấn kinh chi sắc càng ngày càng tĩnh, nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt bên trong tinh mang lấp lánh, hỗn độn thần thể, lại là hỗn độn thần thể. người dĩ nhiên là có được bực này trong truyền thuyết thể chất sau khi khiếp sợ đông hoàng thái nhất trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên ngửa mặt lên trời phá lên cười trời phù hộ ta yêu tộc trời phù hộ ta yêu tộc ta, à? ta yêu tộc tộc vận cuối cùng xuất hiện chuyện cơ ha 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 tôn Ngộ không nhìn xem đông hoàng thái nhất một mặt điên cùng nụ cười chẳng biết tại sao nhưng trong lòng không có nửa điểm ý mừng mà là nổi lên một cỗ nhàn nhạt bi thương cảm giác từ lúc thượng cổ yêu tộc thiên đình xuống dốc đến nay yêu tộc đã bị đè nén quá lâu gặp quá nhiều gặp chắc trở nửa ngày sau đó đông hoàng thái nhất cuối cùng ngừng tiếng cười một lần nữa nói ánh mắt đặt ở tôn nộ không trên thân tựa như là trưởng bối đang nhìn mình con cháu đồng dạng người tên là gì thể thiên đại thánh tôn ngộ không thể thiên đại thánh tốt cái danh hiệu này bà khí đông hoàng thái nhất càng xem tôn ngộ không thì càng hài lòng ngộ không ngươi từng chiếm được nữ hoa tinh huyết đúng không hẳn là còn có tổ vu tinh huyết bằng không không có khả năng theo thiên yêu chi thể tiến hóa làm hỗn độn thần thể tôn ngộ không trong mắt lóe lên một đạo tinh mang trong bụng tầm run đông hoàng thái nhất không hổ là thượng cổ yêu tộc tiên đình hai đại yêu thánh một trong bực này nhãn lực độc đáo thức xác thực không phải người thường nhưng so sánh thái nhất tiền bối hảo nhã lực ta lão tôn chính là từ mẫu thân bản mệnh tinh huyết dung nhập bổ thiên tiên thạch sau đó dựng dục mà sinh về sau sau địa phủ bên trong hậu thổ nương nương đưa nàng tổ vu tinh huyết cho ta tôn nộ không cười nói dù sao đều đã bị đông hoàng thái nhất cho đã nhìn ra cũng không có gì tốt dấu diếm mặc dù đông hoàng thái nhất chỉ còn lại có một tia thần hồn ấn ký tại cái này đông hoàng trung bên trong nhưng thượng cổ yêu thánh dù sao cũng là thượng cổ yêu thánh kiến thức bản sự vậy cũng là nhất đẳng trực giác nói cho tôn nộ không hắn sẽ ở đông hoàng thái nhất chỗ này đạt được không ít chỗ tốt thiên phú dị bẩm quả nhiên thiên phú dị bẩm tốt rất tốt ta đông hoàng thái nhất khen ngơi Nộ không, bản tôn sớm đã vất lạc, bây giờ chỉ còn lại có cái này một luồng thần hồn ấn ký, không giúp được ngươi cái gì, nhưng có một dạng đồ vật, bản tôn có thể giúp ngươi đạt được. Thái Nhất Tiền Bối nói là cái này Đông Hoàng Trung sao? Tôn Nộ không chân mày cau lại, suy đoán nói, không sai, Đông Hoàng Trung chính là bản tôn tính mệnh giao tu trí bảo, lại tên hôn nộ trùng, đã đạt tuyệt phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ, có thể công có thể phòng, uy lực vô cùng, không có bản tôn trợ giúp, ai cũng đừng nghĩ chân chính đem luyện hóa tiến hành vận dụng. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nệ nói, Nộ không ngươi đã đến đây, chính là cùng Trung này hữu duyên, hỗn nội thần thể tiềm lực vô hạn cũng không tính bôi nhỏ bản tôn cái này hỗn độn chung hôm nay bản tôn liền đem luyện hóa hỗn độn chung phương pháp giao cho ngươi từ nay về sau ngươi chính là cái này hỗn độn trung tân chủ nhân hy vọng ngươi đừng cho bản tôn thất vọng có thể dẫn đầu ta yêu tộc tái hiện thượng cổ vinh quang tôn nộ không sắc mặt trở nên nghiêm nghị lại hướng về đông hoàng thái nhất thật sâu bái trầm giọng nói ta lão tôn xác định không phụ tiền bối nhờ vả để cho yêu tộc một lần nữa sừng sững tại tam giới lúc này lại không thụ bất luận kẻ nào nô dịch hiếp tốt như thế bản tôn cũng yên lòng cái này một tia thần hồn vốn có thành ấn cũng cùng nhau cho ngươi đi đông hoàng thái nhất nói xong khẽ vươn tay đặt tại tôn ngộ không mi tâm chỗ liên quan tới thế nào luyện hóa đông hoàng trung cùng đông hoàng trung đủ loại diệu dụng phương pháp hướng về tôn ngộ không trong đầu không giữ lại chút nào quán thâu mà đi thậm chí còn bao hàm một chút đông hoàng thái nhất đối đại đạo cảm ngộ tâm đắc cũng cùng nhau cho tôn ngộ không mà đông hoàng thái nhất thân hình thì là trở nên càng ngày càng hư hảo sau cùng trở thành một cái đạo ấn dung nhập vào tôn ngộ không mi tâm bên trong chương ba trăm ba mươi lăm luyện hóa đông hoàng trung a à, lại còn có cái khác thánh nhân cường giả thành ấn chỉ là như thế nào là phong bế trạng thái cũng được một chuyện không phiền hai chủ, bản tôn liền cùng nhau giúp cho ngươi kích hoạt lên đi, hấp thu cái này hai phần đạo ấn, đối ngươi ngày sau chứng đạo hẳn là sẽ có không nhỏ trợ giúp. Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng thanh âm tại tôn ngộ không trong đầu vang lên, sau đó tôn ngộ không liền cảm giác thể nội giống như là có đồ vật gì bỗng nhiên nổ tung, cả người lâm vào một mảnh vô ý thức hỗn độn trạng thái bên trong, toàn vẹn không biết người ở phương nào. Hàn đàm bên trên, tôn ngộ không đã tiềm nhập đấy đầm gần nửa tháng, một mực không có cái gì động tĩnh, liền cùng biến mất, ngay cả một mực tin tưởng tôn ngộ không ngạo thiên ma đế mục Trần Hiên mấy người cũng bắt đầu có chút luống cuống. Đoan Mục Bạch, cái này đấy đầm bên trong coi là thật có Đông Hoàng Trung sao? Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên nhìn về phía Đoan Mục Bạch, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoài nghi, như Đông Hoàng Trung coi là thật tại cái này hàn đàm bên trong, nhiều ngày như vậy đi qua, hẳn là cũng sớm đã bị Tôn Ngộ không theo hàn đàm bên trong cho lấy ra mới đúng, làm sao lại như vậy vô thanh vô tức? Chủ thượng, việc này hoàn toàn chính xác, ta lúc đầu là nhìn tận mắt mẹ ta đem Đông Hoàng Trung chìm vào cái này đấy đầm. Đoan Mục Bạch vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói, trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất là kỳ quái, Đông Hoàng Trung ban đầu là mẹ hắn ngay trước hắn mặt trầm vào trong hồ, theo đạo lý nói lấy tôn ngộ không thực lực tu vi hẳn là sớm đã đem đông hoàng trung theo đáy đầm cho lấy ra mới đúng làm sao lại nhiều năm như vậy đều không có tin tức chẳng lẽ là cái này đáy đầm có khác cổ quái thế nhưng là rất không có khả năng à tôn ngộ không là thực lực gì ngay cả ma tôn cấp cường giả đều là lật tay có thể diện coi như cái này đáy đầm có gì đó cổ quái cũng không nên làm khó được hắn mới đúng cái kia liền kỳ quái ngộ không lao đệ thế nào tại đáy đầm chậm trễ lâu như vậy Ngạo thiên ma đế mục trần hiên nhữ mày có muốn không ta đi xuống xem một chút tìm xem lão đại hạ lạc lục nhĩ mi hầu nói xong liền muốn thả người nhảy vào hàn đàm bên trong đã thấy hàn đàm bên trong đột nhiên bốc lên vạn trượng thần quang một ngụm trung thân bên trên khắc rõ vô số đại đạo phủ văn cổ điện trung lớn theo đáy đầm thăng lên thần quang chính là theo trung thân bên trong phóng xuất ra toàn bộ long nguyên thành đều bị thần quang bao phủ tại trong đó tất cả mọi người đã bị kinh động chín màu thần quang xuất hiện tất nhiên là khó được bảo vật xuất thế ngay tại trong thành mau đi xem một chút thần quang là theo hàn đàm phương hướng chuyển đến hàn đàm bên trong có bảo vật xuất thế trước đó đoan mục thế ra người đem hàn đàm cho bao vây bọn hắn khẳng định biết rõ hàn đàm bên trong có bảo vật bảo vật người có đức chiếm lấy đoan mục thế ra lại như thế nào muốn nuốt một mình phải xem xem mọi người có đáp ứng hay không đi đi qua nhìn một chút để cho đoan mục thế ra đem bảo vật cho phun ra thần quang kinh động đến toàn bộ long nguyên thành người bảo vật động nhân tâm từng cái ma tộc tất cả đều kìm nén không được trong lòng tham lam hướng về hàn đàm phương hướng tiến đến muốn chia lên một chén canh nghe theo tứ phía tụ đến tiếng bước chân đoan mục bạch chân mày cao lại đông hoàng trung dạng này bảo vật cũng là những này bất nhập lưu gia hỏa có thể tranh giành sao dám can đảm đến tham gia náo nhiệt cũng quá không đem đoan mục thế ra để ở trong mắt hư lạnh một tiếng đoan mục bạch hai tay kết tấn một vệ sáng hướng lên bầu trời bên trên bắn ra tại chín màu thần quang phía dưới đều lộ ra cực kỳ loa mắt đây là thuộc về riêng mình hắn đoan mục bạch tín hiệu đoan mục kỳ có cung phụng hộ vệ hắn đoan mục bạch thân làm đoan mục thế gia nhị công tử tự nhiên cũng có mà lại cái này long nguyên thành vốn là hắn đoan mục bạch thuộc thành dám ở hắn địa bàn bên trên ngốc nghẽ đông hoàng trung quả thực là muốn chết hiu hiu theo đoan mục bạch tín hiệu phát ra bốn phương tám hướng nhanh chóng chuyển đến từng cơn tiếng xe gió từng cái đoan mục thế gia tinh anh hộ vệ xuất hiện ở hàn đàm bốn phía hướng về đoan mục bạch một chân quỳ xuống đồng nói nhị công tử đem hàn đàm sở tại đình viện cho ta phong bế ai cũng không cho phép bỏ vào đến dám xông vào người giết không tha tuân mệnh từng cái tinh anh hộ vệ lĩnh mệnh mà đi rất nhanh liền đem hàn đàm sở tại đình viện cho vây chật như nêm tối không bao lâu bị thần quang hấp dẫn ma tộc cao thủ các cũng lần lượt đi tới hàn đàm đình viện bên ngoài nhị công tử có lệnh ai cũng không cho phép vào vào đình viện bên trong người vi phạm giết không tha đối mặt một đám ma tộc cao thủ đoan một thế gia tinh anh bọn hộ vệ trên mặt không có biến hóa chút nào có chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ ác lạnh ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người liếc mắt mở miệng nói binh khí cũng tất cả đều ra khỏi vỏ giữ tại ở trong tay đoan mục thế ra không khỏi cũng quá bá đạo sao đúng rồi bảo vật xuất thế người có duyên có được dựa vào cái gì chỉ có đoan mục thế ra người có thể vào mọi người đừng nghe bọn họ hù do người xông đi vào ta cũng không tin bọn hắn có thể giết sạch nhiều người như vậy một đám ma tộc cao thủ các bước chân đầu tiên là cùng nhau một trận tiếp theo đám người bên trong mấy cái khiêu khích thanh âm vang lên nguyên bản bị đoan mục bạch giết không tha mệnh lệnh hủ sợ ma tộc cao thủ các dũng khí lại lần nữa về tới trên thân từng cái kêu gào hướng về đỉnh viện phóng đi giết đoan mục thế gia tinh anh bọn hộ vệ trong mắt cùng nhau lóe lên một đạo hàn quang không chút do dự huy động binh khí trong tay hướng về sông lại ma tộc cao thủ các phát động công kích máu tươi vẩy ra tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía mấy cái này tinh anh bọn hộ vệ xuất thủ không có chút nào lưu tình từng chiêu trí mạng xung kích đỉnh viện ma tộc các cường giả rất nhanh nằm một chỗ không có một cái nào có thể xông vào đỉnh viện bên trong còn lại người cũng bị do sợ nhao nhao ngừng lại bước chân nhìn về phía những này đoan một thế gia tinh anh bọn hộ vệ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi bọn hắn thật sự là không nghĩ tới những hộ vệ này dĩ nhiên là thực có can đảm hạ sát thủ đỉnh viện bên trong hàn đàm bên cạnh ngạo thiên ma đế mục trần hiên mục trần hiên có chút ngoại ý muốn nhìn đoan mục bạch liếc mắt trong bụng âm thầm gật đầu tiểu tử này thật đúng là sát phạt quả quyết có chút quyết đoán xem ra đem thu làm thủ hạ một bước này thật đúng là đi đúng là cái khả tạo chi tài hàn đàm bên trên tôn ngộ không thân ảnh theo đông hoàng trung bên trong hiện lên đi ra khoanh chân lăng không mà ngồi đông hoàng trung ngay tại đỉnh đầu bên trên xoay trầm trầm tản mắt ra từng đạo từng đạo thần vận rót vào tôn ngộ không thể nội ngạo thiên ma đế mục trần hiên bọn người ánh mắt tất cả đều phát sáng lên đây là linh bảo nhận chủ dấu hiệu a cái này đông hoàng trung bị tôn Ngộ không cho luyện hóa đại thánh chính là đại thánh quá lợi hại, cùng đám người so sánh, Đoan Mục Bạch trong lòng càng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là thật có thể thu lấy Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung rơi xuống ma giới sau đó, trước sau qua tay không ít ma tộc cứng giả, trong đó cũng không thiếu đặc sắc tuyệt diễm thế hệ, nhưng không có một người có thể thành công đem Đông Hoàng Trung luyện hóa thu lấy, nhiều lắm là cũng chỉ có thể mượn dùng một chút Đông Hoàng Trung lực lượng mà thôi, liền ngay cả Đoan Mục Bạch mẫu thân Lưu Thủy Tư Kỳ cũng giống như vậy, cho nên mới đem chìm tại Hàn Đàm bên trong, muốn luyện Hàn Đàm hàn khí tới áp chế trụ Đông Hoàng Trung linh tính, để có một ngày Đoan Mục Bạch có thể đem luyện hóa hấp thu đoan mục bạch lúc trước sở dĩ ném ra ngoài đông hoàng trung đến một là vì bảo trụ tính mạng mình hai là hắn thấy tôn ngộ không mặc dù lợi hại nhưng muốn luyện hóa thu lấy đông hoàng trung cũng không quá khả năng đến lúc đó tôn ngộ không thu lấy không được cái kia đông hoàng trung liền hay là hắn tôn ngộ không cũng trách không được hắn thật không nghĩ đến tôn ngộ không dĩ nhiên là thật đem đông hoàng trung cho luyện hóa hấp thu hơn nữa còn lại như thế triệt đề ngay cả đông hoàng trung bên trong thần vận đều hướng về tôn ngộ không phát động phản hồi đây là muốn bị luyện hóa thành bản mệnh linh bảo tiết âu a đông hoàng trung xác thực đang bị tôn ngộ không luyện hóa thành bản mệnh linh bảo có đông hoàng thái nhất truyền thụ sau đó đông hoàng trung khí linh đã hoàn toàn công nhận tôn ngộ không đối không có chút nào bài xích những cái này theo đông hoàng trung bên trong truyền vào tôn ngộ không thể nội thần vận chính là đông hoàng thái nhất lưu tại đông hoàng trung bên trong một luồng thánh ấn cùng đông hoàng trung kết hợp sau đó sinh ra tôn ngộ không hiện tại thần niệm hoàn toàn ở vào một mảnh hỗn độn bên trong căn bản cũng không có tận lực đi luyện hóa hấp thu nhưng đông hoàng trung lại tương đương tại tự phát đem tự thân luyện hóa thành tôn ngộ không bản mệnh linh bảo những tình huống này ngạo thiên ma đế mục trần hiên bọn người một cái đều không nhìn ra bằng không lời nói chỉ sợ cũng không chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy ba ngày sau đó Kỳ quái, Ngộ Không lao đệ cái này luyện hóa thời gian tựa hồ dài đặc biệt ta. Vốn cho là Tôn Ngộ Không chẳng mấy chốc sẽ đem Đông Hoàng Trung cho luyện hóa, nhưng theo Đông Hoàng Trung xuất hiện đến bây giờ, đã qua trọn vẹn ba ngày, vô luận là Đông Hoàng Trung hay là Tôn Ngộ Không đều như cũ còn là duy trì ban sơ xuất hiện bộ dáng, Đông Hoàng Trung bên trong như trước vẫn là không ngừng tản mát ra từng đạo từng đạo thần vận dung nhập vào Tôn Ngộ Không thể nội, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu, mà Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng là ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác, cũng không có dừng lại dấu hiệu, ngạo thiên ma đế Mục Trần Hiên không khỏi có chút đấp thật là dài một chút, coi như cái này Đông Hoàng Trung là tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo, tựa hồ cũng không cần đến dài như vậy thời gian đến luyện hóa sao? Lục Nhĩ Mi hầu cũng có chút kinh ngạc như mày, hắn dùng dò xét thiên thần nhĩ từng điều tra tôn ngộ không cùng Đông Hoàng Trung tình huống, lại là không có đạt được mảy may hữu dụng khí tức, tựa hồ có một cố cường đại lực lượng bình chướng đem hắn dò xét ngăn cản tại bên ngoài, loại tình huống này Lục Nhĩ Mi hầu còn là lần đầu tiên gặp được. Không tốt lắm a, à? lại như thế tiếp tục trí hoãn, tụ đến cao thủ lại càng ngày càng nhiều, ta những hộ vệ kia sợ là muốn không ngăn được. Đoan mục Bạch nhữ mày, nhìn về phía Đông Hoàng Trung bên trên tản mát ra sông thiên thần ánh sáng dạng này thần quang đã kéo dài dòng dã ba ngày thời gian ngay từ đầu là long nguyên thành ma tộc cao thủ bị kinh động chậm dại phụ cận thành trì ma tộc cũng đều chú ý tới long nguyên thành trên không xuất hiện thần quang bắt đầu có người lần lượt chạy tới cứ theo đà này chưa chừng sẽ có lợi hại cường giả xuất hiện liền dựa vào đoàn mục bạch thủ hạ những cái kia đoàn mục thế gia tinh anh hộ vệ sợ là ngăn không được những cái kia tức giận ma tộc các cường giả mà lại đoàn mục bạch lo lắng còn có một chút đó chính là chuyện này chuyển đến cái kia láo cha đoàn mục tứ trong lỗ thai đi vậy coi như phiền thoái cái khác ma tộc cao thủ đoan mục bạch có thể để cho thủ hạ hộ vệ ngăn trở không cho bọn hắn tới gần hàn đàm nhưng nếu là đoàn mục tứ vị này đoàn mục thế gia gia chủ đích thân tới những hộ vệ kia ai dám ngăn cản nếu thật là lời như vậy mẫu thân hắn tư tàng đông hoàng trung sự tỉnh sẽ phải lộ tẩy chương ba trăm ba mươi sáu thiết khí sợ cái gì liền đến cái gì đoàn mục bạch tín niệm này mới vừa ở não hải bên trong xe qua một tiếng cổ quái tiếng thú gào liền từ nơi chân trời xa vang lên đoàn mục bạch sắc mặt lập tức chính là biến đổi đây là đoàn mục tứ phi hành ma thú lôi văn truy phong sư thiếu thanh âm đoan mục tứ đến rồi truy phong sư thiếu là ma giới phổ biến một loại thay đi bộ phi hành ma thú nhưng đoan mục tứ phi hành ma thú khác biệt là một đầu trên thân hiện đầy lôi điện đạo văn truy phong sư thiếu toàn bộ ma giới cũng liền như thế một đầu cho nên trở thành đoan mục tứ một loại tiêu chí tiếng kêu cũng cùng đồng dạng truy phong sư thiếu khác biệt tại đoan mục thế gia chỉ có gia chủ đoan mục tứ có tư cách sử dụng lôi văn truy phong sư thiếu cho nên chỉ cần nghe được cái này lôi văn truy phong sư thiếu tiếng kêu câu kia đại biểu cho đoan mục tứ đã cách không xa chủ thượng phụ thân ta tới đông hoàng trung sự tỉnh ta vẫn luôn lén gạt đi hắn nếu là bị hắn biết rõ tình hình thực tế lời nói chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái đoan mục bạch hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên thi lễ một cái nói sự tình có chút vượt qua hắn dự liệu hắn chỉ có thể xin giúp đỡ ngạo thiên ma đế mục trần hiên ai bảo mục trần hiên là chủ nhân hắn đâu phụ thân ngươi đoan mục tứ ngạo thiên ma đế mục trần hiên chân mày cao lại hắn tới liền đến có thể có cái gì đại phiền thoái chủ thượng mẫu thân của ta năm đó là đem đông hoàng trung xem như của hồi môn đưa đến đoan mục ra nhưng lại một mực không có nói cho bất luận kẻ nào cũng không có lấy đi ra quá về sau bởi vì ta phụ thân có mới mới cũ mẫu thân của ta dưới cơn nóng giận liền đem đông hoàng trung triệt để giấu đi truyền cho ta chuyện này phụ thân ta cũng không cảm kích nếu như là bây giờ bị hắn biết rõ tình hình thực tế lời nói chỉ sợ ta cùng mẫu thân của ta tại đoan mục thế gia thời gian đều sẽ trở nên rất khó chịu đoan mục bạch nở nụ cười khổ đoan mục tứ tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong mắt không tính là gì nhưng tại hắn cái này làm nhi tử trong mắt lại là một lời có thể quyết sinh tử tồn tại một khi đoan mục tứ đối với hắn có ác cảm cái kia gia chủ chi vị coi như cùng hắn vô duyên nếu như là không thể làm lên đoan mục thế gia gia chủ hắn đối ngạo thiên ma đế mục trần hiên thì có ích lợi gì thật sao ngạo thiên ma đế mục trần hiên nợ nụ cười lạnh đoan mục bạch ngươi bây giờ thế nhưng là bản tọa thủ hạng bản tọa tất nhiên đáp ứng ngươi lại giúp ngươi leo lên đoan mục thế gia vị trí gia chủ liền tuyệt sẽ không nuốt lời bất quá một cái đoan mục tứ mà thôi ngươi cho là bản tọa không có cách nào đem hắn cầm xuống sao hoặc là nói ngươi cảm thấy hắn có cùng bản tọa đối kháng thực lực cùng dũ khí cái này sao đoan mục bạch có chút nghẹn lời suy nghĩ một chút xác thực như thế đoan mục tứ là có thể một lời quyết định hắn tại đoan mục thế gia địa vị quyết định hắn có phải hay không có thể kế nhiệm vị trí gia chủ nhưng cũng không phải ngạo thiên ma đế mục trần hiên đối thủ chỉ cần ngạo thiên ma đế mục trần hiên đứng tại hắn bên này coi như đoan mục tứ đối với hắn lại không đầy cũng chỉ có thể đem vị trí gia chủ truyền cho hắn, Đoan Mục tứ đến với hắn mà nói là kiện thiên đại chuyện xui xẻo. Tại, Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên xem ra lại là qua quýt bình bình, căn bản không có gì tốt kinh ngạc. Hẳn không có sao. Cái kia không phải, Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên lui bay, một mặt không quan trọng bộ dáng, cha ngươi có tới hay không đều không cải biến được kết cục, đông hoàng trung nhất định là Ngộ Không lão đệ, ngươi cũng nhất định là Đoan Mục thế gia đời tiếp theo gia chủ, hắn không đến trả tốt, nếu thật là tới, bạn tôn vừa vặn để cho hắn đem việc này cho quyết định. Đoan Mục Bạch cùng Nạo Thiên Ma Đế lúc này đối thoại Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có nghe thấy trên thực tế hiện tại hắn đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn không có chút nào cảm giác cả người liền đắm chìm trong một mảnh hỗn độn trạng thái bên trong đông hoàng trung luyện hóa nhận chủ cũng sớm đã hoàn thành bây giờ tại trong cơ thể hắn tiến hành là đông hoàng thái nhất lưu lại thánh ấn cùng a di đà phật cho hắn phật linh đạo ngân cùng hắn hỗn độn chi thể dung hợp nguyên bản vẹn vẹn chỉ là đông hoàng thái nhất lưu lại cái kia một tia thánh ấn lời nói tôn nộ không muốn hấp thu là hoàn toàn không có vấn đề có thể tăng thêm a di đà phật phật linh đạo ngân lời nói muốn hoàn toàn cùng hỗn độn thần thể dung hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy cái kia phật linh đạo ngân chính là a di đà phật thánh ấn so đông hoàng thái nhất lưu lại thánh ấn còn muốn hoàn chỉnh được nhiều cơ hồ ghi chép a di đà phật tuyệt đại bộ phận đối thiên đạo cảm ngộ cùng chứng đạo thành thánh kinh nghiệm đồng thời còn bao hàm đạo môn phật môn rất nhiều thần thông diệu pháp rất khó hấp thu dung hợp cho nên phật linh đạo ngân khi tiến vào tôn ngộ không thể nội sau đó liền phong bế chưa từng có mở ra liền ngay cả tôn ngộ không tu thành hỗn độn chi thể đột phá đến nửa bước chuẩn thánh cảnh giới thời điểm phật linh đạo ngân đều không có cái gì phản ứng nếu không phải lần này bị đông hoàng thái nhất thần hồn ấn ký dùng một chút xíu cuối cùng lực lượng kích hoạt lời nói sợ rằng sẽ một mực tiềm ẩn tại tôn ngộ không thể nội không biết lúc nào mới có thể bị dung hợp hấp thu Đông Hoàng Thái Nhất Thánh Ấn cùng A Di Đà Phật Phật Linh Đạo Ngân cùng một chỗ cùng tôn ngộ không hỗn độn thần thể dung hợp, ngạnh sinh sinh đem tôn ngộ không lực lượng cùng đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đẩy lên một cái mới cấp độ. Tôn ngộ không nhục thân cùng hồn nguyên chân linh bắt đầu một loại kỳ dị lột xác, thiên đạo đối với hắn nước thúc bắt đầu biến yếu, mi tâm nghe cung hoàn bên trong bắt đầu ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt đại đạo hư ảnh, cùng thiên đạo hoàn toàn khác biệt, mà lại bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực. Tôn ngộ không thậm chí có một loại có thể một vòng phá khai thiên địa đại đạo, một mình sáng tạo tự thân đại đạo thế giới cảm giác lấy lực chứng đạo. Đây là lấy lực chứng đạo triệu chứng báo trước, lấy lực chứng đạo chính là chấm dứt cường lực lượng tới tu luyện tự thân bao quát nhục thân cùng hồn nguyên chân linh khiến cho trở nên vô cùng cường đại có thể đột phá hết thể trói buộc nhất là thiên đạo trói buộc hình thành tự thân đại đạo nhất nghiệm động liền có thể diễn hóa thiên địa hoàn toàn siêu thoát thiên đạo bên ngoài tôn nộ không nguyên bản mệnh đồ quỹ tích liền không ở thiên đạo mệnh đồ bên trong thiên đạo đối với hắn trói buộc lực có thể nói là cực kỳ bé nhỏ hiện tại tu thành hỗn độn thân thể lại liền một mạch hấp thu đông hoàng thái nhất thánh ấn cùng a di đà phật phật linh đạo ngân sau đó nhục thân cùng hồn nguyên chân linh bắt đầu lột xác thiên đạo đối với hắn trói buộc đang bị hắn chấm dứt cường lực lượng từng chút từng chút phá vỡ lấy lực chứng đạo có ta vô địch ầm ầm một trận sấm rền thanh em đột ngột trên bầu trời long nguyên thành vang lên sau một khắc tối đen như mực đám mây bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa không trung bên trong cũng cấp tốc trở nên ngưng thận, một cỗ ngập trời áp lực hướng về hàn đàm sở tại đỉnh viện ép xuống mục tiêu chính là ngay tại nhắm mắt đột phá tôn nộ không tôn nộ không đang ở tại đột phá thời điểm then chốt cả người còn ở vào hỗn độn trạng thái bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác bị áp lực này đè ép trực tiếp theo giữa không trung bên trong đè tiến vào hàn đàm bên trong liên đối lấy đông hoàng trung cũng cùng nhau chui vào hàn đàm bên trong chuyện gì xảy ra ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người kinh hãi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía giữa không trung bên trong mây đen đúng thế thiên kiếp không đúng không phải thiên kiếp cũng không phải là thiên phạt ta Ngạo thiên ma đế mục trần hiên như mày hắn chưa bao giờ thấy qua loại này toàn thân đen nhánh tựa như hát động đồng dạng cực lớn mây đen loại kia ngập trời uy áp cũng là hắn bình sinh ít thấy chính là thiên phạt cũng không có như thế lớn uy lực nhưng đây rõ ràng chính là thiên đạo hình thành mà lại rất rõ ràng là hướng về phía tôn ngộ không đến mục đích chính là đánh gây tôn ngộ không đột phá đem hắn triệt để yên diệt rơi cái này hẳn là là trong truyền thuyết thiên khí Nưu Ma Vương bỗng nhiên nghĩ đến một thì truyền thuyết cổ xưa, một đôi mắt châu đột nhiên trợn thật lớn, nhịn không được thoát ra. Tam tinh động thiên tàng thư các bên trong ghi tạc theo tam giới hồng hoang mở ra đạo hiện nay đến nay đủ loại truyền thuyết, bí văn, trên cơ bản đều là thật, những cái kia giả dối không có thật nghe đồn cũng sẽ không ghi chép vào tam tinh động thiên tàng thư các bên trong. Như Ma Vương cũng là Tà nguyện Tam Tinh Động Bồ Đề tổ sư đệ tử, trừ tu luyện ra, hắn thích nhất chính là lật xem đủ loại thượng cổ bí văn, trong đó liền có quan hệ với thiên khí ghi chép. Căn cứ cổ tịch bên trong ghi chép, thiên khí là thiên đạo lớn nhất như vậy so với thiên phạt đến còn phải lợi hại hơn nhiều, thiên phạt là lao thiên đối quá mức nghịch thiên tồn tại một loại hủy diệt tính đả kích, bình thường sẽ đem đả kích người đánh cho nhục thân hủy hết hồn phi phách tán, nhưng bao nhiêu còn có một tia hồn nguyên chân linh có thể lưu lại đến, tiến nhập luân hồi thông đạo sau đó hấp thu đủ nhiều lực lượng bù đắp hồn phách sau đó còn là có nhất định chuyển thế cơ hội. Nhưng thiên khí khác biệt, đây là thiên đạo đối có thể uy hiếp được tồn tại đối tượng một loại diệt tuyệt tính đả kích, là triệt để đem cho bỏ quên, bị đả kích người một khi ngăn cản không nổi, cuối cùng chính là triệt để hủy diệt hạ trạng, căn bản sẽ không lại có cái gì hồn nguyên chân linh chứa lưu lại, cũng không tồn tại cái gì chuyển thế đầu thai cơ hội theo hồng hoang mở ra cho tới bây giờ tình huống như vậy chỉ xuất hiện tại trên người một người bên kia là khai thiên tích địa bàn cổ đại thần bàn cổ khai thiên phá vỡ hỗn độn khiến cho thượng cổ hồng hoang mở ra mà ra đối hỗn độn thiên đạo tiến hành bản chất cải biến đưa tới thiên đạo uy hiếp cảm giác cho nên thiên đạo cho hắn cực lớn phản vệ lấy bản cổ dạng này hỗn độn thần thể đều không thể ngăn cản hô trụ thiên khí lực phản sau cùng lục thân hỏng mất diễn hóa thành văn vật hiện tại tôn ngộ không dĩ nhiên là cũng gặp phải dạng này thiên khí công kích chán nở dê lẽ lại hắn cũng sẽ nghĩ bản cổ đại thần như vậy lục thân thần Hôn hoàn toàn chết đi phải làm sao mới ở đây chúng ta như thế nào mới có thể đến giúp lão đại lục nhĩ mi hầu nghe xong gấp ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng là một mặt vẻ lo lắng như tình huống thật giống như ma vương nói tới cái kia tôn ngộ không chẳng phải là chết chắc hơn nữa còn là loại kia lục thân thần hồn toàn diện không còn mảy may trùng sinh cơ hội triệt để yên diện không giúp được như ma vương lắc đầu thần sắc rất là ngưng trọng bất đắc dĩ thở dài thiên khí thế nhưng là thiên đạo lớn nhất một loại nghiêm phạt căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh cơ lấy chúng ta lực lượng đừng nói giúp lão đại ngăn cản một khi bị cuốn vào đi vào chính mình cũng lại hải quất không còn vậy làm sao bây giờ các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy chớ mắt nhìn xem đại thánh chết sao? một mực tại một bên không nói gì hoàng trinh nhịn không được, các ngươi dù sao cũng nên làm chút gì sao? rất xin lỗi, hoàng cô nương, chúng ta cũng rất muốn giúp lao đại, thế nhưng là cái này thiên khí cũng không phải là nhân lực có thể thay đổi, lấy chúng ta lực lượng, căn bản là không giúp được lao đại, có thể cứu lao đại cũng chỉ có lao đại chính mình, liền nhìn hắn đến cùng có thể hay không chịu đựng được thiên khí hủy diệt tính đả kích. chương 337, trăm ba đoan mục thế gia gia chủ, chuyện gì xảy ra? thiên khí khổng lồ uy áp cái này tấn công một đòn, tôn nộ không trực tiếp bị ép đến hàn đàm bên trong cả người theo loại kia vừa sâu xa vừa khó hiểu hỗn độn trạng thái bên trong cho đánh thức trong lòng rất là tức giận lấy lực chứng đạo lấy lực chứng đạo a vừa rồi hắn kém chút liền cưỡng ép phá mở thiên đạo trói buộc hình thành chính mình duy nhất đại đạo trở thành kế bản cổ sau đó một cái khác lấy lực chứng đạo cường giả tuyệt thế đáng tiếc thời điểm then chốt lại bị đánh gãy chỉ từ nửa bước chuẩn thánh tăng lên tới chuẩn thánh giai đoạn không thể một bước chứng đạo thành thánh loại kia vừa sâu xa vừa khó hiểu trạng thái cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp được tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu tôn nộ không nếu không phải bởi vì đạt được đông hoàng hỗn độn trung nhận chủ hấp thu đông hoàng thái nhất lưu cho hắn cái kia một luồng thanh nhấn lại bị đông hoàng thái nhất kích hoạt lên tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn a di đà phật phật linh đạo ngân cả hai cùng nhau dung hợp lời nói cũng không có khả năng đắm chìm đến như thế vừa sâu xa vừa khó hiểu ngộ đạo trạng thái bên trong kém một chút liền trực tiếp liên tục vượt mấy cấp trực tiếp lấy lực chứng đạo thành tiểu thánh nhân chi vị chi tiết bị thiên khí lực lượng trực tiếp cho đánh thức bỏ qua lần này lần sau còn muốn lấy lực chứng đạo còn không biết phải tới lúc nào đâu đáng giận a à? chỉ là trong lòng lại tức giận dù không cam lòng đến đâu bỏ qua chính là bỏ qua tôn ngộ không cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận huống chi bây giờ còn có càng đại nạn hơn nhốt tại trở lấy hắn đâu thiên khí nhận thượng thiên vứt bỏ dốc hết thiên đạo lực lượng cũng muốn diện sát đại kiếp chống chân chỉ là thiên khí kiếp vân uy áp xung kích liền trực tiếp đem tôn ngộ không theo giữa không trung bên trong cho đánh vào hàn đàm đem trực tiếp theo ngộ đạo bên trong thức tỉnh kế tiếp chân chính thiên khí đại kiếp oanh kích lại nên đáng sợ đến mực nào tôn nộ không đã đem trong lòng tức giận ép xuống toàn lực vận chuyển bát cựu huyền công thôi động thể nội hỗn độn nguyên lực đem lực lượng toàn thân đều điều động chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối thiên khí đại kiếp oanh kích long nguyên thành bên ngoài một cái gánh vác lấy một tòa biệt viện dị thú từ phía trên bên cạnh bay tới trực tiếp hướng về long nguyên thành bay tiến đến tựa hồ hoàn toàn không quan tâm long nguyên thành đại trận kết giới mà kỳ quái là long nguyên thành đại trận kết giới cũng giống là không có chút nào phản ứng một dạng mặc cho từ không trung xuyên qua kết giới bay vào long nguyên thành bên trong đây là lôi văn truy phong sư thiếu là đoan mục thế gia gia chủ đoan mục tứ chuyên môn phi hành ma thú Đoan Mục Tứ giờ phút này liền đứng tại Lôi Văn Truy Phong sư thiếu phần lương biệt viện đài cao bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Long Nguyên thành chính trung tâm, cái kia phóng lên tận trời chín màu thần quang, còn có cái kia một đoàn nhìn qua cũng không lớn lại cho người ta vô tận sức mạnh chèn ép đen nhánh kết vân. Cái này Long Nguyên thành, thật đúng là náo như ta. Đoan Mục Tứ hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, theo Lôi Văn Truy Phong sư thiếu trên thân bay lên, hướng về Hàn Đàm sở tại đỉnh viện rơi xuống. Lôi Văn Truy Phong sư thiếu đến đưa tới một đám ma giới các cường giả chú ý, xem như Đoan Mục thế gia gia chủ, ma đế cấp bậc cường giả, đoan mục tứ chuyên môn phi hành ma thú lôi văn truy phong sư thiếu tại ma giới có thể nói là không ai không biết không người không hay vừa nhìn thấy lôi văn truy phong sư thiếu xuất hiện đám người liền biết đoan mục tứ đến, đến rồi cái này định viện bên trong đến cùng là dạng gì bảo vật thậm chí ngay cả đoan mục thế gia gia chủ đều đã bị kinh động đoan mục tứ cũng tới xem ra đoan mục thế gia đối bảo vật là tình thế bắt buộc a đoan mục thế gia gia chủ lại như thế nào thiên địa linh bảo có người tài có được coi như hắn là đoan mục thế gia gia chủ cũng phải nhìn hắn có hay không bản sự kia thu lấy được rồi cái kia bảo vật xông đi vào nhìn xem cái kia bảo vật đến cùng là cái gì không sai xông đi vào coi như không chiếm được tốt xấu cũng phải rõ ràng đến cùng là dạng gì bảo vận xuất thế sao một đám ma tộc cao thủ các đầu tiên là trấn kinh nhưng ngay sau đó dâng lên càng lớn tham lam từng cái ánh mắt đều trở nên xích hồng lên gầm lên giận dữ cùng nhau hướng về biệt viện phóng đi lúc này theo bốn phương tụ đến ma tộc cao thủ đã không ít trong đó không thiếu ma tôn nửa bước ma đế cấp bậc cường giả tuyệt thế chỉ bằng đoan một thế ra mấy cái này tinh anh hộ vệ chỗ nào có thể ngăn được hai ba cái đã bị đánh thất linh bắt lạc toàn bộ hàn đảm tưởng của định viện đều bị đều anh đặt số lớn ma tộc cao thủ hướng về định viện bên trong tuôn đi vào đem hàn đàm cho tầng tầng vây lại đoan một bạch cái này hàn đàm bên trong đến cùng là bảo vật gì đoan một tứ lúc này cũng là vừa mới rơi xuống hàn đàm bên cạnh trên mặt đất tôn nộ không bị đánh nhập hàn đàm bên trong liên đối lấy đông hoàng trùng cũng đi vào theo đoan một tứ lập tức cũng nhìn không ra đến hàn đàm bên trong đến cùng là dạng gì bảo vật nhưng cực kỳ hiển nhiên cái kia chín màu thần quang chính là theo hàn đàm bên trong phát ra bầu trời bên trên mây đen cũng là hướng về phía hàn đàm bên trong cái nào đó tồn tại tới cha ngày sao lại tới đây đoan một tứ trong bụng chấm xuống đoan một tứ xem như đoan một thế gia gia chủ mỗi lần ra sân phô trường đều rất lớn nhưng lần này cũng không có chờ những hộ vệ kia một người lái lôi văn truy phong sư thiếu vượt lên trước chạy đến có thể thấy được đối đông hoàng trung coi trọng bất quá theo hắn cha hỏi bên trong đến xem tựa hồ còn không biết hàn đàm bên trong bảo vật chính là đông hoàng trung chẳng lẽ đoan mục kỳ tên kia còn chưa kịp đem tình huống bẩm báo đoan mục tứ sao ta đang tra hỏi ngươi hàn đàm bên trong đến cùng là bảo vật gì đoan mục tứ sầm mặt lại trong mắt lóe lên một đạo hàn quang đối đoan mục bạch trả lời lộ ra rất không hài lòng cha kia là tề thiên đại thánh bảo vật là hắn theo hàn đàm bên trong thu lấy đã bị hắn cho luyện hóa ta hỏi là đến cùng là cái gì thế nào người muốn giấu giếm ta đoan mục tứ sắc mặt rất khó nhìn đây chính là long nguyên thành là hắn đoan mục thế gia địa bàn gia dị bảo vốn nên thì hắn đoan mục thế ra tất cả thì hắn đoan mục tứ tất cả cái kia tề thiên đại thánh là cái quái gì cũng dám đoạt hắn đoan mục tứ đồ vật tại đoan mục tứ trong lòng mặc dù còn không biết bảo vật là đông hoàng trung nhưng đã đem cho rằng chính mình đồ vật trong lời nói rất rõ ràng lộ ra nội ý một bên quát hỏi một bên ánh mắt tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên trên mặt mấy người lướt qua cái này quét xuống một cái trong lòng lập tức giật mình dung mạo ngươi rất giống một người ngươi là người phương nào tại sao lại xuất hiện tại ta long nguyên thành bên trong Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên năm đó xuất lĩnh ma tộc đại quân cùng Thiên Đình đại chiến thời điểm, Đoan Mục Tứ còn không phải Đoan Mục Thế gia gia chủ, chỉ là thiếu gia chủ, nhưng vẫn là nhận biết Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên, chỉ là nghe đồn Mục Trần Hiên đã sớm vẫn lạc tại Tiên Ma đại chiến bên trong, trong lúc nhất thời Đoan Mục Tứ cũng không dám khẳng định. Bản tọa Ngạo Thiên Ma Đế. Đoan Mục Tứ, ngươi trí nhớ này tựa hồ không tốt lắm a, à, dĩ nhiên là không nhận ra bản tọa đến rồi. Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Đoan Mục Tứ nói, gia hỏa này thiên tư không tệ a, à, dĩ nhiên là đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, nhớ kỹ năm đó hắn chỉ là đi theo đoàn mục hùng bên cạnh một cái non nớt thiếu niên bây giờ dĩ nhiên là Đoan mục thế gia gia chủ thật sự là thương hại tăng điển thế sự biến thiên a ngạo thiên ma đế ngươi nói ngươi là ngạo thiên ma đế ngươi không phải đã sớm chết sao đoan mục tứ kinh hãi ngạo thiên ma đế mục trần hiên xuất hiện nhưng so sánh hàn đảm bên trong bạo vật đối với hắn xung kích phải lớn hơn nhiều truyền thuyết bên trong đã chết tại tiên ma đại chiến bên trong ngạo thiên ma đế mục trần hiên dĩ nhiên là không chết còn đạt đến nửa bước ma thánh cảnh giới cứ như vậy êm đẹp đứng ở trước mặt hắn vấn đề này không khỏi cũng quá đột nhiên đoan mục tứ cảm giác có chút chóng váng là kế đô tên hốn đản kiệt như thế tuyên bố sao nạo thiên ma đế mục trần hiên nợ nụ cười lạnh năm đó chính là hắn thiết kế hãm hại bản tọa mới có thể tại tam giới bên trong bị nhốt ngàn năm hắn thấy bản tọa khẳng định là không có cách nào thoát khốn sẽ bị một mực vây chết sao có thể đáng tiếc chỉ sợ làm hắn thất vọng dừng một chút nạo thiên ma đế mục trần hiên nhìn về phía đoan mục tứ ánh mắt hơi híp trầm giọng hỏi đoan mục tứ con của ngươi đoan mục bạch đã phát thể thuần phục bản tọa ngươi thì sao thuần phục đoan mục tứ đưa ánh mắt về phía đoan mục bạch ngươi đã phát thể thuần phục rồi vâng cha ma đế đại nhân lần này trở lại ma giới chính là muốn trọng trưởng ma giới đại quyền nhi tử đã đầu nhập vào ma đế đại nhân muôn hạ đoan mục bạch bị đoan mục tứ nhìn gần ánh mắt nhìn đến hơi hơi run lên nhưng trận cắn răng lấy hết dũng khí cao giọng trả lời ánh mắt không chút nào yếu thế cùng đoan mục tứ nhìn nhau tốt rất tốt thật sự là trưởng thành có chú ý đoan mục bạch nợ nụ cười chỉ là ánh mắt bên trong lại tràn đầy băng hàn chi sắc người khác không biết hắn là kế đô ma đế tâm phúc đoan mục bạch thân làm con của hắn đoan mục thế gia nhị công tử không có khả năng không biết nhưng còn là đầu nhập vào ngạo thiên ma đế mục trần hiên đây là rõ ràng muốn cùng hắn cái này làm lão tử đối nghịch ta đoan mục tứ bản tọa đang tra hỏi ngươi ngươi dám không nhìn bản tọa thật lớn mật ngạo thiên ma đế mục trần hiên sắc mặt trầm xuống cái này đoan mục tứ dĩ nhiên là không nhìn hắn tra hỏi ngược lại đi chất vấn nhi tử đoan mục bạch cực kỳ hiển nhiên là không nguyện ý đầu nhập hắn tất nhiên không nguyện ý đầu nhập đó chính là định nhân đối lại định nhân ngạo thiên ma đế mục trần hiên xưa nay sẽ không nương tay đi qua sẽ không hiện tại càng sẽ không hư lạnh một tiếng một cỗ ngập trời khí thế theo ngạo thiên ma đế mục trần hiên trên thân đột nhiên bay lên mục trần hiên bây giờ đã đạt đến nửa bước ma thành cảnh giới tu vi so đoan mục tứ cao hơn, mà lại đừng nhìn bị vây ở vạn thú sơn mạch bên trong hơn mười năm, đó là bởi vì đối thủ là thiên ma long dạng này mà thánh cấp siêu giai ma thú tại ma giới bên trong có thể so với hắn đoán chừng cũng chỉ có đồng dạng đạt đến nửa bước thánh nhân cảnh giới kế đô ma đế. bá đạo khí thế hướng về đoan mục tứ trực tiếp đè lên, một cây đại kích xuất hiện ở ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong tay, trong mắt hàn quang bùng lên, đối đoan mục tứ đã động sát tâm, gia hỏa này dám như thế không đếm xỉa đến hắn, khẳng định là kế đô tiên kiêng người, tất nhiên không chịu cải huyền dịch trường quy thuận với hắn, cái kia liền không có để lại cần thiết. a, à. đoan mục tứ rên lên một tiếng sắc mặt đại biến vốn cho là ngạo thiên ma đế mục trần hiên biến mất nhiều năm như vậy coi như hiện tại lại thực tế lực cũng cao không đến đến nơi đâu cái kia nửa bước ma thánh tu vi đoán chừng là dùng bí pháp gì mới hiện hiện ra chỉ là do người không nghĩ tới hắn thực lực dĩ nhiên là coi là thật đạt đến nửa bước ma thánh cảnh giới cái này ngập trời uy áp để cho đoan mục tứ trong nháy mắt có một loại phải quỳ lệ trên mặt đất xúc động chương 338, đoan mục tứ vẫn lạc cái này ngạo thiên ma đế mục trần hiên đã tại tam giới bị phong ấn đã nhiều năm như vậy thế nào còn là lợi hại như vậy không so với tiên ma đại chiến thời điểm còn mạnh hơn đoan mục tứ cắn răng trong lòng rất là khó hiểu hắn là kế đô ma đế tâm phúc tự nhiên biết rõ ngạo thiên ma đế mục trần hiên bị phong ấn ở ngôi sao linh khí bên trong sự tình theo đạo lý nói ngạo thiên ma đế mục trần hiên hẳn là không thể nào tránh thoát ngôi sao linh khí quang cầu phong ấn nhưng đối phương hết lần này tới lần khác liền thoát thân đi ra chẳng những đi ra tu vi còn tình tiến đến nửa bước ma thánh cảnh giới cho đoan mục tứ cảm giác chính là so với kế đô ma đế đến cũng không kém chút nào sao lại có thể như thế đây đoan mục tứ bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi có đầu hàng hay không ngươi như không quay lại đáp coi như đừng trách bản tọa ra tay vô tình Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên tay cầm đại kích chỉ vào Đoan Mục Tứ, trong mắt tràn đầy rét lạnh sắc ý. Nếu là Đoan Mục Tứ coi là thật không quy hàng lời nói, hắn tuyệt đối không chút do dự xuất thủ. Ra Đoan Mục Tứ cũng không phải ai có thể tùy tiện nắm. Đoan Mục Tứ cắn răng, hắn là kế đô Ma Đế Tâm Phúc, điểm này toàn bộ Ma giới không ai không biết không người không hay. Nếu như là cứ như vậy chuyển đầu Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên lời nói, kế đô Ma Đế tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, hắn thanh danh tại Ma giới cũng liền triệt để xấu mà lại đoan mục tứ thấy rất rõ ràng ngạo thiên ma đế mục trần hiên hiện nhiên cực kỳ thưởng thức hắn nhị nhi tử đoan mục bạch có chín thành có thể sẽ để cho hắn đem vị trí gia chủ chuyển cho đoan mục bạch nói một cách khác cho dù là hắn chuyển ném đến ngạo thiên ma đế mục trần hiên dưới trướng tối đa cũng chính là giữ được tính mạng mà thôi vị trí gia chủ cùng trong tay đại quyền đều không gánh nổi chuyện này đối với quen thuộc nắm quyền lớn đoan mục tứ mà nói là vô luận như thế nào cũng chịu không được quyết tâm liều mạng đoan mục tứ toàn lực đã vận hành lên ma công chặn lại ngạo thiên ma đế mục trần hiên khí thế bị áp hét lớn một tiếng vượt lên trước phát động công kích trong tay xuất hiện một thanh bản rộng trường kiếm cùng đoan một bạch bản rộng trường kiếm cực kỳ giống nhau màu đen ma hỏa tại bản rộng trường kiếm bên trên lượn lờ lên hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên ngay ngược đâm đi lên đoan mục tứ trong lòng rất rõ ràng lấy ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng hắn lúc này thực lực sai biệt nếu như là không ra tay trước lời nói vậy hắn nhưng liền không có mảy may cơ hội ngu xuẩn mất hôn ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong mắt hàn mang lóe lên sắc ý theo trên thân bay lên huy động đại kích chính chính ngăn tại trước ngực đem đoan một tứ một kích này ngăn cản xuống dưới thân hình liền mảy may lắc lư đều không có cái gì đoan tứ giật mình chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực theo đại kích bên trên tuấn ra đem hắn bản rộng trường kiếm cho hút vào ngay sau đó chỉ gặp ngạo thiên ma đế mục trần hiên nết miệng lên một vệt nhe răng cười lật bàn tay một cái đại kích liền một cái xoay chuyển hướng về hắn phản gọn đi tới không tốt đoan mục tứ muốn bước ra lui lại bản rộng trường kiếm lại bị hút chăm chú căn bản là không động được mắt thấy đại kích kích phong đã đi tới trước người chỉ có thể buông tay hướng về phía sau nhảy ra tránh thoát một kích này quét cong. một kích đem đoan mục tứ làm cho từ bỏ binh khí trốn tránh ngạo thiên ma đế mục trần hiên nết miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh đại kích hất lên đem bản rộng trường kiếm quăng bay đi ra ngoài thẳng tắp cắm vào một đám sông vào đỉnh viện ma tộc cao thủ bên trong nhất tới gần một người trước mặt trực tiếp đem mặt đất đâm ra một cái độc lớn bản rộng trường kiếm không có trôi mà vào hoàn toàn không nhìn thấy ảnh t một đám ma tộc cao thủ cắt nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh cao nhất một người càng là sắc mặt trắng bệnh kém chút không có sợ đến một cái mông ngồi dưới đất cũng biết hướng về sau xa xa lui ra thật là đáng sợ đây chính là ngạo thiên ma đế thực lực chân chính sao mới giao thủ một cái liền đem đoan một tứ binh khí cho tức đi nửa bước ma thánh cấp cường giả tuyệt thế căn bản cũng không phải là ma đế có thể đánh động. trên lệnh quá xa Đoan một tứ lao ra hỏa này hôm nay sợ là giữ nhiều lãnh ít. Một đám ma tộc cao thủ các nghị luận ở mỹ nhìn về phía ngạo thiên ma đế mục trần hiên ánh mắt tràn đầy kính sợ, cường giả vô luận từ lúc nào đều sẽ đạt được kính sợ. Ngạo thiên ma đế mục trần hiên cái tên này tại những này ma tộc cao thủ các nghe tới có lẽ có một chút xíu lạ lẫm, nhưng nó biểu hiện ra thực lực lại không người dám coi thường. Mục lao ca thực lực dĩ nhiên là đã mạnh như vậy. Một bên lục nhĩ mi hầu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, bọn hắn bị vây ở vạn thú sơn mạch bên trong hơn mười năm vẫn luôn đang liều mạng tu luyện để cầu có một ngày có thể theo thiên ma long trong tay đào thoát nhưng chân chính cùng thiên ma long giao thủ cơ hội lại cũng không nhiều tuy nói ngạo thiên ma đế mục trần hiên tu vi tăng lên tới nửa bước ma thánh cảnh giới nhưng lục nhĩ mi hầu đối thực lực bây giờ nhận biết cũng không nhiều giờ khác này nhìn thấy cùng đoan mục tứ lúc này giao chiến tình huống lúc này mới chợt phát hiện bất chi bất giác bên trong ngạo thiên ma đế mục trần hiên đã mạnh như vậy có lẽ đây mới là mục trần hiên thực lực chân chính chờ ta lão ngưu đạt đến chuẩn thánh cảnh giới thời điểm khẳng định so mục lão ca mạnh bất quá bây giờ ta không phải đối thủ của hắn ngưu ma vương ồm thấp giọng nói nghe được lục nhĩ mi hầu như mày hắn cùng như ma vương thực lực tu vi đều tại sản sản với nhau như ma vương đều tự nhận bây giờ không phải là ngạo thiên ma đế mục trần hiên đối thủ vậy hắn khẳng định cũng không phải trong lúc bất chi bất giác ngạo thiên ma đế mục trần hiên thực lực đã vượt qua bọn hắn nguyên bản ngạo thiên ma đế mục trần hiên là chuẩn thánh tu vi thời điểm lục nhĩ mi hầu cùng như ma vương lấy đại la kim tiên cảnh giới liền có thể cùng tương đương bọn hắn tất cả đều tăng lên nửa cái cấp độ sau đó thực lực sai biệt lại kéo ra quả nhiên tu vi càng đến chỗ cao thâm mỗi một tầng lúc này chênh lệch lại càng lớn ngạo thiên ma đế ngươi cho rằng hiện tại ma giới còn là ngươi năm đó thống ngự ma giới sao ta đoan mục tứ là tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi nếu là bị kế đô ma đế đại nhân biết rõ ngươi xuất hiện tin tức hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên phán đoán đoan mục tứ cũng không có lựa chọn thần phục mà là ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm hắn tức giận nói xem ra ngươi quả nhiên đã là kế đô cái kế hôn đản tử trung đã như vậy bản tọa cũng liền không cần thiết lại cùng ngươi nhiều lời ngạo thiên ma đế mục trần hiên trên thân sát ý càng thêm nồng đậm đoan mục tứ binh khí đều bị hắn cho đánh rớt còn không chịu khuất phục xem bộ dáng là lưu gớm mãnh liệt cựu u ma hỏa tại đại kích bên trên bắt đầu cháy rừng rực tại vạn thú sơn mạch cựu u ma động bên trong hấp thu hơn 10 năm cựu u ma hỏa lực lượng ngạo thiên ma đế mục trần hiên tại đột phá đến nửa bước thánh nhân thời điểm cũng tương tự nắm giữ cựu u ma hỏa chỉ là một mực không có hiện lộ ra mà thôi tất nhiên đoan mục tứ ngu xuẩn mất hôn vậy hắn cũng liền không đáng lại lưu thủ nhất định phải nhất kích tất sát tuyệt đối không thể cho ra hỏa này bất luận cái gì thoát thân cơ hội ma hỏa gì thế vô cùng đơn giản một kích ra đại kích bên trên cựu u ma hỏa lại lấy liệu nguyên chi thế hướng về đoan mục tứ quét sạch đi lên đem tất cả né tránh lộ tuyến toàn bộ phong tỏa căn bản là tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ cho ta phá mở toàn lực thôi động ma nguyên lực đoan mục tứ trong tay ngưng tụ ra một cái ma khí quang đoàn hướng về đánh tới kiểu u ma hỏa đánh đi lên muốn anh mở một đạo lỗ hồng thoát thân kết quả ma khí quang đoàn cùng cửu u ma hỏa tiếp xúc chẳng những không có anh mở kiểu u ma hỏa ngược lại để cho kiểu u ma hỏa hỏa lực phóng đại trong nháy mắt đem đoan mục tứ toàn bộ bao khỏa tại trong đó hung hăng tiêu đốt a à. tiếng kêu thảm thiết vang lên đoan mục tứ tại vòng lửa bên trong sông lên hạ đột nhưng căn bản vô pháp đột phá vòng lửa phong tỏa bị sốt đến phát ra từng đợt không giống tiếng người tiếng đều thảm thiết nghe được bốn phía quan chiến ma tộc cao thủ các từng cái không ngừng hít khí lạnh chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng hai cô run run đều nhanh muốn đứng không yên thật là đáng sợ ngay cả đoan mục tứ dạng này ma đế cấp cường giả đều ngăn cản không nổi kia rốt cuộc là cái gì hỏa diễm phụ thân đoan mục bạch trong mắt lóe lên một vẻ vẻ không đành lòng chợt cắn răng một cái đem đầu chuyển hướng ở bên loại thời điểm này không phải mềm lòng thời điểm coi như hắn mở miệng thành đoan mục tứ cầu tình ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng sẽ không bỏ qua một địch nhân tâm phúc tướng tài mà lại hắn biết rõ đoan mục tứ là sẽ không niệm tình hắn cái này nhị nhi từ tốt hôm nay bất tử ngày khác chết chỉ sợ sẽ là hắn đoan mục tứ dãy rủa bắt đầu yếu bớt theo giữa không trung bên trong ngã xuống cả người hoàn toàn trở thành một cái đại hòa cầu trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống dưới tiếp theo thân thể cuối cùng bất động sau đó toàn bộ vỡ vụn ra theo hỏa diễm hóa thành điểm điểm bụi mù biến mất không ẩn vô tung ma đế cấp cường giả đoan mục thế gia gia chủ đoan mục tứ vẫn lạc hải quất không còn ai phụ thân ngươi sao phải khổ vậy chứ đoan mục bạch thở dài tiếp theo cả người bỗng nhiên phóng lên tận trời bay lên rồi lôi văn truy phong sư thiếu phía sau lưng bên trên gánh vác lấy biệt viện đứng tại biệt viện bên trên hướng về từ đằng xa chạy đến đoan mục thế gia đám tử đệ quá to đoan mục tứ không biết thiên thời không biết tiến thối đối ngạo thiên ma đế đại nhân bất kính đã bị đại nhân thi hành cực hình bắt đầu từ hôm nay đoan mục thế gia vị trí gia chủ từ ta đoan mục bạch kế nhiệm đây cũng là ngạo thiên ma đế đại nhân lệnh chỉ các ngươi người nào có dị nghị cái này một đám đoan mục thế gia đám tử đệ hai mặt nhìn nhau Đoan Mục tứ trước đó là một thân một mình đi đầu một bước chạy đến cướp đoạt bảo bối, không nghĩ tới bảo bối mặt đều không có gặp, liền vẫn lạc tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong tay. Giờ phút này Đoan Mục bạch tự lập vị trí gia chủ, những này Đoan Mục thế gia đám tử đệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đoan Mục bạch, ngươi chẳng qua là ta Đoan Mục thế gia nhị công tử, phải thừa kế vị trí gia chủ cũng là từ đại công tử Đoan Mục phong kế thừa. Khi nào đến thiên ngươi? Một giọng nói vang lên, là đại công tử Đoan Mục phong một phái người, thực lực tại ma tôn cảnh giới, gia chủ Đoan Mục tứ bỏ mình, dựa theo lệ cũ hẳn là từ hắn chủ từ đại công tử Đoan Mục phong kế thừa vị trí gia chủ mới đúng chỉ bất quá hắn tựa hồ quên một sự kiện đó chính là xử lý gia chủ đoan mục tứ thế nhưng là ngạo thiên ma đế mục trần hiên mà đoan mục bạch đã đầu nhập vào mục trần hiên đối mặt đến từ đoan mục thế gia người khiêu khích mục trần hiên như thế nào lại ngồi yên không lý đến bạch a à. một đạo kiểu u ma hỏa theo ngạo thiên ma đế mục trần hiên đại kích bên trên bay ra tầm tầng, tầng đánh vào lên tiếng phản đối đoan mục thế gia tử đệ trên thân tại tiếng kêu thảm thiết bên trong đem đốt thành cho bụi chương ba trăm ba mươi chín đối kháng thiên khí kết lôi t từng cái đoan mục thế gia tử đệ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh phía sau lưng bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ma tôn cấp cường giả, thậm chí ngay cả một đạo hỏa diễm cũng đỡ không nổi, bọn hắn những người này cho dù là tất cả đều nào tới, lại đủ ngạo thiên ma đế mục Trần Hiên mấy lần đốt, chỉ sợ sẽ là muốn chạy trốn đều chạy không được sao? Chúng ta nguyện vọng tôn nhị công tử thành gia chủ, bái kiến gia chủ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mấy cái này đoàn mục thế gia đám tử đệ cũng không phải đồ đần, hiện tại là dạng gì tình thế bọn hắn thấy rất rõ ràng, ngay cả lao gia chủ đoàn mục tứ đều đã chết. Lên tiếng phản đối nhị công tử Đoan Mục Bạch kế nhiệm người cũng bị ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên một đạo cửu u ma hỏa cho đốt thành tro, cực kỳ hiển nhiên ngạo thiên ma đế mục trần hiên là muốn ủng hộ nhị công tử đoan mục bạch kế nhiệm đoan mục thế gia vị trí gia chủ cùng một vị tu vi tại nửa bất ma thanh cảnh giới cường giả tuyệt thế đối nghịch cái kia thuần túy chính là muốn chết rất tốt đoan mục tứ hài lòng nhẹ gật đầu đang muốn nói chút gì bỗng nhiên một tiếng cực lớn tiếng sét đánh bỗng nhiên vang lên chỉ thấy bầu trời bên trên đoàn kia mây đen bên trong bỗng nhiên đánh ra một đạo màu đen lôi đỉnh hướng về phía dưới hàn đàm bên trong bộ tới tốc độ nhanh chóng đoan mục bạch căn bản cũng không có kịp phản ứng mà lại lôi đỉnh đánh xuống thời điểm ngay tại cách hắn nơi không xa, chỉ kém một trượng khoảng cách liền có thể bổ tới trên người hắn, cái kia ẩn chứa trong đó kinh không lực phá hoại để cho đoan mục bạch toàn thân lông tơ đều dựng lên, cả người kém chút không có một đầu theo giữa không trung bên trong cắm xuống đi. vê vâng. anh màu đen lôi đỉnh đánh vào hàn đàm bên trên, ngắn ngủi dừng lại sau đó, toàn bộ hàn đàm đỗng nhiên vọt lên ngàn trượng sóng lớn, một bóng người từ trong đó vọt ra, hóa thành một đạo kim quang hướng về nơi xa tiêu xạ mà đi, tốc độ nhanh chóng đoan mục bạch thậm chí đều không thể thấy rõ ràng bóng người bộ dáng, liền thấy bầu trời bên trên mây đen phẳng phất nhận hấp dẫn đồng dạng cũng đi theo hướng về nơi xa lướt tới trong nháy mắt đã rời đi xa xa long nguyên thành theo đầm nước bên trong sông ra người chính là tôn ngộ không nguyên bản tại hàn đàm bên trong độ kiếp là tốt nhất có thể mượn dùng hàn đàm ngăn cản yếu bớt một chút thiên khí kiếp lôi lực phá hoại nhưng cứ như vậy tất nhiên sẽ lan đến gần hàn đàm bốn phía người những người khác tôn ngộ không không quan tâm nhưng ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người hắn lại không thể không quan tâm nhất là còn có sắc vi dong binh đoàn hoàng trinh ba người lấy bọn hắn điểm này thực lực chính là bị cái này thiên khí kiếp lôi dính vào một chút bên cạnh đó cũng là bị đánh thành bột mịn kết quả tôn ngộ không cũng không dám mạo hiểm như vậy chỉ có thể xông ra hàn đàm đem thiên khí kiếp vân cho xa xa dẫn đi nha vừa rồi đó là cái gì không rõ ràng tựa như là cái bóng người bóng người kia đem mây đen dẫn đi thật đáng sợ mây đen kia là kiếp vân sao cái dạng gì kiếp vân dĩ nhiên là lợi hại như vậy một đám ma tộc cao thủ các tất cả đều đem màn quỷ dị này thu nhập trong mắt từng cái nghị luận ở mỹ bất quá thiên khí loại tình huống này thật sự là quá là hiếm thấy tuyệt đại đa số người căn bản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua chỉ là theo đạo thứ nhất màu đen lôi đình nhận chứa lực phá hoại cùng tôn ngộ không tốc độ phi hành đến xem tuyệt đối là cao thủ không thể nghi ngờ nộ không lão đệ đem thiên khí kiếp vân cho dẫn đi nha Nạo thiên ma đế mục trần hiên thật dài nhẹ nhàng thở ra thiên khí phá lời nói lực khủng bố cỡ nào hắn cũng không có ít nghe nói tôn nộ không nếu như là tại hàn đàm bên trong độ kiếp lời nói chỉ sợ cái này toàn bộ long nguyên thành đều sẽ bị liên lụy liền ngay cả bọn hắn cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự bất quá còn tốt tôn nộ không đem thiên khí kiếp vân cho dẫn đi cuối cùng không cần lại lo lắng hãi hùng chỉ là tôn ngộ không coi là thật có thể ngăn cản được thiên khí kiếp vân oanh cách sao thật đáng sợ thiên khí lôi đình ta vừa rồi đơn giản có một loại cơ thể sắp vỡ ra cảm giác ngươi thì sao lục nhĩ mi hầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa rồi màu đen lôi đỉnh cơ hồ chính là tại trước mặt bọn hắn đánh vào hàn đàm bên trong đối màu đen lôi đỉnh lực phá hoại hắn cảm thụ được rõ ràng thiên khí lực lượng thật sự là quá kinh khủng đồng dạng như ma vương nhẹ gật đầu cũng là một mặt mồ hôi lạnh nếu đổi lại là ta lão như lời nói tuyệt đối ngăn cản không nổi lão đại không những chặn còn đem cho dẫn đi lợi hại quá lợi hại nộ không lão đệ hoàn toàn là bởi vì không muốn liên lụy đến chúng ta nạo thiên ma đế mục trần hiên nhữ nhữ mày nói chỉ là không có hàn đàm cách trở thiên khí kiếp lôi lực lượng lại toàn bộ hành kích ở trên người hắn hắn thật có thể ngăn cản được sao lão đại tuyệt đối có thể ngăn cản được lục nhĩ mi hầu một ngụm tiếp tới gầm nhẹ hắn cũng không biết rõ tôn ngộ không đã từng hấp thu hết thiên phạt kiếp vân nhưng lại có một loại cảm giác hắn tin tưởng mặc kệ cái này thiên khí kiếp lôi lực lượng mạnh bao nhiêu tôn ngộ không khẳng định có thể ngăn cản được bằng không cũng không có cái kia khí lực bỏ quên hàn đàm rời đi long nguyên thành đi vùng bỏ hoang bên trong độ kiếp rồi đi theo tới nhìn xem ngưu ma vương nói xong thân hình đằng không mà lên chân giá vân đi theo hạ rất nhanh ngưng tụ trở thành một đoàn vân khí đem hắn vững vàng ngăn chặn hướng về tôn ngộ không phương hướng rời đi bay đi lục nhĩ mi hầu cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng đi theo đoan mục bạch chiếu cố tốt hoàng cô nương bọn hắn lần này ngạo thiên ma đế mục trần hiên không có đem hoàng trinh ba người mang lên ba người thực lực tu vi thật sự là quá yếu một chút ngay cả ma linh cấp cũng chưa tới căn bản là ngăn cản không nổi tôn ngộ không cùng thiên khí kiếp vân lúc này đối kháng lực lượng dư ba dẫn bọn hắn cùng một chỗ sẽ chỉ hại bọn hắn cho nên ngạo thiên ma đế mục trần hiên cho đoan một bạch ra lệnh để cho hắn bảo vệ tốt hoàng trinh ba người thậm chí ngay cả ma đế đại nhân đều cùng đi đạo nhân ảnh kia tuyệt đối không phải người bình thường Nói nhảm, có thể dẫn phát đáng sợ như vậy lôi đỉnh công kích, có thể là người bình thường sao? Thật muốn đi theo nhìn xem, loại này cường giả độ kiếp cảnh tượng thế nhưng là cực kỳ khó gặp. Một đám ma tộc cao thủ các nghị luận, rất nhiều người ngao ngoe muốn động, muốn đi theo ngạo thiên ma đế Mục Trần Hiên ba người đi xem một chút tôn ngộ không là thế nào ứng đối thiên khí kết lôi, nhưng càng nhiều người lại sáng suốt lựa chọn lưu tại nguyên địa bất động, mặc dù không biết kia là thiên khí kết lôi, nhưng theo vừa rồi cái nào một chút màu đen lôi đình anh kích hàn đảm cũng có thể thấy được đến cái kia màu đen kiếp vân đáng sợ, còn là đừng đi tham gia náo nhiệt thì tốt hơn. Nguyễn cho đem mạng nhỏ cho làm không có vậy coi như bị kịch gia chủ đó là cái gì người a làm sao lại gây nên tấm kia đáng sợ kiếp lôi oanh kích đoan mục thế gia đám tử đệ tất cả đều rơi xuống lôi văn truy phong sư thiếu phía sau lưng lầu các bên trên có người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ hướng về đoan mục bạch hỏi không nên hỏi sự tình tốt nhất đừng hỏi nhiều đoan mục bạch lông mày hơi nhữ lại có chút không vui hử lạnh nói cha hỏi người lập tức trong bụng run lên vội vàng bế lên rồi miệng bây giờ đoan mục bạch đã không phải là trước đó nhị công tử có ngạo thiên ma đế mục trần hiên ở phía sau ủng hộ lực uy hiếp nhưng so sánh trước gia chủ đoan mục tứ còn một lớn tôn nộ không thúc giục lưu quang đột thuật bay đến long nguyên thành ngoài trăm dặm mới ngừng lại được rơi xuống mặt đất bên trên đối mặt thiên khí lôi kiếp hắn cũng không dám giống lúc trước đối phó thiên phạt lôi kiếp như vậy vọt thẳng nhập kiếp mây bên trong đi thiên phạt kiếp lôi mặc dù đáng sợ nhưng có thể nói là cựu tử nhất sinh còn là có lưu như vậy một tia sinh cơ cho nên có thể đủ bị hỗn độn nguyên lực cho đồng hóa mất mà cái này thiên khí kiếp lôi lại khác thiên khí kiếp lôi là thiên đạo đem tất cả lực lượng hủy diệt tụ lại hình thành kiếp lôi hoàn toàn chính là thập tử vô sinh lấy triệt để phá hủy mục tiêu thành mục đích là chân chân chính chính diệt sát, mà cũng không phải là cái gì khảo nghiệm. Cho dù là lấy tôn ngộ không hỗn độn nguyên lực đồng hóa vạn vật công hiệu, cũng rất khó cấp tốc đem đồng hóa mất, đến tận lực trở lại đồng hóa thời gian đến. Nếu như là xông vào kiếp vân bên trong lời nói, cái tiêu nhận oanh kích tuyệt đối là quần. Quần không dứt, hỗn độn nguyên lực lợi hại hơn nữa cũng nhịn không được, sẽ chỉ bị chống bạo thể mà chết. Phá thiên thất thập nhị côn, thiên khí kiếp vân đến rất nhanh, cơ hồ là tôn ngộ không chân trước dừng lại, thiên khí kiếp vân chân sau liền chạy tới tôn ngộ không phía trên bầu trời bên trong, không có chút nào dừng lại, lại là một đạo kiếp lôi hướng về tôn ngộ không đánh xuống tới. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Liên miên bất tuyệt, Tôn Nộ không không thể chậm trễ, trực tiếp hướng về đánh xuống đến thiên khí lôi kiếp đánh ra phá thiên quân pháp, như ý kim cô động bên trên mặt trời kim diễm lửa lờ, hóa ra từng đạo từng đạo cực lớn bóng gậy cùng từng đạo từng đạo kiếp lôi không ngừng đánh vào cùng một chỗ. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Tôn Nộ không cả người bị cấp lôi bên trong ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại đánh cho một trận nhe răng chân mắt, cả người hai chân hãm sâu tiến vào đại địa bên trong, lấy hai chân hạ xuống đại địa làm trung tâm, cái khe to lớn hướng về tứ phía không ngừng khuyết tán ra đến, mặt đất tại từng cái oanh kích bên trong vỡ vụn, hạ xuống, một cái cực lớn hố sâu bắt đầu hiện hiện ra, hướng về tứ phía không ngừng mở rộng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, cuối cùng trực tiếp tạo thành một cái phương viên hơn 10 dặm cực lớn hô trời. Hô, hô. Đợt thứ nhất thiên khí kiếp lôi oanh kích cuối cùng kết thúc, Tôn Nộ không cũng nhớ không rõ đến cùng chịu bao nhiêu hạ kiếp lôi oanh kích, chỉ cảm thấy cầm như ý kim cô bồng hai tay đều đã hơi tê tê, mặc dù thi triển là phá thiên côn pháp đơn giản nhất phá thiên thất thập nhị côn, nhưng muốn một mực lặp đi lặp lại không ngừng đánh ra phá thiên thất thập nhị côn cũng là một kiện khá khó khăn sự tình, cũng chính là hắn bây giờ đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, đổi thành nguyên lai nửa bước. Chuẩn thánh thời điểm, chỉ sợ sớm đã đã hư thoát đến nằm xuống cái này thiên khí kiếp lôi cũng không tránh khỏi quá lợi hại cùng thiên phạt kiếp lôi hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc không có cách tôn nộ không trong lòng âm thầm chảy nước bọn lật tay một cái móc ra một hồ lô đấu chiến thắng cựu đây là sáu ngàn hàng năm phần bản đào cùng các loại tiên quả trưng cất mà thành cũng là thứ nhất bình trưng cất thành công sáu ngàn hàng năm phần đấu chiến thắng cựu nguyên bản tôn ngộ không là không có ý định tùy tiện vận dụng nhưng bây giờ tình huống như vậy nhất định phải cam đoan lực lượng toàn thân bất cứ lúc nào ở vào đỉnh phong trạng thái ba ngàn năm năm đấu chiến thắng cựu hiệu lực không đủ chỉ có cái này sáu ngàn hàng năm phần tương đối tin được một chút cũng không lo được đến cùng chân quý cỡ nào mở ra nắp bình tôn nộ không thật to rót mấy miệng lớn đấu chiến thắng tiểu, thể nội bát cựu huyền công một mực tại cao tốc vận chuyển đấu chiến thắng tiểu vừa mới vào trong bụng liền biến thành vô cùng tinh thuần năng lượng hướng về toàn thân chạy tới tại hôn độn khống chế nguyên lực phía dưới dọc theo bát cựu huyền công vận hành lộ tuyến hướng về toàn thân các nơi kinh mạch xương cốt chạy tới chương ba trăm bốn mươi hôn đồn chi hỏa sáu ngàn hàng năm phần đấu chiến thắng tiểu quả nhiên lợi hại cái này công hiệu so ba ngàn năm năm trọn vẹn mạnh bốn lần tôn nộ không nguyên bản hơi khô cạn hỗn độn nguyên lực tại sáu ngàn hàng năm phần đấu chiến thắng tiểu tầm bổ phía dưới cấp tốc bổ sung trạng thái lần nữa khôi phục được đỉnh phong thời điểm mà thiên khí kiếp vân cũng phát động đợt công kích thứ hai lôi quang chấp động bên trong từng đạo từng đạo màu đen kiếp lôi theo kiếp vân bên trong sông ra hướng về tôn Ngộ không lần nữa đánh xuống tới chỉ là lần này kiếp lôi bên trong tựa hồ lại không chỉ là đơn thuần kiếp lôi mà là hôn tạp một kia màu đen ma hỏa ở trong đó là kiểu u ma hỏa như ý thần giáp kiếp lôi uy lực đề thăng tôn nộ không không dám kinh thường triệu hoán ra như ý thần giáp kim quang lóng lánh thần giáp tại bên ngoài thân hiện lên đi ra phóng xuất ra một tầng thần vận lồng ánh sáng đem tôn ngộ không cả người bao phụ tại trong đó thần giáp mới vừa xuất hiện tôn ngộ không khí tức liền đột nhiên mạnh mẽ một mạng lớn cái này như ý thần giáp đối thực lực tu vi là có nhất định tăng thêm tác dụng tôn ngộ không bây giờ đã là chuẩn thánh cảnh giới như ý thần giáp tăng phúc phía dưới đã đến gần vô hạn nửa bước thánh nhân cảnh giới ầm 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 màu đen kiếp lôi nương theo lấy cựu u ma hỏa đánh vào thần vận lồng ánh sáng bên trên đánh cho tôn ngộ không thân thể kịch liệt chiến đấu lên một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn trên người tôn ngộ không lan tràn ra màu đen kiếp lôi là bị thần vận lồng ánh sáng ngăn cản xuống tới nhưng cựu u ma hỏa lại xuyên thấu qua thần vận lồng ánh sáng xâm nhập tôn ngộ không thể nội a à. tôn ngộ không rên lên một tiếng trên mặt hiện ra vẻ thống khổ thể nội hỗn độn nguyên lực toàn lực vận chuyển lại hướng về xâm nhập cựu u ma hỏa bao khỏa tới đồng thời mặt trời kim diễm cũng hướng về cựu u ma hỏa phong đi một âm một dương một lạnh một nóng hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt hỏa diễm tại tôn ngộ không thể nội rằng co xung kích lẫn nhau lẫn nhau công phạt đem tôn ngộ không thể nội trở thành đánh cược chiến trường đáng chết đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm tám hai cựu nạn bên trong có mặt nhật lôi thai đại nhật hỏa thai cùng hắc nhật phong thai nhưng này đại nhật hỏa thai hỏa diễm uy lực cùng cựu u ma hỏa so sánh hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tôn ngộ không chưa bao giờ từng gặp phải cựu u ma hỏa dạng này lãnh diễm hắn tiến nhập vạn thú sơn mạch thời điểm cũng không có đi đến cựu u ma động bên trong nếu đổi lại là ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người lời nói liền sẽ nhận ra đây chính là cùng bọn hắn đánh vài chục năm quan hệ cựu u ma hỏa Thiên khí kiếp lôi vanh kích vẫn còn tiếp tục, tiểu U Ma hỏa không ngừng xuyên qua như ý thần giáp xâm nhập tôn ngộ không thể nội, cùng tôn ngộ không thể nội mặt trời kim diễm lẫn nhau công phạt, tôn ngộ không ngay từ đầu lộ ra rất là thống khổ, nhưng dần dần hắn chợt phát hiện, hai loại hỏa diễm tại lẫn nhau súng kích cùng công phạt quá trình bên trong lại có dung hợp dấu hiệu, một loại hoàn toàn mới hỏa diễm tại thể nội dần dần tạo ra. Đây là hỗn độn khí tức, loại này hỏa diễm hẳn là chính là sinh hóa vạn vật hỗn độn chi hỏa, thiên địa sơ khai, bàn cổ vỡ lạc, thân thể hóa thành hừng hực hỗn độn hỏa diễm, hóa sinh vạn vật, tạo thành thượng cổ hồng hoan vận tộc, tôn ngộ không mặc dù không có trải qua như thế chẳng cảnh nhưng hắn lại có thể cảm nhận được mới sinh thành hỏa diễm bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ cái này tất nhiên chính là cái kia sinh hóa vạn vật hỗn độn chi hỏa không thể nghi ngờ hỗn độn chi hỏa ta lão tôn dĩ nhiên là nắm giữ hỗn độn chi hỏa tôn nộ không trong lòng giờ phút này tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng quả nhiên thiên địa vạn vật lúc này đều là họa phúc tương y cái này thiên khí đại kiếp là họa một cái sơ xảy liền có chửa từ đạo tiêu nguy hiểm nhưng cái này hỗn độn chi hỏa chính là phúc có hỗn độn chi hỏa chính tôn ngộ không cũng có thể cùng bản cổ đại thần như vậy hóa sinh thiên địa vật vật chỉ bất quá bản cổ đại thần là bỏ mình sau đó thân thể hóa thành hỗn độn chi hỏa diễn sinh ra thiên địa vật vật mà tôn ngộ không khác biệt hắn có thể trực tiếp khống chế hỗn độn chi hỏa kiếp sau nghĩ đến muốn cái gì đương nhiên tôn ngộ không còn không có tự đại đến cho là hắn có thể cùng bản cổ đại thần sánh vai bản cổ đại thần thế nhưng là lấy lực chứng đạo thánh nhân hôn nguyên vô cực đại la kim tiên căn bản không phải hiện tại tôn ngộ không có thể đánh động quá khứ tôn ngộ không thực lực không cao đối cảnh giới cao nhận biết cũng không đủ bất quá đột phá đến chuẩn thánh sau đó hắn đối Đại La Kim Tiên bên trên cảnh giới phân chia cuối cùng lĩnh ngộ, theo Đại La Kim Tiên bắt đầu, chạm một thi thành chuẩn thánh, chạm hai thi cũng là chuẩn thánh, chạm tam thi thành á thánh, tam thi hợp đạo có thể làm thánh nhân, còn cứ gọi là hôn nguyên thái cực Đại La Kim Tiên, mà chém một thi hoặc là hai thi, tam thi nhưng lại không thể hợp đạo, chỉ có thể mượn dùng. Công đức đạt tới thánh nhân tri cảnh, gọi chung là công đức thánh nhân, cũng chính là hôn nguyên Đại La Kim Tiên, lấy lực chứng đạo xưng là hôn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, cùng là thiên đạo thánh nhân. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chính là công đức thánh nhân yếu nhất, Trảm Tam Thi hợp đạo thánh nhân cũng chính là hôn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên so công đức thánh nhân mạnh, lấy lực chứng đạo hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mạnh nhất. Theo thượng cổ Hồng Hoang đến bây giờ, tam giới xuất hiện qua những này thánh nhân bên trong, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đế Đế Tuấn, cùng về sau mới chứng đạo thành thánh như Lai Phật Tổ đều thuộc về công đức thánh nhân, khác biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân là lấy á thánh chi thần công đức thành thánh, thực lực tại công đức thánh nhân bên trong mạnh nhất, Thông Thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn là trạm hai thi chuẩn thánh chi thân công đức thành thánh thực lực thứ hai nữ hoa nương nương như lai phật tổ đều là trạm một thi chuẩn thánh chi thân công đức thành thánh thực lực yếu nhất trạm tam thi hợp đạo thánh nhân chỉ có một vị chính là hồng quân đạo tổ tu thành hôn nguyên thái cực đại la kim tiên mà lấy lực chứng đạo hôn nguyên vô cực đại la kim tiên liền chỉ có khai thiên tích địa bàn cổ đại thần kỳ thật tại hôn nguyên vô cực đại la kim tiên bên trên còn có một tầng cảnh giới cao hơn xưng là hỗn độn thánh nhân phải cần lấy lực chứng đạo đồng thời lại trạm tam thi hợp đạo tích công đức lần nữa chứng đạo cả hai hợp nhất mới có thể thành tựu hỗn độn thánh nhân chi cảnh viện siêu hôn nguyên vô cực đại la kim tiên chỉ bất quá theo hỗn độn sơ khai đến bây giờ toàn bộ tam giới cũng không một người đạt tới dạng này cảnh giới ở trong đó mấu chốt nhất chính là thiếu một vật hỗn độn chi hỏa bàn cổ đại thần lĩnh ngộ hỗn độn chi hỏa nhưng hắn là tại sinh mệnh một khắc cuối cùng mới lĩnh ngộ được thực lực không đủ liền cưỡng ép khai thiên để cho thân thể của hắn bị cực lớn phản vệ không thể thừa nhận mà sụp đổ hỗn độn chi hỏa chỉ có thể để cho hắn thân thể hóa sinh thiên địa vật vật nhưng lại vô pháp chữa trị nhục thân kéo dài sinh mệnh cũng đã mất đi hướng tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên cơ hội về phần hồng quân đạo tổ chẳng tam thi hợp đạo cũng tích lũy đủ nhiều công đức, trải qua vô số tuế nguyện tu luyện, tại phong thần chi chiến về sau lĩnh ngộ hỗn độn chi hỏa, lấy chi trọng khai thiên địa tái tạo tam giới, trên lệnh chính là lấy lực chứng đạo, chỉ cần có thể lại lấy lực chứng đạo một lần, hắn liền có thể vượt qua hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên cùng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cánh cửa, đạt tới hỗn độn thánh nhân cảnh giới. cho nên mở lại tam giới sau đó, hồng quân đạo tổ liền ẩn cư tầng ba mươi sáu đại la thiên bên trong, chuyên tâm tu luyện để cầu có thể lấy lực chứng đạo lên một tầng nữa bậc thang. nữ oa nương nương trời sinh chính là thiên yêu chi thể, mặc dù lựa chọn trả một thi công đức thành thánh nhưng nàng lại là tất cả thánh nhân bên trong có tiềm lực nhất lấy lực chứng đạo người cho nên nhận lấy hồng quân đạo tổ mời cùng nhau ẩn cư tầng ba mươi sáu đại la thiên bên trong cộng đồng nghiên cứu tiên địa đại đạo đương nhiên đây đều là tam giới bí ẩn đừng nói là tôn ngộ không chính là hiện có thiên đạo các thánh nhân cũng không phải người người đều rõ ràng bất quá có một chút tôn ngộ không có thể xác định là có hôn độn chi hỏa hắn sau này phát triển liền có vô hạn khả năng tâm tình khuấy động phía dưới hình thành hôn độn chi hỏa loại đau khổ này quá trình cũng liền không phải khó như vậy lấy đã chịu tôn Ngộ không thu liễm lại toàn bộ tâm thần điều động thể nội mặt trời kim diễm cùng xâm nhập thể nội cựu u ma hỏa không ngừng kết hợp toàn lực dung hợp thành hỗn độn chi hỏa có một loại đau cũng khoái hoạt lấy cảm giác đem toàn bộ thiên khí lôi kiếp hoàn toàn trở thành dung hợp hỗn độn chi hỏa thí luyện ầm 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 thiên khí kiếp lôi còn tại không ngừng theo kiếp vân bên trong tuân ra hướng về tôn ngộ không oanh kích xuống thân hình hắn bị tiếp tục đánh cho không ngừng đè ép mặt đất đại địa khe hở tại lan tràn hố sâu lớn nhỏ cũng đang quyết tán đã có mấy chục giảm vụ vụ theo một cố ba động theo thiên khí kiếp vân bên trong phát ra đợt thứ hai kiếp lôi kích kết thúc Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm chặt, theo đứng trên mặt đất bên trên biến thành ngồi xếp bằng, toàn bộ thân hình có hơn nửa đều trực tiếp bị thiên khí kiếp lôi lực lượng đánh vào thổ địa bên trong, lấy làm trung tâm, phương viên sáu mươi dặm bên trong tạo thành một cái cực lớn hỗ trời, trong thiên khanh trụi lùi, tất cả mọi thứ ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài tất cả đều bị thiên khí kiếp lôi lực lượng cho đánh thành hư vô. ầm ầm, cực lớn tiếng sấm lại xuất hiện, đợt thứ ba công kích, cũng là thiên khí lôi kiếp cuối cùng một đợt công kích bắt đầu, lần này kiếp lôi bên trong ngoại trừ Cựu U Ma hỏa bên ngoài, còn bao hàm một loại cực kỳ cổ quái hát phong tính chất cùng không gian phong bạo bên trong phong nhận như lúc ban đầu một triệt ẩn chứa rất có lực phá hoại không gian chi lực hướng về tôn ngộ không ẩm vang đập xuống một tiếng tiếng vang cực lớn tôn ngộ không cả người kém chút trực tiếp bị cái này bao hàm diện thế lôi đỉnh, kiểu u ma hỏa cùng không gian đen phong kiếp lôi cho trực tiếp đánh ngã trên mặt đất cái này ba loại thiên kiếp lực lượng hôn hợp lại cùng nhau thật sự là quá cường đại cũng chính là tôn ngộ không đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào chuẩn thánh lời nói khẳng định đã sớm thai kiếp lôi phía dưới hóa thành cho bụi đáng chết cái này thiên khí kiếp lôi quả thực là muốn mạng a Tôn nộ không đem vọt tới cổ họng một ngụm nịch huyết nuốt trở vào. Nguyên bản phiêu phủ ở trước người Như ý Kim Cô Đồng một lần nữa nắm ở trong tay. Bằng vào Như ý thần giáp phòng ngự đã không đủ để bảo vệ hắn chu toàn, nhất định phải dùng công thay thủ mới có thể tại cái này thiên khí kiếp lôi phía dưới kiên trì nổi. Pháp tướng thiên địa, phá thiên tam thập lục côn. Tâm niệm vừa động, Tôn nộ không thi triển ra Pháp tướng thiên địa thần thông, thân thể đột nhiên biến thành cao vạn trượng dưới, trong tay Như ý Kim Cô Đồng cũng phóng đại đến tựa như trụ trời. Sau một khác hướng về thiên khí lôi kiếp hung hăng đánh đi lên, giống như thực chất đồng dạng bóng gợi hiện hiện ra, cùng thiên khí kiếp lôi tầng tầng đánh vào nhau tiếng oanh minh vang lên như ý kim cô đồng bóng gậy cùng thiên khí kiếp lôi và chạm ra mảng lớn quang nhiệt đem tôn ngộ không thân hình toàn bộ bao phủ tại trong đó chương ba trăm bốn mươi chống nội thiên khí lôi kiếp ta trời ngộ không lão đệ dĩ nhiên là thật gánh vác thiên khí lôi kiếp quá mạnh khoảng cách tôn ngộ không bên ngoài mấy chục dặm không trung ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người nhìn xem tôn ngộ không đối kháng thiên khí lôi kiếp tình cảnh mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh tri sắc lục nhĩ mi hầu có tốt chỉ là nghe như ma vương cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên khẩu thuật thiên khí lôi kiếp đáng sợ cũng không có quá cảm giác sâu sắc thụ. Như ma vương cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên lại không giống đối thiên khí lôi kiếp đáng sợ, bọn hắn sớm đã có nghe. Thấy, giờ phút này nhìn thấy tôn ngộ không tại thiên khí kiếp lôi oanh kích phía dưới dĩ nhiên là cũng không có cái gì trở ngại. Trong lòng chấn kinh đơn giản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Biết rõ tôn ngộ không biến thái, nhưng cái này không khỏi cũng quá biến thái đi. Cảm thấy chấn kinh cũng không phải là chỉ có ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người, một chút lặng lẽ theo tới ma tộc cao thủ đồng dạng cũng là không khỏi kinh hãi. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng tôn ngộ không đối mặt là thiên khí lôi kiếp oanh kích, nhưng kiếp lôi bên trong lận chứa loại kia đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bọn hắn cách xa nhau thật xa cũng đồng dạng có thể cảm nhận được. Người này đến cùng là ai? Ngay cả khủng bố như vậy thiên kiếp đều có thể ngăn trở, đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn là theo hàn đàm bên trong lao ra, cái kia hàn đàm bên trong bảo vật khẳng định rơi vào trong tay hắn, đến làm cho hắn phun ra. Phun ra? Người nói đùa cái gì? Người cảm thấy lấy thực lực chúng ta sẽ là đối thủ của hắn sao? Ngay cả loại trình độ này thiên kiếp đều có thể tiếp tục chống đỡ, đối phó chúng ta còn không phải động động ngón tay sự tình vậy nhưng chưa hẳn cái thiên kiếp này còn không xong đâu nói không chừng hắn đến lúc đó đã bị đánh đến toi thóc công lực tổn hao nhiều chúng ta chưa hẳn không thể nhặt cái đại tiện nghi lợi ích động nhân tâm trước đó theo hàn đàm bên trong bắn ra ánh sáng chín màu thật sự là quá mức trói mắt tuyệt đối không phải bình thường bà bối những này ma tộc cao thủ các từng cái đều đỏ mắt cực kỳ cho dù nhìn thấy tôn ngộ không ngạnh kháng thiên khí lôi kiếp cường hãn cũng y nguyên ôm kiếm tiện nghi may mắn tâm lý tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục thiên khí lôi kiếp cuối cùng này một đợt công kích kéo dài thời gian rất dài tôn nộ không không ngừng oanh ra phá thiên tam thập lục côn đem kiếp lôi đánh tan bộ phát ra cường quang cùng lực lượng ba động trọn vẹn bao trùm phương viên năm mươi dặm phạm vi thấy nạo thiên ma đế mục trần hiên bọn người cùng một đám ma tộc cao thủ các từng cái liễu lơi không thôi đồng dạng chính tôn ngộ không cũng là có khổ khó nói cái này thiên khí lôi tiếp cũng không tránh khỏi quá biến thái đi đều lâu như vậy vẫn chưa xong lao tạ thiên ta lão tôn là đào ngươi mộ tổ sao ngươi muốn như thế nhằm vào ta tôn nộ không trong bụng tức giận mắng không ngừng trên tay cũng không dám có chút buông lỏng không ngừng thôi động thể nội hỗn độn nguyên lực đánh ra phá thiên tam thập lục côn ngăn cản thiên khí kiếp lôi đồng thời đem kiếp lôi bên trong cựu u ma hỏa tiếp tục hút vào thể nội cùng mặt trời kim diễm tiến hành dung hợp hỗn độn chi hỏa tiếp tục ở trong cơ thể hắn tạo ra hắn căn cơ cũng tại quá trình này bên trong tiến một bước bị nện vững chắc nhưng hỗn độn nguyên lực tốc độ khôi phục đã xa xa theo không kịp tiêu hao cho dù là có sáu ngàn hàng năm phần đấu chiến thắng tiểu tương trợ cũng vẫn là chưa đủ theo dạng này tiếp tục ngăn lại đi chỉ sợ đợt thứ ba thiên khí kiếp lôi oanh kích kết thúc trước đó tôn ngộ không liền sẽ hao hết thể nội tất cả hỗn độn nguyên lực bị lôi kiếp đánh thành cho hỗn độn chung đi ra Hôn độn trung sở dĩ được xưng là Đông Hoàng Trung, đó là bởi vì nó vẫn luôn là Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh linh bảo. Tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay sông ra huy danh hiền hách, kỳ thật nguyên bản danh hảo thành hôn độn trung chỉ là ít có người biết được mà thôi. Bây giờ tôn ngộ không đã đem triệt để thu lấy trở thành chân chính chủ nhân, vậy dĩ nhiên không thể lại để Đông Hoàng Trung. Nguyên bản tôn ngộ không là không muốn đem hôn độn trung cứ như vậy hiện lộ ra, hắn lo lắng vừa mới thu lấy hôn độn trung còn không hảo hảo từng tế luyện không có cách nào phát huy ra hôn độn trung chân chính lực lượng đến sẽ để cho hỗn độn trung thai kiếp lôi bên trong bị hao tổn, nhưng không có cách. Hiện tại ngăn cản được thiên khí lôi kiếp mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bằng không mạng nhỏ không có, bảo vật bảo tồn được cho dù tốt thì có ích lợi gì? Tựa như Đông Hoàng Thái Nhất như vậy thân tử đạo tiêu, hỗn độn trung bảo tồn lại hoàn chỉnh còn không phải chỉ có thể lưu cho người đến sau. Theo tôn ngộ không tâm niệm vừa động, hỗn độn trung theo đỉnh đầu bên trên hiện hóa ra ngoài, đột nhiên biến lớn đem một mực gắn vào phía dưới, một vòng sóng âm theo hỗn độn trung bên trên phát ra, hướng về thiên khí kiếp lôi đánh tới, sóng âm cùng kiếp lôi đụng vào nhau nơi. Vô thanh vô tức song song yên liên diện, không có chút nào khói lửa chi khí. Nguyên bản cường quang cùng sóng xung kích không có đến tiếp sau, dần dần tiêu tản ra. Tôn ngộ không cùng đỉnh đầu bên trên trôi nổi hỗn độn trung thân ảnh cũng ở trước mặt mọi người hiện lộ ra. Đông Hoàng Trung quả nhiên đã bị nộ không huynh đệ thu lấy. Nạo thiên ma đế mục Trần Hiên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, có cái này tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo hộ thần, cái kia thiên khí lôi kiếp hẳn là không làm gì được nộ không huynh đệ. Cái này Đông Hoàng Trung phòng ngự tốt biến thái, sóng âm kia dĩ nhiên là có thể cùng kiếp lôi triệt tiêu lẫn nhau, lợi hại, lợi hại. Nhu Ma Vương trong mắt tràn đầy vẻ tàn thán, Lục Nhĩ Mi hầu cũng giống như vậy, bất quá trong mắt còn có một vẻ vẻ hâm mộ, Tôn Ngộ không thực lực tu vi nguyên bản liền vượt xa hắn, hiện tại càng là đạt được Đông Hoàng Trung, thực lực tất nhiên càng lên tầng lầu, hắn muốn đuổi kịp Tôn Ngộ không, chỉ sợ là rất không có khả năng. Cùng Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên ba người khác biệt, cái khác ma tộc cao thủ các vừa thấy được hỗn độn trùng ánh mắt liền tái rồi, thả ra sói tham lam qua mang, nếu không phải thiên khí lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, bọn hắn chỉ sợ cũng phải nhận không được sông đi lên cướp đoạt hỗn độn trùng, Kia là Đông Hoàng Trung, là tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Trung. Đàm bên trong lại là Đông Hoàng Trung đã sớm nghe nói đông hoàng trung rơi vào chúng ta ma giới bên trong nhưng xưa nay vô duyên nhìn thấy không nghĩ tới lại là tại cái kia trong hàn đàm như thế linh bảo một cái ngoại lai tiểu tử có tư cách gì thu lấy nhất định phải làm cho hắn giao ra không sai đây là ta ma tộc bảo vật chỉ có ta ma tộc mới có tư cách đạt được đợi lát nữa đồng loạt ra tay đem hắn danh sát đông hoàng trung chính là chúng ta ma tộc cao thủ bên trong cũng không thiếu kiến thức bên bác thế hệ có người nhận ra hỗn độn trung chính là tên trấn thiên hạ tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo đông hoàng trung lập tức mấy cái này ma tộc cao thủ các đều đến cuồng tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo a đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong trí bảo a đạt được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng đủ rồi đem thực lực đề cao mấy lần đạt được tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo là khái niệm gì đây tuyệt đối là vượt cấp khiêu chiến lợi khí không chút nào khoa chương nói một cái ma tôn cấp cường giả tay cầm một kiện tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo tuyệt đối có thể đối đầu ma đế cấp cường giả thậm chí còn có khả năng chiến thắng dạng này bảo vật ai không nắm mắt ai không tâm động tại dạng này bảo vật trước mặt ai có thể bảo trì lại bản tâm không dậy nổi tham lam mục lao ca ngưu nhị ca những cái này ma tộc giá hỏa xem ra đối lao đại đông hoàng trung rất là ngấp nghệ a Người xem bọn hắn dạng như vậy, ước gì lập tức đi lên cấp đoạn, ta đoán chừng chờ thiên khí lôi kiếp vừa kết thúc, bọn hắn liền sẽ động thủ công kích lao đại. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, những cái này ma tộc cao thủ các đối thoại tất cả đều bị hắn thần thai nghe đến rõ ràng, trong bụng không khỏi âm thầm cười lạnh, chỉ những thứ này ra hỏa cũng dám ngấp nghé đông hoàng trung, quả thực là không biết sống chết. Lấy tôn ngộ không thực lực, tuy tiện động động ngón tay liền có thể đem bọn hắn diệt cái 180 lần, chớ nói chi là còn có bọn hắn ở một bên thấy, tôn ngộ không chính là mình không xuất thủ, mấy cái này ma tộc cao thủ cũng không phải ngạo thiên ma đế mục Trần Hiên đối thủ của bọn họ. Liên bọn hắn, Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên rất là khinh thường quét nơi xa những cái này mà tộc cao thủ các liếc mắt, ở trong mắt những người khác bọn hắn xác thực coi là cao thủ, nhưng ở Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên xem ra, hắn một cái tay liền có thể đem bọn gia hỏa này nhẹ nhõm bóp chết. Liên bọn hắn dạng này, mặt hàng cũng dám ngấp nghé tôn ngộ không trong tay Đông Hoàng Trung, quả thực là không biết sống chết. Bọn hắn nếu là dám động thủ, lão Nưu ta liền đem bọn hắn tất cả đều cho nhai ai nhai ai ăn. Nưu Ma Vương ồ ồ mở miệng nói, Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên cùng Lục Nhĩ Mi hầu lại là không chút nào cảm thấy Nưu Ma Vương đây là tại nói giỡn. Những cái này ma tộc cao thủ nếu thật dám lộ lời nói, như Ma Vương thực sẽ sử xuất pháp tướng thiên địa thần thông đem bọn hắn tất cả đều cho sinh sinh ngay ăn. Có hôn độn chung hộ thể, Tôn Ngộ không cuối cùng đem đợt thứ 3 thiên khí kiếp lôi oanh kích cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh cả lại, thiên khí lôi kiếp lực phá hoại thật là đáng sợ, nhưng lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm. Theo đợt thứ 3 thiên khí kiếp lôi kết thúc, trận này thiên khí lôi kiếp cũng cuối cùng đi đến cuối con đường. Ô, phong thanh bỗng dưng mà lên, tựa như thương thiên đang gào khóc, bầu trời bên trên cực lớn màu đen kiếp vân đột nhiên tiêu hắn ra, thiên khí lôi kiếp kết thúc, Tôn Ngộ không thành công tại thiên khí phía dưới chống tới. Lợi hại, quá lợi hại từ xưa đến nay đây chính là lần thứ nhất có người tại thiên khí phía dưới còn sống sót nộ không lão đệ thật sự là quá lợi hại khai sáng trước nay chưa từng có kỳ tích ca nạo thiên ma đế mục trần hiên trong mắt dị sắc liên miên nếu đổi lại là hắn lời nói coi như có được đông hoàng trung chỉ sợ cũng rất khó tại thiên khí phía dưới chống đỡ xuống đây đi không phải nói là tuyệt đối không có sống sót khả năng tuyệt phẩm tiên tiên linh bảo đông hoàng trung tuy mạnh nhưng cũng cần khống chế nó người có đầy đủ thực lực mới được thực lực không đủ lời nói bảo vật mạnh hơn cũng khó có thể vĩnh viễn phát huy ra lực lượng mạnh nhất đến tựa như năm đó đông hoàng thái nhất sau cùng còn không phải tại vu yêu đại chiến bên trong bỏ mình đông hoàng trung lực phòng ngự lại thiên hạ vô song cũng không cải biến được đông hoàng thái nhất vẫn là kết cục như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu trong mắt cũng đầy là dị sắc đối tôn ngộ không bọn hắn là xuất phát từ nội tâm bội phục nhất là lục nhĩ mi hầu hắn vẫn muốn đuổi theo tôn ngộ không bước chân nhưng lại luôn luôn bị không ngừng hất ra hiện tại xem ra loại này chênh lệch vẫn còn tiếp tục bị lớn chỉ sợ cả đời này là rất khó đuổi kịp rồi hâm mộ súng bãi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm liền trở thành một loại thành kính tín ngưỡng tại thời khắc này tôn ngộ không theo để cho lục nhĩ mi hầu đuổi theo mục tiêu biến thành hắn tín ngưỡng có thể hắn lại nghe được những cái này ngấp nghẽ hỗn độn chung ma tộc cao thủ các đối thoại cùng động tác bọn hắn dĩ nhiên là thật thừa dịp thiên khí lôi kiếp kết thúc cơ hội này hướng tôn ngộ không độc thủ không biết sống chết đồ vật dĩ nhiên là thực có can đảm độc thủ muốn chết trong mắt lóe lên một đạo rét lạnh sắc mang lục nhĩ mi hầu chuyển động chương ba trăm bốn mươi hai toàn diện thân hình lóe lên lục nhĩ mi hầu hướng về kia một ít sông lại ma tộc cao thủ các sông tới kình thiên thiết côn xuất hiện ở trong tay Cựu U Ma hỏa tại kình thiên thiết côn bên trên lượn lờ lên, hướng về một đám ma tộc cao thủ cắt trực tiếp chính là một cái quét ngang. Cái gì? Chỗ nào đến ra hỏa, cũng dám xen vào việc của người khác. Giết hắn, xử lý hắn, tước đoạt Đông Hoàng Trung. Một đám ma tộc cao thủ cắt kêu lớn lên. Lục Nhĩ Mi hầu khí tức chỉ là nửa bước ma đế cảnh giới, bọn hắn bên trong cũng không thiếu nửa bước ma đế cảnh giới cường giả, căn bản là không có đem Lục Nhĩ Mi hầu để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều cao thủ như vậy cùng tiến lên, một người một miếng nước bọn cũng đầy đủ đem Lục Nhĩ Mi hầu cho chết đói. Từng đạo từng đạo công kích về phía lấy Lục Nhĩ Mi hầu đánh tới đồng thời vài thanh binh khí cũng hướng về kình thiên thiết côn đánh tới muốn đem lục nhĩ mi hầu cho mở ra kết quả những công kích kia căn bản là không có có thể đánh đến lục nhĩ mi hầu trên thân tại khoảng cách thân thể một thước bên ngoài liền bị một đạo vô hình khí tường ngăn cản xuống dưới cùng kình thiên thiết côn đụng vào nhau binh khí bên trên càng là chuyển đến một cỗ như núi lớn nặng nề tự lực tất cả đều cầm không được binh khí bị đánh bay ra ngoài thực lực tu vi kém một chút trực tiếp ngay tại giữa không trung bên trong thân thể bạo nát biến thành một đoàn huyết vụ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới tu vi tại nửa bước ma đế cùng ma tôn cảnh giới mấy cái ma tộc cao thủ các cũng là cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn có mấy cái khỏe miệng thậm chí tràn ra máu tươi nhanh lùi lại mấy trục trượng từng cái trong mắt đều là vẻ kinh hại không hiểu làm sao có thể làm sao lại mạnh như vậy cùng là nửa bước ma đế hắn thế nào mạnh như vậy một đám ma tộc cao thủ các tất cả đều mộng vốn cho là có thể tùy ý cầm xuống lục nhĩ mi hầu dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy chỉ là một vậy liền đem bọn hắn nhiều người như vậy tất cả đều cho đánh lui không chỉ là đánh lui những cái kia thực lực yếu một ít ma tộc cao thủ trực tiếp liền bị cực lớn phá hoại lực lượng đánh cho bạo thể mà chết chính là bọn hắn mấy cái này thực lực tu vi khá mạnh cũng bị đánh cho thổ hết tụ thường một gậy chi uy quả là tại tư dám cướp ta lão đại bảo vật các ngươi đều phải chết lục nhĩ mi hầu cũng không có quản mấy cái này ma tộc cao thủ các khiếp sợ đến mức nào một gậy lập uy sau đó cũng không có dừng lại mặt mũi tràn đầy sát khí gầm nhẹ một tiếng tiếp tục hướng về bị hắn đánh lui ma tộc cao thủ các vật lên trong tay kình thiên thiết côn múa lên hướng về mấy cái này ma tộc cao thủ tiếp tục phát động công kích côn vọng ra hỏa cùng tiến lên hợp lực giết hắn một đám ma tộc cao thủ các nổi giận mặc dù chấn kinh tại lục nhĩ mi hầu cường hãn nhưng theo bọn hắn nghĩ vừa rồi một kích kia cũng là hữu tâm tính vô tâm bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến lục nhĩ mi hầu thực lực mạnh như vậy không có sự xuất toàn lực, cho nên mới ăn phải cái lô vốn, mọi người tu vi đều không khác mấy, Lục Nhĩ Mi hầu lợi hại hơn nữa lại có thể so với bọn hắn lợi hại đi đến nơi nào. Một người đánh không thắng, cái kia liền cùng tiến lên, toàn lực xuất thủ hợp lực vây giết, không tin làm không xong cái con khỉ này. Đối mặt một đám ma tộc cao thủ các liên thủ công kích, Lục Nhĩ Mi hầu nhếch miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh, tu vi tương đối cũng không đại biểu thực lực liền tương đương, cái này tam giới bên trong, ngoại trừ lao đại tôn ngộ không bên ngoài, cùng giai bên trong hắn còn chưa từng gặp được ai mạnh hơn hắn. Tôn Ngộ không có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn Lục Nhĩ Mi hầu cũng tương tự có thể, chỉ là so với tôn ngộ không đến yếu nhược một chút, nhưng đối phó với mấy cái này mà tộc cao thủ đã dư xài kinh thiên thất thập nhị côn trong tay kình thiên thiết côn du lên lục nhĩ mi hầu trực tiếp đánh ra kinh thiên thất thập nhị côn đầy trời bóng gậy hiện hiện ra hướng về một đám ma tộc cao thủ các phô thiên cái địa đánh tới mấy cái này ngu xuẩn quả thực là muốn chết ngạo thiên ma đế mục trần hiên nhìn xem một đám ma tộc cao thủ liên thủ đối phó lục nhĩ mi hầu chẳng diện trong mắt lóe lên một vệ vẻ trào phúng lục nhĩ mi hầu thực lực hắn có thể rất rõ cùng giai bên trong có lẽ chỉ có tôn ngộ không có thể ổn ép lục nhĩ mi hầu một đầu liền ngay cả như Ma Vương tại không hiện lộ thần Ngưu chân thân tình huống dưới so với Lục Nhĩ Mi hầu đến cũng muốn kém hơn một bậc, mấy cái này ma tộc cao thủ dĩ nhiên là cùng Lục Nhĩ Mi hầu đạo thủ, đơn giản chính là không biết sống chết. Thực lực tuyệt đối chiến lệnh, cũng không phải dựa vào số lượng liền có thể bù đắp được. Quả nhiên, Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên tiếng cười lạnh vừa mới rơi, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đã liền một mạch không ngừng vang lên, những này ma tộc cao thủ phát ra công kích tất cả đều bị Kinh Thiên Thất Thập Nhị Côn bóng gợi đánh tan, đánh tan công kích sau đó, bóng gợi cũng không dừng lại, ngay sau đó hung hăng đánh vào những này ma tộc cao thủ trên thân, chỉ là trong nháy mắt mỗi cái ma tộc cao thủ trên thân liền đều hung hăng chịu mấy bổng kinh thiên thất thập nhị côn bóng gậy công kích cũng không phải tốt như vậy chịu cho dù là tu vi giống nhau cũng đồng dạng chịu không được ma tôn cấp ma tộc cao thủ thân thể trực tiếp bị đánh bạo bước trước đó những ma tộc cao thủ kia theo gót mấy nửa bước ma đế cấp ma tộc cao thủ cũng là cùng nhau thổ huyết ném đi sắc mặt trắng bệnh trực tiếp bị đánh trở thành trọng thương đã mất đi sức tái chiến làm sao có thể làm sao lại mạnh như vậy đây không phải thật trốn mau trốn quái vật giá hỏa này là quái vật trốn a còn lại mấy cái này nửa bước ma đế cấp ma tộc cao thủ các luôn cuống nhìn về phía lục nhĩ mi hầu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi bọn hắn chưa từng có gặp được dạng này đối thủ tu vi ở vào cùng một cấp độ nhưng chiến lược lại là ngày đêm khác biệt dù cho là liên thủ phía dưới bọn hắn cũng không phải đối phương địch thế thì còn đánh như thế nào trốn nhất định phải nhanh trốn bằng không tính mệnh liền muốn giữ không được muốn chạy trốn các ngươi chạy sao lục nhĩ mi hầu nết miệng lên một vệt nhe răng cười trong mắt sát ý đều nhanh yếu giật xuất lai hắn có lẽ không có ý định muốn thả những này ma tộc cao thủ rời đi dám ngấp nghé lao đại tôn nộ không bảo vật những này tham lam ra hỏa nhất định phải lấy sinh mệnh tới đỡ ra đại giới mũi chân giữa không trung bên trong bỗng nhiên giống một cái lục nhĩ mi hầu động thân hình hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt tại mấy cái tứ tán chạy trốn nửa bước ma đế cấp ma tộc cao thủ các thân thể bên trong xuyên qua đây là cân đầu vân cùng xúc địa thành thốn thần thông kết hợp mà thành lưu con đội tôn ngộ không sẽ lục nhĩ mi hầu cũng tương tự lĩnh ngộ mà lại hắn còn phát hiện một chiêu này không chỉ, chỉ có thể dùng để đi đường dùng cho lúc công kích đợi uy lực cũng cực kỳ kinh người nhất là đối mặt so với mình yếu đối thủ có thể nói là nhất kích tất sát đang muốn chạy trốn mấy nửa bước ma đế cấp ma tộc cao thủ thân hình tất cả đều dừng lại từng cái trong mắt thần thái đồng thời biến mất không thấy gì nữa trở nên tràn đầy trống rỗng sau một khắc màu đen kiểu u ma hỏa theo trong cơ thể của bọn họ xung ra trong nháy mắt đem bọn hắn đốt thành hỏa cầu khổng lồ thân thể tại hỏa cầu bên trong vỡ vụn ra biến thành cho bụi bị không trung bên trong cuồng phong tuổi tiêu tán e rằng lần vô tung t mang theo hoàng trinh ba người sau đó một bước chạy đến đoan mục bạch cùng một đám đoan mục thế gia đám tử đệ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh đứng tại lôi văn truy phong sư thiếu phía sau lưng lầu các bên trên thân thể tất cả đều không khỏi hơi hơi chiến đấu lên lúc này mới giao thủ mấy chiêu à nhiều như vậy ma tộc cao thủ trong đó còn không thiếu ma tôn cùng nửa bước ma đế cấp dĩ nhiên là tất cả đều vẫn lạc tại lục nhĩ mi hầu trong tay không có một cái nào có thể đào thoát cái này lục nhĩ mi hầu cũng không tránh khỏi quá biến thái đi đoan mục bạch vẫn cảm thấy tôn ngộ không biến thái nhưng bây giờ nhìn biến thái cũng không chỉ tôn ngộ không một cái cái này lục nhĩ mi hầu đồng dạng không thua bao nhiêu Lục Nhĩ Mi hầu có thể có thực lực này, cái kia một đường bên trên từ trước đến nay Lục Nhĩ Mi hầu đi cùng một châu như Ma Vương nghĩ đến cũng sẽ không kém đi đến nơi nào sao? Lại thêm nạo thiên Ma Đế Mục Trần Hiên, tốt nộ không theo Vạn Thú Sơn Mạch Chi Chủ Thiên Ma Long trong tay cứu ra ba người này tất cả đều là khó lường cao thủ, một cái so một cái yêu nghiệt, một cái so một cái biến thái, có bọn hắn ủng hộ, đừng nói là lên làm Đoan Mục Thế Gia gia chủ, chính là đánh bại kế đô Ma Đế thế lực này nhất thống Ma giới nghĩ đến cũng không phải việc khó gì sao? Đoan Mục Bạch trong mắt sáng lên dị sắc, hắn cơ hồ đã có thể đoán được tương lai Đoan Mục Thế Gia tại Ma giới huy hoàng lần này hắn đầu nhập vào ngạo thiên ma đế mục trần hiên thật đúng là áp đối bảo phi đều là những rắt rưởi đem ngóc ngẽ hỗn độn trung ma tộc cao thủ tất cả đều xử lý một tên cũng không để lại lục nhĩ mi hầu lại giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Gắt một cái sau đó đem kình thiên thiết côn thu vào phủi tay quay người hướng về tôn ngộ không bay đi ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng như ma vương cũng hướng về tôn ngộ không bay đi tôn ngộ không giờ phút này đang nhắm mắt ngồi xếp bằng tại cân đầu vân bên trên đỉnh đầu chịu lấy đông hoàng trung cả người trên thân tản ra từng đợt màu hỗn độn vòng sáng một tấm co dù lại nhìn qua có chút lên Thiên khí lôi kiếp đã kết thúc, nhưng Tôn Ngộ không tại cái này thiên khí lôi kiếp bên trong đạt được kiểu u ma hỏa vẫn còn tiếp tục cùng trong cơ thể hắn đại nhật kim diễm đem kết hợp tạo ra hỗn độn chi hỏa, trên người hắn cái kia một tấm co rụt lại màu hỗn độn vòng sáng chính là hỗn độn chi hỏa phát ra tới. Dừng lại, đừng đụng vào Ngộ không láo đệ. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên đưa tay ngăn cản muốn đụng vào Tôn Ngộ không lục nhĩ mi hầu, Tôn Ngộ không trên thân toát ra màu hỗn độn vòng sáng chợt nhìn không có gì uy hiếp, nhưng hắn nhưng từ trong đó cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, kinh nghiệm nói cho Mục Trần Hiên, loại thời điểm này ngàn vạn không thể đụng vào Tôn Ngộ không, bằng không khẳng định sẽ bị ngộ thương cái kia màu hỗn độn vòng sáng tuyệt đối không hề tầm thường mục lao ca thế nào lục nhĩ mi hầu xứng sở có chút kỳ quái nhìn về phía ngạo thiên ma đế mục trần hiên hắn chỉ là nghĩ xem xét một chút tôn ngộ không có bị thương hay không mà thôi mục trần hiên cần phải ngạc nhiên như vậy sao cái kia vòng sáng có vấn đề hiện tại không nên đụng vào nếu không sẽ gặp nguy hiểm ngạo thiên ma đế mục trần hiên trầm giọng nói hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm nhưng hắn dù sao đã đạt đến nửa bước ma thánh cảnh giới bắt đầu hình thành chính mình đại đạo đối loại nguy hiểm này năng lực nhận biết vượt xa quá đi tất nhiên xuất hiện dạng này cảm giác cái kia liền tuyệt đối sẽ không có lỗi một tầng vòng sáng mà thôi có thể có cái gì nguy hiểm lục nhĩ mi hầu nhịu như mày hắn bây giờ cũng là nửa bước chuẩn thánh cảnh giới tu vi thực lực mạnh mẽ chỉ là đụng vào một chút tôn ngộ không trên thân màu hỗn độn vòng sáng mà thôi không đến mức giống ngạo thiên ma đế mục trần hiên nói khoa trương như vậy chứ trong lòng nghĩ như vậy lục nhĩ mi hầu không tin tả dỗi ra ngón tay đụng đụng vòng sáng chương ba trăm hỗn độn tri tâm a à, a vừa mới chạm đến màu hỗn độn vòng sáng lục nhĩ mi hầu chính là một tiếng kêu sợ hãi một tia màu hỗn độn hỏa diễm theo vòng sáng bên trên toát ra theo hắn tiếp xúc ngón tay đốt đi đi lên lục nhĩ mi hầu chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau đớn theo ngón tay bên trên chuyển đến không chút nghĩ ngợi vội vàng sẽ bị màu hỗn độn hỏa diễm xâm nhập ngón trọ tay phải trực tiếp đánh gãy cả người bay vượt qua lùi nhanh ra ngoài tại hai trượng bên ngoài đứng vững trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi bị hắn đánh gãy cây kia kê ngón trỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại màu hỗn độn hỏa diễm bao khỏa thiêu đốt phía dưới hóa thành cho bụi cuối cùng ngay cả cho bụi đều bị đốt thành hư vô đó là cái gì hỏa diễm thế nào mạnh như vậy lục nhĩ mi hầu không lo được đoạn chỉ đau đớn ánh mắt chừng to lớn trong lòng kinh hãi đơn giản vô pháp diễn tả bằng ngôn tử. Tại Cửu U Ma động bên trong tu luyện vài chục năm, hấp thu đại lượng Cửu U Ma hỏa lực lượng, trải qua những ngày qua sau đó, hắn cùng Ngạo Thiên Ma đế Mục Trần Hiên, như ma vương đồng dạng đều đã có thể thao tung Cửu U Ma hỏa, đối hỏa diễm kháng thụ năng lực mạnh, cho dù là Tôn Ngộ Không nguyên bản đại Nhật Kim Diễm, hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể vững vàng tiếp xuống, có thể cái này màu hỗn độn hỏa diễm thật sự là thật là đáng sợ, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Vừa rồi màu hỗn độn hỏa diễm vừa mới lượng quanh đến ngón trỏ bên trên, Lục Nhĩ Mi hầu liền cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức, ngón tay hắn phảng phất tại bị hòa tan, đối màu hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt may không ngăn cản được nếu không phải xem thời cơ được nhanh vội vàng đánh gãy ngón tay lời nói, bị cái kia màu hỗn độn hỏa diễm lan tràn đến trên thân, chỉ sợ hắn cả người đều sẽ bị đốt thành hư vô. Kia rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Thật là lợi hại hỏa diễm. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên cùng Như Ma Vương cũng là sợ hãi cả kinh, Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên mặc dù cảm giác được nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ tới màu hỗn độn vòng sáng vậy mà lại toát ra bực này đáng sợ màu hỗn độn hỏa diễm, lấy lục nhĩ mi hầu thực lực vậy mà đều ngăn cản không nổi, chỉ có thể đoạn trì tự vệ. Cái này màu hỗn độn hỏa diễm là tôn ngộ không theo thiên khí lôi kiếp bên trong đạt được lực lượng sao? quá mạnh đây rốt cuộc là cái gì hỗn độn chi hỏa có thể hóa sinh thiên địa vật vật cũng tương tự có thể hóa diệt thiên địa vật vật uy lực so với hỗn độn nguyên lực đến cần phải mạnh lên nhiều lắm ngoại trừ bản cổ đại thần bỏ mình thời điểm lĩnh ngộ bên ngoài toàn bộ tam giới tại tôn ngộ không trước đó chỉ có hồng quân đạo tổ nắm giữ mà hồng quân đạo tổ ở tầng ba mươi sáu đại la thiên bên trong căn bản cũng không tại tam giới bên trong lộ diện vì thế biết rõ hỗn độn chi hỏa người ít càng thêm ít ngạo thiên ma đến mục trần hiên mặc dù đã đạt đến nửa bước ma thánh cảnh giới nhưng hắn cũng tương tự chưa thấy qua hỗn độn chi hỏa thậm chí ngay cả nghe đều tựa hồ chưa nghe nói qua cái này diễm thật kỳ quái màu hôn độn hỏa diễm tại thiêu hủy lục nhĩ mi hầu một nửa ngón trỏ sau đó cũng không dập tắt mà là tiếp tục tại hư không bên trong thiêu đốt lên như ma vương nhìn xem thiêu đốt hôn độn hỏa diễm lông mày chăm chú nhữ lại hắn giống như ở đâu gặp qua loại này hỏa diễm ghi chép là đang ở đâu như ma vương chăm chú suy nghĩ lên cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên hắn đồng dạng chưa thấy qua hôn độn chi hỏa nhưng nói đến đối tam giới vạn vật nhận biết ngoại trừ sư xuất đồng môn tôn ngộ không bên ngoài chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái có thể theo kịp hắn ban đầu ở tà nguyện tam tinh động thời điểm cả ngày ngâm mình ở tàng thư các bên trong khắp cả lãm các thư tịch chỉ có hắn Hắn rời đi sau thì là đổi thành tôn ngộ không, loại này màu hỗn độn hỏa diễm. Hắn tựa hồ tại tam tinh động thiên trong tàng thư các mô vốn trong sách cổ thấy qua, chẳng qua là lúc đó hẳn là chỉ là nhìn thoáng qua, ký ức có chút mơ hồ. Ta nhớ ra rồi, đây là hỗn độn chi hỏa. Tao mày nghĩ nửa ngày, như ma vương cuối cùng nhớ lại, đây là hỗn độn chi hỏa, có thể hóa sinh thiên địa vạn vật, cũng có thể đem thiên địa vạn vật quy về hư vô một loại thần hỏa. Hỗn độn chi hỏa. Nạo thiên ma đế mục trần hiên ánh mắt đột nhiên chừng lớn, hắn thật là không biết hỗn độn chi hỏa bộ dáng gì, chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ cũng chưa từng nghe nói nhưng như ma vương tiểu nói này hắn liền nhớ lại tới ma tộc bên trong có một chút cái truyền thuyết cổ xưa trong đó có một đầu chính là liên quan tới hỗn độn chi hỏa đó là một loại có thể dựng dục vạn vật hỏa diễm có cực kỳ hiếm thấy sinh diệt lực lượng bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau đó không chịu nổi khai thiên phản vệ lực lượng mà bỏ mình trước khi chết lĩnh nộ hỗn độn chi hỏa cùng thiên đạo hạ xuống vô lượng khai thiên công đức đem kết hợp hóa sinh trở thành vạn tộc cái này hỗn độn chi hỏa nói là vạn tộc chi mẫu cũng không chút nào quá đáng đây thật là hỗn độn chi hỏa như ma vương ngươi xác định nuốt một ngụm nước bọt ngạo thiên ma đế mục trần hiên vẫn không thể tin được hôn độn chi hỏa dạng này thần hỏa vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa còn là từ trên thân tôn ngộ không vòng sáng bên trong xuất hiện đây chẳng phải là nói tôn ngộ không nắm giữ hôn độn chi hỏa chơi ạ à. đây quả thực là thật bất khả tư nghị hẳn là sao như ma vương gãi đầu một cái hắn cũng chỉ là tại tam tinh động thiên tàng thư các một bản cổ tịch bên trong nhìn thoáng qua thấy qua liên quan tới hỗn độn chi hỏa giới thiệu miêu tả đến cực kỳ đơn giản nhưng là cùng cái này mà hỗn độn hỏa diễm biểu hiện cực kỳ tương xứng hẳn là hỗn độn chi hỏa bằng không lời nói đổi thành cái khác bất luận cái gì hỏa diễm cũng không trở thành lập tức liền đem lục nhĩ mi hầu ngón trọ cho đốt thành hư vô sao cái này gọi hỗn độn chi hỏa sao thật là lợi hại hỏa diễm lục nhĩ mi hầu sờ lấy một lần nữa mọc ra ngón trọ vẫn một mặt lòng còn sợ hãi bắt cựu huyền công tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau liền sẽ có được cực mạnh năng lực khôi phục có thể đoạn chỉ tái sinh chặt đâu lại lớn nhưng hắn vừa rồi mặc dù kịp thời đánh gãy lửa cháy ngón trỏ, hỗn độn chi hỏa hóa diệt lực lượng còn là có một tia tiến nhập trong cơ thể hắn phế đi thật lớn sức lực mới loại trừ ra ngoài một lần nữa để cho ngón trọ dài đi ra đối cái này hỗn độn chi hỏa uy lực hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thật sự là không nghĩ tới a à. Ngộ không lão đệ dĩ nhiên là nắm giữ hỗn độn chi hỏa nạo thiên ma đế mục trần hiên nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt càng thêm khác biệt có được hỗn độn chi hỏa tôn ngộ không liền trở tại có được vô hạn tiềm lực ngày sau thậm chí có thể lấy chi sáng tạo ra một cái thế giới đến thành tựu vô thượng chính quả tuyệt đối không phải vọng tưởng đây cũng là lão đại theo thiên khí lôi kiếp bên trong đạt được lục nhĩ mi hầu một mặt hâm mộ nói ra họa này phúc chỗ kể phúc này họa chỗ phục trên đời này liền không có cái gì họa phúc là tuyệt đối tôn ngộ không đạt được đông hoàng trung nhận chủ sau đó đến từ Đông Hoàng Thái Nhất Thánh Ấn cùng A Di Đà Phật trước đó lưu tại trong cơ thể hắn Phật Linh Đạo Ngân đem kết hợp kém chút để cho hắn trực tiếp lấy lực chứng đạo, đáng tiếc lại bởi vì quá mức nịch thiên đưa tới trời ghét, thiên đạo trực tiếp hạ xuống thiên khí lôi kiếp đánh gây hắn mộ đạo. Nguyên bản bị thiên khí lôi kiếp oanh kích là một kiện cực kỳ muốn mạng sự tình nhất là trong đó cửu u ma hỏa người bình thường căn bản là ngăn cản không nổi, liền ngay cả ngạo thiên ma đế ma mục trần hiên, lục Nhĩ mi hầu cùng ngưu ma vương đều là tại cửu u ma động bên trong tu luyện hơn mười năm hấp thu cửu u ma hỏa lực lượng sau đó chậm rãi thích đứng mới nắm giữ cửu u ma hỏa người bình thường lần thứ nhất bị cựu u ma hỏa ăn mòn nhất định mất mạng nhưng tôn ngộ không thể nổi có đại nhật kim diễm dưới cơ duyên xảo hợp cùng cựu u ma hỏa đem kết hợp dĩ nhiên là tạo thành hỗn độn chi hỏa chỉ có thể nói cơ duyên thứ này thật sự là kỳ diệu những người khác hâm mộ không đến nộ không lao đệ bộ dạng này sợ là còn muốn kéo dài một đoạn thời gian chúng ta ngay ở chỗ này trông coi hắn đi không thể để cho người quáy dày đến hắn nạo thiên ma đế mục trần hiên nhìn một chút tôn ngộ không bên ngoài cơ thể còn tại không ngừng có rối màu hỗn độn vòng sáng trầm giọng nói tuy nói có hỗn độn chi hỏa thể hẳn là không người nào có thể làm bị thương tôn ngộ không nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn đánh gây tôn ngộ không hiện tại loại này kỳ diệu trạng thái tu luyện cái kia để bọn hắn có cái gì mặt mũi đi đối mặt tôn ngộ không lục nhĩ mi hầu cùng như ma vương nhẹ gật đầu ba người hiện lên ba cái phương vị đứng vững đem tôn ngộ không một mực bảo hộ ở chính giữa chúng đệ tử nghe lệnh giữ vững bốn phương không cho phép bất luận kẻ nào tới gần người vi phạm giết không tha đoan mục bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người ý đồ hắn đã, đã nhìn ra không đợi ngạo thiên ma đế mục trần hiên mở miệng hắn liền trực tiếp hướng về đoan mục thế gia đám tử đệ ra lệnh để cho người ta đem trong vòng phương viên trăm dặm đều vây lại, trước đó không thể đuổi đi lên một chút ma tộc cao thủ các muốn đụng lên đến xem náo nhiệt, tất cả đều bị một mực ngăn tại phạm vi trăm dặm bên ngoài. Ngoại giới phát sinh những chuyện này, Tôn Ngộ không không có chút nào cảm giác, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào Hỗn Độn Chi Hỏa dung hợp bên trong. Hút vào thể nội cựu u ma hỏa đã cơ bản sắp khô kiệt, nguyên bản thể nội đại nhật kim diễm cũng không có còn lại bao nhiêu, theo hai loại thần hỏa cuối cùng một kia dung hợp lại cùng nhau hình thành Hỗn Độn Chi Hỏa, Tôn Ngộ không thể nội các nơi cơ hồ tất cả đều hiện đầy Hỗn Độn Chi Hỏa, sau đó hướng về thứ năm bẩn chính giữa vị trí đột nhiên hội tụ từng sợi hỗn độn chi hỏa theo các vị trí cơ thể vào tới tại ngũ tạng chính giữa chỗ hội tụ ở cùng nhau một cái không gian đặc thù sinh ra đi ra tất cả hỗn độn chi hỏa toàn bộ tràn vào cái này mới sinh thành không gian đặc thù bên trong tại không gian chính giữa ngưng tụ ra một khoả màu hỗn độn trái tim theo hỗn độn chi hỏa kéo dài tràn vào màu hỗn độn trái tim trở nên càng ngày càng ngưng thực trên đó mạch lạc liền giống như là chân chính trái tim huyết mạch đồng dạng trở nên có thể thấy rõ ràng hỗn độn chi tâm đây là từ hỗn độn chi hỏa ngưng tụ mà thành hỗn độn chi tâm mà dung nạp hỗn độn chi tâm không gian đặc thù chính là tôn ngộ không thể nội tiểu thế giới hình thức ban đầu Hỗn Độn Chi Hỏa hóa sinh vật vật cũng không chỉ là một câu đơn giản lời nói mà thôi, cũng không phải người nào lợi dụng hỗn độn chi hỏa đều có thể làm được. Bản cổ đại thần năm đó mặc dù cũng tại trước khi chết lĩnh ngộ hỗn độn chi hỏa, nhưng hóa thân vạn tộc cũng không phải là từ hắn chủ đạo tiến hành, hoàn toàn là thiên đạo hạ xuống khai thiên công đức cùng hỗn độn chi hỏa kết hợp sau đó vững chắc lại thượng cổ hồng hoang, lúc này mới có vạn tộc sinh ra. Hồng quân đạo tổ có thể trung luyện hồng hoang mở lại tam giới cũng là bởi vì hỗn độn chi hỏa ở trong cơ thể hắn tạo thành độc lập tiểu thế giới, ngưng tụ trở thành hỗn độn chi tâm, lấy hỗn độn chi tâm điều động thế giới chi lực, lúc này mới đem tam giới một lần nữa luyện hóa tân sinh bây giờ, tôn ngộ không thể nội cũng tạo thành độc lập tiểu thế giới hình thức ban đầu, nhưng tụ trở thành hỗn độn chi tâm. mặc dù tiểu thế giới này hình thức ban đầu vẫn chỉ là cái rất nhỏ không gian, cũng không hoàn thiện, nhưng ít ra đại biểu cho tôn ngộ không đã có hướng hồng quân đạo tổ làm chuẩn tiềm lực. chương ba trăm bốn mươi bốn, lĩnh vực lập y. vù vù, tôn ngộ không mở mắt, một đạo thần nghiệm có thể tra gợn sóng theo trên thân hướng về tứ phía ẩm vàng khuyết tán ra đến, ngạo thiên ma đế mục trần hiên bọn người không khỏi sợ hãi cả kinh, vội vàng kiểm tra một hồi trên thân, nhưng lại không có chút nào dị dạng, từng cái không hiểu ra sao nhìn về phía tôn ngộ không. tôn ngộ không cười nhạt một tiếng hắn vừa rồi phát ra ba động cũng không có lực sát thương gì nhưng lại có thể thăm dò tác động đến phạm vi bên trong hết thể sự vật hiểu do những vật này cấu thành đây là hỗn độn chi tâm một loại diệu dụng muốn hóa sinh thiên địa vạn vật cũng nên đối với thiên địa vạn vật có chỗ lý giải mới được loại này hỗn độn chi tâm phát ra ba động chính là nhanh nhất nắm giữ thiên địa vạn vật cấu thành một loại thủ đoạn lục nhĩ đa tạ vừa rồi ngưng tụ thể nội tiểu thế giới hình thức ban đầu cùng hỗn độn chi tâm thời điểm tôn Ngộ không đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn ngăn cách nhưng hôn độn chi tâm phát ra ba động để cho hắn theo ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người trên thân thu thập được trước đó những chuyện kia tin tức đối sự tình từ đầu đến cuối có hiểu rõ nhìn xem lục nhĩ mi hầu cái này kiếp trước đại địch đương thời huynh đệ tôn ngộ không đống nhiên có một loại nay phải trước trái cảm khái có lẽ hắn là thời điểm đem kiếp trước tất cả ân đoán tất cả đều đem thả xuống kiếp trước đã như gương hoa thủy nguyện toàn bộ tiêu tán đương thời hắn nhân sinh quỹ tích cùng kiếp trước đã hoàn toàn khác biệt cần gì phải lại đi xoan hắn một thế này có người yêu có thân nhân có bằng hữu có huynh đệ bảo vệ cẩn thận những này mới là hắn lớn nhất trách nhiệm về phần nói báo thủ à, đã không phải là trọng yếu nhất bất quá tôn ngộ không vô cùng rõ ràng coi như hắn có thể từ bỏ báo thủ ngọc đế cùng như lai phật tổ cũng sẽ không bỏ qua hắn giữa bọn hắn nhất định là đối lập sớm tối tổng số kết ân đoán một ngày lão đại không cần cảm ơn đây là ta phải làm lục nhĩ mi hầu vội vàng lắc đầu lão đại ngươi không phải cũng vạn giảm xa xôi chạy đến cứu chúng ta đây không sai không cần cảm ơn huynh đệ lúc này không cần đến nói cảm ơn tôn ngộ không gật đầu cười lục nhĩ mi hầu nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ kích động huynh đệ tôn ngộ không nói bọn hắn là huynh đệ cho tới nay lục nhĩ mi hầu luôn cảm giác tôn ngộ không đối với hắn có một loại như có như không để ý mặc dù ẩn tàng rất thâm nhưng hắn còn có thể cảm giác được có thể giờ khác này hắn có thể rõ ràng cảm giác được tôn ngộ không đối với hắn loại địch ý đó đã hoàn toàn biến mất cái này âm thanh huynh đệ tuyệt đối là chân tâm thật ý mục lao ca ngưu nhị ca đa tạng tôn ngộ không cũng tương tự hướng về ngạo tiên ma đế mục trần hiên cùng như ma vương nói tiếng cảm ơn hai người cũng là liên miên khoác tay hỗn độn chung đã bị tôn ngộ không thu hồi thể nội Tôn nộ không ánh mắt hướng về nơi xa bị đoan mục thế gia đám tử đệ ngăn ở phạm vi trăm dặm bên ngoài những cái này mà tộc cao thủ cắt nhìn lại, một vị hàn quang tại đáy mắt hiện lên. Trước đó tuy nói có không ít ma tộc cao thủ ngấp nghẽ hắn hôn đệ chúng bị lục nhĩ mi hầu diệt sạch, nhưng còn có không ít ma tộc cao thủ cũng không có thứ nhất thời gian chạy tới, mà là rơi ở phía sau một bước dự định kiếm tiện nghi. Đối với mấy cái này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, tôn nộ không nhưng không có mảy may khách khí, tâm niệm vừa động trực tiếp xử xuất phá thiên lĩnh vực trong nháy mắt lan tràn tới trăm dặm phương viên, đem còn tại cùng đoan mục thế gia đám tử đệ vướng vít dây dưa ma tộc cao thủ các tất cả đều bao phủ tại trong đó một đám ma tộc cao thủ cắt trong nháy mắt cảm thấy thân thể chầm xuống một cô áp lực thật lớn ép tại trên người bọn họ thực lực tu vi yếu một ít trực tiếp ngay cả đám mây đều đứng không yên giống hạ như bánh dẻo hướng về mặt đất cắm rơi xuống đi lên hung hăng ngã ở đại địa bên trên ném ra cái này đến cái khác hô sâu cũng may ma tộc lục thân vốn là cường hãn hơn nhân tộc được nhiều gần như có thể cùng yêu tộc tương đương từ không trung ngã xuống cũng không có đem những này ma tộc cao thủ các ngã chết nhưng cũng đều rơi xương cốt đứt gãy ghé vào trong hố nửa ngày không đứng dậy được đây đây là lĩnh vực lực lượng làm sao có thể ma đế cấp cao thủ làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng giá hỏa này là quái vật ma tộc cao thủ bên trong không thiếu có kiến thức bên bác thế hệ có người nhận ra tôn ngộ không thi triển đây là lĩnh vực lực lượng lập tức từng cái trên mặt tất cả đều treo lên rồi vẻ hoảng sợ lĩnh vực lực lượng đây chính là chỉ có ma thánh cấp cường giả mới có thể lực khống chế lượng toàn bộ ma giới bên trong còn không có nghe nói qua có cái nào ma đế cấp cường giả có thể trưởng khống lĩnh vực lực lượng liền ngay cả kế đô ma đế cũng là đạt tới nửa bước ma thánh sau đó mới bắt đầu nắm giữ lĩnh vực lực lượng cái này tôn nộ không, không khỏi cũng quá biến thái đi một đám ma tộc cao thủ các đối đông hoàng trung lòng mơ ước trong nháy mắt liền bị đánh tan có thể trưởng khống lĩnh vực lực lượng ma đế cường giả ở đâu là bọn hắn có thể trêu chọc được sớm biết tôn ngộ không dĩ nhiên là nắm trong tay lĩnh vực lực lượng lời nói đánh chết bọn hắn cũng không dám đi lên tham gia náo như ta không hẹn mà cùng tất cả ma tộc cao thủ các đều lựa chọn chạy trốn có thể đằng vân đằng vân ngã xuống tại đại điệu bên trên cũng theo hố sâu bên trong bỏ lên đi ra vác vạn quân trọng lực hướng về nơi xa bỏ chạy chỉ bất quá tôn ngộ không ngay cả phá thiên lĩnh vực đều xuất ra cũng không đơn thuần là vì chấn nhiếp một chút kẻ xấu mà thôi phá thiên diệt quát khẽ một tiếng tôn nộ không tâm niệm vừa động toàn lực phát động phá thiên lĩnh vực lực lượng lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong xuất hiện một cây lại một cây cực lớn kim sắc gậy sắt cùng như ý kim cô đồng giống nhau như lúc hướng về chạy trốn ma tộc cao thủ các phô thiên cái điệu đánh đi lên a à. tha mạng a à. tiếng kêu thảm thiết cùng xin khoan dung âm thanh liền một mạch vang lên tôn nộ không sắc mặt nhưng không có thay đổi chút nào cũng không thấy nửa điểm vẻ không đành lòng dám ngấp nghẽ hôn đ trùng, vậy sẽ phải có bị xử lý giác nộ đối đại định nhân bây giờ tôn nộ không tuyệt đối so với quá khứ ác hơn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình lĩnh vực phía dưới đều sâu kiến những này ma tộc cao thủ các căn bản cũng không phải là phá thiên lĩnh vực lực lượng đối thủ tại từng cây kim sắc gậy sắc không ngừng oanh kích phía dưới rất nhanh một cái tiếp một cái bị đánh tan toàn thân phòng ngự đánh thành một mịn bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian tất cả bị bao khỏa tại lĩnh vực bên trong ma tộc cao thủ các tất cả đều bị đánh cho hải cốt không còn thấy một đám đoan mục thế ra các cường giả từng cái hít vào khí lạnh phía sau lưng tất cả đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt chơi cái này tôn nộ không dĩ nhiên là nắm giữ lĩnh vực lực lượng thật là đáng sợ khó trách gia chủ muốn chúng ta ngăn cản những ngày ma tộc cao thủ các chỉ sợ hắn đã sớm biết, mấy cái này ma tộc cao thủ căn bản cũng không phải là vị này tề thiên đại thánh đối thủ, đây là tại để cho chúng ta lấy lòng đâu. Hồi tưởng lại Đoan Mục Bạch trước đó nói với bọn hắn qua liên quan tới Tôn Nộ không những cái này tán tụng chi tử, Đoan Mục Thế Gia đám tử đệ còn tưởng rằng là Đoan Mục Bạch nói ngoa, không nghĩ tới lại là thật. Lấy Tôn Nộ không thực lực, mấy cái này ma tộc cao thủ cắt trong mắt hắn liền cùng sâu kiến đồng dạng không có bất kỳ cái gì phân biệt, nhưng bọn hắn loại này thủ hộ cử động xem ở trong mắt Tôn Nộ không lại khác biệt, khẳng định sẽ đối Đoan Mục Thế Gia hảo cảm tăng nhiều, có cường giả như vậy chiếu cố, Đoan Mục Thế Gia tương lai phát triển đơn giản vô khả lượng nguyên bản đoan mục thế gia đám tử đệ đối đoan mục bạch cưỡng ép chiếm cứ vị trí gia chủ trong lòng còn có chút bất mãn chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi nhưng bây giờ điểm ấy bất mãn lại bởi vì tôn nộ không cường hành biểu hiện cho bỏ đi đến không còn một mảnh cái dạng gì người thích hợp làm gia chủ ngoại trừ thực lực cao cường bên ngoài não cũng rất trọng yếu chỉ có có thể dẫn đầu toàn bộ gia chủ đi lên huy hoàng nhân tài là gia chủ thích hợp nhất nhân tuyển cực kỳ hiển nhiên đoan mục bạch đã phù hợp làm gia chủ điều kiện đem tất cả giám can đảm đuổi theo ý đồ tranh giành hỗn độn trung ma tộc cao thủ một kích toàn diện tôn nộ không đem phá thiên lĩnh vực thu hồi lại tu vi đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới nhất là thể nội tạo thành tiểu thế giới hình thức ban đầu sau đó hắn đối phá thiên lĩnh vực nắm giữ năng lực càng lên tầng lầu đã đạt đến trường không đỉnh phong, cũng nhanh muốn đạt tới chúa tể cấp độ bằng không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đem trăm dặm nhiều mặt tròn trong vòng địch nhân toàn bộ diện đi không một người đào thoát đoan mục người rất tốt cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên ba người giá vân đi vào lôi văn truy phong sư thiếu phía sau lưng bên trên nhẹ nhàng đạp lên lầu các sàn gác tôn nộ không nhìn đoan mục bạch lướt mắt tán thưởng nhẹ gật đầu hôm nay sự tỉnh để cho hắn đối đoan mục bạch thật sự là lau mắt mà nhìn tiểu tử này làm việc quyết đoán cũng ngon độc ánh mắt cùng quyết sách lực đều là nhất đẳng nhất là hội thẩm thời gian độ thế so với cái kia ngoan cố không thay đổi lao cha đoan mục tứ cùng cái kia nhị thế tổ tam thiếu gia đoan mục kỳ mạnh hơn nhiều ngoại trừ tốt sắc bên ngoài gia hỏa này thật đúng là không có gì đặc biệt rõ ràng khuyết điểm về phần nói thực lực tu vi à rút sạch cho hắn chỉ điểm một chút lấy đoan mục thế gia tài lực vật lực muốn tăng lên cũng không phải là việc khó gì là cái không tệ thuộc hạ đáng giá bồi dưỡng đại thánh khen ngợi đây đều là thuộc hạ phải làm đoan mục bạch rất là khiêm tốn hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái không còn có lần đầu gặp gỡ vênh vang đắc ý bộ dáng hắn cái này đoàn mục thế gia gia chủ địa vị có thể nói toàn bái tôn ngộ không ban tặng tại tôn ngộ không trước mặt hắn thật đúng là không dám sĩ diện tốt đưa ngươi người đều triệu tập một chút trực tiếp đi tới các ngươi đoàn mục thế gia tổng bộ đi ngươi gia chủ này vị trí muốn ngồi vững vàng còn phải hướng các ngươi đoàn mục gia tổng bộ đi một chuyến vâng đại thánh Đoan mục bạch lên tiếng đem đoàn mục thế gia đám tử đệ triệu tập tới lái lôi văn truy phong sư thiếu quay đầu hướng về đoàn mục thế gia tổng bộ đoan mục thành phương hướng bay đi phụ thân chết rồi đoan mục bạch cưỡng chiếm vị trí gia chủ chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta rõ Đoan mục thành đoan mục thế gia phụ đệ trong hậu viện đường bên trong đại công tử đoan mục phong một tay lấy quỳ xuống đất bẩm báo thuộc hạ tông lấy nữ lấy đối phương cổ áo nghiêm nghị quát hỏi đại công tử chuyện này hoàn toàn chính xác thuộc hạ không dám có nửa câu nói ngoa lão gia chủ thật là chết rồi chết tại ngạo thiên ma đế trong tay nhị công tử đầu nhập vào ngạo thiên ma đế tự lập làm gia chủ cùng lao gia chủ cùng đi đám tử đệ tất cả đều đã thần phục với hắn thuộc hạ liệu mạng lúc này mới trốn về đến hướng đại công tử ngài bẩm báo tin tức này hiện tại nhị công tử bọn hắn khẳng định đã hướng về đoan mục thành tới đại công tử ngài phải sớm làm đồ a thuộc hạ lời nói để cho đoan mục phong lông mày chăm chú nhữ lại sớm làm mưu đồ hắn còn có thể thế nào mưu đồ ngay cả phụ thân đoan mục tứ đều không phải là cái kêu ngạo thiên ma đế mục trần hiên đối thủ hắn lại như thế nào chống lại đoan mục bạch gia hỏa này dĩ nhiên là đạt được ngạo thiên ma đế ủng hộ gia chủ này chi vị hắn sợ là không tranh nổi đoan mục bạch chương ba trăm bốn mươi lăm dọn hết đoan mục ra đều nói kẻ thức thời mới là tuân kiệt thế nhưng muốn nhìn thế nào cái thức thời pháp đoan mục bạch đã trước một bước đầu nhập vào ngạo thiên ma đế mục trần hiên coi như đoan mục phong cũng đầu nhập vào Tại Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên trong lòng địa vị cũng còn kém rất rất xa Đoan Mục Bạch, thú chi Đoan Mục Bạch đã tại Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên duy trì dưới kế thừa vị trí gia chủ. Đoan Mục Phong đi qua cùng Đoan Mục Bạch một mực không hợp nhau, tranh cướp lẫn nhau vị trí gia chủ thời gian đã lâu, oán hận chất chứa rất sâu, coi như hắn cam tâm ở Đoan Mục Bạch phía dưới, Đoan Mục Bạch cũng chưa chắc có thể cho phép hạ hắn. Không tốt, tuyệt đối không thể đầu hàng, càng không thể ngồi chờ chết. Đoan Mục Phong trong mắt lóe lên một đạo hung ác ánh sáng, một tay lấy báo tin thuộc hạ vang ra ngoài. Đi, Ma thượng tướng chúng ta người tụ họp lại, đem có thể mang đi đồ vật tất cả đều mang đi chúng ta đi đầu nhập kế đô ma đế đại nhân a à, thuộc hạ xoay người bỏ dậy nhịn không được sưng sở không có minh bạch đoan mục phong ý tứ thế nào nghe không rõ sao đoan mục phong nhướng mày trong mắt lóe lên một đạo hàn mang để ngươi đem người đều tập hợp dọn hết đoan mục ra vâng đại công tử không là gia chủ thuộc hạ rốt cuộc hiểu rõ đoan mục phong đây là cũng muốn tự lập làm gia chủ dự định đem toàn bộ đoan mục thế gia nhân lực vật lực có thể mang đi tất cả đều mang đi đi đầu quân kế đô ma đế lão gia chủ đoan mục tứ là kế đô ma đế tâm phúc điểm này đoan mục phong trước kia liền biết đoan mục bạch cũng biết bất quá đoan mục phong còn biết một chút đoan mục bạch không biết sự tình đó chính là kế đô ma đế vẫn luôn nghĩ chiếm đoạt đoan mục thế gia thế lực để cho đoan mục tứ triệt để biến thành nhà hắn thần nhưng trở ngại đoan mục tứ thực lực cùng đoan mục thế gia thế lực chậm chạp không có ra tay đoan mục phong có thể khẳng định chỉ cần hắn mang theo đoan mục thế gia nhân lực vật lực đi đầu nhập kế đô ma đế kế đô ma đế khẳng định lại vui vẻ tiếp thu bọn hắn tuy nói sau đó liền thành kế đô ma đế gia thần lại không tự do có thể nói nhưng so với tại đoan mục bạch thủ hạ ngưỡng vọng tốt hơn nhiều lắm đoan mục phong một tiếng này ra lệnh toàn bộ đoan mục thế gia trực tiếp đều vỡ tổ chẳng ai ngờ rằng lao gia chủ đoan mục tứ dĩ nhiên là đột nhiên như vậy vẫn lạc nhị công tử đoan mục bạch tuyên bố kế nhiệm gia chủ đại công tử đoan mục phong dĩ nhiên là cũng tự lập làm gia chủ hơn nữa còn muốn đem toàn bộ đoan mục thế gia cho dọn hết nhập vào kế đô ma đế dưới trướng không tốt chúng ta đoan mục thế gia chứa tục đã nhiều năm như vậy sao có thể cứ như vậy trở thành người khác phụ thuộc ta kiên quyết không đáp ứng đại công tử nhị công tử ai kế nhiệm gia chủ đều có thể nhưng để cho đoan mục thế gia cứ như vậy bỏ qua thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp trở thành người khác phụ thuộc lao phu kiên quyết không đồng ý quên nguồn quên gốc các ngươi đây là quên nguồn quên gốc ta đoan mục thế gia cơ nghiệp không thể hủy trong tay các ngươi đoan mục phong bọn thủ hạ tự nhiên là đối mệnh lệnh không có nửa điểm lời và hắn giận nhưng những người khác coi như chưa chắc nguyện ý nhất là đoan mục thế gia một chút mới lão bọn hắn đương nhiên cũng đối đoan mục tứ bỗng nhiên bỏ mình cảm thấy chân kinh càng tức giận hơn đoan mục bạch dĩ nhiên là trơ mắt nhìn xem cha mình chết cũng không lên tiếng cứu rút nhưng sự tình đã phát sinh lại truy cứu những này căn bản cũng không phải là giải quyết vấn đề chính xác thái độ hiện tại phải làm chính là để cho đoan mục thế gia tại gia chủ này đổi chỗ phong ba bên trong bình an kéo giải tiếp mà đại công tử đoan mục phong cách làm rõ ràng là phải bỏ qua đoan mục thế gia nhiều đời như vậy đánh xuống cơ nghiệp, đem bạch bạch đưa cho kế đô ma đế. Những này đoan mục thế gia các nguyên lão có thể tiếp nhận đoan mục tứ người gia chủ này là kế đô ma đế tâm phúc thần thuộc, cũng có thể tiếp nhận kế đô ma đế lợi dụng đoan mục thế gia tài nguyên, nhưng bọn hắn không thể tiếp nhận toàn bộ đoan mục thế gia toàn bộ trở thành kế đô ma đế tài sản riêng, chỉ để nhập vào kế đô ma đế dưới trướng. Đây là bản chất khác biệt bất đồng xuất hiện có chừng non nửa đoan mục thế gia tử đệ nguyện ý đi theo đại công tử đoan mục phong đi tới đầu nhập vào kế đô ma đế còn lại hơn phân nửa cũng không nguyện ý rời đi tại mấy cái nguyên lão chỉ huy hạ cùng đến đây muốn dọn hết đoan mục thế gia phản bội chạy trốn người rằng co phát sinh xung đột mấy câu ngôn ngữ bất hòa trực tiếp chính là đao binh tương hướng đánh lên đoan mục phong thấy tình huống không đúng sợ lại chỉ hoán xuống dưới chờ đoan mục bạch mang người trở về đoan mục thế gia muốn đi cũng không đi được chỉ có thể từ bỏ đem đoan mục thế gia tất cả mọi người lực vật lực tài nguyên toàn bộ mang đi ý nghĩ mang theo cái kia một phần nhỏ nguyện ý theo hắn rời đi người đem có thể mang đi tài nguyên tận lực mang đi vội vàng rời đi đoan mục thế gia hướng về ở vào ma giới đại lục trung tâm nhất ma quang thành tiến đến nơi đó là kế đô ma đế đô thành sở tại đoan mục phong bọn người vừa mới rời đi không lâu lôi văn truy phong sư thiếu liền mang theo tôn nộ không đám người đi tới đoan mục thành tại đoan mục thế gia ngự thú tràng rơi xuống chuyện gì xảy ra thế nào loạn như vậy mới hạ xuống đoan mục bạch đã cảm thấy có chút không đúng toàn bộ đoan mục thế gia các nơi đều có khói lửa đang tràn ngập cực kỳ hiển nhiên trước đó có người đánh nhau mà lại động tinh còn không nhỏ nhị công tử ngài xem như trở về ngay tại kỳ quái đã thấy một đám đoan mục thế gia các trưởng lão mang theo số lớn đoan mục thế gia tử đệ đi vào ngự thú tràng bên trong hướng về lôi văn truy phong sư thiếu chạy tới tam trưởng lão xảy ra chuyện gì rồi hẳn là có người tiến đánh ta đoan mục thế gia đoan mục bạch hướng về dẫn đầu tam trưởng lão đoan mục hùng hỏi nhị công tử đại công tử đem gần một nửa người đều mang đi còn mang đi không ít tài nguyên đi đầu quân kế đô ma đế tam trưởng lão đoan mục hùng hướng về đoan mục bạch chắp tay thở dài nói cái gì đoan mục phong cái này hỗn đản đoan mục bạch lông mày lập tức nhíu lại đoan mục phong dĩ nhiên là nhanh như vậy liền nhận được tin tức thật sự là có chút vượt quá hắn dự liệu khẳng định là có người cho hắn mật báo đáng giận trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất đoan mục bạch hướng về tam trưởng lão đoan mục hùng gật đầu nói tam trưởng lão những cái kia đi người liền để bọn hắn đi thôi từ hôm nay trở đi bọn hắn lại không thuộc về chúng ta đoan mục thế gia chúng ta đoan mục thế gia cũng không cần như thế phản đồ nhị công tử gia chủ hắn thật vẫn là sao có người mở miệng hỏi nữ khí bên trong có một vệ khó nén đau xót không sai phụ thân đã chết ma đế đại nhân cho hắn cơ hội có thể hắn còn là làm ra sai lầm quyết định đoan mục bạch nhẹ gật đầu nhìn tam trưởng lão đoan mục hùng liếc mắt sau đó quét mắt một đám đoan mục thế gia trưởng lão các đệ tử trầm giọng nói kể từ hôm nay ta đoan mục bạch chính là đoan mục thế gia tân gia chủ ta sẽ ở ngạo thiên ma đế đại nhân dẫn đạo dưới dẫn đầu chúng ta đoan mục thế gia đi về phía chân chính huy hoàng để cho chúng ta đoan mục thế gia cơ nghiệp tại ma giới phát dương quan đại vĩnh viễn kéo dài tiếp ngạo thiên ma đế đại nhân tam trưởng lão đoan mục hùng ánh mắt nhìn về phía lôi văn truy phong sư thiếu phía sau lưng lầu các bên trên tôn nộ không bốn người liền đứng tại lầu các đoạn trước nhất ánh mắt cũng ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn cùng đoan mục thế ra những người khác khác biệt tam trưởng lão đoan mục hùng là gặp qua ngạo thiên ma đế mục trần hiên năm đó tiên ma đại chiến thời điểm hắn cũng là tham chiến ma tộc một trong liếc mắt một cái liền nhận ra ngạo thiên ma đế mục trần hiên vị này ma đế đại nhân cùng năm đó so sánh hình dạng cũng không quá đại biến hóa nhưng thực lực lại mạnh hơn đã là nửa bước ma thánh tu vi tam trưởng lão đoan mục hùng tâm tình có chút phức tạp lao ra chủ đoan mục tứ là chết tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong tay theo nói hắn hẳn là hận mục trần hiên nhưng tựa như đoan mục bạch nói như thế ngạo thiên ma đế mục trần hiên đã cho đoan mục tứ cơ hội đoan mục tứ lại chọn con đường chết nếu đổi lại là chỗ hắn tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên vị trí bên trên chỉ sợ cũng phải không chút do dự hạ sát thủ ngạo thiên ma đế mục trần hiên tại tam giới bị phong ấn nhiều năm lần này trở về ma giới cực kỳ hiển nhiên là tìm đến kế đô ma đế tính số sách giữa hai người thắng bại trực tiếp ảnh hưởng ma giới thế lực phân bố cùng đi về phía cũng tương tự quyết định đoan mục thế gia hương suy bây giờ lao gia chủ đoan mục tứ đã chết đoan mục bạch kế nhiệm vị trí gia chủ bái nhập ngạo thiên ma đế mục trần hiên dưới trướng bọn hắn những người này tất nhiên không có theo đại công tử đoan mục phong rời đi vậy cũng chỉ có quy thuận một con đường này thừa nhận đoan mục bạch gia chủ địa vị đầu nhập ngạo thiên ma đế mục trần hiên giới trướng ngày sau đoan mục thế gia hưng suy liền đều cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên liên quan ở cùng nhau ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng kế đô ma đế lúc này tất có một trận tử chiến ngạo thiên ma đế mục trần hiên chiến thắng lời nói đoan mục thế gia tất nhiên cũng có thể lại đến tầng lầu tại ma giới bên trong uy tín thế lực triệt để vượt qua lưu thủy thế gia có thể vạn nhất ngạo thiên ma đế mục trần hiên bại đâu ma đế đại nhân là sẽ không thua bởi vì còn có đại thánh tại Đoan Mục Bạch nhìn ra Tam trưởng lão Đoan Mục Hùng do dự, vội vàng lặng lẽ truyền âm hướng Đoan Mục Hùng giới thiệu Tôn Ngộ Không, nữ Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi hầu ba người, nhất là nhấn mạnh Lục Nhĩ Mi hầu một chiêu diệt đi rất nhiều ma tộc cao thủ, còn có Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng sự tình. Thể Thiên Đại Thánh, Tam giới yêu tộc bên trong lại có lợi hại như vậy cường giả. Tam trưởng lão Đoan Mục Hùng rất là chấn kinh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không mấy người, hắn cũng không hoài nghi Đoan Mục Bạch sẽ nói láo, bởi vì Long Nguyên thành tình hình chiến đấu hắn cũng nhận được một chút tin tức, cùng Đoan Mục Bạch nói tới cơ bản nhất trí. Kế Đô Ma Đế tu vi cùng Ngạo Tiên Ma Đế Mục Trần Hiên tương đương, Hai người đối đầu lời nói thắng thua khó liệu, nhưng tăng thêm Tôn nộ Không, như Ma Vương, Lục Nhĩ Mi hầu mấy người lại khác biệt, dựa theo Đoan Mục Bạch nói, như Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi hầu thực lực cũng không yếu tại Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên, chớ nói chi là còn có cái lợi hại hơn Tôn nộ Không, có bọn hắn hỗ trợ, kế đô ma đế tuyệt đối không phải là Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên đối thủ. Khó trách Đoan Mục Bạch không chút do dự bái nhập Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên dưới trướng, chuyện này đối với Đoan Mục thế gia mà nói thật là một cái chính xác nhất lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, tam trưởng lão Đoan Mục hùng không còn chút nào nữa do dự, hướng về Đoan Mục Bạch quỳ một gối xuống xuống dưới, trong miệng hô to: bái kiến gia chủ bái kiến nạo thiên ma đế đại nhân bái kiến gia chủ bái kiến nạo thiên ma đế đại nhân tam trưởng lão đoan mục hùng là toàn bộ đoan mục thế gia hiện có trưởng lão bên trong địa vị cao nhất hắn đều mở miệng thừa nhận đoan mục bạch vị trí gia chủ những người khác tự nhiên cũng liền không có gì tốt do dự nhao nhao đi theo quỷ một chân trên đất cùng đều lên hô to đoan mục bạch trên mặt lộ ra ý cười từ giờ khắc này hắn xem như ngồi vững vàng đoan mục thế gia gia chủ chỗ ngồi chương ba trăm bốn mươi sáu kế đô ma đế quyết định ba ngày sau ma giới đại lục trung tâm nhất ma quang thành bên trong kế đô ma đế ma cung nội điện bên trong người nói cái gì Nạo Thiên Ma Đế tại ma giới xuất hiện, còn giết phụ thân ngươi Đoan Mục Tứ. Ma Quan Thành cùng Long Nguyên Thành khoảng cách rất xa, chỉ là mấy ngày thời gian, còn chưa đủ lấy đem Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên tại ma giới lại xuất hiện tin tức truyền đến Ma Quan Thành. Giờ phút này theo Đoan Mục phòng trong miệng đống nhiên nghe được tin tức này, kế đô Ma Đế kém chút không có nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vâng, Ma Đế đại nhân. Nạo Thiên Ma Đế không chết, hắn trở lại tam giới. Phụ thân ta không nguyện ý đầu nhập hắn, bị hắn giết chết. Ta cái kia nhị đệ Đoan Mục Bạch đầu nhập vào hắn, tự lập làm gia chủ. Ta chỉ có thể mang theo một nửa người đến đây đầu nhập vào Ma Đế đại nhân, mong rằng ma đế đại nhân thu lưu đoan mục phong quỳ một chân trên đất hướng về kế đô ma đế ôm quyền nói nôn từ cực kỳ khẩn thiết đáng chết mục trần hiên tên kia dĩ nhiên là như thế mạng lớn ngay cả ngôi sao linh khí đều không thể đem hắn ma diệt rơi kế đô ma đế sắc mặt âm trầm xuống cắn răng trong bụng âm thầm quyết tâm hắn biết rõ mục trần hiên lần này trở lại ma giới chính là tới tìm hắn báo thù, bằng không cũng sẽ không như thế cao điệu xử lý đoan mục thế gia ra chủ đoan mục tứ lợi dụng đoan mục bạch tiếp quản đoan mục thế gia ừ coi như ngươi không chết lại như thế nào ta kế đô đã không phải là năm đó cái kia bị ngươi một mực ép tại phía dưới người hầu bây giờ ngươi chưa chắc là đối thủ của ta kế đô ma đế trong mắt lóe lên một đạo hàng quang hướng về đoan mục phong khoát tay chặt lại một cỗ vô hình lực lượng theo trên tay lan tràn mà ra đem đoan mục phong đỡ lên Tốt, đoan mục phong ngươi trung tâm bản tọa đã thấy bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đoan mục thế gia tân gia chủ yên tâm bản tọa đáp ứng ngươi nhất định sẽ giúp ngươi thu thập ngươi cái kia phản nghịch nhị đệ đoan mục bạch để ngươi triệt để trở thành đoan mục thế gia danh phủ kỳ thực gia chủ đa tạ ma đế đại nhân đoan mục phong đại hỷ hướng về kế đô ma đế cung kính thi lễ một cái sau đó tại bọn thị vệ dẫn dắt phía dưới rời đi nội điện xuống dưới dàn xếp kế đô ma đế thì là vẻ mặt âm trầm trầm tư thời gian cách mấy ngàn năm ngạo thiên ma đế mục trần hiên theo ngôi sao linh khí phong ấn bên trong thoát thân một lần nữa trở lại ma giới cao điệu như vậy xử lý đoan mục thế gia gia chủ đoan mục tứ nâng đỡ nhị công tử đoan mục bạch làm lên rồi đoan mục thế gia gia chủ cực kỳ hiển nhiên là hướng về phía hàn đến đoán chừng không được bao lâu chờ chịu đựng đoan mục bạch chỉnh hợp đoan mục thế gia đại bộ phận tài nguyên sau đó liền sẽ hướng hắn khai chiến kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến a không tốt nhất định phải có chỗ chuẩn bị mới được không thể cứ như vậy trở lấy nạo thiên ma đế mục trần hiên đánh tới cửa kế đô ma đế trong mắt lóe lên một đạo hung ác ánh sáng vỗ tay lớn một cái người tới ma đế đại nhân có gì phân phó đi cho bản tọa cha rõ ràng đoan một thế ra tình huống bây giờ đem nạo thiên ma đế mục trần hiên tình huống không rõ chi tiết cho bản tọa tất cả đều tìm hiểu rõ ràng bất cứ lúc nào hồi báo vâng đại nhân đem dưới tay người phái đi ra tìm hiểu tin tức kế đô ma đế vẫn cảm thấy không yên lòng coi như biết rõ ngạo thiên ma đế mục trần hiên tình huống đối sau cùng quyết đấu trợ giúp cũng không lớn còn phải lại làm một chút chuẩn bị mới được. Bạch Kế Đô Ma Đế đứng lên đến, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc thân hình xuất hiện ở ma quang thành trung tâm, một tòa cực lớn ma thần tượng phía trước, đây là Ma Tổ La Hầu pho tượng. Ma Tổ La Hầu, ma giới bên trong đi ra một vị duy nhất thiên đạo thánh nhân, đã từng cùng Hồng Quân đạo tổ tranh đoạt tam giới quyền thống trị, sau bị Hồng Quân đạo tổ đánh bại, ma thân bị chia cắt ra đến, phong ấn tại tam giới các nơi, đến nay vô pháp thoát thân, cũng không có cách nào chuyển thế chúng sinh, thậm chí đều không người nào biết Ma Tổ La Hầu thân thể đến cùng bị phong ấn ở những địa phương kia ma quang thành bên trong cái này mà tổ la hầu pho tượng là năm đó ngạo thiên ma đế mục trần hiên đề nghị kiến tạo nhìn qua chỉ là một tòa bình thường không có gì lạ pho tượng tựa hồ ngoại trừ kỷ niệm bên ngoài không có tác dụng gì nhưng chỉ có ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng kế đô ma đế hai người biết rõ cái này ma tổ la hầu pho tượng bên trong bao hàm ma tổ la hầu bản mệnh nguyên thần đặt tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới sau đó bản mệnh nguyên thần cơ hồ chính là không diệt năm đó ma tổ la hầu chiến bại thân thể bị hồng quân đạo tổ tách ra phong ấn bản mệnh nguyên thần trốn về ma giới bên trong ngay tại pho tượng kia bên trong chứa giữ lại không ngừng hấp thu ma giới các ma tộc tín ngưỡng chi lực tới chữa trị bản mệnh nguyên thần thương thế đồng thời cũng tại dựng dục đục thân mới lúc trước nạo thiên ma đế mục trần hiên để cho người ta kiến tạo ma tổ la hầu pho tượng thời điểm thành chính là có một ngày có thể làm cho ma tổ la hầu có thể phục sinh nạo thiên ma đế mục trần hiên bị phong ấn ở tam giới ngôi sao linh khí quang cầu trận pháp bên trong về sau kế đô ma đế đối ma tổ la hầu pho tượng động tay chân đang khôi phục trong đó ma tổ la hầu bản mệnh nguyên thần thương thế thời điểm cũng đồng thời tăng lên rất nhiều cơm chế muốn vận dụng ma tổ la hầu lực lượng cho mình sử dụng chỉ bất quá ma tổ la hầu thực lực thật sự là quá mạnh cho dù đã đã mất đi nhục thân chỉ còn lại bản mệnh nguyên thần cũng không phải kế đô ma đế có thể điều khiển được rồi cho nên cho tới nay kế đô ma đế cũng không dám đem mượn dùng ma tổ la hầu lực lượng kế hoạch chân chính áp dụng nhưng là bây giờ hắn không cố được nhiều như vậy nạo thiên ma đế mục trần hiên không chết hơn nữa còn cường thế như vậy về tới ma giới bên trong liền muốn tới tìm hắn báo thủ một khi đánh không lại kế đô ma đế cũng không tin tưởng nạo thiên ma đế mục trần hiên sẽ bỏ qua hắn khẳng định sẽ đem những năm gần đây chịu khổ gấp bội ở trên người hắn đòi hỏi trở về mà đòi hỏi trở về kết quả rất có thể chính là thân tử đạo tiêu hình thần câu diện đây là kế đô ma đế tuyệt đối không thể tiếp nhận trải qua đã lâu tuế nguyệt tu luyện thật vất vả đạt đến nửa bước ma thánh cảnh giới mắt thấy đã thấy đột phá đến ma thánh cảnh giới hy vọng kế đô ma đế làm sao lại cam tâm tại loại thời điểm này đưa tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong tay mục trần hiên tên kia bất kỳ lúc nào sẽ đến xem ra cũng chỉ có thể dạng này nhìn chằm chằm ma tổ la hầu pho tượng nhìn hồi lâu sau kế đô ma đế cắn răng một cái vừa ngoan tâm hạ quyết định hai tay bắt đầu vũ động kết xuất cái này đến cái khác ma ấn hướng về ma tổ la hầu pho tượng đánh tới theo những ngày ma ảnh dung nhập ma đạo tổ la hầu pho tượng bên trong, một tia ngũ thải quang mang theo pho tượng bên trên sung ra, chậm rãi hội tụ thành một cái quan cầu, hướng về kế đô ma đế nhẹ nhàng tới, bị kế đô ma đế ôm đồm trong tay. Đây là ma tổ la hầu một bộ phận bản mệnh nguyên thần, nguyên bản một mực tại pho tượng bên trong tiến hành ôn dưỡng, bây giờ lại bị kế đô ma đế cho cưỡng ép theo pho tượng bên trong rút ra. Không có biện pháp, ta cũng không phải dạng này, thế nhưng là không lợi như vậy, ta thật không có nắm chắc có thể thắng được quá mục trần hiên tên kia. Ma tổ, đã tội. Kế đô ma đế thở dài, đem ánh sáng cầu hướng về chính mình bên miệng đưa đi, mở cái miệng rộng một ngụm nuốt xuống quang cầu bị nuốt vào sau đó cũng không tiêu tán mà là biến thành một tia sáng mang theo thể nội kinh mạch đi tới mi tâm nê cung hoàn bên trong một lần nữa hội tụ thành quả cầu ánh sáng năm màu phiêu phủ ở nê cung hoàn không gian bên trong mục trần hiên vì đối phó ngươi ta thế nhưng là ngay cả loại này không có nhiều năm chắc sự tình đều làm giữa chúng ta ân đoán cũng nên có một cái giải quyết ta chờ ngươi hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng băng lanh nói nhỏ âm thanh tại ma tổ la hầu pho tượng phía trước vang lên thật lâu không tiêu tan đoan mục thành bên trong khoảng cách tôn ngộ không đám người đi tới trong thành đã qua nửa tháng thời gian có tam trưởng lão đoan mục hùng ủng hộ Đoan Mục Bạch cuối cùng ngồi vững vàng Đoan Mục Thế Gia Tân Gia chủ vị trí, bắt đầu chỉnh hợp toàn bộ Đoan Mục Thế Gia lực lượng, trải qua nửa tháng thời gian, cuối cùng là đem tình huống cơ bản kéo lên rồi quỹ đạo. Đại công tử Đoan Mục Phong đại khái mang đi Đoan Mục Thế Gia gần 4 thành đệ tử, đồng thời đủ loại pháp bảo vật tư cũng mang đi không ít, cũng may mắn Tam trưởng lão Đoan Mục Hùng chờ Đoan Mục Thế Gia trưởng lão cũng không có ủng hộ Đoan Mục Phong, mà là dẫn đầu Đoan Mục Thế Gia những cái này không nguyện ý bỏ qua cơ nghiệp các đệ tử cùng Đoan Mục Phong những người đeo đuổi kia tiến hành tranh đấu, bảo lưu lại đại bộ phận tài nguyên, bằng không mà nói lưu cho Đoan Mục Bạch chỉ sợ cũng càng là một cái cục diện rối rắm đoan mục mẫu thân ngươi không phải xuất từ lưu thủy thế ra sao vì cái gì không cho nàng giúp ngươi một chút trải qua mấy ngày nay tôn nộ không đối đoan mục thế ra tình huống cùng toàn bộ ma giới tình huống cũng có một cái đại khái hiểu do phát hiện sự tình không hề giống hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy ngạo thiên ma đế mục trần hiên muốn theo kế đô ma đế trong tay lấy lại công đạo tìm báo thù rửa hận cũng không phải là trực tiếp đánh đến tận cửa đi xông vào ma quang thành bên trong đem kế đô ma đế xử lý đơn giản như vậy kế đô ma đế đã đạt đến nửa bước ma thành cảnh giới so với ngạo thiên ma đế mục trần hiên mà nói hắn đạt tới cảnh giới này thời gian muốn lâu được nhiều mà lại ma giới bị thống trị nhiều năm như vậy, không ít tài nguyên đều tập trung vào trong tay. Theo Đoan Mục Bạch nói, kế đô ma đế ma cung sở tại Ma Quang Thành bên trong bị trong trong ngoài ngoài bố trí hơn vạn đạo trận pháp cấm chế, còn có rất nhiều cơ quan cạm bẫy các loại. Tại không có vạn toàn chuẩn bị tình huống phía dưới, nếu như tùy tiện vọt tới Ma Quang Thành đi lời nói, cho dù là Tôn Ngộ không có được có thể bài trừ thế gian hết thảy trận pháp kết giới phá hư thần nhãn, cũng rất khó cam đoan sẽ không lỗ, dù sao cái kia Ma Quang Thành thế nhưng là kế đô ma đế đại bản doanh, ai biết trong đó ngoại trừ trận pháp cấm chế, cơ quan cạm bẫy bên ngoài còn có hay không cái khác lợi hại chuẩn bị ở sau đoan mục phong mang đi đoan mục thế gia non nửa người cùng tài nguyên đối đoan mục thế gia ảnh hưởng không thể bảo là không lớn đoan mục bạch tại dạng này tình huống phía dưới tiếp nhận hóa thành nửa tháng thời gian mới đưa hết thể một lần nữa lý lên quỹ đạo nhưng ngắn thời gian bên trong chỉ sợ là không có cách nào để cho đoan mục thế gia khôi phục lại đỉnh phong trạng thái để cho ta nương hỗ trợ đoan mục bạch nợ nụ cười khổ ta cũng muốn a à. thế nhưng là mẹ ta cùng lưu thủy thế gia quan hệ luôn luôn cũng không tốt lưu thủy thế gia là sẽ không hỗ trợ vì cái gì tôn nộ không có chút kỳ quái hỏi đồng thời cũng có chút hiếu kỳ ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người cũng đưa ánh mắt về phía đoan mục bạch trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm bởi vì ta nương là không để ý người trong nhà phản đối gả cho ta phụ thần lúc ấy còn kém trực tiếp cùng lưu thủy thế gia trở mặt đây cũng là vì cái gì cha ta có lỗi với ta nương sau đó nàng lại như vậy thất vọng đem nguyên bản định cho ta cha đông hoàng trung cho phủ đuổi nguyên nhân căn bản nhất chương ba trăm bốn mươi bảy đi tới lưu thủy thế gia cầu viện đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia thân làm ma giới hai đại thế gia mặt ngoài mặc dù duy trì lấy hòa bình biểu tượng vụ trộm lại một mực tại tranh đấu tranh đoạt tài nguyên cùng nhân tài mở rộng riêng phần mình thế lực đều muốn đem đối phương chiếm đoạt cho nên lúc ban đầu đoàn mục bạch mẫu thân lưu thủy tư kỳ cùng đoàn mục tứ mến nhau thời điểm lưu thủy thế Gia người vẫn luôn mãnh liệt phản đối vì thế hai nhà thậm chí còn buộc phát quá nhiều lần quy mô nhỏ xung đột về sau lưu thủy tư kỳ không để ý người nhà phản đối theo lưu thủy thế Gia trộm đi đi ra cùng đoàn mục tứ thành hôn sinh con sinh hạ đoàn mục bạch vì thế lưu thủy thế Gia gia chủ chạy thủy vô ngân nổi trận lôi đình để cho thiếu gia chủ lưu thủy khúc thương cũng chính là lưu thủy tư kỳ ca ca mang người đại náo đoàn mục thế Gia, song phương bạo phát một trận quy mô không nhỏ xung đột từ đó về sau lưu thủy tư kỳ cùng lưu thủy thế gia quan hệ liền trở nên rất kém cỏi cơ hội không có cái gì lùi tới hiện tại đoan mục thế gia mới cũ gia chủ quá độ gia tộc nhân lực cùng vật lực cũng đều bị đại công tử đoan mục phong mang đi gần một nửa dẫn đến đoan mục thế gia nguyên khí đại thường đoan mục bạch thật sự là có chút sức đầu mẹ chắn nếu là có thể đạt được đến từ lưu thủy thế gia viện trợ lời nói ngược lại là có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục lại có thể lưu thủy tư kỳ cùng lưu thủy thế gia khẩn trương quan hệ lưu thủy thế gia có thể giúp đỡ mới là lạ mà lại quan trọng hơn là lưu thủy tư kỳ đã tại ba năm trước đây chết bệnh chuyện này đoan mục thế gia vẫn luôn là bí mà không phát sinh cũng không có thông chi lưu thủy thế gia lúc này để cho đoan mục bạch đi cầu lưu thủy thế gia hỗ trợ lưu thủy thế gia có thể nguyện ý nói không chừng biết rõ đoan mục thế gia tình huống thật sau đó lưu thủy thế gia sẽ còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt đoan mục thế gia tài nguyên cùng thế lực vậy coi như là càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lưu thủy thế gia hiện tại gia chủ là lưu thủy khúc thương sao nạo thiên ma đế mục trần hiên bỗng nhiên mở miệng hỏi không sai chính là lưu thủy khúc thương ma đế đại nhân ngài biết hắn đoan mục tứ có chút ngạc nhiên lưu thủy khúc thương là tại mười năm trước mới kế nhiệm lưu thủy thế gia vị trí gia chủ trước đó rất dài thời gian bên trong đều là cha chạy thủy vô ngân tại trưởng quản lưu thủy thế gia ngạo thiên ma đế mục trần hiên là thế nào biết rõ lưu thủy khúc thương hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên nhắc qua lưu thủy thế gia gia chủ a à? nhận biết đương nhiên nhận biết năm đó hắn cũng là bản tọa dưới trướng một thành viên kiêu tướng ngạo thiên ma đế mục trần hiên thở dài nói thiên ma đại chiến trận chiến cuối cùng thời điểm hắn vừa vận đến đột phá điểm mấu chốt bản tọa liền để cho hắn lưu tại ma giới bế quan đột phá không để cho hắn đi theo đi tới tầng giới cũng may mắn như thế bằng không hắn hiện tại chỉ sợ cũng cùng những người khác như vậy bật vô âm tín đi đây không phải là vừa vặn mục lao ca ngươi ra mặt lời nói lưu thủy khúc thương khẳng định lại đáp ứng trợ giúp đoan mục bạch ổn định thế cục muốn khôi phục nguyên khí liền không khó còn có thể để cho lưu thủy thế ra cùng một chỗ nổi loạn đối phó cái kia kế đô ma đế tôn nộ không ánh mắt sáng lên nói đúng a à, ta thế nào không nghĩ tới đoan mục bạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngạo thiên ma đế mục trần hiên khẩn thiết nói ma đế đại nhân chuyện này thật đúng là phải cần ngài ra mặt hỗ trợ mới được thôi được vì đối phó kế đô cái kia cầu tạp bản tọa liền theo ngươi đi gặp gặp cái kia lưu thủy khúc thương đi cũng không biết cái này đã từng thuộc hạng, hiện tại biến thành rằng gì nạo thiên ma đế mục trần hiên gật đầu nói ngự khí bên trong khá là thở dài nhớ năm đó vô luận là đoan mục tứ hay là lưu thủy khúc thương đều chỉ là trai trai tiểu tử bây giờ lại đều trở thành đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia, gia gia chủ chỉ là đoàn mục tứ đầu nhập vào cái kia kế đô ma đế mà lại chết cũng không quay về không biết cái kia lưu thủy khúc thương lại sẽ như thế nào ta lão tôn cùng các ngươi cùng đi để cho ngưu nhị ca cùng lục nhĩ lưu trong đoan mục thành hỗ trợ chỉnh đốn là được rồi tôn nộ không cười nói dù sao đều đã đi vào cái này ma giới muốn trở về tam giới cũng không phải một chốc liền có thể làm được còn không bằng đi theo đoàn một bạch ngạo thiên ma đế mục trần hiên đi lưu thủy thế ra đi một vòng đâu nói không chừng lại thu được càng nhiều tin tức tiên ma sau đại chiến ngạo thiên ma đế mục trần hiên bị phong ấn tại ngôi sao linh khí quan cầu bên trong ma giới thông hướng tam giới lượng giới thông đạo cũng bị cùng nhau phong ấn kế đô ma đế là mang theo ma giới các ma tộc theo một cái khác đầu lượng giới thông đạo lui về ma giới chỉ là đầu kia lưỡng giới thông đạo cùng hoa quả sơn khác biệt tại tam giới cùng ma giới lúc này địa điểm lối ra là không xác định cách mỗi mấy tháng thời gian liền sẽ biến hóa một lần mà lại loại biến hóa này hoàn toàn là ngẫu nhiên căn bản cũng không có cái gì quy luật có thể nói chỉ có thể dựa vào lặp đi lặp lại điều tra đến tìm kiếm cho tới bây giờ đoan mục thế gia đám tử đệ còn không có thám tính đến bất kỳ có quan hệ ma giới cùng tam giới lúc này lưỡng giới thông đạo tin tức đương nhiên cái này cũng cùng đoan mục thế gia hiện tại thế cục dung chuyển đại thương nguyên khí có quan hệ có thể phái đi ra tìm hiểu tin tức đệ tử đều phái đi ra nhưng vẫn là so với quá khứ muốn ít đi quá nhiều chuyện này đối với tìm hiểu lưỡng giới thông đạo tin tức cực kỳ bất lợi cho nên tôn ngộ không cũng mới sẽ như vậy cấp thiết muốn muốn để đoan mục thế gia thế cục ổn định lại dạng này liền có thể tiếp tục tuyển nhận ngoại môn đệ tử có càng nhiều nhân thủ đi tìm hiểu tin tức Lưu Thủy Thế gia cùng Đoan Mục Thế gia đặt song song ma giới hai đại thế gia, nó thế lực tất nhiên không tại Đoan Mục Thế gia phía dưới, so với Đoan Mục Thế gia đỉnh phong thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Nếu như là có có thể được Lưu Thủy Thế gia hỗ trợ, cái kia muốn tìm đến trở về tam giới lượng giới thông đạo, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh lên một mạng lớn. Ba ngày sau, Lưu Thủy Thế gia, vị Ương thành, Đoan Mục Bạch, hắn không tại Đoan Mục Thành vội vàng thu thập Đoan Mục Thế gia cục diện rồi dám chạy đến ta vị Ương thành tới làm gì? Lưu Thủy Thế gia gia chủ, Lưu Thủy khúc thương tại đại điện bên trong nghe được thủ hạ thị vệ bẩm báo, lông mày hơi nhíu lại, chán nở lại là tư kỳ nha đầu kia rốt cuộc biết sai rồi, để cho hắn tới tìm ta hỗ trợ. Cái kia đoan mục bạch là một người đến sao? Còn có hai người cùng hắn cùng một chỗ, bất quá xem ra không hề giống là tùy tùng, ngược lại là cái kia đoan mục bạch đối tùy hành hai người có chút khách khí. Đại tiểu thư không có trở về, không thấy được đại tiểu thư thân ảnh, hẳn là không tới. Gia chủ, đều đã nhiều năm như vậy, ngài nếu là tưởng niệm đại tiểu thư lời nói, trực tiếp cho đoan mục thế gia truyền câu nói, đại tiểu thư nàng khẳng định lại trở về. Nhiều chuyện. Lưu Thủy khúc thương bỗng nhiên vung lên ống tay áo, ta tự có tính toán, không cần ngươi đến nhiều lời. Đi đem đoan mục bạch ba người mời đến tiếp khách trong điện, ta sau đó liền đến. Vâng, gia chủ. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, đem tôn ngộ không, ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng đoan mục bạch ba người mời đến vị ương thành lưu thủy thế gia tiếp khách điện bên trong. Lưu thủy thế gia cùng đoan mục thế gia quan hệ mặc dù vụng trộm có chút khẩn trương, nhưng mặt ngoài hòa khí còn là giữ. Tôn ngộ không ba người đi vào tiếp khách điện sau đó, tự có người cho bọn hắn đầu dâng trà nước điểm tâm, để bọn hắn sau đó. Cái kia lưu thủy khúc thương dáng điệu thật đúng là không nhỏ. Đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, còn không thấy lưu thủy khúc thương hiện thân, tôn ngộ không bắt đầu hơi không kiên nhẫn bộ này giá đỡ không khỏi cũng quá lớn điểm khi bọn hắn thành cái gì rồi đại thánh đừng nội lại kiên nhẫn chờ một chút ta đoán chừng cứu cứu là nghĩ cái ta một hạ ma uy vô ý nhằm vào đại thánh cùng ma đế đại nhân tôn nộ không cái này một không thoải mái đoan mục bạch trong lòng chính là đột nhiên nhảy một cái vội vàng ra miệng khuyên đủ vị này đại thánh ra tính tình cũng không tốt như vậy nếu là nổi giận lên đem lưu thủy thế ra phá hủy cũng có thể vậy hắn coi như biến thành tới cửa đến khiêu khích cho dù là cho ngươi ra vai phủ đầu cũng không được tôn nộ không hừ lạnh một tiếng đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu hiện tại đoan mục bạch là ngạo thiên ma đế mục trần hiên thuộc hạ đoan mục thế gia đầu nhập vào ngạo thiên ma đế mục trần hiên có mục trần hiên cùng hắn tề thiên đại thánh ủng hộ điểm này ma giới bên trong hẳn là đã sớm truyền ra cái kia lưu thủy khúc thương thân làm lưu thủy thế gia gia chủ không có khả năng không có nhận được tin tức loại tình huống này cũng chỉ có một loại giải thích đó chính là lưu thủy khúc thương là cố ý về căn bản không có đem hắn tề thiên đại thánh tôn ngộ không cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên để vào mắt đây là có ý lãnh đạo thật có lôi thật có lỗi, để cho đoan mục gia chủ chờ lâu ngay tại tôn nộ không liền muốn nhịn không được nổi loạn thời điểm cười to một tiếng theo ngoài điện chuyển đến lưu thủy khúc thương theo cửa điện bên ngoài đi đến hướng về đoan mục bạch hơi hơi vừa chắp tay về sau ngồi xuống chủ vị bên trên nhìn về phía đoan mục bạch khẽ nợ nụ cười không biết đoan mục gia chủ quang lâm ta vị ương thành có gì muốn làm đây cứu cứu chúng ta cậu cháu lúc này nói chuyện cũng không cần khách khí như vậy đi ta lần này đến là cầu cứu cứu thi hành về thủ đoan mục bạch hơi nhịu nhữ mày hắn nghe lưu thủy khúc thương xưng hô hắn là đoan mục gia chủ tâm hạ chính là lộn bột một chút hắn cùng lưu thủy khúc thương thế nhưng là thân cậu cháu này lại khách điện bên trong giờ phút này cũng không có người bên ngoài theo đạo lý nói Lưu Thủy Khúc Thương hoàn toàn có thể gọi thẳng tên hắn, lộ ra còn càng thêm thân cận một chút, có thể Lưu Thủy Khúc Thương lại mở miệng một tiếng đoan mục gia chủ gọi hắn, rõ ràng không có ý định nhận hắn. Đoan mục gia chủ khách khí rồi, mẹ ngươi sớm đã bị ta Lưu Thủy thế gia xóa tên, người ta lúc này cũng không cần gọi thân thiết như vậy, gọi thẳng tên chính là, ngươi cứ nói đi đoan mục gia chủ. Lưu Thủy Khúc Thương hừ nhẹ lên, đoan mục bạch ý đồ đến hắn đã đoán được, trong bụng âm thầm cười lạnh, ngày bình thường không thấy đến đây, hiện tại đoan mục thế gia xảy ra lớn như vậy sự tình, gia chủ đổi chỗ, nhân lực vật lực lại bị đoan mục phong cho mang đi không ít, đoan mục bạch lúc này còn nhớ tới hắn tới không khỏi cũng quá biết tính toán đi đoan mục bạch thần sắc trì trệ sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm cứu cứu ngươi đến bây giờ cũng còn không chịu tha thứ mẹ ta sao tha thứ cái này có thể chưa nói tới ban đầu là chính nàng lựa chọn cha ngươi đoan mục tứ bây giờ đoan mục tứ chết rồi nàng mới nhớ tới ta người đại ca này đến coi ta là cái gì rồi lưu thủy khúc thương trong mắt lóe lên một đạo hàn mang muốn ta tha thứ nàng để cho chính nàng lần lưu thủy thế ra đến tình tội ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hy vọng nương có thể tự mình trở lại lưu thủy thế ra đến đáng tiếc nàng đã vĩnh viễn không có cơ hội này đoan mục tứ trong mắt đều là vẻ ảm đạm thở thật dài một cái nguyên bản không có gì biểu lộ lưu thủy khúc thương nghe được hắn câu nói này lập tức trong mắt bạo phát ra kinh người dị mang thân hình khẽ động vọt thẳng đến trước mặt hắn bắt lại bả vai hắn chất vấn ngươi nói cái gì mẹ ngươi thế nào vì cái gì vĩnh viễn không có trở về cơ hội chương ba trăm bốn mươi tám đừng có ngừng cứu cứu mẹ ta đã qua đời sớm tại ba năm trước đây liền bệnh qua đời là cha ta phong tỏa tin tức không cho các ngươi biết rõ đoan mục bạch trong mắt lóe lên một vệ vẻ bi thống mẹ hắn lưu thủy tư kỳ những năm gần đây thống khổ hắn đều nhìn ở trong mắt vì đoan mục thứ, mẹ hắn từ bỏ toàn bộ lưu thủy thế ra từ bỏ cha mẹ người thân một mình đi vào đoàn mục thế ra đi theo đoàn mục tứ cùng một chỗ phân đấu đổi lấy lại là đoàn mục tứ có mới nuôi cũ cái gọi là bi thương tại tâm chết lưu thủy tư kỳ tâm đã sớm chết tại đoàn mục bạch trưởng thành có nhất định năng lực tự vệ sau đó lưu thủy tư kỳ cuối cùng không chịu nổi tại ba năm trước đây luyện công tàu hỏa nhập ma mà chết nói là tàu hỏa nhập ma kỳ thật chính là mắc tâm bệnh sinh không thể luyến bằng không hảo hảo làm sao lại bỗng nhiên liền tàu hỏa nhập ma đoàn mục tứ thậm chí hoài nghi tới chính mình mẫu thân đến cùng phải hay không thật tàu hỏa nhập ma vẫn là bị người hãm hại chỉ là tất cả tin tức đều bị phụ thân đoàn một tứ phong tỏa hắn nửa điểm đều điều tra không đến sau cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này nói chuyện từ chết rồi dĩ nhiên là chết lưu thủy khúc thương hai mắt thất thần thần xác trên mặt sáng tối chập trờn lưu thủy tư kỳ dĩ nhiên là đã chết hơn ba năm hắn dĩ nhiên là không hề có một chút tin tức nào thu được đáng chết đoan mục tứ đáng chết đoan mục thế ra lưu thủy khúc thương đỏ ngầu cả mắt một cỗ bạo ngược chi khí theo trên thân bút hơi mà lên bắt lấy đoan mục bạch hai vai cánh tay đột nhiên tăng lực đem đoan mục bạch bóp đều thẳng lên Vung hắn ra ngay tại đoan mục bạch cả người đều muốn sủi lơ trên mặt đất thời điểm tốt nộ không động thân hình lóe lên đi tới lưu thủy khúc thương sau lưng đưa tay hướng về bắt lấy đoan mục bạch bả vai cánh tay bắt đi lên hung hăng nắm hỗn độn nguyên lực quán chú cánh tay đột nhiên phát lực người là ai lực lượng cường đại để cho lưu thủy khúc thương cảm giác được một cỗ kịch liệt đau đớn đem theo vô biên phẫn nộ bên trong kéo lại thế thiên đại thánh tôn nộ không tôn nộ không nhàn nhạt quét lưu thủy khúc thương lên mắt ngươi coi lấy ta lão tôn mặt như này làm vậy làm ta lão tôn chết sao tôn nộ không trên thân cũng không tản mát ra cái gì đặc biệt khí tức nhưng lại để cho lưu thủy khúc thương cảm giác được một loại thật sâu uy hiếp còn có một loại nói không nên lời vì cái gì run dày cảm giác Trực giác nói cho Lưu Thủy Khúc Thương, Tôn Ngộ không là cái nhân vật rất nguy hiểm. Tề Thiên Đại Thánh, ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh. Lưu Thủy Khúc Thương lông mày đột nhiên nhảy một cái, Tôn Ngộ không tên tuổi hai ngày này hắn nhưng là không ít nghe nói, trên đời không có không lọt gió tưởng, Tôn Ngộ không thi triển ra phá thiên lĩnh vực đem một đám ma tộc cao thủ tất cả đều diệt sát một tên cũng không để lại sự tình đã tại toàn bộ ma giới truyền ra đến, Tề Thiên Đại Thánh danh hào bây giờ tại ma giới bên trong tuyệt đối là không ai không biết không người không hay. Đây là Tôn Ngộ không phía trước tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong cùng Thiên Ma Long trận kia giao thủ không người biết được tình huống giới bằng không mà nói chỉ sợ uy danh sẽ ở ma giới bên trong càng thêm vang dội nếu biết ta lão tôn danh hảo còn dám tại ta lão tôn trước mặt độc thủ lưu thủy thế gia gia chủ lá gan quả nhiên không nhỏ à tôn nộ không cười lạnh liên tục hắn vốn là đối lưu thủy khúc thương chậm trễ bọn hắn lâu như vậy cảm thấy bất mãn hiện tại lưu thủy khúc thương dĩ nhiên là ngay trước hắn mặt xuống tay với đoan một bạch thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhịn tâm niệm vừa động tôn nộ không hỗn độn nguyên lực hóa thành từng cây lợi kiếm hướng về lưu thủy khúc thương cánh tay bên trong đâm đi vào lưu thủy khúc thương muốn thôi động nguyên lực trong cơ thể ngăn cản lại phát hiện nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn ngăn cản không nổi tôn ngộ không lực lượng xâm nhập thậm chí trực tiếp bị hỗn độn nguyên lực biến thành nhỏ bé lợi kiếm cho thốt vệ ngược lại lớn mạnh hỗn độn nguyên lực biến thành nhỏ bé lợi kiếm hướng về thể nội các nơi lâm tới a à. một cố khó mà chịu đựng kịch liệt đau nhức chuyển vào lưu thủy khúc thương não hải bên trong lưu thủy khúc thương không khỏi phát ra một tiếng hét thảm cảm giác tựa như toàn thân đang bị lăng trì đồng dạng không nên ngừng a à. lưu thủy khúc thương nguyên bản án lấy đoan mục bạch thủ trưởng lối lòng ra kịch liệt đau nhức phía dưới thảm âm thanh cầu xin tha thứ đến cùng là không nên dừng lại đâu hay là đừng có ngừng tôn nộ không nét miệng lên một vệ cười xấu xa nhìn xem lưu thủy khúc thương bộ này nhẹ rằng trận mắt thống khổ xin tha bộ dáng trong lòng hắn một cỗ oán khí giảm đi rất nhiều ngừng dừng lại a à. lưu thủy khúc thương đau đến mặt đều nhanh biến hình nơi nào còn có công phu đi so đo tôn nộ không trêu chọc lập tức theo sát lấy tiếp tục tê thanh nói ngươi nói dừng lại liền dừng lại ta lão tôn chẳng phải là cực kỳ mất mặt tôn nộ không chân mày cao lại nhìn về phía một bên đoan mục bạch đoan mục ngươi nói ta lão tôn là thả hay là không thả cái này đoan mục bạch có chút do dự vừa rồi lưu thủy khúc thương chế trụ hắn thời điểm hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình không để ý chút nào cậu cháu thân tình, để cho trong lòng của hắn rất là tức giận, bất quá hắn cũng có thể lý giải, có lẽ chính là bởi vì Lưu Thủy Khúc Thương cùng Mâu Thân Lưu Thủy Tư Kỳ lúc này tình cảm quá sâu, cho nên chợt vừa nghe đến Mâu Thân bỏ mình tin tức mới có thể kích động như thế nổi giận, từ điểm đó xem cũng là không phải là không thể tha thứ. Đại thánh, hay là buông hắn ra đi, hắn dù sao cũng là ta cứu cứu." Đoan Mục Bạch thở dài nói, nghe vào tựa hồ cực kỳ coi trọng cùng Lưu Thủy Khúc Thương lúc này cậu cháu thân tình, nhưng Tôn Ngộ Không đối gia hỏa này tính tình đã có không tận giải, gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ sở dĩ nói như vậy chỉ là vì tại lưu thủy khúc thương trước mặt bán cái tốt thuận tiện một hồi xin giúp đỡ sự tình vậy được rồi xem ở đoan mục mặt mũi ta lão tôn liền tha cho hắn một lần nguyên bản tôn ngộ không hỏi đoan mục bạch chính là định đưa một cái nhân tình cho đoan mục bạch đương nhiên sẽ không phản đối lập tức nhẹ gật đầu thu hồi đặt tại lưu thủy khúc thương cánh tay bên trên thủ trưởng lưu thủy khúc thương lập tức liền rơi xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ cái này tề thiên đại thánh tôn ngộ không đến cùng là đem cái dạng gì năng lượng đánh vào trong cơ thể hắn Dĩ nhiên là để cho hắn không có chút nào năng lực chống cự. Tốt xấu hắn cũng đã đạt đến chuẩn thánh tu vi, nhìn qua cùng Tôn Ngộ Không tu vi cũng không có cái gì trích lệnh, vậy mà lại dạng này không chịu nổi một kích. Lưu Thủy Khúc Thương trong bụng âm thầm kinh hãi, âm thầm vận công điều tức một hồi lâu, lúc này mới đem Tôn Ngộ Không đánh vào trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực bức cho ra ngoài, có thể thật to nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt càng thêm sợ hãi. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Một đám Lưu Thủy Thế gia bọn thị vệ vọt vào đại điện bên trong, khí thế hùng hổ nộ lấy Tôn Ngộ Không ba người, chỉ cần Lưu Thủy Khúc Thương ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ hướng về tôn ngộ không ba người phát động vây công không có việc gì các ngươi lui ra đi lưu thủy khúc thương khoát tay áo ngay cả hắn đều bị tôn nộ không cho một chiêu chế trụ không hề có lực hoàn thủ đoan một thế ra những thị vệ này các làm sao có thể là tôn nộ không đối thủ nếu thật là đánh nhau lời nói chọc giận cái con khỉ này chỉ sợ đoan một thế ra mấy cái này cao thủ cũng sẽ giống tại long nguyên thành những cái kia ma tộc cao thủ như vậy tất cả đều bị đánh cho hình thần câu diệt vĩnh viễn không siêu sinh Ngươi cái tên này ngược lại là rất thất thời sớm một chút dạng này không được sao sao tôn nộ không khẽ nợ nụ cười hắn xác thực không sợ lưu thủy thế ra những đệ tử kia những tên kia hắn thấy đều cùng sâu kiến không sai bị lắm lấy bọn giá hỏa này con kiến hôi thực lực tôn nộ không căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt nếu thật là đánh lời nói chỉ sợ những người này chịu không được hắn một chiêu cái này lưu thủy khúc thương phán đoán ngược lại là rất chuẩn đại thánh ngươi chạy đến ta lưu thủy thế ra đến không phải là vì đến thay đoan một bạch ra mà sao nói thẳng đi ngươi đến cùng muốn cái gì lấy tôn ngộ không loại này biến thái thực lực lưu thủy khúc thương thật sự là có chút hiếu kỳ đến cùng muốn từ lưu thủy thế ra thu hoạch được thứ gì ta lão tôn là theo chân đoan Mục bạch tiểu từ này cùng đi đương nhiên là đến ủng hộ hắn, tôn nộ không hướng về đoan mục bạch chép miệng nói, nhưng chợt lại bổ sung một câu, đương nhiên ta lão tôn sát thực cũng có kiện sự tình muốn van các ngươi lưu thủy thế gia, chờ ngươi đáp ứng tương trợ đoan mục bạch ổn định thế cục lại nói, việc này ta chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì a. À? lưu thủy khúc thương nhìn đoan mục bạch liếc mắt, ánh mắt chuyển động nói, nói thật hắn cũng không muốn trợ giúp đoan mục bạch, tuy nói đoan mục bạch là hắn cháu ruột, nhưng khi đó chính là bởi vì đoan mục bạch phụ thân đoan một tứ, hắn thương yêu nhất tiểu muội lưu thủy tư kỳ mới có thể cùng gia tộc bất hòa, qua nhiều năm như vậy đều không cùng lưu thủy thế gia liên lạc qua, những này còn chưa tính mấu chốt là lưu thủy tư kỳ sớm tại ba năm trước đây liền đã mất đi bọn hắn lưu thủy thế Gia nhưng không có thu được nửa điểm phong thành đoan mục thế Gia đem tin tức phong tỏa đến cũng quá nghiêm mật đây tuyệt đối là cố ý chính là không muốn để cho hắn biết rõ lưu thủy tư kỳ tin tức nghĩ đến đây mà lưu thủy khúc thương đã cảm thấy tim đồ đắc hoảng thế nào sẽ còn muốn đi trợ giúp đoan mục bạch bọn hắn giúp không được gì tôn nộ không cười xấu xa lên hư lạnh một tiếng nói theo ta lão tôn xem ngươi là không muốn giúp sao chỉ là trợ giúp đoan mục bạch khống chế tốt thế cục để cho đoan mục thế gia lần nữa khôi phục tới chuyện này với các ngươi lưu thủy thế gia Đối ngươi Lưu Thủy Khúc Thương mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì, không phải sao? Cái này, tốt, đừng tìm việc cớ, liền một câu, ngươi đến cùng giúp hay là không giúp? Tôn Ngộ Không hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy Lưu Thủy Khúc Thương lời nói, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lưu Thủy Khúc Thương, nếu là gia hỏa này còn dám cự tuyệt, vậy hắn cũng sẽ không giống vừa rồi như thế đối đơn giản như vậy liền bỏ qua. Lưu Thủy Khúc Thương trong mắt lóe lên một vệt nội ý, hắn dù sao cũng là Lưu Thủy Thế gia gia chủ, bị người tại nhà mình địa bàn bên trên như thế uy hiếp, thật sự là một loại vô cùng nhã, nếu không biết rõ cùng Tôn Ngộ Không lúc này thực lực tồn tại trên lệch thật lớn cho dù là đem hết toàn lực cũng không phải là tôn ngộ không đối thủ lời nói hắn đã sớm bạo phát đáp ứng hay là không đáp ứng lưu thủy khúc thương lâm vào xoắn suýt bên trong lưu thủy còn nhớ rõ bản tòa sao một mực lẳng lặng ngồi ở một bên thưởng thức tràng ngạo thiên ma đế mục trần hiên ngẩng đầu lên lưu thủy khúc thương lúc này mới chú ý tới vị này hất lên màu đen áo khoác đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong thủy tùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên là cố ý mặc như vậy chính là không muốn để cho người đem hắn cho nhận ra nguyên bản hắn còn muốn để cho tôn ngộ không cũng ăn mặc như vậy điệu thấp một chút bất quá bị tôn ngộ không cự tuyệt như thế giấu đầu lộ đôi sự tình tôn ngộ không nhưng làm không được chương ba trăm bốn mươi chín phản đối toàn diện xử lý ngươi là ngạo thiên ma đế đại nhân lưu thủy khúc thương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên thủ hạ hiệu lực nhiều năm như vậy hắn đối ngạo thiên ma đế mục trần hiên khí tức thế nhưng là rất tin tưởng dung mạo tu vi có thể giả mạo cái này đặc biệt khí tức là tuyệt đối giả mạo không được ngạo thiên ma đế mục trần hiên quả nhiên trở về ma giới nghe đồn cũng không phải đều là giả rất tốt xem ra ngươi còn không có đem bản tọa đem quên đi ngạo thiên ma đế mục trần hiên gật đầu nói lưu thủy bản tọa lần này trở lại ma giới chính là tìm đến kế đô cái kia hôn đản báo thủ nếu không phải hắn bản tọa cũng sẽ không bị phong ấn tại tam giới lâu như vậy kém chút thân tử đạo tiêu nếu không ngộ không huynh đệ cứu rút ngươi chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại bản tọa đoan mục bạch đã dẫn đầu đoan mục thế ra đầu nhập vào bản tọa hiện tại liền xem lưu thủy ngươi thái độ ngươi còn nguyện ý đi theo bản tọa sao nguyện ý hay là không muốn đó là cái vấn đề thân làm ngạo thiên ma đế mục trần hiên đã từng thuộc hạ bây giờ chủ cũ trở về một lần nữa đi theo tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tỉnh theo nói căn bản là không có cái gì tốt muốn có thể sự tỉnh thật như vậy đơn giản sao lưu thủy khúc thương rơi vào trầm tư bên trong hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia đi theo ngạo thiên ma đế bên người tiểu tử hiện tại hắn là toàn bộ lưu thủy thế gia gia chủ hắn bất kỳ quyết định gì đều quan hệ lưu thủy thế gia tương lai thật muốn đem lưu thủy thế gia hưng suy vinh lục cột vào ngạo thiên ma đế mục trần hiên đầu này không biết có thể mở bao lâu trên thuyền sao ngạo thiên ma đế mục trần hiên lông mày cũng nhớ lại quả nhiên là thế sự biến thiên thời thế thay đổi năm đó chỉ nghe lệnh hắn tiểu tùy tùng bây giờ trở thành lưu thủy thế gia gia chủ tu vi cũng đến chuẩn thánh cảnh giới đối với hắn đã không phải là năm đó loại kia nói gì nghe nấy cam nguyện chịu chết thái độ lưu thủy khúc thương đang do dự tại cân nhắc lợi hại để cho ngạo thiên ma đế mục trần hiên cảm giác được một loại cảm giác mất mát nằm nấm bóp chăm chú hắn ngạo thiên ma đế uy danh tại ma giới thật đã vô dụng rồi sao mục lão ca xem ra người ta cũng không muốn đầu nhập vào người a tôn nộ không nợ nụ cười lạnh hay là giao cho ta lão tôn đến giải quyết được rồi một người không quy hàng liền giết một cái đổi những người khác đều không quy hàng cái kia liền giết tới quy hàng mới thôi tôn nộ không trên thân dâng lên một cỗ băng lanh sắc ý tay phải bên trên hỗn độn nguyên lực tỏ khắp lưu thủy khúc thương không hoài nghi chút nào hắn chỉ cần không đáp ứng tôn nộ không liền sẽ lập tức hạ sát thủ không đáp ứng liền là chết lưu thủy khúc thương rất rõ ràng đừng nhìn đều là chuẩn thánh tu vi hắn tuyệt đối không phải tôn ngộ không đối thủ đang muốn đánh nhau chỉ sợ hắn ngay cả tôn ngộ không hai chiêu đều không tiếp nổi tôn ngộ không thái độ đã rất rõ ràng hắn không quan tâm là ai quy hàng chỉ cần có một người có thể đại biểu lưu thủy thế gia quy hàng là được rồi người này có thể là lưu thủy khúc thương cũng có thể là lưu thủy thế gia bất luận kẻ nào chỉ cần phản đối toàn diện xử lý trên một điểm này lưu thủy khúc thương không có chút nào hoài nghi tôn nộ không tuyệt đối có thực lực này tất nhiên chính mình có đáp ứng hay không đều không cải biến được lưu thủy thế gia cũng bị vào ngạo thiên ma đế mục trần hiên dưới trướng kết quả cái kia còn có cái gì tốt do dự ta lưu thủy thế gia gia chủ lưu thủy khúc thương đại biểu lưu thủy thế gia quy thuận ngạo thiên ma đế đại nhân sau đó duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó sông pha khói lửa không chối tử như làm trái lưng nguyện vọng tụ ma lôi oanh thể chi kiếp quyết tâm liều mạng lưu thủy khúc thương hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên quỳ xuống lạy tuyên thệ thuần phục lời thề loại vật này đối với người bình thường có lẽ không có gì lực bó buộc nhưng đối tu luyện có thành tựu thế hệ mà nói lại là không dung trái với một khi trái với thiên đạo tất nhiên sẽ để cho lời thề ứng nghiệm rất tốt Ngạo thiên ma đế mục trần hiên sắc mặt hòa hoan xuống tới tuy nói lưu thủy khúc thương quy thuận có tôn ngộ không uy hiếp nhân tố ở bên trong nhưng bất kể nói thế nào quy thuận thái độ hay là cực kỳ kiên quyết ngay cả loại này ma huyết lời thề đều phát cùng ngoài miệng nói một chút thái độ hoàn toàn khác biệt ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng liền có thể yên tâm đoan mục thế gia hiện tại chính là thế cục dung chuyện bất ổn thời điểm dựa vào đoan mục bạch lực lượng muốn tất cả đều sắp xếp như ý phải cần không ít thời gian bản tọa đợi không được lâu như vậy lưu thủy ngươi mau chóng đem lưu thủy thế ra trên giới nắm giữ tốt phái người trợ đoan mục bạch ổn định đoan mục thế ra thế lực chậm nhất sau ba tháng bản tọa muốn các ngươi hợp lực binh phát sinh ma quan thành lần này bản tọa nhất định phải hướng kế đô tên cầu tặc kia hảo hảo đòi lại năm đó cũng nợ thuộc hạ tuân mệnh gia chủ lưu thủy khúc thương dẫn đầu lưu thủy thế gia đầu nhập ngạo thiên ma đế mục trần hiên dưới trướng tin tức rất nhanh tại toàn bộ lưu thủy thế gia tuyên dương ra một đám trưởng lão cùng mỗi loại chủ phòng sự tình bị lưu thủy khúc thương triệu tập đến phòng nghị sự bên trong đem quyết định này chính thức truyền đạt xuống dưới đám người nhao nhao nghị luận nghe nói là nghe nói xác định là xác định bây giờ lưu thủy khúc thương đặc biệt tại gia tộc này phòng nghị sự bên trong tuyên bố tin tức này vậy chuyện này chẳng khác nào là thiếp ván đã đóng thuyền gia chủ bây giờ chính là phong vân biến ảo thời điểm cái tiêu ngạo thiên ma đế cùng kế đô ma đế lúc này nhất định có một trận đại chiến chúng ta lưu thủy thế gia nhanh như vậy liền xếp hàng tựa hồ không quá thỏa đáng sao vạn nhất kế đô ma đế chiến thắng chúng ta lưu thủy thế gia tất nhiên sẽ gặp thanh toán đến lúc đó tổ tiên thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp coi như giữ không được đúng vợ ơ chủ thượng việc này lớn không thể khinh xuất a tuyệt đại đa số đoan mục thế gia trưởng lao cùng chủ sự các đều đối lưu thủy khúc thương quyết định không có dị nghị lưu thủy khúc thương vị gia chủ này tại lưu thủy thế gia uy tín vẫn còn rất cao nhưng rừng lớn cái gì chim đều có tự nhiên cũng sẽ có không hài hòa thanh âm cũng tỉ như từ trước đến nay lưu thủy khúc thương tranh đoạt vị trí gia chủ lưu thủy khúc dương ngự khí chính là âm dương quái khí thủ hạ cũng là nhao nhao mở miệng hát đệm gọi là một cái tận tình khuyên bảo nghĩa chính ngôn tử tựa như lưu thủy khúc thương làm quyết định này sau đó lưu thủy thế gia lập tức liền muốn tiêu vong đồng dạng sở dĩ nói các ngươi không đồng ý bản gia chủ quyết định lưu thủy khúc thương ánh mắt lạnh lùng quét về lưu thủy khúc dương cùng thủ hạ một đám thành viên trong lòng âm thầm cười lạnh ngày bình thường trở ngại tình cảm huynh đệ lưu thủy khúc dương thủ hạ thế lực cũng không nhỏ hắn một mực không nhúc nhích lưu thủy khúc dương nhất mạch nhưng loại thời điểm này lưu thủy khúc dương cũng dám nhảy ra làm trái lại vậy coi như là chính mình muốn chết chính xác quyết định chúng ta đương nhiên lại nghe theo nhưng nếu là gia chủ ngươi làm ra sai lầm quyết định chúng ta tự nhiên cũng có bình định lập lại trật tự nghĩa vụ lưu thủy khúc dương âm thanh lạnh lùng nói khoe miệng ôm lấy một vệt nhe răng cười ngày bình thường không động được ngươi lưu thủy khúc thương bây giờ lại là cơ hội tốt nhất ngươi muốn đầu nhập vào cái tiêng ngạo thiên ma đế mục trần hiên chúng ta liền cùng ngươi nối nghịch xem ngươi gia chủ này chi vị còn có thể hay không tiếp tục làm tiếp tốt một cái bình định lập lại trật tự khẩu khí thật là lớn lưu thủy khúc thương còn chưa mở miệng nói chuyện một tiếng tràn đầy băng lanh ý trào phúng cười to ở đại sảnh bên trong vang lên người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ cút ra đây cho ta lưu thủy khúc dương nổi giận sầm mặt lại gầm nhẹ Cổn. cười lạnh một tiếng vang lên Lưu Thủy Khúc Dương bên người bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn màu và nóng, một tay lấy hắn chộp vào trong lực, sau một khắc, một bóng người tại Lưu Thủy Khúc Thương bên cạnh hiện ra, chính là Tôn Ngộ Không, thủ trưởng bên trên có điểm điểm kim quang lấp lánh, cùng bắt lấy Lưu Thủy Khúc Dương bàn tay lớn màu vàng nóng kêu gọi lẫn nhau, đây là phá thiên lĩnh vực lực lượng một loại diệu dụng, Tôn Ngộ Không cũng là gần nhất mới lĩnh ngộ. Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao cái của pháp? Tôn Ngộ Không thủ trưởng hơi hơi dùng sức, bàn tay lớn màu vàng nóng liền bỗng nhiên rút vào, đem Lưu Thủy Khúc Dương bóp kêu thảm lên, thấy một đám lưu thủy thế ra tử đệ nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu Thủy Khúc Dương cũng là ma đế cảnh giới cường giả mặc dù là vừa mới đột phá không lâu so với lưu thủy khúc thương đến yếu nhược một chút nhưng cũng không trở thành bị ai cứ như vậy cho nắm ở trong tay a à, liền mảy may năng lực phản kháng đều không có cái này chuyện này quá đáng sợ lĩnh vực lực lượng đây là lĩnh vực lực lượng người là ai có cao thủ nhận ra tôn ngộ không cái kia kim sắc đại thủ lực lượng nơi phát ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên sợ hãi ta lão tôn đi không đổi tên ngồi không đổi họ thế thiên đại thánh tôn ngộ không là vậy gia chủ của các ngươi chính là bái nhập ta lão tôn huynh đệ ngạo thiên ma đế mục trần hiên dưới trướng ta lão tôn hôm nay ngược lại là rất muốn nhìn một chút mới vừa nói muốn bình định lập lại trật tự mấy cái kia các ngươi phải làm sao bình định lập lại trật tự tôn ngộ không cười ngạo nghễ như ý kim cô bổng theo trong thai tự bay đi phóng đại ẩm vàng bỗng nhiên tại mặt đất bên trên lập tức toàn bộ phòng nghị sự đều lắc lư một cỗ sóng súng kích huyết tán mà ra để cho đám người tất cả đều một trận thân hình bất ổn thực lực tu vi kém một chút thậm chí tất cả đều một cái mông ngồi trên mặt đất một côn chi uy cách biệt một trời đây là như ý kim cô bổng tự hành ngừng lại tôn ngộ không cũng không có xuất thủ bằng không chỉ sợ cái này phòng nghị sự đều muốn chân cái sụp đổ t lại là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm phía trước phụ họa lưu thủy khúc dương kêu gào những cái này lưu thủy thế ra các quản sự lần này tất cả đều câm như hến ngay cả cái rắm cũng không dám để không nhìn thấy ngay cả lưu thủy khúc dương đều bị tôn ngộ không lĩnh vực lực lượng biến thành bàn tay lớn màu vàng nóng giống bóp con gà con đồng dạng bóp vô pháp động đại sao bọn hắn những người này thế nào còn dám làm cản tại sao không nói chuyện không phải mới vừa từng cái kêu gào đến rất lợi hại sao tôn ngộ không lạnh lùng quét đám người lên mắt đứng ngạo nghệ đám người bên trong như là tiên vương quan sát thế gian phạm tục có một loại nghiêm nghị tại thượng cảm giác thấy lưu thủy khúc thương trong bụng rất là rung động xem ra tôn ngộ không phía trước uy hiếp hắn lúc sau đã là hạ thủ lưu tình không cùng trước mắt một màn này so sánh vậy căn bản coi như không lên là uy hiếp chỉ có thể nói là trần thuật một sự thật một cái cảnh cáo đây mới thực sự là uy hiếp đem người bóp trong lòng bàn tay tiến hành uy hiếp đại đại thánh tha mạng tha mạng a ta ta nói hiệu nói vợ ta không che đậy miệng đại thánh ngài coi như ta là tại đành dám không ngài coi như ta là cái dám đem ta đem thả đi lưu thủy khúc dương cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức hàn dọn cầu khẩn Lĩnh vực lực lượng là ma thánh cấp cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, Tôn Ngộ không vậy mà tại ma đế cấp liền nắm giữ, cái này còn thế nào phản kháng? Chớ nhìn hắn đột phá đến chuẩn thánh cũng chính là ma đế cấp tu vi, cùng lĩnh vực lực lượng so sánh đó chính là thứ cặn bã a. Chương 350, binh phát ma quân thành. Lưu Thủy gia chủ, người thấy thế nào? Ta lão Tôn muốn thả hắn sao? Tôn Ngộ không đưa ánh mắt về phía Lưu Thủy Khúc thương, cái này Lưu Thủy Khúc Dương là cùng Lưu Thủy Khúc thương đối nghịch, xử trí như thế nào tốt nhất từ Lưu Thủy Khúc thương đến quyết định, Tôn Ngộ không đây coi như là cho Lưu Thủy Khúc thương bán một cái nhân tình đi cũng thuận tiện nhìn xem gia hỏa này đến cùng lại lựa chọn thế nào, là để Lưu Thủy Khúc Dương một ngựa thu mua lòng người đâu, hay là trực tiếp hạ sát thủ chấm dứt hậu họa. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Lưu Thủy Khúc Thương lông mày hơi nhíu lại, do dự chốc lát sau đó hạ quyết định, hướng về trưởng lão đoàn nhìn lướt qua quát hỏi: "Gia chủ, chấp pháp trưởng lão Lưu Thủy Phá Quân theo trưởng lão đoàn bên trong đi ra, hướng về Lưu Thủy Khúc Thương hành lễ. Chấp pháp trưởng lão, không tuân theo gia chủ hiệu lệnh, công khai phản loạn phải bị tội gì?" "Cái này?" Chấp pháp trưởng lão Lưu Thủy Phá Quân biến sắc, Lưu Thủy Khúc Thương lời này đủ hung ác à, trực tiếp cho Lưu Thủy Khúc Dương định cái công khai phản loạn tội danh cái này tại lưu thủy thế ra thế nhưng là chết trăm lần không đủ tội chết ta thế nào chấp pháp trưởng lão ngay cả ta lưu thủy ra ra quy điều lệnh cũng không nhớ rõ lưu thủy khúc thương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang tập trung vào chấp pháp trưởng lão lưu thủy phá quân lưu thủy phá quân trong bụng không khỏi phát lệnh cảm giác tựa như là bị một đầu rắn độc cho tập trung vào trong lòng điểm này do dự lập tức liền bỏ đi cất cao giọng nói hồi gia chủ dựa theo gia quy điều lệnh điều thứ ba phản tộc chi tội tội tại không tha xử lấy cực hình cảnh cáo đều nghe được sao phản tộc chi tội tội tại không tha đem xử lấy cực hình lưu thủy khúc thương quét một đám đoan mục thế ra đám tử đệ lên mắt hướng về tôn ngộ không chắp tay nói đại thánh làm phiền cái này lưu thủy khúc thương làm việc đủ hung ác ca tôn ngộ không trong mắt lóe lên một đạo tinh mang hắn còn tưởng rằng lưu thủy khúc thương sẽ bỏ qua lưu thủy khúc dương đâu không nghĩ tới dĩ nhiên là chọn giết không tha bất quá cũng tốt quá mức lòng dạ đàn bà người là khó xử đại dụng cái này lưu thủy khúc thương ngược lại là cái vai trò lưu thủy khúc thương ngươi trời giết này hốt đản ngươi đây là công báo tư thủ ta lưu thủy khúc dương chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi lưu thủy khúc dương nghe xong lưu thủy khúc thương cùng chấp pháp trưởng lão lưu thủy phá quân lúc này đối thoại sắc mặt liền thay đổi biết rõ lưu thủy khúc thương là dự định thừa cơ hội này xử lý hắn lập tức hàn giọng rồng lớn sắp chết đến nơi còn như thế nói nhiều thật sự là ồn ào muốn làm quỷ vậy cũng phải ta lão tôn cho ngươi cơ hội này tôn nộ không không kiên nhẫn khẽ hừ một tiếng một đoàn màu hỗn độn hỏa diễm đột nhiên theo bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong sông ra là hỗn độn chi hỏa lưu thủy khúc dương chỗ nào ngăn cản được hỗn độn chi hỏa thiêu đốt tiếng đeo thảm thiết vang lên thân thể cấp tốc hòa tan ra theo bàn tay lớn màu vàng nóng hung hăng bóp cả người trực tiếp bị bóp thành một mịn tại hỗn độn chi hỏa bên trong bị đốt thành hư vô đừng nói hôn phách nửa điểm cặn bát đều không thể còn dư lại hình thần câu diệt vĩnh viễn không siêu sinh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên lần nữa nhất là lưu thủy khúc dương những cái này thủ hạ càng là sắc mặt trắng bệnh phía sau lưng bên trên mồ hôi như là da tương đồng dạng chạy ra đem toàn bộ phía sau lưng đều cho thẩm thấu ma đế cấp cứng giả dạ. lưu thủy thế ra thực lực số một số hai đại trưởng lão lưu thủy khúc dương tại tôn ngộ không trong tay liền như là sâu kiến đồng dạng không có chút nào năng lực chống cự cứ như vậy nhẹ nhõm bị bóp thành bột mịn đốt thành hư vô vị này tề thiên đại thánh thực lực so nghe đồn bên trong còn muốn càng khủng bố hơn tốt bây giờ còn có người đối bản gia chủ quyết định có dị nghị sao lưu thủy khúc thương nhìn đám người lên mắt thản nhiên nói gia chủ anh minh cần tuân gia chủ hiệu lệ có lưu thủy khúc dương kết quả bi thảm bày ở chỗ ấy ai còn dám có nửa điểm lời hắn giận từng cái tất cả đều liên tục không ngừng biểu trung tâm tuân ngộ không nhẹ nhàng vô vô tay chuyện này xong rồi trải qua phòng nghị sự giết gà dọa khỉ một trận vợ kịch sau đó toàn bộ lưu thủy thế gia các tộc nhân rất nhanh liền đều tiếp nhận lưu thủy thế gia đầu nhập ngạo thiên ma đế mục trần hiên sự thật này lưu thủy khúc thương vận dụng lưu thủy thế gia lực lượng trợ giúp đoan mục bạch ổn định dung chuyển đoan mục thế gia đem những cái này nguyên bản ngao ngoe muốn động thế lực khắp nơi một lần nữa ép xuống đoan mục thế gia hết thể một lần nữa đi lên rồi quỹ đạo theo gia chủ đội chỗ đại công tử đoan mục phong mang theo người mang theo vật mà đi gây nên phong ba bên trong thoát thân mà ra khôi phục bình thường nguyên bản bởi vì bị đoan mục phong mang đi non nửa đoan mục thế gia tử đệ mà có vẻ hơi không đủ nhân thủ tại một lần nữa thu người sau bổ sung chỉ dùng hai tháng thời gian toàn bộ đoan mục thế gia liền khôi phục nguyên khí các phương diện tựa hồ cũng khôi phục được trước gia chủ đoan mục tứ bỏ mình phía trước trạng thái, trạng nguy cơ này xem như vượt qua. nguy cơ kết thúc, sự tình bước lên quỹ đạo, ngạo thiên ma đế mục trần hiên sở định hạ ba tháng kỳ hạn cũng sắp đến. theo ngạo thiên ma đế mục trần hiên ra lệnh một tiếng, đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia hai đại thế gia đồng thời nổi loạn, hướng về kế đô ma đế thống trị khu vực phát động tấn công mạnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đặt xuống vài tòa thành trì, mà tôn ngộ không thì là cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên, lưu ma vương, lục nhĩ mi hầu mấy người cùng một chỗ. theo đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia chủ lực đại quân lái đến kế đô ma đế đại bản doanh ma quang thành trước kế đô đi ra gặp ta đại quân sắp xếp thành chiến trận tại ma quang thành phía trước gặp ra ngạo thiên ma đế mục trần hiên giá vân mà bay đến đến so cửa thành hơi cao giữa không trung bên trong hướng về ma quang thành bên trong quá to cường hoành sóng âm lấy mắt thưởng có thể thấy được phương thức hướng về ma quang thành bên trong truyền vào đi truyền vào kế đô ma đế trong hai là ngạo thiên ma đế hắn rốt cuộc đã đến kế đô ma đế trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nhướng mày đứng lên đến hướng về bên cạnh bọn thuộc hạ vung tay lên nhanh chân hướng về đại điện bên ngoài đi đến đi theo bản tọa đi gặp cái kia ngạo thiên ma đế nhìn hắn đến cùng còn thừa lại bao nhiêu năm đó năng lực đi vào ma quang thành cửa thành bên trên kế đô ma đế liếc mắt liền thấy được phiêu phủ ở giữa không trung bên trong ngạo thiên ma đế mục trần hiên ánh mắt tại trên thân tinh tế quét qua lập tức con ngươi đột nhiên co dù lại nửa bước ma thánh ngạo thiên ma đế mục trần hiên dĩ nhiên là cũng đạt tới nửa bước ma thánh cảnh giới so với hắn không kém chút nào lão gia hỏa này không phải bị phong ấn ở tam giới ngôi sao linh khí quang cầu bên trong rồi sao lấy hắn năng lực căn bản không có khả năng tránh ra khỏi ngôi sao linh khí quang cầu trói buộc tu vi sẽ chỉ ở bị phong ấn thời gian bên trong trở nên càng ngày càng yếu thế nào ngược lại so với quá khứ còn lợi hại hơn kế đô ma đế trong bụng trầm xuống nạo thiên ma đế mục trần hiên chỉ sợ là có kỳ ngộ gì bằng không không có khả năng tu vì không hàng phạt thêm cái này không hợp với lẽ thường kế đô nạo thiên ma đế mục trần hiên cũng nhìn thấy đầu tường bên trên xuất hiện kế đô ma đế lập tức trong mắt bắn ra thâm trầm hận ý có câu nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nạo thiên ma đế mục trần hiên tâm tâm niệm niệm muốn tìm kế đô ma đế báo thù suy nghĩ nhiều năm như vậy cuối cùng nhìn thấy kế đô ma đế trong lòng cái này nhiều năm qua oán giận không thể tìm được trong tay quang hoa lóe lên phương thiên họa kích xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong một tiếng ngựa mặt lên trời gào to trực tiếp hướng về chỗ cửa thành liền muốn xông đi lên. Mục Lao Ca đừng xúc động, hô to một tiếng, kim quang lóe lên, tôn nộ không thân hình tại ngạo thiên ma đế mục Trần Hiên bên cạnh thoáng hiện mà ra, đem ngăn lại. Mục Lao Ca, cái này ma quang thành tường thành bên ngoài có rất mạnh kết giới, ngươi như thế xông đi lên ăn thì thòi. Tôn nộ không đã thành thói quen đem phá hư thần nhãn một mực mở ra, nguyên lai là bảo trì tại giai đoạn thứ nhất, đột phá đến chuẩn thánh sau đó phát hiện đã có thể ổn định tại giai đoạn thứ hai, liền như thế một mực giữ vững xuống tới. Vừa rồi vừa đến ma quang thành trước hắn liền nhìn ra ma quang thành bên ngoài kết giới toàn bộ ma quang thành đều bị một cái cực lớn trận pháp kết giới bao phủ ở bên trong đại trận là theo ma quang thành lòng đất long mạch bên trong rút ra địa mạch linh khí để duy trì vận chuyển cùng hoa quả sơn hộ sơn đại trận cực kỳ giống nhau cực kỳ hiển nhiên kế đô ma đế tại cái này mà quang thành cũng xuống không ít công phu ngạo thiên ma đế mục trần hiên vốn là chỉ là hoán giận công tâm nhất thời đã mất đi lý trí bị tôn ngộ không như thế một lời khuyên lập tức bình tĩnh lại khi sâu một hơi đem lửa giận trong lòng ép xuống hướng về tôn ngộ không nói lời cảm tạ nói ngộ không huynh đệ đa tạ giữa chúng ta còn cần đến nói xong tạ từ ngữ sao tôn ngộ không khoát tay áo thần sắc cứng lại nói mục lão ca ngươi yên tâm ta lão tôn như là đã đi theo ngươi đi vào cái này mà con thành liền nhất định sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận còn có chúng ta đây ngưu ma vương cùng lục nhĩ mi hầu cũng bay lên rồi giữa không trung bên trong đi tới tôn ngộ không trước mặt hai người nói đúng lần này ta nhất định phải làm cho kế đô cái này rác rưởi trả giá đắt nạo thiên ma đế mục trần hiên cười ha ha lên có tôn ngộ không ba người tương trợ kế đô ma đế tuyệt đối ngăn không được bọn hắn cái này ma con thành hắn mục trần hiên phá định đó chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không sao còn có hai người hẳn là ngưu ma vương cùng cái tiên lục nhĩ mi hầu đáng chết. Kế Đô Ma Đế ánh mắt cũng tại Tôn Ngộ Không mấy người trên thân qua lại quét nhìn, Tôn Ngộ Không tu vi cũng không giàu giếm, Kế Đô Ma Đế thấy rất rõ ràng, chỉ có Ma Đế cấp, so với hắn thấp nửa cấp, nhưng trải qua mấy ngày nay nghe được có quan hệ vị này Tề Thiên Đại Thánh lời đồn cùng tin tức thế nhưng là không phải số ít, đều nói hắn thực lực viễn siêu tu vi, ngay cả Lưu Thủy Thế gia đồng dạng đạt tới Ma Đế cấp đại trưởng lão Lưu Thủy Khúc Dương đều không phải là Tôn Ngộ Không địch. Cái con khỉ này, tuyệt đối là cái kinh địch. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, Nưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi hầu danh hào kế Đô Ma Đế cũng nghe nói chỉ là không có tôn ngộ không như vậy thanh danh vang dội mà thôi, nhưng kế đô ma đế theo trên thân hai người vẫn như cũ cảm giác được một loại khó nói lên lời uy hiếp cảm giác, cực kỳ hiển nhiên như ma vương cùng Lục Nhĩ Mi hầu cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ, chỉ sợ đồng dạng có thể cùng hắn tương đương. Tại Đoan một Thế Gia ba tháng này thời gian bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Như Ma Vương trên cơ bản mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, bởi vì trừ cái đó ra bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì, bị nạo thiên ma đế mục trần hiên thực lực tu vi tăng lên trên diện rộng cùng tôn ngộ không đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới chỗ kích thích hai người đều muốn mau sớm đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới có thể đến giúp tôn ngộ không cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên ít nhất không lộ vẻ bọn hắn là tại cản trở bị nốt ma giới hơn mười năm hai người đều có rất thâm hậu tích lũy chỉ là một mực không có bắt được đột phá thời cơ mà thôi lần này khổ tu cuối cùng bị bọn hắn bắt được điểm đột phá chương ba trăm năm mươi ngươi coi hắn làm huynh đệ hắn lấy ngươi làm đồ đẩn ngay tại ngạo thiên ma đế mục trần hiên hạ đạt toàn diện tiến công kế đô ma đế phạm vi thế lực thành trì cái này một mạng lệnh một ngày trước như ma vương cùng lục nhĩ mi hầu đồng thời đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới đồng dạng đã dẫn phát lôi kiếp oanh kích chỉ là uy lực còn kém rất rất xa tôn ngộ không dẫn dắt thiên khí kết lôi ngay cả thiên phạt cũng không tính bị lưu ma vương cùng lục nhĩ mi hầu rất nhẹ nhàng ngăn cản xuống tới giờ phút này hai người đồng dạng cũng là chuẩn thánh cảnh giới có lẽ chiến lược so ra kém tôn ngộ không như thế yêu nghiệt biến thái nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường đáng chết mục trần hiên gia hỏa này từ chỗ nào tìm đến nhiều cường giả như vậy kế đô ma đế một mực tại chú ý ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người tình huống cũng phái ra thủ hạ trinh sát mật thám đi tìm hiểu tin tức chỉ là ngạo thiên ma đế mục trần hiên tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này Mặc kệ là đoàn mục thành hay là vị ương thành tất cả đều giới nghiêm, đối lui tới người tiến hành cực kỳ tinh tế loại bỏ, Kế đô ma đế phái ra trinh sát mật thám căn bản là vào không được thành, cũng không có thám thính đến cái gì quá mức chuyện cơ mật. "Kế đô, bản tọa hỏi ngươi, năm đó ngươi vì sao muốn thiết kế hãm hại bản tọa? Bản tọa một mực lấy ngươi làm huynh đệ, có cái gì không có phân cho ngươi một phần, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy?" Mặc dù khôi phục tỉnh táo cưỡng ép đem lửa giận trong lòng ép xuống, nhưng ngạo thiên ma đế mục trần hiên nhìn về phía kế đô ma đế trong mắt y nguyên có sâu sắc cửu hận nếu đổi lại là bất luận kẻ nào giống ngạo thiên ma đế mục trần hiên như vậy bị vây ở ngôi sao linh khí quang cầu bên trong nhiều năm như vậy kém chút liền bị ngôi sao linh khí quang cầu cho ma diệt lời nói chỉ sợ đối kẻ cầm đầu cũng sẽ không dễ dàng buông tha sao vì cái gì mục trần hiên lời này của ngươi không khỏi hỏi được quá ngây thơ rồi sao kế đô ma đế nghe vậy cười ha ha lên tiếng cười bên trong tràn đầy đối ngạo thiên ma đế mục trần hiên trào phúng ngươi nói ngươi lấy ta làm huynh đệ ngươi thật lấy ta làm huynh đệ sao toàn bộ ma tộc bên trong ngươi ngạo thiên ma đến nói một không hai ngươi lúc nào thì nghe qua ta ý kiến chúng ta ma tộc vốn là dựa vào lấy cái này ma giới mới phát triển vì cái gì nhất định phải một lần nữa nhập vào tam giới bên trong bản tọa khuyên qua ngươi ngươi nghe sao ngươi tâm tâm niệm niệm muốn đem ma giới một lần nữa nhập vào tam giới bên trong căn bản cũng không chú ý ta thuyết phục ngạo thiên ma đế mục trần hiên nghe kế đô ma đế những lời này trong mắt sắc mặt giận dữ trở nên càng ngày càng đậm trong đó còn bao hàm một loại thật sâu thất vọng cũng bởi vì cái này ngươi liền thiết kế hãm hại ta lúc ấy ma giới tình huống lúc nào cũng có thể sẽ cùng tam giới triệt để thoát ly bay vào vô tận hư không bên trong đi bản tọa là không muốn để cho ta ma tộc vĩnh viễn mê thất tại vô tận hư không bên trong mới làm loại này quyết định cũng bởi vì bản tọa không có nghe ngươi ngươi liền cùng cái kia huyền đô đại pháp sư quảng thành từ ba người hợp mưu hãm hại bản tọa làm hại bản tọa bị nhốt mấy ngàn năm kém chút liền hình thần câu diện kế đô trong lòng ngươi coi là thật không có nửa điểm hối hận cùng ấy nấy sao Hãy nấy bản tọa tại sao phải ấy nấy mục trần hiên ngươi căn bản cũng không xứng làm ta ma giới tri chủ ngươi quyết định sẽ chỉ làm ta ma tộc rơi vào hiểm cảnh bên trong ta đây là thay ma hành đạo kế đô ma đến ở nụ cười lạnh bản tọa chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc lúc trước nên triệt để đưa ngươi diệt sát nhiều lắm là chính là dùng nhiều một chút đền bù đi đáng tiếc a, để ngươi cho trốn ra được mục lao ca chớ cùng dạng này ra hỏa nhiều lời ngươi coi hắn làm huynh đệ hắn lấy ngươi làm đồ đần ngươi cùng dạng này người làm huynh đệ không bị hãm hại mới có quỷ tôn nộ không đều nghe không nổi nữa có oan báo oan có cửu báo cửu, tất nhiên đã sớm là cửu địch cái kia cần gì phải muốn hỏi rõ ràng lúc trước phản bội nguyên nhân đâu biết rõ nguyên nhân cũng đồng dạng không cải biến được lẫn nhau lúc này đã là ngươi chết ta sống thủ án quan hệ phế lời này làm gì đúng ở a, a đều tại ta chính mình năm đó thức người không rõ a à. thật sự là mắt bị mù Ngạo thiên ma đế mục trần hiên nhẹ gật đầu hắn hiện tại đã không muốn lại biết rõ càng nhiều nguyên nhân dù sao kế đô ma đế phản bội hắn kém chút đem hắn cho hại chết cái kia còn có cái gì còn nói trực tiếp báo thù được rồi nộ không lao đệ ta biết ánh mắt ngươi có bài trừ trận pháp kết giới năng lực cái này ma quang thành đại trận kết giới liền dựa vào ngươi để phá trừ yên tâm đi giao cho ta lao tôn tôn nộ không cười ngạo nghễ cho đến bây giờ hắn chưa từng thấy quá hắn phá hư thần nhãn phá giải không xong trận pháp kết giới Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên muốn đánh vào cái này mà quang thành bên trong, tự mình xuất thủ kết hắn cùng kế đô ma đế lúc này thù hận, đầu tiên liền muốn bài trừ kết giới. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Phá hư tinh mâu. Tâm niệm vừa động, Tôn Ngộ không trực tiếp đem phá hư thần nhãn thôi động đến giai đoạn thứ tư phá hư tinh mâu trạng thái, hai đạo kim quang theo trong mắt bắn ra, hướng về bao quanh ma quang thành tưởng thành kết giới đánh đi lên. Oeng. Kim quang hung hăng đánh vào kết giới bên trên, lập tức bị kim quang quanh chúng bộ phận lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ phá mở một cái độc lớn, mà lại theo cái hang lớn này phá mở, đại trận kết giới địa phương khác tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng tại kế đô ma đế cùng một đám ma tộc cao thủ các kinh hai ánh mắt bên trong một tiếng xoạt xoạt vỡ vụn ra ma quang thành hộ thành đại trận kết giới vậy mà liền nhẹ nhàng như vợ ơ y bị tôn nộ không trong mắt bắn ra hai đạo kim quang cho bài trừ rơi mất cái này tôn nộ không năng lực không khỏi cũng quá lớn sao kế đô rắt rưởi cho ta nạp mạng đi nạo thiên ma đế mục trần hiên đã nhịn không được đại trận kết giới vừa mới phá mở hắn tiện tay cầm phương thiên họa kích lần nữa xuống tới trực tiếp hướng về tường thành bên trên kế đô ma đế hung hăng chính là một cái phát chạm kế đô ma đế đã sớm nhìn ra ngạo thiên ma đế mục trần hiên là sẽ không bỏ qua hắn cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ngạo thiên ma đế mục trần hiên lúc này mới một phát động trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường đao hướng về phương thiên họa kích ngăn cản đi lên vê vâng anh phương thiên họa kích cùng trường đao va chạm cùng một chỗ kế đô ma đế như bị xét đánh bạch 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 lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng không dễ chịu hắn hiện tại thực lực tu vi cùng kế đô ma đế so sánh cũng không chiếm cái gì ép đến mới ưu thế muốn tự tay đem kế đô ma đế đánh giết khả năng này tính cũng không lớn nhưng này lại như thế nào mặc kệ cuối cùng có thể hay không đạt tới mục đích hắn cùng kế đô ma đế lúc này trận chiến đấu này đều tuyệt đối là không thể tránh né lại đến ổn định thân hình một tiếng bạo hống nạo thiên ma đế mục trần hiên lần nữa hướng về kế đô ma đế xuống tới cùng binh binh bang bang đánh thành một đoàn mà lại không biết là vô tình hay là cố ý song phương đều không có tiếp tục dừng ở tường thành bên trên mà là đồng dạng đảng vân mà lên giữa không trung bên trong cuộc chiến cái này kế đô ma đế thực lực không kém a lại có thể cùng mục lão ca tương đương lục nhĩ mi hầu chật chật nói hắn thần lỗ thai có thể thám tính thiên địa và vật mọi người tại đây bên trong ngoại trừ tôn ngộ không phá hư thần nhãn bên ngoài là thuộc hắn đối ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng kế đô ma đế lúc này tình hình chiến đấu hiểu rõ ràng nhất chương 352, đô thiên thần sát ma trận ngạo thiên ma đế mục trần hiên nuốt thiên ma công bá đạo cương liệt trong tay phương thiên họa kích vùng vậy lúc này đại khai đại hợp một kích ra, vạn vật băng liệt uy thế kinh người nhưng này kế đô ma đế cũng đồng dạng không thua bao nhiêu thân bị một mực lượn lờ lấy một vòng quỷ dị màu đen luồn khí xoáy ngạo thiên ma đế mục trần hiên công kích mỗi lần mắt thấy là phải đánh tới trên người hắn đều sẽ bị cái kia vòng luồng khí xoáy ảnh hưởng phiêu tán ra, không có một đạo khả năng công kích đánh thực. Cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên so sánh, cái này kế đô ma đế công kích lộ ra rất là âm đù, một cương một đù hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng giữa không trung bên trong va chạm, bạo phát ra cái này đến cái khác cực lớn con đoàn, cường hành sóng xung kích hướng về tứ phía khuyết tán ra đến, đánh cho đầu tưởng chỗ vừa mới khôi phục kết giới kịch liệt lắc lư, thế lực ngang nhau. Đây là tôn ngộ không cho ra đánh giá, liền tình huống bây giờ xem ra, ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng kế đô ma đế biểu hiện ra ngoài chiến lược cực kỳ tương tự, ngắn thời gian bên trong chỉ sợ là rất khó phân ra thắng bại tới. Đoan Mục Bạch, Lưu Thủy Khúc Thương, đến lượt các ngươi hai đại thế gia xuất thủ. Tôn Ngộ không hướng về Đoan Mục Bạch cùng Lưu Thủy Khúc Thương nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, tiếp tục thôi động phá hư tinh mâu, kim quang theo hai mắt bên trong bắn ra, chiếu xạ tại ma quang thành kết giới bên trên, vừa mới khôi phục một chút xíu đại trận kết giới tại phá hư tinh mâu tác dụng phía dưới một lần nữa hỏng mất, rất nhanh tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong triệt để biến thành một chút xíu điểm sáng tiêu tán ra. Đoan Mục thế gia tử đệ, toàn lực tiến công. Lưu Thủy thế gia đệ tử, bảy trận tiến công. Đoan Mục Bạch cùng Lưu Thủy Khúc Thương liếc nhau một cái, riêng phần mình ra lệnh đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia đám tử đệ cũng sớm đã kiểm chế không được hai vị gia chủ một tiếng này ra lệnh tất cả mọi người đều cùng đeo lên dòng lớn uy danh chấn động hướng về ma quang thành sông tới ngăn trở bọn hắn quyết không thể để bọn hắn xông vào ma quang thành bên trong hộ thành đại trận tại tôn ngộ không phá hư tinh mâu phía dưới nhẹ nhõm bị phá để cho ma quang thành bên trong một đám ma tộc vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia công kích những ngày ma tộc tất cả đều quá sợ hãi liều mạng ngăn cản đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia thân làm ma tộc hai đại thế gia các đệ tử chiến lược so với những này ma tộc đến cần phải mạnh lên nhiều lắm ngày bình thường kế đô ma đế những thuộc hạ này làm mưa làm gió đã quen căn bản là không có người dám cùng bọn hắn chân chính đánh nhau chết sống bọn hắn còn cảm thấy mình rất lợi hại cái này một đao thật thương thật đánh nhau lập tức liền hiện ra ưu khuyết tới đoan một thế gia cùng lưu thủy thế gia tử đệ phối hợp ăn ý lẫn nhau lúc này công thủ chuyển đổi cực kỳ thành thạo phát huy ra chiến lược so với kế đô ma đế những thuộc hạ này các cần phải lợi hại hơn nhiều xem tôn ngộ không âm thầm gật đầu cái này đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia không hổ là ma giới hai đại thế gia riêng phần mình đám tử đệ chiến lược sắc thực viên siêu thường nhân mà lại hai đại con em thế gia chỗ tạo thành chiến trận uy lực cũng rất cường đại cũng không so hoa quả sơ tiểu chu thiên thất tuyệt chiến trận cùng đại chu thiên thập phương luân chuyển đại trận kém bao nhiêu ma quang thành sở dĩ có thể một mực cao cao tại thượng chính yếu nhất hay là bởi vì có kế đô ma đế cường quyền thống trị bằng không mà nói đoan một thế gia cùng lưu thủy thế gia cái này hai đại thế gia chỉ sợ sớm đã đem ma quang thành cho công phá đặt vào chính mình thế lực bên trong đối mặt đoan một thế gia cùng lưu thủy thế gia công kích ma quang thành ma tộc các binh sĩ ngay từ đầu còn liệu mạng ngăn cản nhưng rất nhanh liền hoặc mất hướng về ma quang thành bên trong bại lui mà đi Đoan một thế gia cùng Lưu Thủy thế gia đám tử đệ nhanh chóng đuổi theo. Tôn Ngộ Không trên mặt cũng không có cái gì vẻ mừng, rỡ Những này Ma Quang Thành Ma tộc các binh sĩ bại lui cũng không tránh khỏi quá nhanh. Phía trước từng cái còn một mặt liều chết chống cự bộ dáng, kết quả mới đánh. Trong một giây lát, liền bỗng nhiên hỏng mất. Phía trước kiên quyết chống cự hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Không thích hợp, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Đoan một bạch, Lưu Thủy khúc thương, để các ngươi người không nên xông đến quá mạnh. Ta lão tôn cho rằng cái này giống như là cái cảm ấy. Tôn Ngộ Không ánh mắt hơi híp, phá hư tinh mâu toàn lực tôi động, hướng về Ma Quang Thành bên trong nhìn lại, trực giác nói cho Tôn nộ Không đây nhất định có vấn đề giữa không trung trong đám mây ngạo thiên ma đế mục trần hiên cùng kế đô ma đế chiến trường bên trong kế đô ma đế một đao đem ngạo thiên ma đế mục trần hiên bước lui ánh mắt hướng về ma quan thành bên trong nhìn thoáng qua kế đô người ma quan thành đã xong hôm nay chính là ngươi táng thân ngày. ngạo thiên ma đế mục trần hiên trong tay phương thiên họa kích chỉ xéo lấy kế đô ma đế giọng căm hận nói thanh âm bên trong có một vệ khóa ý kế đô ma đế ra hỏa này thực lực so với ban đầu tăng lên không ít hắn vốn cho là lấy mình bây giờ thực lực khẳng định có thể đem kế đô ma đế bắt lại không nghĩ tới kế đô ma đế thực lực tu vi cũng tại những năm này tăng lên không ít đánh lâu như vậy ai cũng không chiếm được tiện nghi gì ma quang thành xong kế đô ma đến nở nụ cười lạnh nhìn về phía ma quang thành ánh mắt bên trong không có bối rối chút nào ngược lại có một vệt cười lạnh tại khỏe miệng hiện hiện mà ra mục trần hiên ngươi coi thật cho rằng ta lại không nắm chắc chút nào liền đánh trận này sao ngươi có ý tứ gì nạo thiên ma đế mục trần hiên trong lòng lộ bột một chút dâng lên một cố dự cảm không tốt liền thấy kế đô ma đế thủ trưởng bên trong nổi lên một cái phát ấn đống nhiên một chút bốc nát liền gặp ma quang thành bên trong đống nhiên dâng lên vài gốc thông thiên cự cờ Màu đen đại kỳ bên trên tỏ khắp ra một cỗ thần sát ma khí, đem toàn bộ ma quang thành tất cả đều bao phủ tại trong đó. Đô thiên thần sát kỳ. Ngươi dĩ nhiên là thu tập được đô thiên thần sát kỳ. Ngạo thiên ma đế Mục Trần Hiên kinh hãi, kế đô, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Mục Trần Hiên, lấy ngươi trí tuệ, sẽ nghĩ không rõ ràng sao. Kế đô ma đế khỏe miệng nhe răng cười làm lớn ra ra, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, đại trận, lên theo kế đô ma đế cái này âm thanh quát nhẹ ma quang thành bên trong sáu cái đô thiên thần sát kỳ bên trên toát ra từng đạo từng đạo thần sắt ma khí hướng về thân ở trong đó ma quang thành ma binh các thể nội rót đi vào lập tức những này nguyên bản bị đoan một thế gia cùng lưu thủy thế gia từ đệ liên thủ đánh cho chạy tứ phía ma binh các tất cả đều dừng bước trên mặt hiện lộ ra một vệt vẻ thống khổ toàn thân trên dưới bắt đầu bành trướng xương cốt thân hình từng vòng từng vòng mở rộng toàn thân cơ bắp cao cao nâng lên khắp nơi gân xanh nổi lên nhìn qua cực kỳ do người thần sát chi khí ngưng tụ bản cổ chân thân là thập nhị đô thiên thần sát đại trận Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng thầm kêu không tốt, kế đô ma đế dĩ nhiên là thu tập được Đô Thiên Thần sắt Kỳ, bố trí ra thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, lần này không xong. Không đúng, thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận phải cần 12 cán Đô Thiên Thần Sát Kỳ tập hợp đủ mới có thể bố trí đi ra, đó cũng không phải thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Phát hiện sao? Không sai, cái này xác thực không phải thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, là ta cải tiến sau đó Đô Thiên Thần Sát ma trận. Chương 353, đánh tới không thể dậy được nữa thập nhị đô thiên thần sát đại trận thật là phải cần tập hợp đủ mười hai cán đô thiên thần sát kỳ mới có thể bố trí đi ra nhưng đô thiên thần sát ma trận lại không cần chỉ cần có hai cây trở lên đô thiên thần sát kỳ liền có thể khởi động chỉ bất quá tụ lại đô thiên thần sát ma khí số lượng có điều khác biệt mà thôi cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể ngưng tụ bản cổ chân thân khác biệt đô thiên thần sát ma trận không đạt được như thế hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể làm cho đến đô thiên thần sát ma khí quán thể trận bên trong người nhục thân trở nên mạnh mẽ lực lượng biến lớn đối thiên đạo cảm ngộ cũng sẽ không có tăng lên bất quá có câu nói là nhất lực hàng thập hội nhục thân lực lượng mạnh đến trình độ nhất định cũng có thể để cho thực lực tổng hợp trở nên cực kỳ cường hãn giống như bản cổ đại thần lấy lực chứng đạo cũng không tận lực đi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc nhưng lực lượng pháp tắc đã ẩn chứa tại hắn nhục thân bên trong tùy y đấm ra một quyền đều có thể so thần binh lợi khí toàn lực công kích đô thiên thần sát ma trận ngưng tụ mà thành đô thiên thần sát ma khí liền có thể làm cho đến quán thể người nhục thân cường độ gia tăng mấy lần thực lực cũng tương tự bạo tăng mấy lần mà thân ở trong đó địch nhân tắc thì lại nhận đại trận áp chế thực lực giảm xuống ba thành cứ kéo dài tình huống như thế thế cục tự nhiên chuyển nguyên bản bị đuổi theo đánh ma quang thành các ma tộc tất cả đều trở nên cuồng bạo lên ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng cuồng hống hướng về đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ xuống tới công kích bên trong ngẩn chứa cuồng bạo đô thiên thần sát ma khí thực lực so trước đó đến đột nhiên tăng cường gấp bội vừa mới giao thủ liền đem hai đại thế gia cao thủ tất cả đều đệ tại hạ phong không xong đoan mục bạch cùng lưu thủy khúc thương sắc mặt âm trầm xuống xông vào ma quang thành bên trong đều là gia tộc bọn họ tử đệ giờ phút này tất cả đều bị vây ở đô thiên thần sát ma trận bên trong đáng chết tôn nộ không chân mày cao lại hắn cũng cảm giác cái này ma quang thành có vấn đề chỉ là phá hư tinh mâu cũng không nhìn ra cái gì dị dạng đến chờ hắn nhìn ra dị dạng lúc sau đã không còn kịp rồi đô thiên thần sát đại trận khởi động tất cả xông vào trong đó người đều bị vây ở trong đó những cái này ma quang thành ma tộc giờ phút này tất cả đều tại cuồng bạo trạng thái bên trong đoàn mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cái kia tộc nhân bị ép tới cơ hồ đã không có sức hoàn thủ mỗi một khắc đều không ngừng có người bị xử lý lại tiếp tục như thế xông đi vào đoàn mục thế gia cùng lưu thủy thế gia các tộc nhân chỉ sợ một cái cũng không sống nổi vốn là không muốn ra tay mà thôi thở dài tôn nộ không động giá vân hướng về ma quang thành bay đi đại thánh nguy hiểm. Đoan một bạch kêu lên, tôn ngộ không chỉ là khoát tay áo, cũng không bay đầu lại tiếp tục bay về phía ma quan thành. Không cần đến lo lắng, đại thánh có thể dùng không đến chúng ta tới quan tâm. Lưu thủy khúc thương trên mặt nhưng không có mảy may vẻ lo lắng, thậm chí nhìn thấy tôn ngộ không bay về phía ma quan thành, hắn ngược lại yên tâm xuống tới. Tôn ngộ không tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, lấy tôn ngộ không thực lực, muốn phá mở cái kia đô thiên thần sát ma trận cũng không phải là không có khả năng. Bạch, tôn ngộ không vọt thẳng tiến vào đô thiên thần sát ma trận bên trong, nạo thiên ma đế mục trần hiên thoáng nhìn một màn này, lập tức yên tâm tốt có nộ không minh đại tại cũng không có cái gì tốt lo lắng vô tri buồn cười kế đô ma đến nở nụ cười lạnh ta đô thiên thần sát ma trận cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản được ngươi thật sự cho rằng đô thiên thần sát ma trận cũng chỉ có điểm ấy uy lực sao cái gì Nạo thiên ma đế mục trần hiên thần sắc đột nhiên trầm xuống cho ta đem trận pháp giải khai vậy ngươi phải đánh trước bại ta kế đô ma đế khinh thường hừ lạnh một tiếng vậy ngươi liền cho ta nằm xuống đi Nạo thiên ma đế mục trần hiên nổi giận hét lớn một tiếng thúc giục lĩnh vực lực lượng hàn phương thiên họa kích tên là thôn thiên ma kích đồng dạng cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp thần binh tôn ngộ không phía trước liền đem thế nào mượn dùng trong tay tiên thiên linh bảo thần binh sớm lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng phương pháp nói cho ngạo thiên ma đế mục trần hiên mấy người bị vây ở vạn thú sơn mạch cái kia vài chục năm thời gian bên trong không chỉ là lục nhĩ mi hầu cùng như ma vương đem riêng phần mình binh khí tế luyện đến tiên thiên linh bảo cấp độ nắm giữ lĩnh vực lực lượng ngạo thiên ma đế mục trần hiên cũng tương tự nắm giữ đây là lĩnh vực lực lượng ngươi dĩ nhiên là nắm giữ lĩnh vực lực lượng kế đô ma đế sắc mặt đại biến ngạo thiên ma đế mục trần hiên đã đem lĩnh vực huyết tán ra đem hắn bao phủ tại trong đó một cỗ ngập trời áp lực đống nhiên ép tại kế đô ma đế trên thân, đem ép tới thân hình đột nhiên trầm xuống, kém chút theo giữa không trung bên trong ngã xuống đi. nếu như đem ngươi đánh tới nằm xuống mới có thể giải khai trận pháp, vậy ta liền đem ngươi đánh tới không thể dậy được nữa. Thành âm lãnh lệ, nương theo lấy thôn thiên ma kích bên trên hào quang ngọc ánh, đem kế đô ma đế cả người vòng nhập kích mang bên trong, một trận nghiêng về một bên áp chế chiến bắt đầu. ma quang thành bên trong, đoan ngục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ đã bị cuồng bạo hóa ma quang thành ma tộc bức cho đến liên tục bại lui, nếu không có thể kết thành chiến trận cộng đồng đối địch lời nói, chỉ dựa vào chính bọn hắn chỉ sợ sớm đã đã chiến bại bỏ mình đây rốt cuộc là cái gì ma trận bọn gia hỏa này lực lượng làm sao lại gia tăng nhiều như vậy cánh trái ngăn trở cái kia hai tên gia hỏa tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xông tới bằng không phòng tuyến liền muốn hỏng mất đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ nguyên bản còn từng người tự chiến về sóc nhưng lại không thể không liên hợp ở cùng nhau chỉ dựa vào một bên nhân thủ đã không đủ để ngăn trở những cái này cuồng bạo hóa ma tộc cuồng bạo sau đó ma tộc hình thể trên cơ bản đều tăng vọt gấp ba trở lên nắm đấm liền cùng nổi đất đồng dạng lớn nhục thân lực lượng vượt xa nguyên lực trong cơ thể bộc phát ra lực phá hoại chỉ là tại lực lượng bạo tăng đồng thời bọn hắn lý trí cũng trên cơ bản biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có chiến đấu cùng sát lục bản năng đối bất luận cái gì không giống loại đều chỉ lại điên cuồng tiến công từng đôi thiết quyền đờ ập tận điện tại đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ liên thủ kết thành chiến trận hình thành lực lượng kết giới bên trên tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng liên tiếp như là trọng truy nện vào phá cổ bên trên đồng dạng bọn gia hỏa này lực lượng thật là đáng sợ đây rốt cuộc là trận pháp gì nhanh không ngăn được tuyệt vọng tại một đám đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ trong mắt hiện lên bọn hắn đã đem hết toàn lực nhưng vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được những này cuồng bạo hóa ma tộc công kích hoàn toàn liền không có mảy may sức hoàn thủ nhất là trong đó hai cái nguyên bản tu vi ngay tại ma đế cảnh giới ma tộc bị đô thiên thần sát ma trận cuồng bạo hóa sau đó thực lực bạo tăng mỗi một quyền kích đánh vào kết giới bên trên đều sẽ chấn động đến đám người một trật khí huyết sôi trào đánh cho kết giới lung lay sắp đổ mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi xoẹ xoẹ một trận miệng thủy tinh nước thanh âm vang lên chiến trận kết giới cuối cùng không chịu nổi dạng này luân phiên cự lực công kích tại hai cái cuồng bạo hóa ma đế một lần hợp lực công kích phía dưới hầm vang vỡ vụn ra hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không thấy gì nữa từng cái cuồng bạo hóa ma tộc gào thét lớn hướng về một đám cao thủ các hung dữ nào tới huyết quang trở hiện chương ba trăm năm mươi bốn lĩnh vực áp chế chiến trận sụp đổ đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ căn bản ngăn cản không nổi cuồng bạo hóa ma tộc công kích không ít người tại chiến trận vừa mới bị công phá trong nháy mắt liền phun máu phè phè ngay sau đó bị theo nhau mà đến công kích đánh cho thổ huyết tung bay mà ra thậm chí còn có không ít trực tiếp bị đánh nát thân thể huyết nhục nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết bốn phía vang lên bọn gia hỏa này cảm giác tựa như là thiên long cốc bên trong những cái này khôi lỗi long thú đều chỉ còn lại sát lục bản năng tôn nộ không tiến nhập đại trận bên trong về sau rất nhanh liền chạy tới tuyến đầu phía trên chiến trường phá hư tinh mâu phía dưới giao chiến tình huống thấy rất rõ ràng những này cùng bạo hóa ma quang thành ma tộc nhìn qua cơ bản đã không có cái gì người bình thường hình tựa như là từng cái thân thể cực lớn hóa hình người quái thú đoan mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ đã toàn diện hỏng mất hống hống như là thú hống đồng dạng tiếng gào thét theo mấy cái này cùng bạo hóa ma tộc trong miệng vang lên vung đầu nắm đấm cùng thủ trưởng bên trên mọc ra lợi trào điên cùng sắt lục tôn nộ không liếc nhìn đoan mục thế gia một cái gọi đoan mục lưu phong tiểu tử bị một cái cùng bạo hóa ma tộc một quyền đánh bay ra ngoài mà cái kia ma tộc đang theo sát lấy nào tới muốn kết quả đoan mục lưu phong tính mệnh tôn nộ không tại đoan mục thế gia những ngày này cùng đoan mục lưu phong tiểu tử này từng có vài lần duyên phận tu vi vừa tới ma tôn cấp thiên tư không tệ tính cách cũng không tệ rất đúng tôn ngộ không khẩu vị giờ phút này tất nhiên đụng phải đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trước mặt mình đi một tiếng quát nhẹ như ý kim cô đồng theo trong thai bay ra hóa thành một vệ kim quang hướng về đánh giết đoan mục lưu phong ma tộc xông tới đồng đầu hung hăng đâm vào cái này ma tộc trên thân cùng bạo thân thể tại như ý kim cô đồng phía dưới tựa như giấy trong nháy mắt bị xô ra một cái trước sau thông tấu lô lớn ngay sau đó chói mắt kim quang từ trong đó nở rộ mà ra một tiếng hét thảm vỡ vụn ra tại màu hỗn độn hỏa diễm bên trong bị đốt thành hư vô đại thánh Đoan Mục Lưu Phong trở về từ coi chết, có chút chưa tỉnh hồn hướng về như ý kim cô đồng bay tới phương hướng nhìn lại, khi thấy trôi nổi tại giữa không trung bên trong Tôn Ngộ Không, lập tức ánh mắt liền phát sáng lên. "Đại Thánh, mời ra tay mau cứu mọi người đi." Đoan Mục Lưu Phong một cái xoay người quỳ xuống trước mặt đất bên trên, hướng về Tôn Ngộ Không tiếng buồn bã khẩn cầu. "Yên tâm, giao cho ta láo Tôn." Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo lạnh leo hàng quang, sau một khắc phá thiên lĩnh vực đã khuyết tán ra, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại trong đó, nguyên bản đang điên cuồng ngược sát hai đại thế gia cao thủ cùng bạo hóa các ma tộc chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên nhất trọng hành động lập tức trở nên chậm trễ trái lại hai đại thế gia những cao thủ lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng nắm giữ lĩnh vực lực lượng tầng thứ hai giai đoạn trưởng không giai đoạn chính là như vậy có thể khống chế lĩnh vực phạm vi bên trong người nào bị hạn chế người nào không bị hạn chế lại không giống giai đoạn thứ nhất thời điểm như vậy không thể trưởng khống không khác biệt đối đãi còn đứng ngay đó làm gì thật chờ lấy ta lão tôn động thủ sao tôn nộ không chỉ là dùng lĩnh vực lực lượng chế trụ mấy cái này của bạo hóa ma tộc bị hắn lĩnh vực lực lượng như thế để ép chế những này nguyên bản theo Đô Thiên Thần Sát Ma trận bên trong đạt được Thần Sát Ma khí quán thể mà trở nên thực lực bạo tăng các Ma tộc thực lực cũng chậm lại. Cùng hai đại gia tộc người đại khái tương đối bị tôn ngộ không một nhắc nhở như vậy, hai đại thế gia những cao thủ cũng theo chấn kinh bên trong hồi phục thần trí, lập tức hét to lấy hướng về những này quần bạo hóa Ma tộc đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Mới vừa rồi bị áp chế lâu như vậy, chết nhiều huynh đệ như vậy những đồng bào, hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể đánh trở về. Bọn hắn nơi nào còn có cái gì khách khí? Mấy cái này quần bạo các Ma tộc lục thân lực lượng bị Đô Thiên Thần Sát Ma trận tăng cường mấy lần, nhưng ở phá thiên lĩnh vực áp chế giới các phương diện khác thuộc tính đều trên phạm vi lớn giảm xuống, nhất là tốc độ, hoàn toàn biến thành địa sống, bị phẫn nộ hai đại thế gia những cao thủ toàn lực công kích tới, nhục thân cường lực đến đâu lượng lại lớn, đánh không chúng địch nhân chỉ có thể bị đánh cũng giống vậy ngăn cản không nổi, bắt đầu bị từng cái đánh bại trên mặt đất, thế cục một lần nữa xoay chuyển lại, còn tốt những này ma tộc cũng không tính quá mạnh, bằng không chỉ là lĩnh vực chỉ sợ rất khó hạn định được rồi bọn hắn, tôn nộ không thôi động lĩnh vực lực lượng áp chế mấy cái này quần bạo hóa ma tộc, lông mày hơi nhíu, phá hư tinh mâu phía dưới. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ở vào sáu cái phương vị sáu cây đô thiên thần sắt kỳ cùng cột cờ bên trên xuất hiện đô thiên thần sắt ma khí. Những này đô thiên thần sắt ma khí là một loại cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Tôn ngộ không quá khứ chưa bao giờ từng thấy dạng này lực lượng. Quan chú thân thể sau đó buộc phát ra nhục thân lực lượng đơn giản kinh người. Hống. Hai cái ma tôn cấp cuồng bạo hóa ma tộc ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, đem lĩnh vực áp chế lực lượng cho trần ra. Thấy tôn ngộ không trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hai cái này ma tôn cấp cuồng bạo hóa ma tộc cùng cái khắc cuồng bạo hóa ma tộc có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ đối với đô thiên thần sắt ma khí càng có thể hấp thu dung nạp thực lực gia tăng trình độ vượt xa cái khắc của bạo hóa ma tộc, bằng không mà nói là không thể nào ngăn cản được lĩnh vực lực lượng áp chế. Bệnh. Tôn nộ không khẽ vươn tay, như ý kim cô bồng xuất hiện ở trong tay, một cái lắc mình đã xuất hiện ở trong đó một cái ma tôn cấp cường bạo ma tộc trước mặt, thủ trưởng nhoáng một cái như ý kim cô bồng trực tiếp ép tại bả vai bên trên. Ầm ừ, ầm. Tựa như bị toàn bộ bầu trời ngăn chặn, cái này ma tôn cấp cường bạo ma tộc thân thể đột nhiên bị ép tới đập vào mặt đất bên trên, toàn bộ mặt đất đều bị nệ đến lắc lư, sắc mặt giữ tợn khản giọng cuồng hống, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát như ý kim cô bồng áp chế. Lực lượng xác thực rất mạnh tôn nộ không khẽ gật đầu hắn có thể cảm giác được cái này mà tôn cấp cường bạo ma tộc lực lượng khá kinh người đã không kém gì ma đế cấp cường giả đương nhiên với hắn mà nói cũng không tính cái gì chỉ bằng vào như ý kim cô đồng cũng đủ rồi áp đảo thú chi hắn đã từng kém chút liền lấy lực chứng đạo tại nhục thân lực lượng bên trên đồng cấp bên trong có thể nói không người có thể so hỗn độn nguyên lực hướng về như ý kim cô đồng bên trong rót vào tôn nộ không trên tay dùng sức ép một chút nguyên bản đã bị ép tới vô pháp động đậy ma tôn cấp cường bạo ma tộc thân thể trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh ra một tia đô thiên thần sát ma khí theo vỡ vụn thân thể bên trong tiêu tán đi ra mà theo những này đô thiên thần sát ma khí tiêu tán dị biến thân thể cũng cấp tốc khôi phục nguyên trạng càng thêm không thể thừa nhận như ý kim cô động trọng áp trực tiếp bị áp lực thật lớn để trở thành một mịn, ẩm vang tán loạn ra diệt tôn nộ không quét mắt liếc mắt bị phá thiên lĩnh vực lực lượng ngăn chặn một đám cuồng bạo hóa ma tộc miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ lập tức lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả bị áp chế lại cuồng bạo hóa ma tộc tất cả đều thân thể tán loạn ra tạo thành từng đám từng đám huyết vụ sau đó tại một cô vô hình lực lượng phía dưới bị ép thành hư vô chương ba trăm năm mươi lăm đạo tàng bí điện đạp thiên cử bộ tất cả cuồng bạo hóa ma tộc bên trong chỉ có một cái khác ma tôn cấp cuồng bạo ma tộc may mắn còn sống sót số dưới chỉ dựa vào lĩnh vực lực lượng trọng áp hoàn toàn không đủ để đem yên diện hống ma tôn cấp cuồng bạo ma tộc giống giận chịu lấy áp lực thật lớn thẳng lên thân thể hướng về tôn nộ không gian nan vọt lên cái này nếu là đổi thành bình thường trạng thái giới đã sớm sinh lòng sợ hãi quay người chạy trốn nhưng tại đô thiên thần sát ma khí tác dụng phía dưới lại trở nên như thế hung hãn không sợ chết hoặc là nói căn bản là đã không có đối tử vong sợ hãi thần chí gần như hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có sát lục cùng phá hư bản năng bình đối mặt ma tôn cấp cuồng bạo ma tộc đánh lên đến cự quyền Tôn Nộ không cũng không có sử dụng như ý kim cô đọng, mà là đem như ý kim cô đọng thu vào, huy động hữu quyền không có chút nào hoa xảo cùng nắm đâm chính diện đánh vào nhau, một tiếng vang trầm, Tôn Ngộ không không nhúc ních tí nào, ngược lại là Ma Tôn cấp cuồng bạo ma tộc bị đánh đến bạch 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 rút lui mấy bước, y Nguyên không có cách nào hóa đi lực va đập lượng, tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. So nhục thân lực lượng, Tôn Nộ không thật đúng là chưa sợ qua ai. Phá Thiên lĩnh vực lực lượng hướng về Ma Tôn cấp cuồng bạo ma tộc lần nữa đẻ lên, lần này là theo bốn phương tám hướng để lên đi cùng phía trước hoàn toàn khác biệt cái này ma tôn cấp cuồng bạo ma tộc lần này không thể lại đem lĩnh vực lực lượng áp chế cho trấn khai cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống mặt đất bên trên toàn thân đều bị áp chế gắt gao lại căn bản là không có cách tránh thoát đạo tàng bí điện đạp thiên cử bộ tôn ngộ không trong mắt lóe lên một đạo rực rỡ tinh mang theo đứng thẳng vị trí hướng về bị lĩnh vực lực lượng ngăn chặn ma tôn cấp cuồng bạo ma tộc đỉnh đầu bên trên lăng không đạp đi tựa như đạp chúng thực địa phát ra ủ ủ thanh âm mỗi một bước rơi xuống ma tôn cấp cuồng bạo ma tộc liền phát ra một tiếng thống khổ gào thét thanh âm tựa như tôn nộ không bước chân là đạp ở trên người hắn nguyên bản liền dị hóa nợ lớn thân thể bên trên gân xanh nổi lên, nhỏ bé miệng máu bắt đầu ở trên thân từng đạo từng đạo băng liệt mà ra. ba, bước thứ tư rơi xuống, ma tôn cấp cuồng bạo ma tộc rốt cuộc không chịu nổi, cả người bị đạp đến hoàn toàn tan vỡ ra, hoàn toàn trở thành một đoàn huyết nhục, trong thân thể đô thiên thần sát ma khí tất cả đều tản đi ra, đã trở thành một đoàn huyết nhục thân thể trực tiếp tiên diệt trở thành hư vô. Hô tôn Ngộ không theo giữa không trung bên trong rơi xuống thở dài một cái cái này đạp thiên cựu bộ là đạo tàng bí điện bên trong ghi chép bí thuật bộ này điện tịch bồ đề tổ sư rất sớm đã truyền cho tôn Ngộ không chỉ là tôn Ngộ không một mực lĩnh hội không thấu huyền hứng cơ trong đó đối trong đó ghi chép công pháp bí thuật luôn cảm giác tựa như là tại ngắm hoa trong màn xương thẳng đến tiến hóa làm hỗn độn thần thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới sau đó hắn cuối cùng lĩnh ngộ nguyên bản nhìn tựa như là thiên thư đồng dạng đạo tàng bí điện phán phất một nháy mắt đối với hắn triệt để mở ra trong đó những cái này quá khứ hoàn toàn lý giải không được kỳ hảo hiện tại xem ra lại là đơn giản như vậy thi triển đi ra phảng phất nước chạy thành sông tựa như cùng cái này đạp thiên cựu bộ mỗi một bước nhìn như đạp ở hư không bên trong thực tế lại là đạp thật mạnh tại trên người địch nhân đồng thời lực lượng hiện lên dãy số nhân gia tăng đương nhiên lực phản cũng tại tăng lên gấp bội lấy tôn ngộ không hiện tại thực lực tu vi cũng liền nhiều nhất có thể bước ra bảy bước mà thôi lại nhiều chính mình trước hết không chịu nổi đạp thiên cựu bộ không hề chỉ là đối địch nhân một loại lực lượng trà đạp càng nhiều hay là tại tụ lực mỗi bước ra một bước thể nội xúc tích lực lượng liền gia tăng gấp đôi nếu là có thể liền một mạch bước ra chín bước lời nói cái kia xúc tích lực lượng thế nhưng là bình thường gấp mười lấy bình thường gấp 10 lực lượng đánh ra công kích, thật là là bực nào kinh khủng. Nếu như là lúc trước cùng cái kia thiên ma long đối chiến thời điểm, tôn ngộ không có thể thi triển ra đạp thiên cựu bộ lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả thiên ma long cũng không chịu nổi hắn tuyệt chiêu oanh kích. Kỳ quái, mấy cái này dị biến ma tộc đã toàn diện, vì cái gì cái này đô thiên thần sát ma trận còn không có giải trừ. Thật chẳng lẽ muốn đem tất cả đô thiên thần sát kỳ đều cho lấy xuống? Tôn ngộ không hướng về tứ phía nhìn một chút, tất cả dị biến quần bạo hóa ma tộc đều đã bị diệt đến sạch sẽ, nhưng đô thiên thần sát ma trận cũng không có đình chỉ dấu hiệu cái kia sáu cây đô thiên thần sắt kỳ bên trên y nguyên còn tại không ngừng toát ra đô thiên thần sắt ma khí tại toàn bộ ma quang thành bên trong trở nên càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng nồng nặc ma quang thành bên ngoài kế đô ma đế cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên lúc này chiến đấu đã tiến vào gây cấn trình độ ngạo thiên ma đế mục trần hiên thi triển ra lĩnh vực lực lượng sau đó trực tiếp đem kế đô ma đế cho hoàn toàn ép tại hạ phòng kế đô ma đế triệt để biến thành một cái hình người bao cát bị thôn thiên ma kích không ngừng đánh bay thương thế trên người tại dần dần tăng thêm cuối cùng nhịn không được mục trần hiên đây đều là ngươi ta trên mặt lóe lên một vệ vô cùng vẻ dữ tợn kế đô ma đế ngựa mặt lên trời gầm thét lên toàn lực thôi động lên ma quang thành bên trong đô thiên thần sát ma trận vô tận đô thiên thần sát ma khí hướng về ma quang thành chính trung tâm hội tụ quá khứ hống một tiếng chấn động thiên địa tiếng giống to theo ma quang thành chính trung tâm vang lên xa xa chuyển đến kế đô ma đế trong hai khắp khuôn mặt là giữ tợn điên cuồng chi sắc trên thân khí tức cũng là sáng tối chập trờn để cho ngạo thiên ma đế mục trần hiên bỗng nhiên có một loại trong lòng run sợ cảm giác kế đô ngươi cũng làm thứ gì ngạo thiên ma đế mục trần hiên vốn là dự định thừa thế xông lên đem kế đô ma đế cho trực tiếp quanh sát cảm nhận được ma quang thành truyền đến dị động sau đó ánh mắt hướng về ma quang thành nhìn lướt qua lập tức trong lòng chính là lộ bộ một tiếng có một loại thật không tốt dự cảm làm gì hừ trả lời ngạo thiên ma đế mục trần hiên là hư lạnh một tiếng kế đô ma đế trên thân cũng đông nhiên dâng lên một cỗ lực lượng khổng lồ cùng ma quang thành bên trong lực lượng ba động kêu gọi lẫn nhau mục trần hiên ngươi quá coi thường ta ta đã nói rồi ngươi thật sự cho rằng ta lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền đợi đến ngươi đánh tới cửa sao kế đô ma đế mi tâm bên trong sáng lên quỷ dị hắc quang ánh mắt hướng về ma quang thành nhìn lại nhét miệng lên một vệt nhe răng cười đô thiên thần sát ma trận uy lực không chỉ có riêng chỉ có như thế điểm ta kế đô thực lực cũng chưa chắc liền so ngươi mục trần hiên yếu a à, một cỗ khí kình theo kế đô ma đế trên thân phát ra ẩm vang khuyết tảng ra bốn phía bụi đất tung bay phóng lên tận trời kế đô ma đế khí tức lấy một loại đáng sợ tốc độ bắt đầu tăng lên nạo thiên ma đế mục trần hiên không khỏi giữa không trung bên trong liên tiếp lui về phía sau đúng là bị kế đô ma đế trên thân phát ra cường hành khí kình cho thổi bay ra ngoài ma quang thành bên trong tốt nộ không sắc mặt cũng thay đổi trong mắt kim quang lấp lánh phá hư tinh mâu toàn lực thôi động hướng về đô thiên thần sát ma khí hội tụ phương hướng nhìn đi lên cái kia đô thiên thần sát ma khí hội tụ mà thành vòng xoáy khối không khí bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ để cho hắn cảm giác được bất an khí tức, tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật ngay tại trong đó dựng dục đồng dạng. Chương 356, Ma tổ La Hầu Nguyên Thần. Soạt soạt soạt. -so -so. Tiếng xe gió lên, nguyên bản phân bố tại ma quang thành bốn phương sáu cây đô thiên thần sát kỳ tất cả đều bay lên, hướng về đô thiên thần sát ma khí hội tụ vòng xoáy bên trong bay vào, liền ngay cả Tôn Ngộ Không phá hư tinh mâu cũng nhìn không thấu trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ma quang thành bên ngoài, khí tức đạt đến đỉnh điểm kế đô ma đế thân hình bỗng nhiên lóe lên hướng về ma quang thành bay tới, một đầu đâm vào đô thiên thần sát ma khí hội tụ mà thành vòng xoáy bên trong bình 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 bình. cực lớn tim đập thanh âm vang lên tôn nộ không mày nhữ lại quá chặt chẽ đông nhiên sầm mặt lại đem như ý kim cô đồng hành nắm ngăn tại trước người cùng thời khắc đó đô thiên thần sát ma khí hội tụ vòng xoáy ẩm vang tán loạn kinh khí hướng về tứ phía sụp đổ ra tới Lốt bút. sóng năng lượng không ngừng xung kích tại như ý kim cô đồng hình thành hình bán cầu vòng bảo hộ bên trên đánh cho ẩm vang rung động tôn nộ không thân hình đang không ngừng va chạm bên trong rút lui vài trục trượng cuối cùng sóng năng lượng xung kích kết thúc một thân ảnh ở trong đó hiện ra chính là kế đô ma đế Bất quá bộ dáng cùng phía trước có khác biệt rất lớn. Một cái sừng tại đỉnh đầu bên trên dài đi ra, gương mặt bên trên nhiều hơn mấy cái ma văn, nhìn qua lộ ra cực kỳ quỷ dị, phía sau lưng bên trên dọc theo vài gốc gai sừng, nắm trong tay lấy trường đao biến thành một cây kỳ phiên cả người khí tức cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Ra hòa này, khí tức thế nào trở nên khủng bố như vậy? Tôn Lộ không trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt, trước mắt Kế Đô Ma Đế cùng phía trước Kế Đô Ma Đế đơn giản tưởng như hai người, trên thân tựa hồ xuất hiện cái gì khó lường biến hóa. Kế Đô Ma Đế trên thân tỏ khắp lên một cỗ quái dị khí tức, trận mạnh chất yếu, cùng nguyên bản trên thân khí tức hoàn toàn khác biệt mục lao ca ra hỏa này chuyện gì xảy ra đô thiên thần sát ma trận đã giải trừ ngạo thiên ma đế mục trần hiên bay vào ma quang thành bên trong đi tới tôn ngộ không bên cạnh cũng là một mặt trấn kinh chi sắc nhìn xem kế đô ma đế tôn ngộ không ánh mắt hướng về ngạo thiên ma đế mục trần hiên nhìn thoáng qua miệng hướng phía kế đô ma đế biểu biểu trầm giọng hỏi loại tình huống này chẳng lẽ là ngạo thiên ma đế mục trần hiên phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình mở dạng sắc mặt đại biến cái chán bên trên đều diễn ra mồ hôi lạnh là ma tổ la hầu kế đô hôn đàn này hắn cũng dám hấp thu ma tổ la hầu bản bệnh nguyên thần hắn điên rồi sao cái gì ma tổ la hầu bản mệnh nguyên thần mục lao ca lời này của ngươi là có ý gì tôn nộ không chân mày cao lại ma tổ la hầu bốn chữ này thật không đơn giản hắn theo tam tinh động thiên tàng thư các bên trong cổ tịch bên trong thấy qua vị này ma tổ chính là thượng cổ hồng hoang thời điểm ma tộc thiên đạo thánh nhân cũng là ma tộc từ xưa đến nay một vị duy nhất thiên đạo thánh nhân mà lại thực lực không yếu là hôn nguyên thái cực đại la kim tiên tu vi giống như hồng quân đạo tổ đều là trạm tam thi hợp đạo thành thánh lúc trước còn cùng hồng quân đạo tổ tranh đoạt quá tam giới quyền khống chế mặc dù thua ở hồng quân đạo tổ trong tay bị hồng quân đạo tổ chém giết nhưng vẫn là cái cực kỳ lợi hại nhân vật Ngạo Thiên Ma Đế mục Trần Hiên dĩ nhiên là nói kế đô Ma Đế hấp thu Ma Tổ La hầu cái gì bản mệnh nguyên thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma Tổ La hầu là chúng ta Ma tộc một vị duy nhất Thiên đạo thánh nhân. Thượng cổ vũ yêu đại chiến sau đó, Ma Tổ La hầu xuất thế, cùng Hồng Quân đạo tổ tranh đoạt tam giới quyền chủ đạo, bại vào Hồng Quân đạo tổ trong tay. Nhưng bản thân cũng là Hỗn nguyên thái cực đại La kim tiên, tu vi cũng không yếu tại Hồng Quân đạo tổ, cũng sớm đã là vạn kiếp bất diệt chi thân. Hồng Quân đạo tổ có thể bại hắn, chia cắt hắn lục thân, nhưng lại vô pháp hủy diệt hắn nguyên thần, chỉ có thể đem hắn lục thân chia mấy khối tách ra phong ấn, nguyên thần cũng tương tự bị chia ra làm 6 tính cả thân thể các bộ phân cùng một chỗ tách ra phong ấn, ngạo thiên ma đế mục trần hiên truyền âm hướng về tôn ngộ không giải thích chỉ là hồng quân đạo tổ không biết là ma tổ la hầu tại thân thể bị chia cắt thời điểm liền đem hơn phân nửa nguyên thần thoát ra bên ngoài cơ thể trốn về đến ma giới bên trong tràn trọc tìm kiếm phù hợp nhục thân nhưng vẫn không có sở hạch trở nên càng ngày càng suy yếu rơi vào đường cùng ma tổ la hầu chỉ có thể đem nguyên thần phong ấn kiến tạo một tòa ma tổ tự thần dùng để cất giữ nguyên thần hấp thu ma giới ma tộc tín đồ các tín ngưỡng chi lực lấy đến ôn dưỡng nguyên thần hy vọng một ngày kia có thể cường đại đến tái tạo nhục thân phục sinh tái hiện thế gian. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên nói đến đây, dừng một chút về sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kế Đô Ma Đế, trầm giọng nói: "Toàn bộ ma giới bên trong, cũng chỉ có ta cùng Kế Đô hai người biết rõ điều bí mật này, ta là muốn trợ giúp ma tổ La Hầu phục sinh, nhưng Kế Đô lại không giống, hắn nghĩ khống chế thậm chí hấp thu ma tổ La Hầu nguyên thần, đạt được đối đại đạo cảm ngộ cùng kiến thức, để cho tu vi càng lên tầng lầu, chúng ta đã từng vì chuyện này mà tranh chấp quá rất nhiều lần, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Ta bị phong ấn ở tam giới sau đó." còn có ma tổ la hầu nguyên thần pho tượng hẳn là liền đã rơi vào kế đô trong tay cực kỳ hiển nhiên những năm gần đây hắn vẫn luôn không hề từ bỏ quá muốn hấp thu ma tổ la hầu nguyên thần loại này dự định chỉ là ta đoán chừng hắn hẳn là không có tuyệt đối nắm chắc cho nên chậm chạp không có động thủ mà thôi thẳng đến ngạo thiên ma đế mục trần hiên dừng lại tôn nộ không cũng đã nghe rõ ngạo thiên ma đế mục trần hiên ý trong lời nói mục lão ca ngơi ý là lần này bởi vì chúng ta tiến công ma quan thành để cho kế đô ma đế cảm nhận được uy hiếp cho nên hắn bi quá hóa liều cưỡng ép hấp thụ ma tổ la hầu nguyên thần cho nên biến thành hiện tại cái dạng này hẳn là dạng này Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên gật đầu nói, Ma Tổ La Hầu mặc dù chỉ còn lại có hơn phân nửa nguyên thần, nhưng đối với Thiên Địa Đại Đạo Pháp tất cảm ngộ tuyệt đại bộ phận đều bao hàm tại bộ phận này nguyên thần bên trong, kế đô cái kia hôn đả lần này hấp thu Ma Tổ La Hầu nguyên thần, đối với Thiên Địa Đại Đạo Pháp tất cảm ngộ tất nhiên phóng đại, thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, lần này sợ là khó đối phó. Ngươi ý là kế đô Ma Đế trở nên mạnh mẽ rồi? Có thể ta lão Tôn nhìn hắn y nguyên vẫn là nửa bức thánh nhân tu vi, cũng không đạt tới thánh nhân cảnh giới a. À? Tôn Ngộ không nhíu nhíu mày, thiên đạo thánh nhân cảnh giới chỗ nào dễ dàng như vậy đạt tới? Mặc kệ là lấy lực chứng đạo, chạm tam thi hợp đạo hay là công đức chứng đạo đều không phải là tùy tiện liền có thể đạt thành muốn thật sự là hấp thu một cái thánh nhân nguyên thần liền có thể đạt tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới lời nói này thiên đạo thánh nhân cũng không tránh khỏi quá không đáng tiền dù là đúng như ngạo thiên ma đế mục trần hiên nói như thế kế đô ma đế hấp thụ ma tổ la hầu lực lượng nguyên thần thu được kế đô ma đế đối với thiên địa đại đạo pháp tắc cảm ngộ muốn đem những này cảm ngộ cùng tự thân cảm ngộ dung hội quán thông kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ cũng không phải một chốc liền có thể đạt tới kế đô ma đế bộ dáng như hiện tại khí tức là có tăng lên rất nhiều nhưng cũng không đạt tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới chính là cái đạo lý này thiên đạo thánh nhân cũng không phải là hấp thu cái khắc thánh nhân nguyên thần cùng đối thiên đạo cảm ngộ liền có thể đạt tới nhất định phải tự thân chứng đạo mới có thể thành thánh chương ba trăm năm mươi bảy tôn nộ không với kế đô ma đế nộ không huynh đệ kế đô gia hỏa này khí tức tăng nhiều không thể khinh thường a xem tôn nộ không thần sắc bên trong tựa hồ đối với kế đô ma đế có mấy phần vẻ khinh miệt ngạo thiên ma đế mục trần hiên vội vàng nhắc nhở liền tính toán đều ma đế hiện tại còn không phải thiên đạo thánh nhân có thể hấp thu ma tổ la hầu bản mệnh nguyên thần sau đó hắn thực lực cũng tuyệt đối so trước đó nửa bước thánh nhân phải cường đại hơn nhiều điểm này theo hiện tại khí tức cùng ý thế cũng đủ rồi nhìn ra yên tâm ta lão tôn có thể không có chút nào khinh thị ý hắn tôn ngộ không liếm môi một cái trong mắt dâng lên một vẻ nồng đậm chiến ý con mắt chăm chú tập trung vào kế đô ma đế mục lao ca gia hỏa này giao cho ta lão tôn tới đối phó người dẫn bọn hắn rời khỏi ma quan thành tốt nhất lui xa một chút ma quan thành bên trong ma tộc tất cả đều đã tại đô thiên thần sát ma trận ảnh hưởng dưới biến thành hung lệ quần bạo hóa quái vật bị tôn nộ không một mạch tất cả đều tiêu diệt hiện tại đây chính là một tòa thành không một tòa thành chết căn bản cũng không có cướp đoạt tất yếu Mà lại kế tiếp chiến đấu là tôn nộ không cùng kế đô ma đế ở giữa tuyệt đối so kế đô ma đế cùng ngạo thiên ma đế mục trần hiên phía trước chiến đấu muốn kịch liệt được nhiều, bộ phát ra lực lượng xung kích có thể nói là hủy diệt cấp. nếu như là đoàn mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ tiếp tục lưu lại ma quang thành bên trong lời nói, sợ rằng sẽ cùng tòa thành trì này cùng một chỗ bị hai người giao thủ dư ba đánh thành một mịn. nộ không huynh đệ, chính ngươi cẩn thận. ngạo thiên ma đế mục trần hiên nhẹ gật đầu, quay người hướng về ma quang thành bên ngoài bay đi, phất ống tay háo một cái, một cố vô hình lực lượng đem ma quang thành bên trong tất cả đoàn mục thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ tất cả đều có lại, cùng nhau lộ ra ma quang thành, hướng về nơi xa bay đi ở ngoài thành đóng quân đoan một bạch cùng lưu thủy khúc thương thấy cảnh này cuối cùng thật to nhẹ nhàng thở ra mệnh lệnh mỗi cái gia tộc đám tử đệ thay đổi đội ngũ đi theo thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn tôn nộ không cùng kế đô ma đế lúc này chiến đấu bọn hắn căn bản là không xen tay vào được lưu lại sẽ chỉ thụ và lây hay là lẫn mất xa xa cho thỏa đáng ngươi chính là cái kia tề thiên đại thánh tôn nộ không sao ma đế cấp tu vi liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng bản tọa cũng không thể không nói một tiếng bội phục đáng tiếc là ngươi làm ra một cái sai lầm quyết định này lại là ngươi nhân sinh cái cuối cùng sai lầm quyết định kế đô ma đế mở miệng thanh âm nghe có một cỗ trầm âm cảm giác tựa như là có mấy người cùng một chỗ nói xong cùng một câu nói cảm giác rất là quái dị có phải hay không sai lầm quyết định hiện tại có kết luận còn quá sớm sao tôn nộ không nợ nụ cười kế đô ma đế đúng không ta lão tôn nghe qua ngươi danh hảo hôm nay gặp mặt quả nhiên là quả nhiên là cái gì nghe danh không bằng gặp mặt sao không 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 ngươi suy nghĩ nhiều ta lão tôn ý là ngươi quả nhiên cùng nghe đồn bên trong đồng dạng hèn hạ vô sĩ a à? không là so lời đồn bên trong càng thêm vô sĩ, có thể dùng không biết xấu hổ để hình dung tôn nộ không nói chứng trạc đàng hoàng bộ dáng biểu lộ rất là chân thành có thể đúng là hán bộ này chân thành bộ dáng để cho kế đô ma đế nghe được khoe miệng giật giật cái chán bên trên gân xanh nổi lên hỗn đản tối hậu tử bản tọa khen ngươi hai câu ngươi liền không phân rõ đông nam tây bắc thật sự cho rằng bản tọa không diệt được ngươi sao kế đô ma đế sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía tôn nộ không ánh mắt bên trong đằng đằng sắc khí dạng như vậy hận không thể đem tôn nộ không trực tiếp thiên đao vạn quả đồng dạng không có ý tứ ta lão tôn thật đúng là không cảm thấy ngươi có năng lực như thế có muốn không ngươi thử nhìn một chút tôn nộ không đúng vai một mặt khiêu khích nít miệng đưa tay phải ra quyền diện hướng lên trên cầm sau đó bắn ra một cây ngón giữa hướng về kế đô ma đế ngắc gắt muốn chết kế đô ma đế giận dữ đột nhiên giống to một tiếng hướng về tôn ngộ không khí thế hùng hổ nào tới trong tay kỳ phiên bên trên lượn lờ lên kinh người hắc quang hướng về tôn ngộ không vào đầu đâm tới thì không muốn chết cũng không phải người nói tính tôn ngộ không cười lạnh một tiếng như ý kim cô động khẽ động chuyển hai vòng vững vàng giữ lấy kế đô ma đế màu đen kỳ phiên vù vù một vòng năng lượng ba động khuyết tán mà ra bầu trời bên trên nồng hậu dày đặc màu xám tầng mây trong nháy mắt bị rõ ràng tản ra đến hiện lộ ra một mảnh thanh thiên đây là ma giới bên trong chưa hề xuất hiện qua cảnh tượng từ xưa đến nay ma giới bầu trời bên trên đều là bị thật dậy màu xám tầng mây bao phủ căn bản là không gặp được ánh nắng chớ nói chi là trông thấy mặt trời giống như vậy thanh tiên cũng không từng gặp không chỉ là bầu trời bên trên tầng mây bị thổi tan mặt đất bên trên cũng xuất hiện dị dạng ma quang thành mặt đất bên trên sáng lên một cái hộ thành đại trận bị kích phát nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi lóe lên mà diện mảng lớn kiến trúc trực tiếp tại lực lượng ba động bên trong hóa thành một mịn thành chi mặt đất đều đột nhiên hạ xuống một tầng T đã rút lui đến hơn mười dặm có hơn hai đại gia tộc đám tử đệ dư quang thoáng nhìn một màn này lập tức nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh chỉ là bình thường một chút giao thủ liền đáng sợ như thế lực phá hoại cái này nếu là bọn hắn còn tại ma quang thành bên trong lời nói vậy còn không cùng những cái này kiến trúc đồng dạng bị đánh thành bột miệng a đáng sợ thật là đáng sợ đây chính là nửa bước ma thánh cấp cường giả lúc này chiến đấu sao không tôn nộ không cùng kế đô ma đến lúc này giao thủ ba động lực phá hoại đã vượt qua nửa bước ma thánh cấp đến gần vô hạn tại ma thánh cấp lại có thể ngăn lại bản tọa một cách này có chút bản sự chiến trường bên trong kế đô ma đế một kích không trúng bước ra lui lại ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn tôn ngộ không liếc mắt sợ hãi than nói cũng vậy người cũng không tệ bất quá liền chút năng lực ấy chỉ sợ còn quyết định không được ta lão tôn sinh tử tôn ngộ không thì là cười hắc hắc cũng không cho rằng kinh ngạc chính mình có cái gì dạng thực lực trong lòng của hắn rất rõ ràng cũng sớm đã ở trong lòng suy tính quá cùng kế đô ma đế lúc này giao chiến tình huống như bây giờ kết quả vốn là tại hắn đoán trước bên trong côn vọng kế đô ma đế sắc mặt lần nữa châm xuống tôn nộ không thì là không nhường chút nào lại lần nữa chỗ sâu ngón giữa tay phải ngóc ngắc không phục sao tới 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 ta lão tôn cùng ngươi tiếp tục đánh thối hầu tử ngươi sẽ hối hận kế đô ma đế hét lớn một tiếng trong tay cờ phớn đột nhiên huy động lên từng đạo từng đạo đô thiên thần sát ma khí từ trong đó bay ra hóa thành từng cái ma ảnh hướng về tôn ngộ không nào tới bản tọa muốn đem ngươi gặm đến xương cốt đều không thừa đô thiên thần sát ma khí biến thành ma ảnh hướng về tôn ngộ không nào tới hoàn toàn không sợ tôn ngộ không hộ thể nguyên lực vòng bảo hộ mở ra miệng to như chậu màu căn xe tới thứ quỷ gì tôn ngộ không trong lòng cả kinh thân hình chất động mỗi một bức bức ra tựa như là vượt qua không gian theo biến mất tại chỗ xuất hiện tại cái khác chỗ tuy nói vượt qua không gian cũng không xa nhiều nhất không mấy trượng khoảng cách nhưng không có gây nên mảy may không gian ba động lộ ra cực kỳ thần diệu chương ba trăm năm mươi tám tư vị không đủ đây là na di bộ giống như đạp thiên cựu bộ là đạo tàng bí điển bên trong ghi chép bí pháp có thể tại phạm vi nhỏ bên trong tiến hành na di có thể dùng đến né tránh công kích cũng có thể dùng cho phát động công kích là một loại tương đối tinh diệu bí pháp bất quá muốn thi triển ra phải cần đối không gian pháp tắc có rất sâu linh ngộ, đối tu vi cũng có được đặc biệt yêu cầu không đạt tới chuẩn thánh cảnh giới căn bản không có khả năng thi triển đi ra cái này đạo tàng bí điển bên trong còn có không ít công pháp bí kỹ đáng tiếc ga ta, ta lão tôn hiện tại còn lĩnh ngộ không được thật không biết sư phụ lão nhân ra ông ta đến cùng là từ đâu mà đạt được cái này đạo tàng bí điển quá lợi hại tôn nộ không một bên né tránh ma ảnh căn xé một bên trong bụng âm thầm tán thưởng quá khứ tu vi không đủ lĩnh ngộ không được đạo tàng bí điển bên trong đủ loại rượu quyết thời điểm hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì hiện tại đạt đến chuẩn thánh cảnh giới bắt đầu có thể lĩnh ngộ bí mật trong đó pháp diệu quyết lúc này mới phát hiện cái này đạo tàng bí điện đến cỡ nào thần diệu bồ đề tổ sư dĩ nhiên là đem dạng này bảo bối bí điện truyền cho hắn đối với hắn chờ mong chi cao có thể nghĩ so với kiếp trước đến đái ngộ thế nhưng là đề cao không biết bao nhiêu a à. tôn Ngộ không đông nhiên rất nhớ bồ đề tổ sư từ lúc rời đi tà nguyệt tam tinh động sau đó hắn cho tới bây giờ không có trở về nhìn qua nhớ kỹ kiếp trước trở về tam tinh động thiên thời điểm tam tinh động thiên đã sớm hoa phế cũng không biết trong đó đến cùng kinh lịch chuyện gì chờ trở, trở về tam giới sau đó cũng là thời điểm nên rút sạch về sư môn đi xem một chút nghĩ tới đây tôn nộ không trong mắt lóe lên một đạo tinh quang sắc mặt lạnh xuống hắn muốn trở về tam giới tìm thiên đình tìm ngọc đế lao nhi tính sổ sách không có cái kia công phu trong cái này cùng kế đô ma đế hao tổn nhất định phải tốc chiến tốc thắng tâm niệm vừa động tôn nộ không như ý kim cô đồng bên trên đột nhiên dâng lên màu hỗn độn hòa diễm hỗn độn chi hỏa tại như ý kim cô đồng thân gậy bên trên cháy hừng hực lên hướng về nhào lên ma ảnh hung hăng đánh tới vê anh như ý kim cô đồng cùng hắc ma đánh vào nhau ma ảnh bỗng nhiên tán loạn ra biến thành đạo đạo màu đen sợi tơ hướng về theo như ý kim cô đồng bên trên lan tràn mà đi kế đô ma đế nết miệng lên một vệt cười tả hắn cái này ma ảnh cũng không phải đơn thuần dựa vào lực lượng liền có thể đánh nát coi như bị đánh nát cũng sẽ hóa thành vạn đạo ma tia theo đánh vào địch nhân thể nội ăn mòn mục thân tiên diệt thần hồn không đem mục tiêu triệt để xử lý tuyệt đối sẽ không đình chỉ kế đô ma đế phảng phất đã thấy tôn ngộ không bị chỉ đen ăn mòn thân thể thời điểm kêu thảm một màn khoe miệng cười ta bắt đầu khuyết tảng ra biến thành cười to ha 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 tôn ngộ không không nghĩ tới sao bản tọa cái này thiên ma ảnh tư vị thế nào ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị cái gì tiếng cười vừa mới vang lên kế đô ma đế ánh mắt lập tức liền trực lớn bởi vì nguyên bản theo như ý kim cô bổng lan tràn lên phía trên chỉ đen lại bị như ý kim cô bổng bên trên lượn lờ lấy màu hỗn độn hỏa diễm cho bọc lại cũng không còn cách nào tiến thêm bị một chút xíu dồn đến cùng một chỗ một lần nữa hóa thành ma ảnh bộ dáng phát ra hoảng sợ tiếng tê ơ tả sung hữu đột muốn đột phá màu hỗn độn hỏa diễm vây quanh nhưng là không làm nên chuyện gì căn bản là không đột phá nổi rất nhanh liền cái gì tôn nộ không ngẩng đầu lên khoe miệng lộ ra một vệ cười xấu xa hắc hắc một tiếng tâm niệm vừa động bao vây lấy ma ảnh hỗn độn chi hỏa hỏa lực đống nhiên tăng vọt trực tiếp đem bên trong ma ảnh cho thiêu thành cho tàn ngươi cái này cái gì thiên ma ảnh tư vị không đủ a à? nhanh như vậy liền điệu xịu chật chật lưỡi tôn nộ không một mặt vẻ trêu tức nhìn xem kế đô ma đế hắc hắc cười xấu xa kế đô ma đế sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi hung hăng cắn răng hướng về tôn ngộ không đột nhiên nắm chặt nắm đấm chung quanh du đã ma ảnh liền tất cả đều hướng về tôn ngộ không nào tới đều nói ngươi cái này thiên ma ảnh tư vị chưa đủ tôn nộ không mỉm cười một tiếng trong tay như ý kim cô đồng vũ động ra từng đoàn từng đoàn hỗn độn chi hỏa theo đồng nhọn bên trên bay ra tinh chuẩn đánh vào nào tới tất cả thiên ma ảnh bên trên lập tức đem mấy cái này thiên ma ảnh bao trùm Kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Quá kém, quá kém. Tôn Ngộ không lắc đầu, một bộ soi mói bộ dáng, ta lão Tôn đã nói, ngươi mấy cái này thiên ma ảnh tư vị không đủ, đối ta lão Tôn vô dụng. Đem Như Ý Kim Cô đồng tại hư không bên trong hung hăng một trận, tất cả hỗn độn chi hỏa hỏa lực đều đột nhiên phóng đại, đem bao khỏa ở trong đó thiên ma ảnh cho trực tiếp đốt thành hư vô, mà Tôn Ngộ không tựa như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, đưa tay tại Như Ý Kim Cô đồng bên trên gõ gõ, phảng phất đạn sám đồng dạng. Hỗn đản! Bản tọa thiên ma ảnh, đáng chết hầu tử, ngươi dám coi thường như vậy bản tọa thiên ma ảnh? kế đô ma đế giận dữ bị tôn nộ không loại này khinh miệt trào phúng thái độ cho triệt để chọc giận khuôn mặt đỏ bừng lên đột nhiên quát to một tiếng cầm trong tay đô thiên thần sắt kỳ cờ dơ lên thật cao lực lượng toàn thân đều hướng về kỳ phiên bên trong tuân đi vào nguyên bản màu đỏ thấm kỳ phiên bắt đầu tản mát ra màu đỏ huyết quang càng ngày càng đậm vô tận đô thiên thần sắt ma khí theo kỳ phiên bên trong tuân ra tại kỳ phiên đỉnh đầu hội tụ tạo thành một cái cực lớn ma ảnh cùng phía trước những cái này ma ảnh so sánh cái này mới hình thành ma ảnh lộ ra ngưng thực nhiều mà lại trên người vòng quanh một tầng huyết quang huyết sát chi khí cực đồng tôn không bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi lần này thế nào phá ta thiên ma huyết ảnh kế đô ma đế nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôn nộ không tiếp tục thôi động ma công không ngừng rót vào thiên ma huyết ảnh bên trong này thiên ma huyết ảnh mặc dù cũng không có những cái này thiên ma ảnh số lượng nhiều nhưng chất lượng này thật sự là không nói giống như thực chất đồng dạng theo thiên ma huyết ảnh cấp tốc nương kết một cỗ kinh người uy áp từ trong đó di tản ra đơn thuần uy áp mà nói thậm chí đã có thể so sánh với ma thú đại lục vạn thú sơn mạch bên trong ma thánh cấp siêu dài ma thú thiên ma long phát ra long uy ma thánh cấp ma ảnh tôn nộ không chân mày cao lại không nghĩ tới kế đô ma đế lại còn có dạng này năng lực tương đương đem tất cả ma ảnh lực lượng tất cả đều tập hợp đến cùng một chỗ tạo thành một cái uy lực cực lớn thiên ma huyết ảnh cùng phía trước thiên ma ảnh khác biệt này thiên ma huyết ảnh cũng không có cái gì linh trí tựa như là cái khối lỗi thủ kế đô ma đế thao túng khối lỗi không giống phía trước thiên ma ảnh như thế tràn đầy phá hư cùng giết chóc bản năng tôn ngộ không cho bản tọa nhận lấy cái chết quát to một tiếng tiếng vang lên kế đô ma đế xông vào thiên ma huyết ảnh bên trong thiên ma huyết ảnh nguyên bản mơ hồ bộ mặt đột nhiên trở nên rõ ràng hiện lộ ra kế đô ma đế khuôn mặt hai mắt bên trong tràn đầy vẻ dữ tợn tay phải cao cao giơ lên một cây trường thương màu đen tại thủ trưởng bên trong ngưng kết mà thành hướng về tôn ngộ không đột nhiên đâm đi lên hừ tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng huy động như ý kim cô đồng hướng về trường thương màu đen ngăn cản đi lên đối mặt ma thánh cấp siêu giai ma thú thiên ma long hắn cũng, cũng không lui lại qua nửa bước thú chi là cái này lâm thời ngưng kết mà thành thiên ma huyết ảnh chương ba trăm năm thiên ma huyết ảnh luyện tập. Công! một tiếng ngột ngạt tiếng sắt thép va chạm vang lên tôn nộ không thân hình bị đẩy lui mấy chục trượng cánh tay hơi có chút run lên cái này ma ảnh thật lớn khí lực tôn nộ không trong bụng thất kinh tiến hóa làm hôn độn thần thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới sau đó hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp nhục thân lực lượng có thể cùng hắn sánh vai địch nhân đây là hắn lần thứ nhất ở chính diện lực lượng đối kháng bên trong bị đánh lui kế đô ma đến ngưng tụ ra này thiên ma huyết ảnh tại nhục thân phương diện lực lượng đã không thua cái kia ma thánh cấp siêu giai ma thú thiên ma long lại đến cùng cương địch giao thủ mới có thể càng mau vào hơn bước đây là tôn nộ không nhất quán nhận biết hắn thực lực đều là trong thực chiến tăng lên đóng cửa làm xe đối với hắn không có tác dụng gì mũi chân tại hư không bên trong bỗng nhiên dừng lại tôn nộ không thân hình hóa thành một đạo kim quan hướng về thiên ma huyết ảnh xông Vây quanh Thiên Ma Huyết Ảnh nhanh chóng xoay tròn, vũ động như ý Kim Cô bổng một gậy đùng đờ ập tận nện tại Thiên Ma Huyết Ảnh bên trên. Thiên Ma Huyết Ảnh phát ra từng cơn tiếng gầm gừ, vũ động trong tay Trường Thương màu đen muốn đờ ập tận nện tôn ngộ không. Lại một mực đánh hụt, tôn ngộ không tốc độ quá nhanh, tại Thiên Ma Huyết Ảnh cực lớn Trường Thương màu đen chung quanh xế dịch, Trường Thương màu đen ngay cả góc áo đều sờ không tới nửa điểm. Hỗn đàn, có gan chớ né, kế đô ma đế tiếng giống giận dữ theo Thiên Ma Huyết Ảnh bên trong truyền ra. Có gan đánh chuột chút, tôn ngộ không hắc hắc cười xấu xa, thủ hạ lại là không có chút nào dừng lại, tiếp tục huy động như ý Kim Cô động hành kích lấy Thiên Ma Huyết Ảnh hỗn đản ngươi thật sự cho rằng bản tọa không làm gì được ngươi sao kế đô ma đế cuồng hướng lên bạo cho ta thiên ma huyết ảnh quận mình đứng lên thể sau đó đột nhiên mở rộng ra đến một cỗ sóng chấn động ẩm vàng bộc phát ra hung hăng đụng vào tôn ngộ không chiến thân a à, tôn ngộ không rên lên một tiếng thân hình bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ngực một trận bị đè nén có gan muốn thổ huyết cảm giác na bộ lợi hại hơn nữa đó cũng là tại phạm vi nhỏ không gian bên trong na kế đô ma đế chiêu này hành kích là toàn phương vị căn bản là trốn không thoát chiêu này xác thực lợi hại bất quá dạng này toàn phương vị công kích cực kỳ tiêu hao lực lượng ngươi chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy lực lượng kéo dài thi triển sao vận chuyển bát cựu huyền công chữa thương rất nhanh ngực bị đè nén cảm giác liền biến mất tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài hơn mười trượng ách thiên ma huyết ảnh khoe miệng khẽ nhết trong mắt chiến ý tái thời bản tọa lực lượng đầy đủ đưa ngươi cái này thối hầu tự cho làm vỡ nát kế đô ma đế thanh âm vang lên nhưng nghe đi lên lại tựa hồ như có chút niềm tin không đủ còn có một tia che giấu không được kinh ngạc kế đô ma đế thật là cực kỳ chân kinh hắn thiên ma huyết bạo không gì không phá cũng chỉ là đem tôn ngộ không cho đánh bay mấy chục trượng nhìn qua cũng không có thụ thường, cái con khỉ này đục thân cường độ thế nào mạnh như vậy vậy ngươi thử lại lần nữa nhìn xem có thể hay không chấn vỡ ta lao tôn tôn nộ không lần nữa đưa tay phải ra ngón giữa hướng về thiên ma huyết ảnh mắc mắc hắn phát hiện cái này khiêu khích thủ thế dùng vẫn là rất thoải mái côn vọng ra hỏa kế đô ma đế âm lãnh thanh âm vẫn nộ theo thiên ma huyết ảnh bên trong chuyên gia thân thể khổng lồ hướng về tôn nộ không bổ nhào đi qua khoảng cách tôn nộ không cùng kế đô ma đế chiến trường ngoài trăm dặm ngạo thiên ma đế mục trần hiên bọn người ngay tại thông qua thủy kính chi thuật quan sát tôn nộ không cùng kế đô ma đế ở giữa đại chiến hả có người đến Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên bỗng nhiên giật mình, quay người hướng lên trời vừa nhìn đi, chỉ gặp một mảnh điểm đèn từ phía trên bên cạnh hướng về bọn hắn cấp tốc bay gần, cầm đầu hai người chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Nưu Ma Vương. Làng Nưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ, xem ra nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành. Thấy rõ làng Nưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sau đó, Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên nở nụ cười, vì đem ma quang thành lực lượng phòng thủ suy yếu, Tôn Ngộ không bọn hắn thương nghị một phen sau đó để cho Nưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo một bộ phận đoàn mục thế gia cùng Lưu Thủy thế gia các đệ tử đi công kích kế đô ma đế trong phạm vi thế lực tới gần ma quang thành mấy chỗ thành trì, để những cái này thành trì hướng ma quang thành cầu cứu kế đô ma đế chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chính hắn không thể tiến đến cũng sẽ phái ma quang thành ma tộc đi tới trợ giúp quả nhiên ma quang thành bên cạnh mấy đại thành trì bị công kích tin tức chuyển đến kế đô ma đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lập tức phái ra ma quang thành cường giả hướng về mấy đại thành trì tiến đến toàn bộ ma quang thành lực lượng phòng thủ trực tiếp giảm bớt hơn nữa đây cũng là ngay từ đầu đoàn một thế gia cùng lưu thủy thế gia những cao thủ công kích ma quang thành thời điểm trong thành những cái này quân coi giữ các như vậy không chịu nổi một kích nguyên nhân mục lao ca mục lao ca tình hình chiến đấu như thế nào Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi hầu bay đến Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên trước mặt, hướng về Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên dò hỏi, về phần một bên Đoan Mục Bạch cùng Lưu Thủy Khúc Thương, trực tiếp bị hai người cho không để ý đến, có Tôn Ngộ không cùng Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên tại, Đoan Mục Bạch cùng Lưu Thủy Khúc Thương căn bản là không có cái gì phát huy cơ hội, mà lại bọn hắn thân làm hai đại thế gia gia, gia chủ đương thời, tùy tiện là không thể xuất thủ, bằng không một khi có cái gì không hay xảy ra, kia đối hai đại thế gia thế nhưng là trầm trọng đả kích. Kế đô cái kia hồn đản hấp thu ma tổ La Hầu bản mệnh nguyên thần, thực lực tăng nhiều, Ngộ Không huynh đệ đang cùng hắn đối chiến. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên đưa tay hướng về thủy kính bên trong chỉ chỉ nói, tên đại gia hỏa kia chính là kế đô ma đế. Nhìn qua thế nào kỳ quái như thế. Lục Nhĩ Mi hầu nhíu nhíu mày, đại đa số yêu tộc bản thể hình thể cũng không nhỏ, cùng thiên ma huyết ảnh thân hình lớn nhỏ tương đối cũng không phải số ít, có thể thiên ma huyết ảnh rõ ràng không phải cái gì bản thể hình thái. Điểm ấy Lục Nhĩ Mi hầu hay là nhìn ra được, kia là thiên ma huyết ảnh, là kế đô tên kia dùng đô thiên thần sắt kỳ triệu hoán đi ra quái vật, kế đô liền ẩn thân ở bên trong. Nạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên giải thích nói, lông mày lại là nhăn chăm chú, theo thủy kính bên trong đến xem. Tôn Ngộ Không hoàn toàn bị kế đô Ma Đế Thiên Ma Huyết Ảnh đệ tại Hạ Phong công kích đối Thiên Ma Huyết Ảnh tạo thành tổn thương rất có hạn, căn bản là không đả thương được Thiên Ma Huyết Ảnh căn bản, tương phản Thiên Ma Huyết Ảnh toàn thân trên giới ma khí bốc hơi, nhìn qua vô cùng có uy thế, đem Tôn Ngộ Không đánh cho không ngừng lùi lại, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Lão đại đang làm gì đó? Vì cái gì không lực buộc phát lượng đem tên kia xử lý? Lục Nhĩ Mi hầu như mày lấy hắn đối Tôn Ngộ Không hiểu do, Tôn Ngộ Không thực lực không chỉ có là biểu hiện ra ngoài điểm ấy, đến cùng đang làm gì? Lão đại hẳn là cố ý không dụng thần thông bí pháp, hắn hẳn là tại nắm cái kia đồ bỏ Thiên Ma Huyết Ảnh luyện tập. Nưu Ma Vương ánh mắt hơi hơi híp híp, khóe miệng đống nhiên khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Năm Thiên Ma huyết ảnh luyện tập. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Ngạo Thiên Ma Đế Mục Trần Hiên sững sờ, nhìn kỹ một chút sau đó tựa hồ thật đúng là dạng này, Tôn nộ không mặc dù bị bức phải không ngừng lùi lại, nhưng cũng không nhận được cái gì quá lớn thương hại, vẫn như cũng là thần nguyên khí đủ độ dáng, sát thực giống như là tại năm đối phương luyện tập. Chương 360, Vạn Ma lĩnh vực. Tôn nộ không, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến cùng ta đánh. Giao thủ mấy trăm chiêu, tôn nộ không tựa như là cái chân trượt cá trạch căn bản cũng không cùng thiên ma huyết ảnh chính diện va chạm thiên ma huyết ảnh lực lượng tiêu hao rất nhanh nhưng lại không có cái gì tính thực chất hiệu quả kế đô ma đế có chút nóng nảy tức hồn hẹn rộng lớn gấp cái gì ta lão tôn còn chưa chơi đủ đâu tôn nộ không trận trắng mắt từ nhẹ nói này thiên ma huyết ảnh thật là rất lợi hại cùng cái kia ma thánh cấp siêu giai ma thú thiên ma long so sánh cũng không chút thua kém vừa vặn lấy ra luyện tập một chút đạo tàng bí điện bên trong gần đây lĩnh ngộ một chút tuyệt diệu công pháp bí kỹ chơi ngươi lại dám nói đây là chơi kế đô ma đế sắc mặt tâm trầm. Tôn nộ Không đây rõ ràng là xem thường hắn, đáng giận, cái này thối hầu tử. Ngươi không muốn cùng bản tọa ngạch bính, bản tọa liền càng muốn bức ngươi ngạch bính. Vạn Ma lĩnh vực. Thiên Ma huyết ảnh ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng lớn hống, trên thân khí kình đột nhiên bộc phát ra, một cái lĩnh vực lồng khí theo trên thân bỗng nhiên lễ mịn xả ra, đem Tôn Ngộ Không cho bao phủ tại trong đó. Tôn nộ Không, bản tọa biết do ngươi cũng lĩnh ngộ lĩnh vực, nhưng ngươi lĩnh vực chẳng qua là hình thức ban đầu mà thôi, cùng bản tọa cái này Vạn Ma lĩnh vực căn bản vô pháp so sánh, bản tọa ngược lại muốn xem xem, tại cái này Vạn Ma lĩnh vực phía dưới, ngươi còn thế nào tránh? kế đô ma đế vạn ma lĩnh vực cũng không phải là chính hắn lĩnh ngộ mà là hấp thu ma tổ la hầu bản mệnh nguyên thần sau đó đạt được liền hình thái mà nói đã coi như là lĩnh vực hoàn toàn bản tôn ngộ không phá thiên lĩnh vực so với vạn ma lĩnh vực đến xác thực kém một cái cấp độ hoàn toàn bản lĩnh vực uy lực cùng lĩnh vực hình thức ban đầu căn bản không thể so sánh nổi tôn ngộ không chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên nhất trọng lại có loại muốn theo giữa không trung bên trong bị ép xuống đám mây cảm giác trong bụng không khỏi hoảng hốt vội vàng đem phá thiên lĩnh vực thúc triệt tiêu mất một nửa vạn ma lĩnh vực lực lượng áp bách lúc này mới chỉ hoan qua thần đến nhưng thân hình đã theo giữa không trung bên trong bị ép đến cách xa mặt đất chỉ có mấy chỗ chỗ. Dĩ nhiên là chặn lại kế đô ma đế trong bụng hơi kinh ngạc vốn cho là vạn ma lĩnh vực vừa ra tôn ngộ không tất nhiên sẽ bị trực tiếp ép tới sụp đổ chỉ có quỳ xuống đất chờ chết phần không nghĩ tới tôn ngộ không tại vạn ma lĩnh vực bên trong lại còn có thể thôi động phá thiên lĩnh vực triệt tiêu một nửa lĩnh vực áp bách lực lượng còn lại một nửa sửng sốt bị nục thân cho gánh vác Ừ, coi như ngươi chặn lại như thế nào bản tọa hiện tại liền một thương một thương đem ngươi nện vào chết xem ngươi còn có thể trốn đến đến nơi đâu thiên ma huyết ảnh trong tay màu đen trường thương theo giữa không trung bên trong hướng về tôn ngộ không hung hăng đập xuống có vạn ma lĩnh vực lực lượng áp bách tôn nộ không đã không có cách nào giống phía trước nhẹ nhàng như vậy né tránh cái này màu đen trường thương công kích chỉ có thể lựa chọn đón đỡ đạp thiên cử bộ như ý kim cô bổng dơ cao tôn nộ không lăng không dập chân hướng về màu đen trường thương nên đón tiếp lấy đạp đến bước thứ tư thời điểm toàn thân gân xanh đã tất cả đều phồng lên đột nhiên hét lớn một tiếng hướng về màu đen trường thương Mui thương hung hăng một gậy đập đi lên Với anh như ý kim cô bổng cùng màu đen trường thương đầu thương tầng tầng đánh vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh một cái cực lớn mây hình nấm phóng lên tận trời lấy dao thủ chi địa phía dưới làm trung tâm mặt đất tầm vang nước ra hạ xuống trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh ra một cái phương viên ngàn trượng hố to hưu tôn nộ không thân hình bay ngược mà ra thẳng tắp đập vào hố to dưới đáy đại địa bên trên ném ra một cái sâu không thấy đáy hình người lỗ thủng thiên ma huyết ảnh cũng hướng về không trung bay ngược một đoạn lúc này mới đem giao thủ cực lớn lực phản chấn cho tiêu trừ nộ không huynh đệ lão đại đại thánh nơi sang ngạo thiên ma đế mục trần hiên bọn người theo thủy kính bên trong thấy cảnh này từng cái nhịn không được lên tiếng kinh hô mặc dù cách xa nhau trăm dặm bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được trung tâm chiến trường chỗ cái kia phảng phất có thể băng liệt thiên địa lực lượng đáng sợ tôn ngộ không cùng kế đô ma đế ở giữa chiến đấu đã siêu việt chuẩn thánh cấp độ đến gần vô hạn vu thành cấp đáng chết kế đô hôn đàn này dĩ nhiên là lưu lại như thế lớn chuẩn bị ở sau nạo thiên ma đế mục trần hiên trong bụng thầm run nghiến răng nghiến lợi lúc trước hắn cùng kế đô ma đế thời điểm giao thủ nếu như là cũng thi triển ra thực lực bây giờ chỉ sợ hắn cũng sớm đã bại trận ma tổ la hầu thực lực thật sự là quá mức kinh người chỉ là một nửa bản mệnh nguyên thần lực lượng liền để kế đô ma đế chiến lực nhảy lên đến dạng này cấp độ đã hoàn toàn không kém hơn cái kia ma thánh cấp thiên giai ma thú thiên ma long không sử xuất vạn ma lĩnh vực sau đó kế đô ma đế chiến lực đã vượt qua thiên ma long chỉ là một kích liền đem tôn ngộ không trực tiếp theo giữa không trung nện và hố sâu bên trong đại thánh không có sao chứ lưu thủy khúc thương trao mày lên hắn đối tôn ngộ không thực lực cũng không có quá nhiều hiểu do chỉ biết là tôn ngộ không rất mạnh nhưng kế đô ma đế thực lực bây giờ thế nhưng là đã đến gần vô hạn chân chính ma thánh cấp tôn ngộ không thật có thể ngăn cản được sao ta tin tưởng lão đại hắn khẳng định sẽ thắng lục nhĩ mi hầu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang lỗ thai giật giật, giật cho dù cách xa nhau ngoài trăm dặm hắn y nguyên có thể nghe được chiến trường bên trong nhỏ bé động tĩnh trong đó một đạo tiếng tim đập chính là theo tôn ngộ không xô ra lỗ lớn bên trong chuyển tới kia là thuộc về tôn ngộ không tiếng tim đập mạnh mẽ đánh thép hoàn toàn không giống thụ thương bộ dáng lục nhĩ mi hầu dám khẳng định vừa rồi cái kia nhìn như đi mánh không sóng lớn va chạm cũng không có đả thương được tôn ngộ không còn có sức tái chiến lão đại hẳn là không thụ thương bất quá cái kia kế đô ma đế hiện tại khí tức thật là rất khủng bố chân chính lĩnh vực lão đại cũng chưa chắc có thể đánh thắng được a à? Nhu Ma Vương lông mày hơi nhíu nhăn, chính hắn cũng lĩnh ngộ lĩnh vực hình thức ban đầu, rất rõ ràng lĩnh vực hình thức ban đầu cùng chân chính lĩnh vực ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu chiến lệnh, Tôn Ngộ không thực lực thật là rất mạnh, nhưng đến đây có thể ngăn trở hay không có được chân chính lĩnh vực kế đô ma đế, Nhu Ma Vương trong bụng thật đúng là không chắc. Bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, nếu như là Ngộ không huynh đệ coi là thật không được lại, chúng ta liền đi nghị cách cứu viện. Đối ma tổ La Hầu thực lực, không ai so ngạo thiên ma đế Mục Trần Hiên hiểu rõ hơn, đây chính là có thể cùng Hồng Quân đạo tổ tranh phong Hỗn Nguyên Thái cực đại La Kim Tiên, so với tam giới hiện tại thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ bọn người lợi hại hơn coi như chỉ là đạt được một nửa bản mệnh nguyên thần kích phát ra vạn ma lĩnh vực sau đó thực lực cũng viễn siêu cái kia chỉ có nhục thân đạt tới ma thánh cảnh giới siêu giai ma thú thiên ma long bất quá loại lực lượng này cũng không phải là kế đô chính ma đế hẳn là sẽ không kéo dài bao lâu chỉ cần chờ kéo dài thời gian vừa đến kế đô ma đế liền sẽ lâm vào suy yếu bên trong đến lúc đó muốn đối phó hắn còn không phải dễ như chờ bàn tay sự tình sao hiện tại liền xem tôn nộ không có thể hay không chống nổi đoạn này thời gian nếu như là không chịu được được nói không chừng bọn hắn liền phải cùng tiến lên liên thủ đối địch Chương 361, pháp tướng tiên địa thần thông đối cứng thiên ma huyết ảnh. Khu khu khủ. Một trận tiếng ho khan theo lô lớn bên trong truyền đến, Tôn Ngộ không theo trong động bỏ lên đi ra, khóe miệng ẩn ẩn có một vệt máu, bị hắn đưa tay cho mài đi mất, nhìn về phía giữa không trung bên trong thiên ma huyết ảnh, trong mắt tách ra kinh người chiến ý. Hoàn toàn bản lĩnh vực lực lượng, quả nhiên lợi hại. Bất quá ngươi cũng không phải là thiên đạo thánh nhân, cái này lĩnh vực cũng không phải ngươi, muốn đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra, kia là vọng tưởng. Một kích này giao thủ, Tôn Nộ không thụ chút vết thương nhẹ, bất quá hôn độn thần thể một loại trong đó ưu thế chính là bản thân năng lực khôi phục khác hẳn với thường nhân, Tôn Ngộ không thậm chí đều không có tận lực đi vận chuyển bát cựu huyền công chữa thương, thể nội điểm này vết thương nhỏ ngay tại thân thể bản thân chữa trị phía dưới khỏi hẳn. Nếu như Tôn Ngộ không tài năng chỉ có thế lời nói, cái kia chỉ sợ thật đúng là không phải kế đô ma đế đối thủ, bất quá hắn căn bản cũng không có đem toàn bộ thực lực đều bạo phát đi ra. Cuộc tỷ thí này vừa mới bắt đầu. Pháp tướng thiên địa. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Tôn Nộ không thúc dục pháp tướng thiên địa thần thông toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến lớn đến cao vạn trượng dưới nhìn qua so thiên ma ảnh ngưng tụ mà thành thiên ma huyết ảnh còn muốn lớn hơn một vòng lớn phía trước tôn ngộ không tại thiên ma huyết ảnh trước mặt tựa như là trẻ con đối mặt một cái như người khổng lồ bây giờ lại là phản tới hắn chỉ là đứng trên mặt đất bên trên đã cùng giữa không trung bên trong thiên ma huyết ảnh trở cao là pháp tướng thiên địa thần thông người dĩ nhiên là nắm giữ dạng này đục thân thần thông thiên ma huyết ảnh khuôn mặt bên trên kế đô ma đế hiện hóa ra tấm kia giữ tợn trên mặt lóe lên một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc không nghĩ tới tôn ngộ không lại còn lại pháp tướng thiên địa thần thông cái này tại tình báo bên trong có lẽ chưa nói quá yêu ma hai tộc nhục thân cường độ tại thượng cổ vạn tộc bên trong đều là số một số hai nhất là yêu tộc thân thể phần lớn mười phần cực lớn vì thế cũng không cần lại có công pháp gì bí kỹ đến tăng lớn thân thể điểm này cùng nhân tộc khác nhau rất lớn cho nên từ xưa đến nay pháp tướng thiên địa thần thông cơ bản đều là nhân tộc tất cả chỉ có yêu ma bên trong chuyên tu nhục thân siêu phạm nhập thánh tồn tại mới có thể nắm giữ pháp tướng thiên địa thần thông thượng cổ yêu tộc bên trong thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nắm giữ pháp tướng thiên địa thần thông nữ hoa nương nương cũng nắm giữ pháp tướng thiên địa thần thông nhưng trừ cái đó ra liền không còn bất luận cái gì yêu tộc nắm giữ quá môn thần thông này diệu pháp mà ma tộc bên trong Tựa hồ chỉ có ma tổ la hầu nắm giữ quá, đáng tiếc là kế đô ma đế cũng không tòng ma tổ la hầu cái này một nửa bản mệnh nguyên thần bên trong đạt được môn thần thông này diệu pháp, hắn chỉ là nghe nói, cũng không tu luyện qua. Vu yêu đại chiến sau đó, Vu tộc cùng yêu tộc kết lặng, nhân tộc của thời trở thành giữa thiên địa chúa thể, ma tộc sớm một bước liền đem ma giới theo tam giới bên trong tách rời mà ra, cũng không biết rõ nhân tộc tuyệt đỉnh luyện thể thần công bát cựu huyền công có thể tu thành pháp tướng thiên địa thần thông, một khi thi triển có thể đem thân thể mở rộng đến vạn trượng lớn nhỏ, lục thân lực lượng bạo tăng gấp mười. Kế đô, ngươi cùng ta lão tôn ở giữa chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Tôn ngộ không nết miệng lên một vệt cười tà, hai mắt chiến ý giạt rào nhìn chằm chằm thiên ma huyết ảnh, quát to một tiếng, thân hình dĩ như động, chúng ta lại đến quá. Cực lớn bàn chân tại mặt đất bên trên hung hăng giẫm một cái, tôn ngộ không thân hình phóng lên tận trời, nhảy lên thật cao sông thẳng lên trời, mới vừa rồi bị hai người giao thủ dư ba đánh tan bầu trời bên trên vừa mới một lần nữa tụ tập một đoàn mây đen, lại lần nữa bị tôn ngộ không thân hình khổng lồ tách ra, trong tay như ý kim cô đồng giờ phút này cũng theo đó biến lớn, tựa như trụ trời, mãnh liệt hỗn độn chi hỏa tại thân gậy bên trên lờ, sau một khắc, xét qua một đạo vắt ngang thiên, địa đường vòng cung hướng về thiên ma huyết ảnh từ trên xuống dưới hung hăng đánh tới này kế đô ngươi cũng ăn ta láo tôn một gậy Phản phất toàn bộ bầu trời đều đè ép xuống như ý kim cô bổng còn chưa nẹ vào cuốn bánh bổng sức lực liền đã đập vào mặt kế đô ma đế sắc mặt thay đổi hiện tại thế nhưng là tại hắn vạn ma lĩnh vực bên trong tôn ngộ không nhìn qua dĩ nhiên là giống như là không bị ảnh hưởng chút nào như vậy cùng bạo công kích cũng có thể phát ra Tiếp ngươi một gậy liền tiếp ngươi một gậy thật sự cho rằng dùng pháp tướng thiên địa thần thông ngươi liền có thể cùng bản tọa chống lại sao Buồn cười ngắn ngủi sau khi khiếp sợ dâng lên là một cố càng giận dữ hơn ý kế đô ma đế hử lạnh một tiếng thiên ma huyết ảnh thân hình bỗng nhiên làm lớn ra một vòng trong tay màu đen trường thương hướng về như ý kim cô đồng hung hăng đâm đi lên cong tiếng sắt thép va chạm lương theo lấy một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về tứ phía khuyết tán ra đến cho dù là tại cao mấy vạn dặm không bên trên y nguyên có thể cảm nhận được cái kia cố kinh người lực phá hoại trong vòng phương viên trăm dặm mây đen tất cả đều bị tách ra đại điệu bên trên hố sâu cũng làm lớn ra ra nguyên bản đã bị phá hủy đến thất thất tám bát ma chỉ riêng thành tại cái này một đợt cuồng mánh lực lượng dư ba xung kích phía dưới triệt để tổn hại tất cả kiến trúc đều biến thành một mịn trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất tựa như là bị quét sạch quá sạch sẽ không gặp được mảy may sinh cơ có chỉ là cái kia cực lớn hố sâu cùng đầy trời bụi đất lui mau lui lại rời khỏi năm trăm dặm đi đoan mục bạch cùng lưu thủy khúc thương sắc mặt đại biến liên tục không ngừng hướng về mỗi cái gia tộc đám tử đệ hạ đạt mệnh lệnh rút lui tôn nộ không cùng kế đô ma đế ở giữa chiến đấu thật sự là quá kinh khủng thân ở trăm dặm có hơn đều có bị lan đến gần nguy hiểm đáng sợ như vậy phá hoại lực lượng nếu là bị cuốn vào trong đó lời nói khẳng định lại giống cái tia ma quan thành ngay cả cặn bã đều không thừa nổi đến đây chính là chân chính cường giả đỉnh cao uy thế sao ta cùng hắn ở giữa quả nhiên lại như là danh trời đồng dạng a hoàng trinh sai bằng vũ cùng hầu kiệt thân làm sắc vi dòng binh đoàn ba vị đương ra, lần này cũng mang theo mở rộng sau sắc vi dòng binh đoàn cùng đi ma con thành bất quá đoan mục bạch cũng không dám để bọn hắn trên chiến trường cái này nếu là hoàng trinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói tôn ngộ không còn không đem hắn ra cho bóc chính hoàng trinh cũng có thể cảm thụ được đi ra nàng tại tôn ngộ không trong suy nghĩ địa vị là khác biệt cao hơn nhiều xài bằng vũ cùng hậu kiệt nhưng tôn ngộ không nhìn nàng ánh mắt bên trong cũng không có nửa điểm nam nữ tình yêu tựa như là một cái đại ca đang nhìn muội mội mình, có lẽ theo tôn ngộ không, nàng vẫn luôn chỉ là cái phải cần được bảo hộ tiểu muội mội đi. mỹ nữ thích anh hùng, đây là thiên cổ không thay đổi chân lý, hoàng trinh đối tôn ngộ không không phải là không có quá tưởng niệm, thế nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, nàng cùng tôn ngộ không ở giữa trên lệch thật sự là quá lớn, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, loại cảm giác này tại lúc này quan sát tôn ngộ không cùng kế đô ma đế ở giữa sau đại chiến càng rõ ràng, loại này trong lúc phất tay liền đủ rồi hủy thiên diệt địa cường giả tuyệt thế, lại ở đâu là nàng có thể với tới? đâu? đông đông đông, chiến trường bên trong tôn nộ không vạn trượng thân thể giữa không trung bên trong liên tiếp lui về phía sau hết thể lui về sau tám bước lúc này mới đem giao thủ cự lực cho tháo bỏ xuống cực lớn dày chiến tại hư không bên trong dẫm ra dòng dã tám cái lực lượng vòng xoáy nửa ngày mới chậm rãi tiêu tán ra